362, ken chương ba ken trương chúc mừng ngài hoa hướng dương đụng đại vận sản xuất chậm chạp trái cây một viên cầu tặng kẹo hoa tiêu nhất phỉ tỷ phản phất thời gian vô hạn trở nên chậm kiểu phỉ lấy một giây đồng hồ một ly khoảng cách chậm rãi di chuyển ánh mắt cách quá xa nhìn không quá rõ ràng nhưng nghe thanh âm giống như là tiểu tiêu ta cái này là huyễn nghe sao gần tỉ mỉ một nhìn thật là nàng mười phút phía trước hoa diễm trẻ mới sinh dòm bỉ truy cầu kiểu phỉ một màn bị thiên thượng một tức lục lòng tiểu đội thấy được là kiêu phỉ tỷ là kiêu phỉ tỷ tiêu tiểu kiều kích động cầm lấy lữ thụ tay cả cái người đều muốn đứng lên tuy là mười cái hơn chín tháng không gặp nhưng hảo tỷ mội vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia trật vật chạy thuộc mạng nữ nhân bối ảnh chủ yếu là quay phim thời điểm có thật nhiều bối ảnh hí nàng đều rất quen thuộc rất quen thuộc sau đó một giây kế tiếp nàng liền giật mình không tốt tiêu phỉ tỷ có nguy hiểm lữ thụ nhanh đi cứu tiêu phỉ tỷ suýt xem trước một chút nhìn cái gì tiêu tiểu kiều vẫn là rất vội vàng sao động thúc giục ta nói xem trước một chút lữ thụ nhàn nhạt liếc mắt một cái nhìn cái kia lạnh lùng nhãn thần tiểu tiểu kiểu nhất thời trong lòng run lên nàng không dễ dàng như vậy chết xem trước một chút ta trước sau như một rất tôn trọng nữ nhân xem trước một chút nàng mình có thể hay không giải quyết không giải quyết được ta sẽ xuất thủ yên tâm ta muốn cứu nàng dễ như trở bàn tay nói xong liền không lại phản ứng trong lòng người tuy là ánh mắt vẫn còn ở nhìn chằm chằm tiểu phỉ bối ảnh nhưng tâm tư đã tiến nhập chỗ hắn ngay mới vừa rồi đã lâu ác ma trái cây lần thứ hai sản xuất lại nói tiếp cái này ác ma trái cây sản xuất tỷ lệ thật sự là quá thấp cũng liền ban sơ thời điểm sản xuất nhiều lần đến rồi sơn tỉnh sau đó thật giống như quên cái này chức năng giống như khiến cho lữ thụ một lần cho rằng ma trận hệ thống chỉ là cho hắn sơ kỳ lót đường làm bảo đảm hậu kỳ sẽ không có ác ma trái cây ra đời không phải vậy vì sao nửa năm không có một viên ác ma trái cây sản xuất thì sao quả thật có tiệm quang trái cây phía sau hắn đã không cần những thứ khác trái cây nhưng ai lại sẽ ghét bỏ năng lực của mình thiếu thì sao bất quá cuối cùng là lại sản xuất một viên ác ma trái cây có lẽ là theo trái cây sản xuất số lần trở nên nhiều tỷ lệ cũng thay đổi thấp keng, chúc mừng ngài hoa hướng dương đụng đại vận sản xuất chậm chạp trái cây một viên a phổ xì si hải tặc đoàn ngân hồ phổ xì si năng lực bị tia sáng bắn trúng sự vật ở ba mươi giây bên trong sở hữu hành động đều sẽ biến đến tương xứng thong thả nghĩ lúc đó ở trường liên đảo thời điểm ngân hồ phổ si nhưng là hơi kèm còn phi thoạt nhìn lên rất yếu trái cây năng lực nhưng trên thực tế nếu như mở ra tương xứng thói xấu loại này năng lực đặc thù hình hệ siêu nhân ác ma trái cây đều cực kỳ khủng bố ở hiện nay mà thế bên trong năng lực này xác thực rất thói xấu nhất là ở ứng đối thi triều thú chiều thời điểm trực tiếp cho chậm chạm kia sáng bao phủ toàn bộ chiến trường cái kia cờ mở nở vạn zombie, bi dị thú trực tiếp liền thành mục tiêu sống Thiện tay thuật trái cây chạm một cái tính chất liền lữ thụ trước mắt mà nói những thứ này đặc thù loại hình trái cây năng lực mang tới chiến lược phụ gia thêm được hiệu quả đã vượt qua tinh khiết giòn ngành chiến đấu ngươi cho hắn một cái thiêu thiêu quả thực nham tương quả thực gì gì đó cũng không thể tăng thêm tiềm quang trái cây tổn thương lực liền tổn thương lực mà nói hắn thiệm quang trái cây đã đủ rồi cần chính là phụ trợ hình linh cho dạ điệp ăn đi lữ thụ nhớ lại một mực tại nội thành trong thành bảo phục vụ người hầu qua lại vận chuyển vật liệu ra đi đều như thế cần cù bù sinh năng tự nhiên được thưởng một cái đầu của bọn nó đầu chứ tốt chủ nhân Ken, ngài dạ điệp ăn chậm chạp trái cây lên cấp làm chậm chạp củ cải trắng danh tự này cảm giác giống như là con lười thiểm điện thì sao cũng trong lúc đó trong đầu nhớ lại ba cái tuyển hạ một thu được ưu hóa bản chậm chạp trái cây năng lực hai thu được chậm chạp lĩnh vực kỹ năng ba có thể đem chậm chạp năng lực ban tặng những người khác h lữ thụ đều bối rối nửa năm không nổ ác ma trái cây kết quả nhất bạo liền cho ba mấy điện ưu hóa bản chậm chạp trái cây sau khi xem xong lữ thụ liền đã hiểu nguyên bản chậm chạp trái cây tay nhất định phải bày ra đặc định thủ thế sau đó mới có thể phóng ra ánh sáng ưu hóa bạn không cần tránh cho cảm thấy thẹn nguyên bản càng là có một cái khuyết điểm tia sáng có thể bị cái gương các vật thể phản xạ hơn nữa ngón tay đầu ngón tay bị khống chế mà nói liền không cách nào phóng ra ưu hóa sau đó những khuyết điểm này cũng không có nói cách khác lữ thụ khai phát tốt có thể một ánh mắt chậm chạp động tác của ngươi mà cái thứ hai chậm chạp lĩnh vực có chút thói xấu lúc phát động quanh thân phạm vi một vạn mét bán kính bên trong tất cả sinh vật động tác chậm chạp có thể tự do giảm bớt diện tích nhưng không thể tăng lớn đây là lĩnh vực hay lữ thụ còn trẻ thời điểm nhìn thật nhiều kỳ huyễn tiểu thuyết châu nhất chính là lĩnh vực có thể va chạm vào lĩnh vực đều không ngoại lệ đều là kim tự tháp cường giả đứng đầu đến mức cái thứ ba tặng cho người khác tuyển hạng đều đi ra rồi là thật đại ly phổ a bất quá cái này tuyển hạng lữ thụ chắc là sẽ không đụng nhưng nên có tâm phòng bị người ai cho dù là thân mật nhất của bạn đường phi những thứ này cũng không chừng lúc nào cũng có thể sẽ cho hắn một kích thì như bị một ít năng lực khống chế thao túng ở vân vân một phần bạn chậm chạp trái cây cho các nàng trái lại thì có thể đem một quân công kích loại năng lực có thể bàn tặng người khác thế nhưng loại này đặc thù phụ trợ hình tuyệt đối không thể lữ thụ suy nghĩ một chút linh ta tuyển trạch thứ một cái ưu hóa bản chậm chạp trái cây tuất chủ nhân keng ngài chậm chạp củ cải trắng phản hồi cho ngài một viên ưu hóa bản ác ma trái cây chậm chạp trái cây lữ thụ cười cười lúc này kiểu phỉ đã bay đến trên mặt sông đang ở cười nhạo cự đại trẻ mới sinh dòm đi đâu thú vị vì sao không chọn lĩnh vực lĩnh vực đặc biệt nương liền thành không khác biệt công kích một ngày mở ra quanh người toàn bộ chậm chạp mặc kệ địch ta toàn bộ tiến vào chậm chậm trạng thái hết con b nếu như một đối một một đối với bột mà nói ngược lại là có thể dùng nhưng quần chiến cũng quá giới hạn sở dĩ tuyển ưu hóa bản không có hạn chế điều kiện bốt chiến quân chiến đều có thể thi triển năng lực cớ sao mà không làm thì sao tiếp theo một cái trước mắt bốn không đầu quái ngư phá vỡ mặt sông hướng về phía tiểu phỉ một vụ cắn chậm chạp tia sáng bây giờ còn chưa thuần thục không cách nào trừng mắt chậm chạp tạm thời chỉ có thể sử dụng ngón tay vòng vòng màu hồng tia sáng phủ xuống lồng đưa toàn bộ chiến trường bờ sông không được dơ chân khổng lồ dọn bị phản phất bị dừng hình ảnh một dạng tập ở giữa không trùng hình ảnh được không quỷ dị mở ra miệng rộng cắn một cái đi qua quái ngư cũng đứng vững tiêu phỉ càng là làm chạy trốn hình dáng vừa mới bốn người bị định ở tại không trung còn có dưới mặt nước loại cá toàn bộ bị dừng hình ảnh trong nháy mắt mười ngàn thước phạm vi bị bao phủ ở phi tỷ có người nói ta không có ác ma trái cây trước tiết kỳ thực không phải là không viết mà là viết cảm giác cứ như vậy có thể thủy chương một ONM không ha ha nhất thế tiêu dao chương ba trăm sáu mươi ba phi tỷ ngươi tốt xú cầu tặng kẹo hoa tiểu kiều tới là tiểu tiểu may trái cây năng lực chỉ là chậm chạp động tác của ngươi mà không có liền tâm tư cùng nhau trì hoãn bằng không nàng liền kiểu tiểu kiểu đều nhận thức không đi ra chủ yếu là không có phản ứng hắn chậm chạp chuyển động trong mắt chỉ thấy đầu kia hỏa điệu trên lưng ông tiểu kiều nam tử giơ tay lên ba phát kim sắc laser hai phát xuyên thủng cự đại trẻ mới sinh dòm bi đầu lâu khác một phát đánh xuyên dưới thân đang dài miệng rộng quái ngư đầu mặc dù là nhìn không thấy nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng cái kia quái ngư tuân ra nao hoa đang chậm rãi hướng bốn phía bàn tới bởi vì xa xa trên mặt sông nổ lên một mảnh bọc nước một màn quỷ dị xuất hiện làm thủy hoa tiên bên người nàng mới thức chỗ thời điểm lơ lửng ở giữa không trung cũng không còn cách nào tiến thêm trong nháy mắt kế tiếp hồng nhạt tia sáng tiêu thất tiêu phỉ siêu vọt ra ngoài bởi vì bị định trụ thời điểm nàng kỳ thực đã đang hướng xa xa chạy như bay chỉ là vừa xoay người phi người đã bị chậm chạp tia sáng định trụ hiện tại chậm chạp tia sáng tiêu thất bị định trụ thân thể tự nhiên là trong nháy mắt phi buôn đi ra ngoài lạp bất quá đang bay ra đi không được đến trăm mét thời điểm liền dừng lại hai mươi ba bị ngừng giữa không trung bọt nước một lần nữa bắt bắn tung toé đứng lên nếu như nàng không có bay ra ngoài nói lúc này đã bị bắn tung toé một thân mà đầu kia cự đại quái ngư cũng là lần thứ hai chui lên giữa không trung chỉ bất quá miệng của nó đã không lại cắn bảo sông lên chừng năm nước, thân thể to lớn oanh đập chúng trên mặt sông màu đỏ máu nhuộm đỏ chung quanh nước sông chỉ bất quá trong nháy mắt kế tiếp nó liền tiêu thất điều này làm cho kiểu phỉ trận tròn cặp mắt mà bờ sông trên đầu kia cự đại trẻ mới sinh dòm bi quanh một tiếng trở xuống mặt đất đứng ngẩn ngơ mấy giây sau thân thể khôi ngô ẩm ẩm ngã xuống đất đập mặt đất run lên một cái giống như động đất cấp 10. đầu này khổng lồ trẻ mới sinh dòm bị quá lớn đơn thuần một phát tia laser đánh xuyên qua đầu không nhất định sẽ chết cái đầu lớn trí mạng điểm liền tương đối tiểu sở dĩ hai phát tia laser một phát tự cái chán tuôn ra một phát hủy diệt rồi não làm từ miệng xuyên thủng ngay sau đó hát xác dây thừng lưới dao sắc bén vỡ đầu mọi tim lấy ra bốn viên tinh hạch đều là tứ dai trong tim lại có ba viên Khổ ngươi đại tỷ lệ cũng là có tiếp theo một cái trước mắt cái kia cao hai mươi ba mươi m khôi ngô thân thể biến mất ở kiểu phỉ trong tầm mắt như nhau lúc trước năm sáu thước chiều dài quái ngư vậy lữ thụ tấm tắc may ta có lớn không gian giới chỉ, bằng không thật đúng là không chứa nổi hàng này hai mươi ba mươi m hỏa diễm trẻ mới sinh dọn bị a à, cái này có thể là độ tốt tương đối đặc thù cầm tới làm tế phẩm nhất định có thể triệu hồi ra không tầm thường thâm viên sinh vật tới đến lúc đó bạo một lớp bảo bối tốt tỏ tới kiều phi Tiêu tiểu, tiểu kiều hào hứng với tay một bên huy vũ một bên thúc giục lữ thụ nhanh nhanh tiến lên tiến lên ngang nhiên xông qua ngang nhiên xông qua lữ thụ rất bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡi tiểu chu tử hướng tiểu phỉ tới gần ngược lại là tiểu phỉ sợ lui lại mấy bước tiểu phỉ tỷ ta là tiểu kiểu a ngươi chạy cái gì ngươi đứng lại chứng minh như thế nào ngươi là tiểu kiểu tiểu phỉ chỉ vào hô người lại hướng về sau phi độn vài mét ách phi tỷ lòng cảnh giác rất mạnh nha nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút trước mắt nhất thời sáng lên chúng ta đang quay mười dặm đào hoa tràng thứ bảy hí thời điểm ngươi tham ăn ăn anh đào ăn hư cái bụng kết quả chúng ta tăng ca vỗ nguyên bản ban ngày tiết mục đánh thành đêm tối vai diễn tiểu phỉ vẫn còn có chút không xác định ngươi thực sự là tiểu kiều thực sự là tiêu tiểu kiều phách cùng với chính mình bộ ngực nói rằng ta nhưng là vượt qua vạn dặm tới tìm của ngươi phi tỷ ngươi liền không cảm động lữ thụ thổi phù một tiếng hơi kém bật cười vạn dặm tiểu phỉ không dám động không dám động a qua một lúc lâu tiểu phỉ cái này mới chậm rãi nhẹ nhàng qua đây chung quanh thân thể còn xoay tròn sắc bén phong nhận tiểu tiểu kiều phi tỷ về phần ngươi cẩn thận như vậy sao lữ thụ lại là thay đổi phương hướng rơi vào một bên so với xa xa mái nhà cao tầng tiểu kiều Ừm, là ta a à. một lúc lâu tiêu phỉ rốt cuộc tản đi quanh thân phong nhận chậm rãi đi lên trước hai người liếc nhau một cái lúc này mới ôm nhau ta còn tưởng rằng ngươi chết thì sao ngươi mới chết rồi đâu hoa phi tỷ ngươi tốt xú a à. đáng chết ngươi lại làm sao trắng như vậy xảy ra à? ta bên này có thủy hệ năng lực giả cũng không cách nào rửa sạch ngươi lại làm sao như thế ngăn nắp xinh đẹp từ đầu đến chân quan sát một lần tiêu phỉ đều có chút ghen tị tự ti hàng này vẫn là cái kia ngăn nắp xinh đẹp đại mỹ nữ đâu mà nàng nhanh chóng thành tiểu bùn hậu tử chúng ta bên kia có nước còn xây một tòa thành trì a à, lần này tới chính là đón ngươi đi qua sau khi a lạp a lạp a lạp a lạp cái miệng nhỏ nhắn của cụ, thật nhanh nói Tiểu phỉ đều ngẩn ra gì 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 các nàng ở sơn tỉnh kiến tạo một tòa thành trì đã có hơn một ngàn người rồi hả các nàng có thức ăn sao nuôi sống hơn một ngàn người a à, chín tháng các nàng nơi nào nhiều như vậy thức ăn nàng nuôi sống ba mười tám người cũng đã rất cố hết sức mỗi ngày vừa mở mắt chính là ngày hôm nay đi chỗ nào tìm ăn nhắm mắt thời điểm là ngày mai ăn cái gì các nàng khét ngược nuôi hơn một ngàn người qua bên kia cũng không thành vấn đề ngược lại nàng mỗi ngày nghĩ thế nào nuôi sống tiểu đội cũng đã rất nhức đầu hơi liếc lữ thụ lên mắt. "Ai, hắn là nam nhân ngươi." Tiêu Tiểu Kiều nhất thời mặt đỏ lên, khẽ gật đầu một cái. Lữ thụ cưới ở chu tức trên người, làm một cái kiểu dáng Âu Tây lễ, tự giới thiệu mình một chút, bị nhân tân hỏa thành thành chủ, thiểm thiểm trái cây năng lực giả, ngũ giai tấn cấp giả lữ thụ 410. "Hắc, thiểm thiểm trái cây." Thế giới này còn có ác ma trái cây rồi hả? Từ ngực, đây chẳng phải là đánh không hắn. Xuất thủ, Tiêu Phỉ theo bản năng liền huy ra một bả phong nhận, quan sát. màu xanh gió, nhận hàn quang lóe lên, xuyên thấu lữ thụ thân thể thời điểm, cơ hồ là trước mắt phản xạ trở về một đạo yếu bản phong nhận phản xạ thiên phú nô no. tiêu phỉ kêu lên một tiếng đau đớn may tức thì vẫn lên phong thuẫn bằng không lần này phải đem nàng cắt tổn thương ngươi phi tỷ ngươi làm cái gì hả à? tiêu tiểu kiều trận tròn cặp mắt khái khái ta thử xem năng lực của hắn dường như thật là đánh không a à? nhưng là tại sao phải có một đạo phong nhận phản trở về đánh vào trên người ta hả à? tiêu phỉ không hiểu ra sao đó là bởi vì hắn có phản xạ thiên phú cái này đều được nói tiêu phỉ hướng xung quanh ngắm một vòng những thứ này là sao các ngươi từ nơi nào tìm được ác ma trái cây động vật hệ năng lực giả sao vẫn là thú hóa năng lực giả hùng hùng trái cây gấu trúc hình thái sao đã có thiểm thiểm trái cây có động vật hệ cũng không kỳ quái a chỉ là hẳn là không có giống nhau như lúc sáu viên trái cây chứ đa số chắc là thú hóa năng lực giả chứ ngược lại nàng đã gặp nhiều cái còn giết chết một con báo người đâu cùng dồn lụt xì giống như nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh chương ba bị chấn động cá voi kiểu phỉ cầu tặng kẹo hoa lao trần phong bạo liệt tiểu phất tay cười cười không 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 mỹ lệ nhân loại nữ tính chúng ta không phải là ác ma trái cây động vật hệ năng lực giả cũng không phải thú hóa năng lực giả chúng ta là vẹn đại nhân đến từ mỹ lệ mê tung đảo lao trần bọn họ đã ngây người một đoạn thời gian tự nhiên là biết ác ma trái cây đương nhiên bọn họ cũng không biết ác ma trái cây đến từ chính một bản văn tỷ hệ sơ mạng gạ chỉ là biết ác ma trái cây những thần kia kỳ năng lực hắc tiêu phỉ trực tiếp ngây ngẩn cả người mê tung đảo lưu lãng đầu kia đại ô quy thần xin gì thứ vất vóp ổ cờ giặc bên trong gọi tới các ngươi đến từ azerot dốt là cái gì chúng ta đến từ mê tung đảo lý ra mật rượu lắc đầu một lữ thụ cũng hỏi qua bọn họ bọn họ xác thực không biết ạ giờ rốt là cái gì nó như thế nào đây cái loại cảm giác này giống như là người địa cầu cũng không biết bọn họ sinh hoạt viên tinh cầu này gọi lam tinh một dạng cũng không kỳ quái chúng ta biết lam tinh nhưng thời trung cổ thời điểm châu âu bọn họ chỉ biết mình quốc gia hoặc là nước láng giềng gọi cái gì đồng dạng không biết dưới chân viên tinh cầu này là tên là gì ách Tiểu phỉ gãi đầu một cái một ít tê dại sau đó mới phản ứng được ta đặc biệt meo meo quản ngươi đến từ nơi nào đâu cùng tỷ lại không có quan hệ không được ta được nhanh đi về đồng bạn của ta còn đang chờ thuốc đâu nói phong chi lực khống chế được thân thể cả cái người lần thứ hai cất cánh sau đó ho khăn a một búng máu hoa tràn ra người cũng một lần nữa rơi trở về đỉnh trong lòng ôm dược phẩm cũng vãi nhất điện phi tỷ tiêu tiểu kiều sợ hãi liền vội vàng tiến lên cẩn thận đỡ không có việc gì chính là bị cái kia bùn ca nhi tử cho đánh một cái tính dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi lao trần tới một cỗ hòa hợp lục sắc vũ khí từ lao trần lòng bàn tay tuôn ra một chút xíu cuốn chặt lấy kiểu phỉ sinh mạng đan dệt sương ngủ đang ở một chút xíu chui vào toàn thân mà bị đánh thương thế cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn bên trong tiêu phỉ một chút xíu trận tròn cả mắt cái này ngươi là võ tăng ngắn ngủi mười giây không tới công phu nàng hộ thân thương thế liền toàn bộ tốt lắm mỹ lệ nhân loại nữ tính ngươi biết võ tăng Ừm! nói như thế nào đây chơi đùa mập mạp tròn vo vẹn đạ nhân nhiều khả ái còn có thể cồn địa lận không có việc gì tiểu phỉ liền yêu lật tới cúc đi cảm tạ a à, thuốc của ta lúc này mới nhớ lại thuốc của mình vãi nhất địa vội vã chạy đi nhặt tên ỵ lìn lữ thụ nắm lên một hộp cười tử tên y xị lìn tiêu tiểu kiều cũng là hơi xứng sở phi tỷ ngươi bị zombie bi quào chảy rồi hả? nơi nào đâu đừng lật ta bị bắt tổn thương còn có thể đi ra hả? là đồng bạn của ta ngươi cũng nhận thức mekha mekha các ngươi làm sao được phải bọn họ cũng ở phụ cận quay phim thầy thuốc cùng đặc biệt chủng binh tiết mục chứ đại khái là mạt nhật phía sau một tháng hai chúng ta tổ nhân mã được phải cũng liên hợp thành một cái đoàn đội nhỏ chi tiết kỳ ít người chết nói nói tiêu phỉ ngây ngẩn cả người ai không đúng các ngươi biết tên dụng à ta cũng là một lần ngẫu nhiên mới phát hiện tiêu tiểu, tiểu kiều vui vẻ rất là tiêu ngạo chống lạnh cái mũi nhỏ hơn một cái cùng ô tầm quản giống như hừ hừ chúng ta trong căn cứ đường phi tỷ là có thể loại trừ dòm bi độc tố ngoại trừ đường phi tỷ lão trần cũng có thể làm được tiêu phỉ trận tròn mắt thật thực sự võ tăng có một cái năng lực có thể tịnh hóa tật bệnh cùng độc tố lữ thụ nói rằng thật tốt quá cái kia nhanh chóng chút xa xỉ hưng phấn nhảy dựng lên lữ thụ khoát tay áo trước không đội những thứ này tên ngươi là ở nơi nào tìm được quốc khách khoa phụ sản y viện a liền tại ba mươi m tiêu phỉ nhận rõ phương hướng một chút nói rằng đi dẫn đường ngươi muốn vật kia làm cái gì không phải có năng lực loại trừ độc tố sao tiêu tiểu kiều giải thích bởi vì chúng ta tân hỏa thành tấn cấp giả đội ngũ muốn hướng ra ngoài quyết tán chấp hành nhiệm vụ sở dĩ phải lộng một ít tên cái này dạng có thể chỉ hoan biến dòm bỉ thời gian tốt đổi kịp trở về rõ ràng độc tố ẩu vậy cùng ta tới tiêu phỉ gật đầu phong chi lực quấn quanh dưới thật nhanh hướng xa xa chạy đi hoa là gió ai xem ta tiêu tiểu kiều cũng là vung hai tay lên hóa thành đạn pháo đuổi theo người cũng xa xỉ một ít xứng sở chẳng lẽ nói không hổ là hảo tỉ muội thậm chí đi ngủ tỉnh năng lực đều là rõ lữ thủ cưới chu tức lên đỉnh đầu phi nàng năng lực là thao túng không khí ở một mức độ nào đó với ngươi một ít tương tự a à, a à, gió trên bản chất là không khí nhưng không phải là là không khí mà là bởi khí áp sai biệt mà sinh ra lưu động không khí sở dĩ ngươi muốn nói kiểu tiểu kiểu năng lực là gió cũng không có sai ca không hổ là hảo tỉ muội kỳ hỉ 300 thước khoảng cách không đến ngũ dây đã đến một chuyến tiểu đội chậm rãi rơi vào tầng cao nhất nơi đó mái nhà cửa đã bị tại ra không cần phải nói cũng biết là ai tại ra đoàn người từ tọa kỵ trên mẹ xuống chờ bên trong có rất nhiều dòng không thành vấn đề giao cho chúng ta vẽn đạn nhân bằng hữu thì tốt rồi sau đó tiêu phỉ liền gặp được cái gì gọi là nóng nảy vẽn đà nhân quả thực phong quyển tàn vân một dạng không có một đầu zombie bị có thể chịu đựng được hai gậy gộc. bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm, họ dạ họ dạ họ dạ âu lạp âu a âu lạp hơn mười phần phía sau cả tầng lầu đã không còn một đầu dòng nơi này là dược phần khố liền chính là từ nơi này tìm được tiêu phỉ chỉ vào nói rằng lữ thụ chỉ nhìn lướt qua cũng không chăm chú nhìn kỹ trực tiếp giới nhắm ngay Hương một dạng lấy đi dược phẩm trong kho toàn bộ thuốc không chỉ là penicillin, người thường cũng cần một ít cảm bạo thuốc không phải tiêu phỉ lần thứ hai trận tròn các mắt cái này khiến nàng cuối cùng là biết khi trước quái ngư trẻ mới sinh dọn bị đều đi đâu vậy nên mã còn có không gian giới chỉ bọn họ qua rốt cuộc có bao nhiêu làm dịu a à? ngươi ngươi muốn đầu kia dọn bị thân thể làm cái gì chu nhịn không được hỏi cắm ở trái tim nghi hoặc quái ngư có thể lý giải Huyết là màu đỏ chứng minh không phải zombie, có thể ăn. Đầu kia 20, 30 ba mươi mét khổng lồ trẻ mới sinh zombie cũng ăn. Cầm tới làm hiến tế tế phẩm, đây chính là một đầu thứ tốt đâu. Lữ thụ trả lời một câu, từ trên xuống dưới quét sạch một vòng, thanh không khoa phụ sản bệnh viện zombie, thuận tiện cũng lấy đi toàn bộ có thể lợi dụng khí tài, dược phẩm gì gì đó. Sau khi muốn chế tác tên xí lìn, những thứ này máy móc, hoặc nhiều hoặc ít có thể phái trên tác dụng. Thu thập hết tinh hạch phía sau, đoàn người cưới long cùng chu tước hướng phía phía đông Trung sơn khu y viện bay đi. Mời đọc bộ truyện có mảnh chính bá đạo, sát phạt quyết đoán, xây dựng thế lực cho riêng mình lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh tấu hải mời các bạn vào bóc kem ủng hộ chuyện của người việt chương ba trăm sáu mươi không có thể dính vào tiện nghi cầu tặng kẹo hoa trung sơn khu người dân ý viện hình lũy không được đi tới đi lui trong lòng của hắn rất lo lắng gấp muốn bước lửa để người có thể không thể trước dừng một chút qua lại lắc hoảng mắt của ta đau nguyễn Xanh hạ nói rằng thật vất vả ngồi xuống toa hạ nghỉ ngơi một phút đồng hồ hình lũy lại đứng lên nóng nảy qua lại đổ bước ai trở lại tự nhiên chỉ vào bên ngoài trên bầu trời bóng đen to lớn nói rằng người chung quanh vội vã ngầm đầu hình lũy càng là nhanh chóng hướng mái nhà phóng đi toàn bộ khu bệnh viện cửa cửa sổ gì gì đó đều bị tấm ván gỗ thiết bản gì gì đó phong tỏa đứng lên chỉ để lại một ít tế tế khe hở để xem quan sát tình huống bên ngoài cửa ra chỉ có một cái đó chính là lầu chốt mái nhà cửa chứng kiến y viện tiêu phỉ vội vã từ chu tức trên lưng nhảy xuống tới phong chi lực bảo hộ lấy chậm rãi đáp xuống trên sân thượng thụ nguyên bản còn muốn chiếm chút hơi nhỏ tiện nghi tiêu tiểu kiều, kiều ở phía trước hắn ở chính giữa tiêu phỉ ở phía cuối cái này dạng chu tước tăng tốc độ dừng lại tiêu phỉ sẽ bởi vì quán tính đánh vào phía sau lưng của hắn trên đáng tiếc đó là người bình thường thưởng thức tiêu phỉ là năng lực giả dạ một mực tại dùng chính mình phong chi lực hộ vệ khiến cho lữ thụ không chiếm được một chút tiện nghi sau khi hạ xuống tiểu phỉ hung hang oan lữ thụ lên mắt ý ý tưởng nàng há có thể đoán không được thình thịch mái nhà cửa lạc rắc cá ạ à. một tiếng đụng phải ra thế ngươi không có sao chứ ta không sao a 753 vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chứng kiến tiểu phỉ hai tay dấu tuyết hình lũy hít một tiếng không tìm được tên y si liền sao không tìm được còn chưa tính ngươi người không có việc gì là tốt rồi ngươi không có bị đầu kia hải nhi dọn bị phát hiện chứ đi vào rồi hay nói tiểu phỉ phất phất tay không chỉ là bị phát hiện còn theo chân nó đánh một trận sau đó bị hung hăng đánh một trận nếu như không phải lữ thụ hành không xuất hiện nàng phòng chứng rất khó chạy trốn rơi đến mức penicillin, lao trần đô có tỉnh hóa dòm bi độc tố năng lực thiên ma còn cần những thuốc kia đều một tia ý thức nhét vào nhãn thụ trong không gian giới chỉ Tốt. Hình lũy gật đầu. Tiểu chú tử, ngươi mang theo bọn họ chu vi tán xem. Lữ thụ chỉ huy nói. Lệ. Lớn như vậy thể trọng một tia ý thức rơi vào y viện mái nhà trên đỉnh nói, đáng tin cho nó áp sập. Nhìn lấy một quần hùng chế bắt đầu khí phép hiên ngang, cao lớn uy vũ bẹn đả nhân, từ mái nhà đi xuống, bên trong một đám những người may mắn còn sống sót triệt để trận tròn mắt vẹn đại nhân bại cũng phải thua thiệt bệnh viện này mái nhà cửa đủ lớn coi như là mập mạp nhất lao trần trên một chút cũng là có thể miễn cưỡng chen vào tuy là hắn thì nhiều nhưng rất mềm hơn nữa gấu trúc cũng là miêu nhà miêu là chất lỏng đều tàn ra tiêu phỉ phất tay xua đổi mở chu vi vây xem những người may mắn còn sống sót các ngươi nhãn ta tới mét làm đang ở bên trong mét phục nhắc tới cái này hai chữ hình lũy trong đầu lại là co quắp một trận cũng không biết mình bạn gái có thể kiên trì bao lâu đã kiên trì nửa tháng có nên hay không thả chạy nàng hộ sĩ trong phòng nghỉ ngơi mét trợt bị trói ở trên giường bệnh trừng sát tái nhợt trên trán thỉnh thoảng lăn xuống vài giọt mồ hôi hột gối đầu đã ướt đẫm thật lớn trong con ngươi một ít mê man ao kỳ thực nàng đã sớm nghe phía bên ngoài ngẫu nhiên xuyên thấu tới nói nhỏ nàng cũng biết chính mình một cái người tiêu hao đại lượng tên nhị xì lìn tài nguyên mà bây giờ nàng còn chưa lành có người bất mãn cũng là bình thường nhưng là không người nào nguyện ý chết ta nàng muốn sống bạn trai của mình đã chừng mấy ngày không đến xem nàng trong lòng nàng minh bạch hình lũy cũng là nằm ở tình cảnh lưỡng nan nàng không trách hắn chỉ ít có chút thất vọng thất vọng rồi chừng mấy ngày chật cũng đại triệt đại ngộ không phải là tử vong sao sợ gì kỳ thực mặt nhật sơ kỳ thời điểm nàng chết rồi nếu như không phải nữ phụ tá đẩy nàng một cái nàng đã rơi vào dòm bì trong miệng mà nàng nữ phụ tá bị dòm bị cắn mặt nhật một tháng sau nàng tìm được rồi cái kia biến thành dòm bị nữ phụ tá lúc này nữ phụ tá cái cổ bị cắn rất phân nửa toàn bộ thể bộ phận đã trống không u tối ra dáng dấp đã sớm đại biến nếu như không phải trên lỗ thai cái viên này nàng đưa ra khuyên thai khả năng căn bản cũng không nhận ra sau đó hỏa luyện ngục đùi về bùi đất về đất nhìn bạch sắc thiên hoa bản mặc dù là đi qua chín tháng mét phục như trước có thể từ trong không khí người được nhàn nhạt như có như không bị thuốc đông y Tốt. trực tiếp cháy rồi a à. hơi phía đầu nhìn thoáng qua trên người hát sắc chi chu vân lại nặng nặng thở dài một cái nàng hạ không được thủ Liên lại tâm tư bay loạn thời điểm cửa một tiếng bị đẩy ra tiểu phỉ hào hứng chạy vào mét phục mét ngươi tỉnh lại đi ngươi được cứu ta tìm được có thể loại trừ dọm bị độc tố người dù còn ở ngoài cửa hình lũy đầu ông một tiếng liên tạc sao sao ồ mét làm biểu tình cũng rất thú vị hoàn toàn không có phản ứng nàng nghe thành là tìm đến về nhị xì lìn nữa nha đều dùng nhiều như vậy nói thật ra liền nàng đều không có ý tứ chiếm giữ cùng sở hữu tài sản đâu qua một lúc lâu nàng mới mánh điệu ngẩng lên cái cổ con mắt trợn tròn, tròn. ngươi cái gì lữ thụ lao trần giao cho ta a à. lao trần đại bước chen vào nhìn đùng ngùng đến gần khôi ngô vẹn đại nhân mét phục làm ngộng nàng đều có gan chính mình tại chơi game thắt giác du hí chiếu vào trong hiện thực sao lao trần lần thứ hai nâng lên móng vớt một cố nhân khỏi bệnh lục sắc vũ khí bay ra chậm rãi bao lại trên giường bệnh mét làm vào giờ phút này nàng phản phất dắt lên một tầng lục quang một dạng ngươi tái rồi tái rồi lục hình lũy không có để ý mình bị tái rồi bởi vì nàng đã ngây người lăng lăng nhìn lấy bạn gái trên người kinh khủng kia hát sắc chi chu vân một chút xíu biến mất biến mất biến mất biến mất thẳng đến triệt để không thấy nhìn cái kia đáng sợ chi chu vân một chút xíu tiêu thất mét làm là cảm thụ khắc sâu nhất nàng cảm giác được rõ ràng trong thân thể cái này của nỗ lực thao túng nàng lực lượng một chút xíu tiêu thất mà não hải cũng một chút xíu thanh thản trong suốt lên mấy ngày trước có một cái chớp mắt như vậy giữa nàng liền cảm giác mình bị dòm bị ý chí thao khống hơi kém không có tỉnh lại mà bây giờ một lần nữa trưởng không thân thể mình cảm giác thật sự sảng khoái tốt lắm lao trần chậm rãi thu hồi hùng trưởng lục sát nhân vũ khí như cũ bao vây lấy mét làm một chút xíu dung nhập trong thân thể của nàng không chỉ là loại trừ nàng trong cơ thể dòm bi độc tố vẫn còn ở khôi phục nàng kế cận chết héo sinh cơ một ngoài cửa hình lũy hiểu liền vì trên đất thay đổi quá khứ đầu gối đã sớm dập đầu thành tú độ ra hiện tại căn bản không để ý tới cái kia xác định địa điểm đau đớn cảm ơn các ngươi cứu bạn gái của ta hù dập đầu một cái đầu bình bình lữ thụ bị đứng lên đi ta không thích quỳ xuống cúc là được mời đọc bộ chuyện có mảnh chính bá đạo sát phạt quyết đoán xây dựng thế lực cho riêng mình lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh tấu hải mời các bạn vào bóc kem ủng hộ chuyện của người việt chương 366, mỹ nữ mang nhận kết hôn ba cầu tặng kẹo hoa trong phòng hội nghị ba mươi người đều tụ với nhau tiêu phỉ ngồi ở chủ vị lữ thụ đám người lại là ngồi ở dựa vào tường ghế trên Mekha lăng lăng xem cùng với chính mình cánh tay nàng vẫn còn có chút khó có thể tin không cách nào tưởng tượng dày vo nàng nửa tháng dòm bị độc tố cứ như vậy không có không có đơn giản là khó có thể tin hình lũy ngồi ở bên cạnh nàng nắm thật chặt nàng tay liền hướng vừa rồi dập đầu một mặt kia nàng đã tha thứ đối phương nàng rất rõ ràng hình lũy cũng muốn chiếu cố tiểu đội những người khác cảm thụ tên y sĩ lín đều dùng ở trên người nàng một phần vạn những người còn lại cũng trúng dòm bị độc tố làm sao bây giờ cho rằng đội phó hắn muốn nhìn chung đồ vật rất nhiều tiêu phỉ vỗ nhẹ nhẹ một cái cái bản tốt lắm đem mọi người triệu tập qua đây là muốn trưng cầu các ngươi một chút ý kiến có hay không muốn cùng đi tân hòa thành a à, tân hòa thành ở sơn tỉnh căn cứ cách đó không xa tiêu phỉ tỷ, các ngươi muốn đi sao là muốn đi sao các ngươi muốn đi tân Hỏa thành chúng ta đây cũng tân Hỏa thành là địa phương nào ở nơi đó rất an toàn sao trong nháy mắt chu vi tạc qua tiêu phỉ khoát tay áo an toàn hay không ta không biết chí ít nơi đó năng lực giả rất nhiều bọn họ cũng đã tụ hợp hơn một ngàn người sống sót còn cùng sơn tỉnh căn cứ đạt thành hợp tác nàng rốt cuộc có thể thả lỏng một hơi đâu thao xuống gánh nặng cảm giác thật tốt không cần lại vì đoàn thể ăn cơm mà phát sầu hơn nữa đối phương có có thể giải trừ mất đi độc tố năng lực giả đây mới là cực kỳ trọng yếu một điểm rốt cuộc không cần lo lắng không cách nào trị liệu mà biến thành dòm bi chủ yếu nhất là vừa rồi lữ thụ cư nhiên từ trong giới chỉ lấy ra mấy hộp cà chua trứng tráng cơm địa cho các nàng. A, à, đã lâu cả chua a, à, chỉ là vì sao cả chua trứng tráng bên trong tăng thêm một ít quả ớt cùng con tôm. Vị lạ lạ, nhưng dường như ăn ngon hơn nữa nha. Một khẩu khí đào sạch sẽ, liền giọt nước sôi đều cho liếm sạch. Những người khác cũng giống như vậy. Nay cũng đi qua 9 tháng, lại còn có cà chua. Có gạo cơm không kỳ quái, mới 9 tháng, còn không đến mức hư rơi, nhưng bùn mà xỉ cà chua. Trứng gà ai? Điều này nói rõ, đối phương chỉ ít nắm giữ rau dưa dưa và trái cây bồi dưỡng kỹ thuật có thể cung cấp mọi người hàng ngày cần đương nhiên tiểu phỉ cũng không rõ ràng cái này cũng không chỉ là thỏa mãn hàng ngày cần cái này đã xa xa vượt ra khỏi cơm thẻ nhưng là gạo lữ thụ tìm được rồi không ít lúa giống đặt ở linh thực trong không gian bồi dục cho nên bây giờ món chính hoa dạng cũng thay đổi nhiều rồi bất quá nàng ăn mấy cái trứng gà ngược lại thật là vẹn vẹn đủ long bảo dùng ăn liên nội thành cũng không cách nào toàn bộ ăn thật là không ăn nổi trứng luộc trong nước trà đâu dù sao mặt nhật không có kê thật vất vả mới trộm được một ít biến dị kê an thuần vân vân chờ nuôi mấy chục con biến dị kê đại khái mỗi ngày có thể dưới không đến một trăm cái trứng a coi như không tệ dù sao cũng là biến dị kê một quả trứng đại khái đỉnh trước kia hơn hai một ít a đồ chơi này là thật thành xa xị phẩm người bình thường không ăn nổi trứng cả dù sao không có không gian linh thú không cách nào đào tạo linh thú phải ly khai tân hỏa thành tối đa một tuần lễ nha sở dĩ lưu thủ khiến người ta đã làm không ít thuận tiện ngược lại đặt ở trong không gian giới chỉ cũng là giữ ấm trong không gian giới chỉ thời gian bị tạm ngừng nha chúng ta đây tại sao không đi sơn tỉnh căn cứ đúng vậy đúng vậy may mắn người còn sống hỏi dưới cái nhìn của bọn họ sơn tỉnh căn cứ mới là tốt nhất ta à? cái gì đó đổ bỏ tân hỏa thành làm sao có khả năng con núi thiếu căn cứ phương tiện hoàn thiện ha ha! tiêu tiểu kiều cười khẽ vài tiếng vậy ngươi thật là sẽ chọn a à? ở mặt thế bên trong chọn sai nhưng là sẽ chết đã à? lao chân bọn họ không để ý chuyện bên này trung thực ngồi bẹp xuống đất từng nốn từng nốn uống nô rượu đáng ra nói một cái là những rượu này là lì dạ mật rượu thay đổi phía sau kết quả so với lý thi thi các nàng ủ ra tới muốn sức lớn chút dù sao trưng cất rượu nhà nhân ra là nghề nghiệp lên men không biết tốt hơn bao nhiêu lần nghe tử hương chu vi nam sĩ môn con sâu rượu đều bị câu dẫn các ngươi cho rằng sơn tỉnh căn cứ rất mạnh sao nếu như không có chúng ta tân Hỏa thành sơn tỉnh căn cứ đã sớm luôn hãm ở trong đó hơn một vạn người đều dựa vào lấy chúng ta tân Hỏa thành một thức ăn cung cấp đâu tiêu phỉ nghe được một cái trong lời nói ý cái kia tân Hỏa thành lại có thể cung cấp mười lăm người thức ăn chờ hoặc nhiều hoặc ít rau dưa cơ thể a à bọn họ nơi nào tới nhiều như vậy thức ăn nói chuyện chỉ để cho chung quanh những người may mắn còn sống sót chấn động bối rối năm năm không tiêu phỉ trừng mắt nhìn trì hoan tâm thần vỗ nhẹ nhẹ một cái tay tốt lắm đều quyết định đi quyết định đi tân hỏa thành liền nhấc tay không muốn đi ta cho các ngươi lưu lại cái ăn cầu hoa tươi lưu lại cái ăn đùa gì thế không có, có các năng lực giả bảo vệ bọn hắn bọn họ sớm muộn gì được chết đói đều không ngoại lệ toàn bộ giơ tay lên khái khái cái kia tiểu phỉ a ngươi có phải hay không là lầm cái gì lữ thụ chợt nhẹ nhàng hò khan một tiếng ta tới nơi đây là bởi vì tiểu kiều nguyên nhân ta cũng không đáp lại nhận lấy những người khác ca lời này người chung quanh là cạch một cái liền hình lũy bọn họ cũng là ngây ngẩn cả người không muốn bọn họ đương nhiên năng lực giả cũng có thể theo ta đi đến mức những người khác với ta mà nói không có có bất kỳ giá trị nào ta vì cái gì muốn dẫn bọn họ trở về tân hỏa thành một tiêu phỉ có thể hơn nữa ngươi cũng thấy đấy ta lần này tới liền một đầu chu tức sáu con lục long mỗi đầu lục long cũng nhiều nhất mang ba cái nhiều hơn nữa sẽ ảnh hưởng bọn họ không chiến năng lực tiêu phỉ muốn nói ngươi giã tâm lừa lắm thu nạp nhiều như vậy người sống sót không phải là muốn làm cái này trong tận thế vương mà thôi phổ thông người sống sót ngươi nhất định là muốn thu sẽ phải cẩn thận nghĩ nhưng nàng tỉ mỉ nghĩ lại giống như cũng là cái kia vài đầu lục long nổi bật không mang được ba mươi tám người bên trong nhà những người may mắn còn sống sót nghe lời này một cái nhất thời gấp rồi bỏ lại bọn họ vậy còn đi không phải là tỷ không thể bỏ lại bọn ta a à. phi tỷ chúng ta cùng lắm thì không đi chỗ đó tân hòa thành chính là chúng ta khánh thành phố cũng có căn cứ à cùng lắm thì đi khánh thành phố căn cứ là được nhưng mà nói nói sẽ không người dám nói chuyện bởi vì lữ thụ đang lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm một cỗ sắc khí dần dần tràn ngập đứng lên ngươi khẳng định có biện pháp tiêu phỉ cuối cùng là không cách nào bỏ qua cho đạo đức bắt cóc quay đầu nhìn lấy là thế nhưng ta vì cái gì muốn làm như vậy ta hoàn toàn có thể đem người mạnh mẽ mang đi hoặc giết sạch bọn họ tiêu phỉ cắn răng ngươi nghĩ muốn cái gì a à, a à, ta muốn tiêu tiểu, tiểu kiều hung hăng vận một cái không cho phép đánh phi tỷ chủ ý nước phủ xa còn không lưu ruộng người ngoài đâu lữ thụ trừng nàng liếc mắt móc ra một viên lam sắc không gian giới chỉ mỹ nữ mang nhẫn kết hôn ba tiêu phỉ mời đọc bộ chuyện có mảnh chính bá đạo sát phạt quyết đoán xây dựng thế lực cho riêng mình lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh tấu hải mời các bạn vào bóc kem ủng hộ chuyện của người việt chương ba trăm sáu mươi bảy quan âm sơn cơ địa hỏa diễm cự long lôi điện cự long băng xương cự long cầu tặng kẹo hoa mỹ nữ mang nhẫn kết hôn ba nói lữ thụ không nói lời nào nắm lên kiểu phỉ tay phải đứng ở trên ngón vô danh đông nhẫn cưới dường như cũng không cái gì cứng nhắc yêu cầu cơ bản tuân theo nam trái nữ phải thói quen ở tây phương nhẫn cưới là mang tại tay trái ngón áp út tay trái có chồng tay phải tình yêu của nhật. sở dĩ nha tay trái tay phải gì gì đó không sao tiểu phỉ nhìn trên tay không rõ nhiều hơn nhẫn kết hôn nàng toàn bộ đều bối rối theo bản năng đã nghĩ đi tốn, nhưng rất nhanh liền ý thức được cái này hình như là không gian giới chỉ nàng có chú ý tới tiểu kiều dường như cũng có một cái hơn nữa tiểu dáng trên giường như cảm giác không sai bị lắm thật là muốn vứt bỏ a à, nhưng lại luyến tiếc cù kết một lúc lâu mới thở dài ta lại không tốt xem đó là ngươi không biết ta mới tìm được tiểu kiều lúc ấy nàng có bao nhiêu gầy quả thực gầy thành một căn cây gậy trúc lữ thụ tấm tắt nói không sai bây giờ kiểu phỉ xác thực rất khó nhìn mặc dù có nguyễn xanh hạ chế tạo một nước trong vòng 9 tháng không đến mức chết hát, nhưng dù sao không có cách nào nghiêm túc tẩy trừ trước đây tắm rửa lên giá một giờ bảo dưỡng lên giá một giờ hiện tại ha ha, hiện tại nơi nào còn có công phu bảo dưỡng a? À? sống cũng là không tệ rồi tắm rửa cũng là 10 phút giải quyết nhịp điệu đương nhiên phần lớn thời gian đều là đem ra gội đầu dù sao tắm không tắm không có gì nhưng đầu ba ngày không tắm sẽ rất khó chịu cho nên nàng mới đưa cuộn sóng tóc dài cho các thành tệ nhị tóc ngắn tiết kiệm gội đầu thời gian nha chín tháng không có bảo dưỡng quá da thịt nàng bây giờ biến đến rất thô giáp cùng tiểu tiểu kiểu bạch bạch tỉnh tỉnh dáng vẻ hoàn toàn không sánh bằng cũng chính là đỉnh lấy cái mặt nhật trước đại minh tinh quang hoàn mà thôi nếu không nàng căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền liền bên cạnh mắt to như nước trong veo ngự tỷ nguyễn sinh hạ đều không nổi không có chuyện gì ta sẽ đem ngươi cho ăn bạch bạch bàn bàn Ngươi mới chịu béo trắng đâu?" Tiểu Phỉ hoan liếc mắt. Trung quanh những người may mắn còn sống sót đều đang khẩn trương nhìn lấy Tiểu Phỉ, rất sợ nàng không đồng ý, kết quả bọn hắn bị ném dưới. Nam ngược lại cũng không phải không có đánh Tiểu Phỉ chú ý, nhưng cân nhắc một chút cũng liền đưa cái này không cách nào thực hiện ý niệm trong đầu ném bỏ quên. Không đội kịp. "Sở dĩ ta đáp ứng ngươi, ngươi sẽ dẫn bọn hắn cùng rời đi." Tiểu Phỉ hỏi. "Là. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi được đáp ứng ta." Hắc. "Ân, kỳ thực chính là tìm cho mình cái dưới bậc thang mà thôi." Ngắn ngủi giao thủ mấy chiêu phía sau, Lữ Thụ đang cầm Tiểu Phỉ đầu cùng tầm mắt của mình bình hành. Phục rồi không? Ác ma trái cây không phải chỉ có thể ăn một viên sao? Nàng rất rõ ràng, đây là Trạ Phản Gà La. Giải phẫu trái cây năng lực, thế giới cũng không giống nhau, hạn chế cũng mất chứ. Lữ Thụ thuận miệng cười ha hả, ta đá chết ngươi. Đá chết ngươi? Đá, đá, ta đã. Ân, thừa ra nửa thân thể điền cùng đá chân, chỉ là đá vị trí có chút kỳ quái, càng đá cách Lữ Thụ càng xa 11 tân, rất có trùng hồng diệp ban đầu liền thị càng đâu. Tốt lắm, ngươi bây giờ nhưng là thua. Hừ, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi đánh thắng ta ta liền đáp ứng ngươi thế nhưng ngươi không thể ép buộc ta tiểu phỉ vừa nói vừa tiếp tục đá tiêu tiểu kiều ở một bên xem của vui hình ảnh này siêu cấp tức cười làm sao muốn tự do à khó mà làm được A à, ngươi nếu không phải cho ta làm sao bây giờ còn là nói ngươi còn nghĩ có cho hay không là quyền tự do của ngươi ta không thể ép buộc hoặc là sinh bất sinh cũng là quyền tự do của ngươi ta không thể cưỡng cầu tiểu phỉ ta tân hỏa thành nhưng là đứng ở quân chủ chuyên chế phía trên lời ngươi nói những thứ kia quyền lợi cũng không tồn tại lữ thụ vui cười đầu phộng bộ dạng sẽ không bây giờ còn thật sự có hồn nhiên người cho rằng mặt nhật trong thế giới còn chú trọng tự do quyền lợi chứ cười lạnh một tiếng hướng về sau ném đi tiểu phỉ đầu du an dê một tiếng một lần nữa trở lại trên cổ có gan ăn cơm bị nẹn đến cảm giác lữ thụ thả ra diệp lục tố đem bên trong một đầu lục long hình thể nhanh chóng quyết đại tại mọi người nẹn họ nhìn chân trối dưới ngắn ngủi trong vòng một phút tăng trưởng gần tập bội một đầu trăm mét cự long xuất hiện cái này khiến đừng nói mang đi ba mươi tám người mang một trăm cái cũng không có vấn đề tiêu phỉ đám người đã trợn tròn mắt còn cờ mở nở có thể làm như thế không chỉ là trở nên lớn còn dùng cái bóng năng lực tạo ra được một vòng một vòng dây thừng trói ở lục long trên người một hồi đi lên phía sau nắm chặt ngã xuống ta bất kể người chung quanh nhường ngực nuốt nước miếng một cái mọi người cũng bắt đầu hướng long lưng trên leo lên cũng không cái gì muốn dẫn lữ thụ lại là ở một bên kinh doanh long thảo chuẩn bị lại dùng diệp lục tố làm vài đầu cự long đi ra cái này dạng có thể bảo hộ cự long hạm hỏa long thảo sờ náp rất gần lôi long thảo băng long thảo cải tạo thành hỏa diễm cự long lôi đỉnh cự long cùng với băng xương cự long nhìn lấy dài ra thân thể tứ chi đôi hai cánh cự long Tiêu phỉ đám người lại một lần há hốc mồm cảm tình cái tòa này dưới cự long là như thế tới bọn họ không phải thật long sao là đi nỗ nịp là phun độc kích độc có thể trực tiếp hòa tan dòng bi hòa long thảo sờ náp dây gần danh như ý nghĩa là phun lửa hỏa diễm tiêu cháy tất cả lôi long thảo chính là một đầu toàn thân bạch sắc phát ra tia chớp màu làm cự long có thể phóng thích bạch sắc tia chớp hình cầu băng long thảo dĩ nhiên chính là dùng hàn băng lạc đem đám zombie bị giảm tốc độ đông lại có sáu con cự long cho rằng hộ vệ đoàn người chuẩn bị lên đường năng lực giả phân tán đến còn lại lục long trên người một đầu nhiều ngồi một cái tiểu phỉ tự nhiên là ngồi ở phía sau của hắn lạp ngồi ở chu tức trên lưng ngay từ đầu tiểu phỉ còn có chút chống cự sau lại đang mảnh liệt dưới sự yêu cầu tiểu phỉ rồi mới từ phía sau ôm lấy lữ thụ bắt đầu cho khánh thành phố quan âm sơn nơi này là khánh thành phố căn cứ đương nhiên khánh thành phố có hai cái căn cứ một cái quan âm sơn căn cứ một cái sông căn cứ dù sao khánh thành phố là lưỡng giang giao giới xuyên qua thành thị thuyết nhiều hơn nhiều thế nhưng đáng tiếc tiểu phỉ nói khánh thành phố căn cứ bị hủy diệt nghe nói là một đầu cự đại thủy quái cùng đầu kia hơn năm thức quái ngư giống nhau nhấc lên cự đại triều thịch che mất thủy căn cứ 3.3. Hiện ra tại đó đã là khu vực không người, bị một đám thủy bỏ chiếm cứ. Ân, trong nước lên bờ biến dị bỏ sát sinh vật. Biến dị ô quy, tôm, quái ngư gì gì đó, tiên nhiên một cái lục địa long cung. Lúc này Quan Âm Sơn căn cứ đang lửa đạn tề minh, thiên thượng là tất cả long hình sinh vật tại chiều dưới phun liệt diễm. Vô số binh sĩ táng sinh ở trong biển lửa. Khánh thành phố căn cứ cùng sơn tỉnh căn cứ là một cái cấp bậc, nơi này có khá nhiều năng lực giả, thế nhưng bọn họ đều cầm đỉnh đầu cự long không làm sao được. Viễn trình công kích đối với bọn họ dường như không tạo được ảnh hưởng quá lớn không biết đánh hoặc nhiều hoặc ít đạn tháo, đại bác đều đốt đỏ lên. Đáng chết, các ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp. Quan Âm Sơn căn cứ tư lệnh nhất đầu. Nhưng hắn chỉ là cận chiến hệ năng lực giả A. Mời đọc, bộ chuyện có màn chính bá đạo, sát phạt quyết đoán, xây dụng thế lực cho riêng mình, lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh Tấu Hải, mời các bạn vào bóc kem ủng hộ truyện của người Việt. Chương 368, cự long chi chiến, đồ long giả Kim Sơn hành giả cầu tặng kẹo. Hoa. Trốn ở nham thạch chế tạo trong lô cốt, chính an tâm muốn chết đều có. Những thứ này đáng chết long quá kinh khủng, long tức vừa phun, lợi hại hơn nữa năng lực giả cũng phải ẩn nút chạy. Những thứ này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tự Long. Tự nhiên cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở trụ sở của hắn bên ngoài. Mỗi nhật tuần nhìn chung quanh lính gác một chút tình báo đều không có, hoàn toàn không biết từ chỗ nào xuất hiện. Hơn nữa, Long A, bọn họ tự khoe là Long truyền nhân. Đối với Long là phát ra từ nội tâm kinh úy, bất kể là Đông Phương Long cũng còn ngại vì Tây nguyễn điện ảnh kịch truyền hình trở dễ sâu ở trong trí nhớ dòng phương Tây cũng được, đều còn có kính nghệ. Bọn họ có thể giết chết mười thước đại tinh tinh, lại đối với năm thước cự Long cảm thấy ra đầu tê dại. Hơn nữa nên mã làm sao xem đều giống như chúa tế của chiếc nhẫn loại này trung thổ trong thế giới ma long a nhìn thấy bọn người kia xuất hiện quả thực tam quan đều muốn vỡ nát đá kỳ quái mười thước đại tinh tinh coi như người khoác nham thạch cao giáp đều không cảm thấy làm sao ngạc nhiên phản phất là cái này ba mươi trong tận thế rất bình thường sinh vật biến dị một dạng nhưng cái này nê mã trung thổ thế giới ma long cảm giác thế giới quan đều vỡ nát đá kỷ thực chủ yếu là tương tự với trong phim ảnh sinh vật chiếu vào trong thực tế hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không khỏe mà thôi tỷ như đường phi các nàng xem đến giả trần trở các loại vẽn nhân cũng giống như nhau phản ứng chứng kiến bán nhân mã nương cá mập nam báo nữ gì gì đó một chút cũng không cảm thấy kỳ quái ngược lại trong loại trò chơi này đi cảm thấy một ít mờ mịt đáng chết vũ binh đâu khiến cho hắn cho ta đem long chiếu xuống tới tư lệnh vũ binh mới bên trong một viên hỏa cầu hiện tại sinh tử cũng không biết đáng chết chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngốc tại chỗ này không hề làm gì trơ mắt nhìn bọn họ tàn sát bừa bãi trụ sở của chúng ta ra viên Trình an đỏ ngầu cả mắt không được không thể tiếp tục như vậy tránh ra ta muốn đi ra ngoài bây giờ đấu pháp chính là mượn lô cốt bảo hộ hướng không trung phóng nham thạch gai nhọn nhưng là nhân ra một ngụm long tức xuống tới ngập trời liệt diễm che đậy tầm mắt của ngươi căn bản nhìn không thấy thiên thượng cự long phương hướng phóng gai đá phải không chuẩn mà đối phương nhưng có thể mượn điểm hộ hướng xuống đất một ngụm một viên hỏa cầu thổ căn bản gánh không được tư lệnh ngươi đi ra ngoài sẽ chết không có biện pháp khác dùng của ngươi gai đá đem ta phóng đi ra ngoài chỉ có thể cười ở trên lưng của bọn nó mới có thể giải quyết bọn họ chờ tư lệnh ngươi xem bên kia là cái gì chính an bay đầu nhìn lại phát hiện từng cái hấp điểm đang nhanh chóng tới gần bên trong gần gần phút chờ các loại sau khi thấy rõ nhất thời vong hồn đại mạo lại là một quần cự long bay tới hơn nữa so với trên đỉnh đầu những thứ này còn lớn hơn nhiều càng nghe mã ngoại hạng là bầy rồng ở giữa còn có một đầu càng thêm khôi ngô trăm mét cự long nê mã thiên muốn vong ta a chính ăn trong nháy mắt tiết khí này trên đầu chọc cái này mấy con liền đánh bất tử hiện tại lại tới một nhóm nê mã chờ các loại cái kia mặt trên giường như có người giết người quay đầu nhìn lại thật đúng là tới tự nhiên là lữ thủ cự long tiểu đội lạc. quan âm sơn căn cứ hiện nay là khánh thành phố duy nhất một cái trụ sở khoảng cách sơn tỉnh bên trong đầu căn cứ một ít gần lữ thụ dự định ở chỗ này thả một cái truyền tống môn cho rằng ra tiết kiệm lô cốt đầu cầu tương lai hắn biết từng điểm từng điểm đem truyền tống môn khuyết tán đến sơn tỉnh xung quanh đem khu vực chúng quanh chế tạo thành một cái kiên cố thành phố tự trị chế vương quốc chỉ là không có nghĩ đến mới bay đến quan âm sơn căn cứ liền đụng phải phi long không tập sự kiện Hắc! nhưng là long ta đã sớm nghĩ lấy đồ long đi chúng ta đi qua kim sơn hành giả giá lấy tòa hạ ngồi xuống lục long nhất mã đương tiên liền xông ra ngoài với hắn ngồi chung một chỗ thiệu hàn nhất thời cũng biết hàng này muốn làm gì tâm muốn chết đều có. Vi vi, ngựa ịt hồn dê ở a. A -ha -ha, ha 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 ha, yên tâm. Ở Lục Long bay đến phi long bầu trời 30 mét thời điểm, Kim Sơn hành giả nợ nụ cười, nhìn chuẩn cơ hội phía sau, hướng xuống dưới ném ra một bả từ thánh quang ngưng tụ cây búa, Chuẩn xác không có lầm mệnh trung phi long cái bó. Đang ở thổ tức phi long nhất thời số lượng quyết, đầu lão đà lão đảo, chỉ là không có ngã trùng vó. Kim Sơn hành giả đã không chế được lực đạo, bằng không một cái búa xuống phía dưới, đúng rồi phi long liền vỗ cánh vai đều quên mất ở vượng quyết phi long sau đó, Kim Sơn hành giả nhảy xuống, từ lục long trên người nhảy ra. Cả người thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, như một viên như đạn tháo nặng nề đập xuống thiệu ánh mắt lạnh lùng hạt châu hơi kém trừng ra ngoài oanh kim sắc đạn tháo oanh đập vào phi long bay lên cự kiếm thẩm phán nặng nề đâm vào phi long lưng cao tốc dưới sự sung kích đập phi long một ngụm lao hết phút tới trực cảm thấy đến ngũ tạng lục phủ đều muốn nứt ra rồi giống như cự lực một kích phía dưới phi long xương sống lưng hơi kém đoạn mất càng không cần phải nói sau đó mà đến cự kiếm nhập thể cự kiếm sen lẫn cuồng bạo ngọn lửa màu vàng còn giống như là cắt đậu phụ đâm rách phi long phía sau lưng cái kia cứng rắn lân giáp đâm vào trong cơ thể Trình ăn một ít há hốc mồm cái kia thân ra dày một lần lệnh khiến phía dưới năng lực giả thúc thủ vô sách vỏ cứng cứ như vậy bị xuyên thủng rồi hả thần khí chứ một kiếm đâm vào cái kia cứng rắn xương rồng xương trong nháy mắt bị chém đứt phi long như một viên như sao rơi hoành và đập vào ha 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 kim sơn hành giả cản rỡ trong lúc cười to hắn ở phi long gần đập xuống đất trong nháy mắt bảy trăm năm mươi ba dùng sức nhảy dựng lên dùng cái này hóa giải truy lạc trùng kích trái lại đầu kia phi long lại còn không chết mặc kệ nó là cái gì giống phi long cùng phương tây truyền thuyết bên trong ma long có phải hay không một cái tộc quần sinh mệnh lực của nó ngược lại là rất cứng hãn Thân thể trọng thương tự trăm mét trên bầu trời nện xuống tới, lại còn không chết, bất quá cũng chỉ là một hơi hống. Gọi quản a, đi chết đi, cho ta. Kim sơn hành giả nhanh chóng hướng về trước, nâng cao cự kiếm hướng phía long cái cổ chém xuống. Trong giây lát đó tiên huyết cuồn phún. Nếu như không phải hắn bị thánh quang bảo vệ mà nói, thời khắc này vẹn đại nhân đã sớm thành huyết hồ lô. Ha ha, đứng ở chết không nhắm mắt cự long trên đầu, kim sơn hành giả nâng cao cự kiếm cuồn tiếu không ngừng. Đồ long giả, kim sơn hành giả là vậy, mà lúc này trốn ở nham thạch bảo lũy phía dưới trịnh an đoàn người trợn tròn mắt, nên mã vẽn đại nhân mặc kệ bọn hắn khiếp sợ hay không, trên bầu trời, thuộc về cự long chiến tranh đã bắt đầu đập cầu, hỏa diễm, lôi điện, băng xương, bốn loại nhan sắc trên không trùng không ngừng nổ lên, tất cả phi long như sau sủi cạo vậy đập vào trên mặt đất. cả kinh phía dưới đám binh sĩ tranh nhau trốn thất, bị đập chết chỉ có thể trách số mệnh không tốt, chẳng trách người khác. Trình vọng. thực tế xã hội trong thế giới tổ tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. chương ba trăm sáu mươi chín, họ liền nướng phi long chân cầu tặng kẹo, hòa. ngắn ngủi mười phút không đến, thiên thượng hai mươi mấy đầu phi long toàn bộ bị kích sát truy lạc trên mặt đất. Vâng, vâng. theo tất cả phi long rơi xuống đất toàn bộ mặt đất cũng là hùng hùng sợ run không ngừng tựa như liên hoàn như địa chấn mấy tấn vật nặng nện xuống tới đâu kim sơn hành giả ở phía dưới mại tiểu ngắn phục các loại né tránh hoa kháo các ngươi ngược lại là chú ý một chút con a à? hơi kém đập phải hắn kết thúc nham thạch bảo lũy bên trong chính an mộng bức nhìn lấy bên ngoài nhìn chậm rãi hạ xuống cự long trong lòng là thật lạnh thật lạnh nếu như nói phía trước là long tàu cá trùng mà nói phía sau tới cái này mười mấy con hoàn toàn liền là chân chân chính chính long tộc là địch là bạn nếu như là địch nhân nói vậy coi như xong đời hôm nay chính là quan âm sơn căn cứ mặt nhật rồi hả nhìn trốn ở nham thạch bích lũy phía dưới trịnh an lữ thụ có chút buồn cười chính tư lệnh hồi lâu không thấy đâu không đi ra gặp một chút lão bằng hữu sao trịnh an lão bằng hữu hoài nghi ngờ trong lòng trịnh an từ nham thạch bích lũy bên trong đi ra ngươi là a à, a trịnh an vẫn là cái kia trịnh mẫu người ai chứng kiến cái này tấm quen thuộc khuôn mặt lữ thụ tâm tư không khỏi về tới kiếp trước vì sao hắn sẽ đến đến quan âm sơn căn cứ như vậy quen thuộc không có gì khác, bởi vì kiếp trước hắn gia nhập thứ một cái trụ sở chính là quan âm sơn căn cứ a đời trước của hắn chính là từ khánh thành phố có thời, đời trước của hắn cho rằng một cái internet gõ chữ cầu, ở phía đi mười năm quan âm hậu rốt cuộc viết ra một bản kiếm tiền thư, ở bản hoàn tất phía sau liền chạy đi du lịch. Trạm thứ nhất là quế thêm sơn băng, trạm thứ hai chính là khánh thành phố. kết quả vừa tới khánh thành phố tối thứ hai, liền ngay tận thế ở khánh thành phố, hầu như ngây người một năm, trung sơn khu người dân y viện chính là ở chẳng chọc nhiều lần phía sau chỗ ẩn thân. sau đó y viện bị một đầu khổng lồ dọn bi hủy diệt rồi, lập tức lần nữa trở thành không nhà để về, hai tử quay vòng cái nhiều tháng phía sau gặp được quan âm sơn ngoài trụ sở ra năng lực giả tiểu đội liền gia nhập chỉ tiếc quan âm sơn căn cứ ở mặt nhật một năm sau liền bỏ mình lữ thụ lần thứ hai thành lưu lạc hải tử chính an là một cái không có gì quyết đoán tư lệnh thế nhưng tâm huyết không giảm mặt nhật trong một năm đem căn cứ chiếu cố hảo hảo tuy là nhiều lần đều hơi kém bị zombie, dị thú phá vỡ nhưng tốt xấu mỗi lần đều siết đi dây một dạng chống đỡ nổi ở cái này mà thế bên trong quyết đoán hơi có vẻ không đủ xem như là người hiền lành một cái chứ đáng tiếc sau đó bị trong đội ngũ âm như phần tử giết chết cái này mới đưa đến căn cứ lòng người không đồng đều bị dòm bị công phá tính một chút hiện tại thời gian đại khái còn có năm tháng bộ dạng chỉ là lữ thụ nhìn lấy trên mặt đất phi long thi thể quái, tiếp trước hắn bất ghi lấy có phi long tập kích một kiếp này à chẳng lẽ nói hắn cải biến cái gì nhưng là hắn cũng không có đi tới khánh thành phố a à đâu dường như trải qua khánh thành phố kia mà từ đông đi tây phi sơn tỉnh thời điểm đã tiến vào khánh thành phố dường như con giết chết qua một chỉ dị thú chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ hồ điệp vũ cánh đều có thể dẫn phát địa chấn cái này dường như cũng không phải là không thể dẫn động trong đó một vòng đâu Tỷ như giết chết con dị thú kia nếu như không chết nói nó sẽ đem những thứ này phi long tổ tiên ăn tươi mà bây giờ nó chết rồi những thứ kia phi long tổ tiên không có bị ăn tươi một chút xíu biến đạo lên cuối cùng giác tỉnh viễn cổ gen thành bây giờ phi long nhìn lấy trịnh an sau lưng năng lực giả dạ, từng thụ cười cười chính là hắn chính là cái này ra hỏa giết trịnh an đã lâu không gặp nhãn thụ cưới chu tức chậm rãi hạ xuống hình thể khổng lồ trong nháy mắt chen đầy ngoài trụ sở đình bức bách người chung quanh hướng bốn phía cấp tốc tàn ra đem những ngày thu ta tới tiêu phỉ hưng phấn từ chu tức trên lưng nhảy xuống hào hứng chạy lên trước dùng không gian giới chỉ nhắm ngay từng cổ một phi long thi thể sau khi khởi động lăng quang gian hút vào trịnh an người chung quanh cũng là một mặt một bức xảy ra hạt thẳng đến phi long thi thể sau khi biến mất trịnh an chờ các loại người mới ý thức được cái tiêu cờ mở nở hình như là trong truyền thuyết không gian giới chỉ an nuốt nước miếng một cái các hạ cứu cánh ý là không có chu đáo dễ quên tình trạng ta chắc là chưa từng thấy qua đồ dưới tuy là trước mắt đột nhiên xuất hiện thần bí con người thật kỳ quái nhưng trịnh an cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm hắn thoạt nhìn lên không hề giống là địch nhân ha ha, chúng ta gặp qua chỉ là trịnh tư lệnh không có chú ý tới ta là được ổ hắn nhớ hỏi ngươi cũng là binh sĩ sao mặt nhật trước hắn trên cơ bản chính là đại viện cùng bộ đội hai đầu chạy lại không chính là thị sát gì gì đó nhìn thấy cơ bản đều là do binh nhưng cuối cùng cũng không hỏi dù sao mặt nhật vừa mở cái gì đều không ý nghĩa đừng đều toàn thu đi a cho bọn hắn lưu một đầu ăn ăn đầu kia không cần rồi lữ thụ quay đầu hướng tiểu phỉ hô một tiếng ổ căn cứ đám người rất muốn mắng lương dựa vào đầu kia phi long là bọn hắn đánh xuống được rồi chờ cái kia là ai tiểu phỉ tiểu tiểu kiều thằng đến tiểu phỉ đâu đâu chạy trở lại căn cứ chúng người mới ý thức được đối phương rốt cuộc là người nào cái này hai nhưng là mặt nhật trước đại minh tinh a cứ như vậy bị nam này bao chọn đáng chết hắn dựa vào cái gì chiếm hữu hai cái đại mỹ nữ đại minh tinh không được bọn họ thuộc về ta lữ thụ đã nhận ra một cô ác ý quay đầu hướng nham thạch kia tiểu từ liếc nhìn ác ý đến từ chính hắn vốn cho là mặt nhật thay đổi người này cũng sẽ biến nhưng tiếc là ác quả nhiên liệt ăn thứ này nó nếu tồn tại liền không có chút cải biến người đã muốn chết vậy thành toàn cho người đã khỏe cái này phi long thịt cũng không tệ à chờ các loại đi trở về cho các ngươi đến một cái họ lìn nướng phi long chân lữ thụ quay đầu hướng lý ra mật rượu nói rằng con đó lìn nướng phi long chân nghe mã chân chân sao lý dạ đã nước bọt chảy đầy vẹn đã nhân tiểu la lì từ đi tới tân hỏa thành phía sau liền yêu nơi này liệu lý dù sao cùng với các nàng nơi đó sinh hoạt tẩm thực rất gần gũi không cần thay đổi gì chỉ là có không ít phẩm loại bên kia không có liền tỉ như họ lìn xưa gì không không lo ăn hoặc nhiều hoặc ít đều vĩnh viễn không án lý dạ mật rượu thích ăn nhất lấy họ lìn nướng thịt xuya gì sau đó sẽ làm một thùng rượu đĩa đương nhiên ý thì hãy à tiểu gia hỏa hưng phấn nhảy dựng lên chính tư lệnh bên trong một a chính ăn nhữ mày một cái còn là khiến mở vị trí mời thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương ba trăm bảy mươi không phải hợp tác là dựa vào cầu tặng kẹo hoa khiến người ta tất cả xuống lập tức lưu thụ thu hồi lục lòng đám người đều có chút một bức không phải rất rõ tại sao muốn chạy qua đầm sơn căn cứ tới không phải nói muốn đi tân hỏa thành sao chẳng lẽ muốn đem bọn họ vứt xuống cái căn cứ này bên trong một hồi phải ở chỗ này làm truyền tống môn cho rằng xuất sơn tiết kiệm lô cốt đầu cầu chờ các loại truyền thống môn sau khi xây xong trực tiếp có thể bay trở về tân hòa thành căn bản không cần phi hơn nửa ngày ở lúc tới hắn cũng đã ở trên quảng trường kiến tạo một cái mới tinh truyền tống môn liên tiếp quan âm sơn căn cứ hiện tại điều kiện hữu hạn chỉ có thể làm được đơn nhất truyền thống không có biện pháp coi như vật vót cổ cờ giặc trong kia chút như hống hống ma pháp sư nhóm cũng chỉ có thể làm ra đơn hướng truyền tống môn muốn đi những địa phương khác cũng chỉ có thể dựa vào tân hỏa thành dưới thành truyền thống môn quảng trường tiến hành trung chuyển tiểu chu tử tuy là thân thể khổng lồ làm khó dễ thế nhưng nó có thể biến nhỏ trong nháy mắt ngâm nước thành một đầu tiểu hỏa điểu đứng ở lữ thụ trên vai man rất ngoan chính tư lệnh tư nhân trong phòng ngủ hắn một ít xứng sở ngươi nói muốn hợp tác với chúng ta tân hỏa thành là địa phương nào không 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 phải hợp tác là dựa vào lữ thụ đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng lay động một cái chúng ta trong căn cứ mặt có gần trăm danh năng lực giả đều là ngũ giai tứ giai 817 chỉ có chút ít là tam giai Trịnh an trợn tròn mắt hoa tờ ta bảo kê ngươi từ giờ trở đi quan âm sơn căn cứ chính là ta tân hỏa thành phụ thuộc thành phố tự trị có nữa như hôm nay như vậy các ngươi giải quyết không được tình huống, lập tức liên hệ ta, ta phái ra người đến cứu viện các ngươi. Trịnh An Đầu con 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 con, hắc. Ngươi biết chúng ta là lệ thuộc vào bộ thành. Lữ Thụ cười rồi, bộ thành căn cứ. Chờ dốc, có nữa 3 tháng nhiều hơn chút, vệ tinh truyền tin thiết bị làm mất đi hiệu quả, các ngươi đem lại cũng liên lạc không được bộ thành. Hơn nữa nói thật ra, coi như có thể liên lạc hiện tại, cũng bất quá là hợp công tác thống kê một cái may mắn còn tồn tại căn cứ, trao đổi tình báo mà thôi, bộ thành căn bản là không có cách viện trợ các ngươi. Làm sao ngươi biết? trình An Đầu góc rất hỗn loạn bởi vì lần trước cỏ đuổi mũi chính là ta chơi đùa đi ra chỉ là mượn sơn tỉnh căn cứ tay khuyết tán ra mà thôi chính an cả kinh tròng mắt đều muốn xông ra tới liếc mắt một cái cửa sổ phần kia trồng ở bồn hoa khánh thành phố liền tại sơn tỉnh phía đông theo sát là sớm nhất một nhóm chạy tới phân cỏ đuổi mũi đồng dạng trụ sở của bọn họ cũng trải qua dọn bị con môi sự kiện bất quá vận khí không tệ chỉ là bên ngoài đỉnh taxi binh biến thành zombie bi ở kịp thời sau khi phản ứng cuối cùng là tránh khỏi tổn thất tiến thêm một bước mở rộng chỉ có trải qua dọn bị con muỗi khủng bố mới biết được cỏ đổi mũi thói xấu chỗ thật không nghĩ tới cái này có đổi mới lại là lữ thụ tạo vật chờ cái này há chẳng phải là nói sơ tỉnh căn cứ đã sớm cùng Tân Hỏa thành hợp tác rồi hiện tại ngươi nghĩ thu được đội thành căn cứ viện trợ đó là người si nói mộng hiện nay các ngươi miễn cưỡng cộng hưởng một cái tình báo mà thôi một ngày vệ tinh không cách nào sử dụng các ngươi liền tình báo đều cộng hưởng không được đến lúc đó chỉ dựa vào chính các ngươi sao Trình An siết chặt nắm tay Lữ Thụ tiếp tục đầu độc lấy mặt nhật tới nhân loại cần đoàn kết lại chúng ta cách gần hoàn toàn có thể làm được trợ giúp các ngươi chỉ có lẫn nhau đoàn kết lại với nhau mới có thể đối kháng đáng chết này mặt nhật tựa hồ là bị thuyết phục chính an chậm rãi buông tay ra ngươi lại thành bên cạnh thành lên đi cái kia cách chúng ta nơi đây nhưng có rất xa a à coi như các ngươi có phi hành và kỵ muốn bay tới ít nói cũng phải ba bốn tiếng chứ thật có tình huống lần này sợ rằng các ngươi cũng trợ giúp không đến cái gì một bên tiểu tiểu kiểu vui vẻ chính tư lệnh cái này ngược lại không cần lo lắng chúng ta có truyền tống môn có thể trong nháy mắt truyền tống qua đây hắc truyền truyền tống môn chờ là là ta nghĩ cái kia truyền tống môn sao đối với sơn tỉnh căn cứ cũng là có chỉ cần hai bên khởi động có thể lẫn nhau truyền tống trịnh an triệt để bối rối các ngươi thật có gần trăm cái năng lực giả dạ. một hồi truyền tống môn sau khi xây xong chính tư lệnh có thể đi với ta bên kia nhìn một cái đến lúc đó rồi quyết định muốn không phải trở thành lệ thuộc thành phố tự trị đương nhiên ngươi cũng có thể tại lần sau vệ tinh hội nghị lúc cùng trương thần tinh tư lệnh tìm chứng cứ một cái lữ thụ nói rằng lần sau lần sau mở ra toàn diện truyền tin được mạt nhật một năm tròn rồi tuy là một năm tròn lúc vệ tinh sẽ không lập tức đình chỉ tác dụng nhưng trên cơ bản cũng là kiên trì nữa một hai tháng bộ dạng chờ lần sau truyền tin mở ra vậy cũng xa đi không nhất định Ta có thể cùng ngươi đi xem một cái. Chính Tư lệnh lần thứ hai siết chặt nắm tay. Buốt buốt buốt. Chính Tư lệnh rất có huyết khí nha. Làm sao? Không lo lắng ta đem ngươi lừa gạt đến bên kia làm thịt. Chính An vui vẻ. Các hạ nếu như muốn giết ta, làm sao cần phải mang ta đi bên kia đơn độc trôn giết đâu? Nô, no, đây cũng là. Ngươi bảo hộ chúng ta, vậy muốn ta quan âm sơn căn cứ làm cái gì? Thành phố tự trị chế, chúng ta thuần phục, đồng thời định kỳ triệu cống. Tiêu Phỉ bĩu môi. Ngươi là thật đem mình làm là quốc vương à? liền thái quá. liền cái này. đương nhiên, liền cái này. liền trước mắt mà nói chiều công chủ yếu vẫn là tinh hạch đương nhiên cũng có thể có còn lại bảo vật đương nhiên đến mức những thứ khác nghĩa vụ hiện tại cũng không cái gì nghĩa vụ có thể cho các ngươi chờ ta cần xuất trình thời điểm cần vô điều kiện phái ra năng lực giả còn những thứ khác ta có thể cho các ngươi thức ăn nói đúng một tiếng đem một viên hai thước đại dưa hấu phóng ra tư lệnh căn phòng tuy là rất lớn nhưng đột nhiên xuất hiện một viên hai thước dưa hấu vẫn là hơi kém cho nhồi vào rồi chí ít chỉnh an ánh mắt bị toàn bộ chặn cái này cái này cái này ta bên kia có đầy đủ rau dưa gạo và mì có thể cung cấp các ngươi thành trì cho rằng phụ thuộc thành phố tự trị chỉ, chỉ thu lấy các người một nửa tinh hạch là có thể. Tương ừ, ngực. Ừ. Trình An đã hoàn toàn sẽ không nói chuyện. Cái này cho ngươi. Ông nghe điện thoại. Ừm, chỉ cần nhấn xuống đi, có thể theo ta trò chuyện. Làm ta muốn liên lạc với của ngươi thời điểm. ông nghe điện thoại cái nút cũng sẽ tự động sáng lên hồng quang, phát sinh tiếng tít tít, chuyển được là có thể. Đây là mới cải tạo ống nghe điện thoại. Lữ thụ chủ truyền âm ống nghe điện thoại trên có mấy cái cái nút, làm đè xuống thời điểm, đối ứng số thứ tự cái nút sáng lên. Không lại là một vs một mà là một độ cái. Cái này dạng cũng tránh khỏi lữ thụ có nhiều cái ống nghe điện thoại kết quả đem mình làm luống cuống tay chân mời đọc bộ truyện có mảnh chính bá đạo sát phạt quyết đoán xây dựng thế lực cho riêng mình lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh tấu hải mời các bạn vào bóc kem ủng hộ truyện của người việt chương ba trăm bảy tiêu tiểu kiều tuyệt sắt nham thạch tiểu tử cầu tặng kẹo hoa nhìn cự đại truyền tống môn đột một từ mặt đất mọc lên chính an đoàn người đều ngu loại này đã có chứa hắc khoa học kỹ thuật cảm giác lại mang một tia ma huyện thế giới phong cách khổng lồ truyền tống môn quá thần kỳ đem tinh hạch bỏ vào lại đè xuống khởi động liền có thể mở ra truyền tống môn đúng không là cái kia đi tới không kịp ta có hạng nhất năng lực đặc thù tâm võng có thể nghe được nội tâm của người ngay vừa mới rồi ta nghe đến rồi một cái không tốt lắm thanh âm nói lữ thụ quay đầu nhìn về phía trịnh an sau lưng nham thạch tiểu tử tiểu tiêu hắn vừa rồi nhưng là ở trong lòng nói muốn chiếm lấy ngươi nghi dám đánh ta nữ nhân chủ ý muốn chết lữ thụ muốn động thủ lại bị tiểu tiểu kiều bắt được cánh tay ta tự mình tới a à, ta cũng không phải là cái kia phải bị người người bảo vệ tiểu tiểu kiều trong mắt lóe lên vẻ tức giận sắc khí tốt bá trong nháy mắt kế tiếp tiểu tiểu kiều liền xông ra ngoài đôi bàn tay trắng như phấn một kích nặng nề nện vào nham thạch tiểu tử trên má đột nhiên xuất hiện manh kích cho hắn đánh hôn mê căn bản không phản ứng kịp trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài người vẫn còn ở giữa không chung thời điểm mấy viên hàm răng bay ra chợ phát sinh biến cố cho quan âm sơn căn cứ các năng lực giả cũng làm hôn mê từng cái lăng lăng nhìn lấy một ít không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì còn có một chút nham thạch tiểu tử đồng bọn trực tiếp xông lên suy nghĩ hạ ngân thủ bị lữ thụ định chủ anh nham thạch tiểu tử chật vật lăn ra ngoài hắn cảm giác xương gáy của chính mình muốn gãy rồi Tại cái kia cự lực công kích trong nháy mắt, xương cổ của hắn rắc cá ạ à. Một tiếng, hơi kém liền khớp xương bật mở. Nhìn khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này tiểu tích tích nữ lại có lớn như vậy lực lượng. Một kích thiếu chút nữa nhi bắt hắn cho giết chết. nặng hơn một chút nói, đầu của hắn tại chỗ phải bay ra ngoài. Đợi chút nữa, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Trình An gấp rồi, nham thạch tiểu tử nhưng là hắn thủ hạ đắc lực can tương a, không thể cứ như vậy tử vong. Lữ Thụ cười cười, ngươi mới vừa rồi là không phải đang suy nghĩ, hắn là của ngươi đắc lực can tương, không thể cứ như vậy tử vong. Ngươi, chính An ngây ngẩn cả người hán vừa rồi tại trong lòng nghĩ quá tiêu phỉ thật đẹp a à, một hồi ta muốn ký tên bị chỉ một sĩ binh bỏ mặt quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn hán hoa là tiểu phỉ a à, ta còn đi qua nàng hoạt động hiện trường đâu hán tên khốn kiếp đáng chết này cũng quá hạnh phúc a, à, cư nhiên đem hai cái đại mình tinh thu vào trong hậu cùng đáng chết còn nước ao. cái kia năng lực giả mặt mũi trắng bệnh thân thể cùng run rẩy một dạng lã chả run rẩy hán hoa một con sống kiểu tiểu kiểu a à, không biết có không có cơ hội theo đuổi nàng tiểu tiểu kiểu dưới chân hơi trao đảo một cái hán còn cần ta tiếp tục một chỉ ra sao đủ rồi trịnh an lớn tiếng mắng coi như trong lòng hắn có cái gì gây rối ý niệm trong đầu nhưng ít ra hắn bây giờ không có hành động chẳng lẽ ta nói tương lai ngươi sẽ phạm tội hiện tại có thể giết chết ngươi sao có thể a à, vì sao không thể ngươi nhìn bị truy ra máu nham thạch tiểu tử lữ thụ vui vẻ chính tư lệnh bây giờ là mặt nhận thuộc về cường giả thế giới thành phố tự trị chế thời đại quốc vương đã là chân lý hắn người như thế ta không canh trường hiểm bốc chết chẳng lẽ còn giữ lại hắn cầm tài nguyên bồi dưỡng hắn sao trịnh an ách lưới hơn nữa hắn cũng không phải là cái người bình thường a à ở tương lai ngươi sẽ chết ở trong tay hắn tin tưởng ta một cái tiên tri chắc là sẽ không lừa gạt ngươi lữ thụ vỗ nhẹ nhẹ một cái chỉnh an bà vai lộ buộc trịnh an trái tim thình thịch một cái chức biết lữ thụ là tiên biết phó quốc tinh phó lao chính là tiên tri hắn dự ngôn toàn bộ mạt nhật đến vì nhân loại để lại phân đấu hòa trùng mà bây giờ lữ thụ lại còn nói hắn chính là tiên tri cái này chẳng lẽ hắn thực sự sẽ chết ở thuộc hạ trong tay xa xa nham thạch tiểu tử đã bị truy bạo toàn thân khắp nơi đều là vết thương tứ giai đối mặt ngũ giai tiểu tiểu kiều trên cơ bản chính là đánh bẹp nham thạch tiểu tử bất luận cái gì năng lực ở trước mặt nàng đều hưởng phí địa thứ đồ thứ trong nháy mắt cũng sẽ bị không khí cầu bỏ qua một bên thật vất vả tụ lại ở trên người nham thạch hộ giáp cũng sẽ ở khu vực chân không bên trong bị gắng gượng gạt tới không khí vô khổng bất nhập khó lòng phòng bị thình thịch ta muốn giết ngươi ngươi tiện nhân kia a a a a còn có ngươi Trình an ta sớm biết liền bước giết ngươi a a a ngươi đang chết ngươi đang chết cầu hoa tươi nham thạch tiểu tử bạo nộ rồi chu vi nham thạch từng mánh giải từ đại nham thạch phong bạo hướng phía bốn phía điên cuồng vào tới điên rồi đây là muốn đem toàn bộ căn cứ kéo vào chiến trường a trình An Mi tâm vận thành chữ xuyên, chẳng lẽ tên kia là thật muốn giết hắn sao? Đáng chết. Chiến cuộc bị kéo hướng về phía bốn phía, trung quanh các năng lực giả không thể không thi triển năng lực của mình ngăn cản, đồng thời hùng hùng hổ hổ, mắng nham thạch tiểu tử không phải người. Hừ, người muốn chết. Gió, Long quyển phá vỡ phô thiên cái địa nham thạch phong bạo, kiều tiểu kiều tại không khí đè dưới sự thôi thúc thật nhanh nào tới, một cái bò cạp với đuôi, gót chân nặng nề gõ ở tại nham thạch tiểu tử cổ. Cắt. lần này hoàn toàn nát. Cả bức xương sống lưng bị vỡ thành từng cục, cái cổ đều bị đá cho hình tam giác, đầu nghiêng ngã. Nham thạch tiểu tử che cùng với chính mình cổ, nổi lên con ngươi to bên trong đầy là hối hận đáng tiếc hắn đã không có cơ hội đi ăn thuốc hối hận chính chủ chết rồi mất đi sự khống chế nham thạch phong bạo rào rào rơi vào mặt đất lại là một hồi náo loạn ai nha cư nhiên không nổ tạp tiêu tiểu kiều xui đá một ước quyệt cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò chạy trở về lữ thụ bên người làm sao rồi ta rất lợi hại chứ muốn phòng ngừa cùng bỏ hẳn tiêu ngạo tự mãn cùng táo bạo lữ thụ bóp bóp nàng cái hót ngũ giai đối với tứ giai hoa thời gian dài như vậy còn muốn kiêu ngạo đâu tiêu tiểu kiều tức giận lắc đầu bỏ qua cái kia tắc quái đại thủ nhân ra chỉ là muốn nhiều dạy vào hắn một hồi mà thôi không phải vậy đã sớm giải quyết rồi tiểu phỉ dương cái miệng nhỏ nhắn ngây ngốc dáng vẻ kỳ hỉ phi tỷ có phải hay không bị giật mình thật không nghĩ tới trước kia cái kia manh ngụy tử cư nhiên sát nhân cũng không chớm mắt thích phi tỷ ngươi là khen ta vẫn là tổn hại ta ư ừ. ngạch ha hả đương nhiên là khen ngươi a à được rồi ngươi năng lực gì là không khí a à, cùng phi tỷ năng lực có chút giống cũng có thể là gió bất quá ta bản mệnh năng lực là dịch dung nói kiều tiểu tiểu cải biến tự thân tướng mạo hai cái tiểu phỉ xuất hiện hoa a à làm mời đọc bộ truyện có màn chính bá đạo sát phạt quyết đoán xây dựng thế lực cho riêng mình lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh tấu hải mời các bạn vào bóc kem ủng hộ chuyện của người việt chương ba trăm bảy mươi hai tân hỏa thành mang tới chấn động cầu tặng kẹo hoa chứng kiến khuôn mặt của mình xuất hiện ở khuê mật trên mặt tiêu phỉ nhất thời khiếp sợ ổ nổi lên cái miệng nhỏ nhắn đương nhiên khiếp sợ về sau liền là một chút xíu ảo não dựa vào đối diện là một cái bạch bạch tịnh tịnh kiểu phỉ ngăn nắp xinh đẹp so sánh một chút nàng cảm giác thành hàng giả ta non cha sau đó nàng liền một chút xíu vai nổi lên đầu chờ Ngươi nói bản mệnh là có ý gì? Chính là mặt nhật chi hậu chúng ta tự phát thức tỉnh dị năng a, cái này trưởng không không khí năng lực là lựa thụ cho ta. H cho tiêu phỉ trong nháy mắt một bước, như bước như vậy năng lực lại là lựa thụ tặng cho. Đồ chơi này còn có thể tặng cho. Bên cạnh, Trịnh An mấy người cũng là một mặt một bức lắc đầu thở dài một tiếng, đem người trốn a, xông cháy rồi hắn. Được rồi, Giang Lục ý chi xúc phát động viên bạo thuật, đại hỏa cầu trong nháy mắt tiêu hủy nam thạch tiểu tử thân thể. trịnh An, ngươi một cái tứ giai năng lực giảm một lần nữa đứng lên trở thành zombie nguy hại có thể sánh bằng phổ thông dọn bị kinh khủng hơn a Tam ớn ngươi cũng sẽ không nhớ hắn biến thành dọn bị phía sau tới gây sự với ngươi chứ mặc dù không là bị cắn sẽ không biến thành dọn bị nhưng cũng không phải là vạn vô nhất thất hắn nhớ một lần nữa đứng lên vẫn là có rất nhiều loại phương pháp trình an cắn răng không có đang nói gì nói xong lữ thụ cười cười thuận tay rơi ra năm nghìn cân rau quả từ giờ trở đi quan âm sơn căn cứ đổi tên là quan âm sơn thành lệ thuộc vào tân hỏa thành thành phố tự trị dưới phụ thuộc thành phố tự trị từ giờ trở đi ta cho các ngươi ăn cho các ngươi uống ta bảo vệ các ngươi từ giờ trở đi quan âm sơn thành sẽ trở thành tân hỏa thành tiểu đệ hào khí cái gì là hào khí người chung quanh bất kể là năng lực giả vẫn là bình thường binh sĩ đều trận tròn mắt nhìn hai thước cả hai thước năm dưa hấu một mét cà chua hai thước dưa chuột hai thước cây cải bắp thậm chí là bốn thước rau cải trắng từng cái nước bọt tào hào hướng hạ lưu lấy bao lâu chưa từng ăn qua mới mẹ rau dưa cơ chứ tiêu phỉ cũng là nước bọt chảy dòng hoàn toàn không có mặt nhật trước đại minh tinh khí chất lúc này tiêu phỉ đầu ông ông nàng lúc trước ăn cà chua trứng gà cơm đĩa chính là dùng cái này một mét cà chua làm cái này cờ mờ nở một viên cà chua liền kỹ năng làm một trăm không được năm trăm phần cơm đĩa đi lớn như vậy rau quả liền thái quá không cần lo lắng ăn gặp người chết bắt bọn nó trở thành là vũ trụ rau dưa là được hơn nữa chúng ta tân hỏa thành nắm giữ cấp tốc bồi dưỡng thực vật kỹ thuật đã cung cấp sơn tỉnh căn cứ gần hai vạn người thức ăn nhiều các ngươi một vạn người cũng không coi vào đâu linh thực bên trong không gian đều chất đầy tràn đầy tất cả đều là cự đại rau quả lữ lao đại thói xấu lữ lao đại tài cao ta yêu ngươi ta muốn cho ngươi sinh hầu tử Á a a cách đó không xa còn tán lạc nham thạch tiểu tử cho cốt đâu tiểu phong thổi một cái dường như thổi tan một ít tựa hồ là đang nói bất mãn của mình một dạng ta cờ mở nở vừa chết các ngươi liền không thể tôn trọng một cái đáng tiếc đã không ai đi quan tâm sống chết của hắn không có gì khác có chính là chính là nương đối với thức ăn đại lão mà nói hắn coi là một ta đây chính là thiết thân đất thật lợi ích đến mức nham thạch tiểu tử sớm đã bị quên đến chân trời góc biển đi Ừm, nhảy qua giống loại sinh hầu tử chuyện này sao phòng chừng đời này là không có khả năng thực hiện lữ thụ lúc ra cười một cái làm sao rồi chính tư lệnh đi tới đi ta tân hỏa thành thăm một chút à? chính an gật đầu một cái chỉ vào bên cạnh một cái nam ta đi trước một chuyến nơi đây ngươi tạm thời chỉ huy đem những thức ăn này dọn vào hợp khố buổi tối cho các minh đệ thêm đồ ăn là tư lệnh tư lệnh ta đi chung với ngươi còn có ta tiêu tiểu, tiểu kiều đĩu môi làm sao lo lắng chúng ta giết nhà người tư lệnh nếu muốn giết mà nói nơi nào dùng lao lực như vậy hai năng lực giả nhất thời đỏ mặt cái này hai chính là muốn đuổi theo kiểu tiểu kiều đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi may mà không nhúc nhích cái gì ta ác ý biến thái bằng không đã sớm cùng khi trước nam thạch tiểu tử giống nhau ở ra giá rắm lữ thụ phất tay một cái không sao cả nhiều hai người mà thôi đi thôi đi trịnh an lấy ra một viên nhị giai tinh hạch nhét vào chỗ long xuống sau đó bên trong tinh thiết vị một tiếng đem trong ba ở sau đó đẻ chốt mở xuống cái nút làng lặng mà đợi lấy a lúc này tân hỏa thành bên kia có chuyên môn trông coi truyền tống môn vệ sĩ khi thấy truyền tống môn phát sinh tiếng vang phía sau vội vã chạy tới nhấn cái nút tiếp theo một cái trước mắt truyền tống môn sáng lên cái này là thứ một lần khởi động truyền tống môn người chung quanh đều ở đây nhìn lấy không có phơi bảy vòng xoáy kiểu lão thuật năng lượng sống là vòng xoáy màu trắng dạng mạng trệ quỷ, chính là cái gương có thể thấy hai bên cái gương không nên nói đặc biệt nói chính là kính này trên đang ở trời mưa nước mưa hào hào rửa lấy mặt kính sở dĩ hai bên nhìn cũng không phải là rất rõ ràng giới hạn với có thể thấy tòa nguy nga cổ thành bảo đường nét xuất hiện ở tiểu phỉ đám người trước mắt miệng nhỏ lại một lần không tròn đứng lên quan âm sơn thành bên này người cũng trợn tròn mắt thật lớn một tòa thành trì a à, tuy là thấy không rõ lắm nhưng không trở ngại bọn họ chứng kiến đối diện cao ngất lâu đài đi thôi lữ thụ dẫn đầu đi qua hoan nên thành chủ trở về thành tiêu phỉ đám người mới vừa xuyên qua truyền tống môn đã bị từng đợt đại tiếng trấn trụ tập trung nhìn vào chung quanh là một loạt hắc giáp thiết trở khôi giáp chiến sĩ Chính an một ít khiếp sợ cái này đã có quy mô hóa vệ binh hệ thống sao kế tiếp đập vào mắt tân hòa thành triệt để trấn trụ bọn họ hoa không là a một chín cái này quá điêu chứ cả tòa lâu đài chia làm thượng trung hạ ba tầng bọn hắn bây giờ đứng ở dưới thành là ngẩng đầu nhìn thượng tầng lâu đài hình tròn tòa nhà hình tháp hình nửa vòng tròn cầm vòm thấp lùn cái vòm chục tầng lựa ra khung cửa cả tòa lâu đài có một loại lãng mạn mà lại hiện ra cực kỳ trang nghiêm khí chất chọn cao cửa phòng và khí thế đại môn hình tròn ủi cửa sổ cùng chỗ rẽ thay thế hiện ra hết phong cách cổ xưa hoa quý trong thành làm đẹp tươi mát mà lại do nét liên tục cổng vòm cùng hành lang làm cho tâm thần người dạo dược đương nhiên chủ yếu nhất không phải những thứ này mà là trên bầu trời khi đó thỉnh thoảng bay lượn mà qua cự long thỉnh thoảng một trận tiếng rồng ngâm sợ đến bọn họ trái tim đều muốn dừng lại xa xa và mắt trong tầm nhìn còn có một ít kỳ dị cự đại thực vật đang qua lại tuần tra mời đọc bộ truyện có màn chính bá đạo sát phạt quyết đoán xây dựng thế lực cho riêng mình lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh tấu hải mời các bạn vào bóc kem ủng hộ chuyện của người việt chương ba trăm bảy mươi ba ta nhưng là sở thành phố trướng công tử cầu tặng kẹo hoa tờ s chuẩn bị cấu tứ sách mới vẫn là mặt nhật dự tính năm sau phát thư sau khi khả năng thâm canh mặt nhật văn hiện tại đang ở cấu tứ một bản điện đ lưu dẹ xì si đẹp hệ vụ gì gì đó một bản bật sủ gì mạ xạ hệ cổ loại cùng là nhân văn mặt nhật hai người chọn một mà thôi nội thành mặt đất đại khái cao hơn bên trong thành năm thước bên trong thành cao hơn dưới thành năm thước thành dạng nấc thang phân bố dưới thành cùng ngoại thành cao độ là nhất trí đột nhiên từ hiện đại hóa mặt nhật phế tích trên thế giới đi tới một cái tràn ngập ma huyễn, viễn cổ thời trung cổ hoàn cảnh tiểu phỉ các nàng toàn bộ làng u từng cái không lấy miệng hoàn toàn gặp không được cái này cái này cái này Tiểu phỉ không lấy miệng rất dáng vẻ khả ái tốt lắm tất cả năng lực giả đều đi theo ta đi lữ thụ nhấc chân đi ra ngoài chờ vậy chúng ta thì sao lữ thụ liếc mắt một cái trung sơn khu bệnh viện người sống sót sau đó chỉ chỉ một cái vệ thổ người dẫn bọn hắn tại hạ thành hoa một chỗ khiến cho chính bọn hắn kiến tạo ra viên a nói không quan tâm ba mươi những thứ kia trách trách hô hô người thường mang theo một quần năng lực giả đi ra ngoài tiêu phỉ là lăng quay đầu nhìn thoáng qua chính mình khi trước đội ngũ muốn nói chút gì đã thấy lữ thủ càng chạy càng xa chỉ có thể hung hăng dậm chân một cái đuổi theo nhìn rách rách dưới dưới còn không có thành hình dưới thành cùng với đang ở kiến tạo còn tứ diện lọt gió phòng ở những người may mắn còn sống sót nhất tề tạc qua chờ Ngươi! Ngươi đem chúng ta mang tới nơi này để chúng ta ở cái chỗ chết tiền này tiêu phỉ ngươi sẽ đối chúng ta phụ trách nhưng là sự liều lớn công tử ta lữ thụ vừa đi vừa phất tay quay dối nói cho phép các ngươi giết chết bọn họ tiêu phỉ lạc trường run lên thành vệ quân nhóm nhất thời cười hắc hắc cơ trường kích liền đập xuống duy nhất trực tiếp cho đối phương đập cái nga sấp những thứ này là dò xét mỗi cái thành thành vệ quân không phải thành chủ phụ vệ đội giữ cửa trên tường thành những thứ này đều là lệ thuộc vào thành vệ quân thành vệ quân phần lớn không phải năng lực giả chỉ là thân thể được cường hóa chiến sĩ chỉ dùng nhất giai cường hóa chất thuốc những thứ kia bọn họ bình thường nhiệm vụ là quản lý mỗi cái thành trật tự trừng phạt bắn nhạ sự đoan nhân lữ thụ cho quyền lợi của bọn hắn bản chính là có thể tùy ý xử trí thế nhưng không thể giết người phạm vào trọng đại khuyết điểm thuốc giao cho thành vệ quân quan phòng thủ tiến hành thẩm phán liền ngươi nhật thành phố trướng công tử ta có thể đi của ngươi a à? lại là một trường trở. a à. nay cũng mặt nhật chín tháng nhiều rồi còn thành phố trướng công tử vậy sao ngươi không có đi ngươi cái kia thành phố trướng lao thủ hạ quá hạnh phúc thời gian ạ à? phải biết mặt nhật sơ kỳ những thứ này quyền quý con nối dòng nhóm qua có thể dễ chịu đáp án rõ ràng không phải thổi thoại xấu chính là căn bản làm khó dễ từ cái này thành phố trướng cha trong địa bàn hoặc là lao cha đã xong sở dĩ thân mã thành phố trướng công tử chính là một người thường ma đản khi dễ chính là cái này chút quyền phí chớ cùng ta đây nhi trang bức các ngươi có thể ở tại tân hòa thành cái kia treo vận may của các ngươi ở chỗ này các ngươi không cần lo lắng bị dòm bị ăn tươi chúng ta còn cung cấp các ngươi tất cả thức ăn nguồn nước các ngươi phải tự mình động thủ kiến tạo nhà của mình cũng không muốn lão đại chớ nhiều lời với bọn chúng nói nhiều như vậy làm gì chính là bọn người kia nhìn một cái chính là đắc tội rồi thành chủ đại nhân bị phạt những người này à không có tương lai thành vệ quân trong ngày thường đối thành bên trong người sống sót đều rất nhiệt hoạch thiện bởi vì ngươi không biết lúc nào những người bình thường này sẽ trở thành bọn họ một thành viên trong đó hoặc là phát minh cái gì đạt được thành chủ bán cho một khi trở thành năng lực giả dạ. nếu như đối với bọn họ lừa gắn oan rơi quay đầu lại chính là đối với bọn họ một trận thu thập nhưng những thứ này rất rõ ràng không có tiền đồ ẩn mà trung sơn khu bệnh viện những người may mắn còn sống sót cũng rốt cuộc ý thức được vấn đề mấu chốt chỗ ban đầu ở bệnh viện thời điểm nhưng là có một ít người đối với lữ thụ mở miệng bất kính tiêm mà nhân ra một tay xây dựng lên như thế một tòa nguy nga khôi ngô thành trì cũng là ngươi có thể chửi bới nghi vấn cửa trách không đem các ngươi giết còn mang các ngươi tới nơi này ở đã là xem ở kiểu phỉ mặt mũi bên trên những thứ kia vô vọng gặp họa những người may mắn còn sống sót nhất thời đối với mấy cái kẻ nói năng ngông cuồng ném phẫn nộ nhãn thần mà trong đó có cái gì đó đổ bỏ thành phố trướng công tử từng cái cách xa bọn họ cái kia vị đại ca này xin hỏi chúng ta thế nào mới có thể thăng cấp địa vị của mình à trong đó một cái hơi chút thông minh cơ linh một chút nhi vội vã tiến lên trước cho đốt một điều thuốc hiện tại rất rõ ràng cái này tân hỏa thành chia làm thượng trung hạ ba thành địa vị tự nhiên cũng là một cấp một cấp giảm dần gặp bọn họ hai bay vạ gió tự nhiên phải nghĩ biện pháp nhu cầu được ra bằng không trực tiếp bị bẫy chết cả đời a ai u gấu chúc a cái này có thể là đồ tốt cái kia vệ đội đội trưởng cười rồi không khách khí bắt tới hung hăng hít một hơi sau đó phân cho thủ hạ các minh đệ thuốc lá vật này chúng ta là không thiếu bất quá mặt nhật trước điếu thuốc lá vẫn là nhất định có lưu thông giá trị cả khác thực vật nha thành chủ bồi dưỡng không ít hắn mặc dù không hút thuốc nhưng vẫn là đem mấy thứ này lấy ra cho rằng thành vệ quân quyền lợi nói thật ra bọn họ tự chế thuốc lá so với mặt nhật trước khá nhưng lại không sạc người chỉ bất quá mặt nhật trước rất thưa thất nha đúng đúng chỉ tiếc cũng không cái gì ba trăm bốn mươi ba hàng tích chữ người nọ liền vội vàng đem trong tay cuối cùng nửa hộp thuốc lá nhét vào vệ đội trưởng trong tay coi như ngươi tiểu tử thượng đạo khái khái kỳ thực a, các ngươi cũng không phải là không có tấn thăng tư cách ở tân hỏa thành bên trong tấn thăng tư cách có rất nhiều loại nhưng đối với các ngươi bình dân mà nói liền lưỡng chủng một loại là gia nhập vào thành vệ quân bất quá thành vệ quân tuyển nhận rất ít người loại thứ hai là làm ra đối với tân hỏa thành có lợi phát minh có thể là thực dụng cũng có thể là hưởng lạc thì như, thì như ngươi nếu như biết trưng cất rượu làm gì gì đó, rõ ràng, đa tạ đội trưởng báo cho biết, Ừm, ta xem cho ngươi. Vệ đội trưởng vô vô cơ linh quỷ bà vai, dưới thành mỗi 3 tháng có thể thu được thành chủ một lần phúc lợi tưởng thưởng thời gian, nhất định có cơ hội có thể thu được thành chủ ban cho năng lực tạp. đến lúc đó, ngươi là có thể trở thành năng lực giả, một khi trở thành người trên người rồi, thực sự, cơ linh quỷ nhất thời hai mắt sáng lên, thực sự là thật, bất quá rất khó, các ngươi cũng đừng khó qua, dưới xây thành tạo xong tất phía sau, còn có ngoại thành, ai bảo các ngươi không may đâu bất quá dù sao cũng hơn ngoại thành tốt được rồi qua bên kia ta cho các ngươi phân chia một khối khu vực cảm ơn cảm ơn nói xong cơ linh quỷ tiến lên đạp thành phố trướng công tử di ổ đều là hôn đàn này ha hả thú vị thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương ba trăm bảy mươi bốn bán nhân mã uy hiếp bốn linh thánh thú cầu tặng kẹo hoa ds đại gia an tâm bản này đã sẽ viết bản hoàn tất nhưng khẳng định không có khả năng viết lên mạt nhật phía sau một trăm năm ta sẽ ở trong đó tìm một cố sự tiết điểm tiến hành xong bản tiểu khởi mở kết cục chứng kiến sau lưng một màn tiểu phỉ cắn răng muốn nói điều gì thế nhưng bị tiểu tiểu kiểu kéo lại tay lắc đầu ý bảo nàng không muốn xen vào việc của người khác ngươi dẫn bọn hắn tới nơi này thuộc về ngươi nhiệm vụ cũng đã hoàn thành bọn họ cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì u nguyễn sanh hạ đã sớm phiền chết những người đó hung hăng đòi hỏi đòi hỏi không dứt không biết trả giá chỉ biết là đòi hỏi hấp huyết nếu như không phải xem ở đều là nhân loại phân thượng đã sớm làm thịt bọn họ ok ngươi là người thường không có năng lực tự vệ nhưng ngươi cờ mở nở có thể hay không ngoan ngoãn làm an an tính tính cơm mềm nam nữ dựa vào người khác nuôi còn cứng như vậy khí bỏ nàng bốn phía hào hứng nhìn lấy hoa à, a nơi đây thật đẹp a à. đúng rồi bọn họ đối với ngươi đều rất tôn kính a à, cũng còn cúc cung chúng ta sau khi thấy rồi ngươi có phải hay không cũng muốn cúc cung à lữ thụ vui vẻ bởi vì ta cho bọn hắn một cái an ổn ra sở dĩ bọn họ là tôn kính phát ra từ nội tâm ta còn túi người chào là ta yêu cầu chế không thể phế gia nhập vào thành chủ phủ có thể không cần hướng ta cúc cung ở tại nội thành đều là đến mức những thứ khác các ngươi đúng là muốn túi người ta đây gia nhập vào thành chủ phủ nguyễn sanh hạ vung tiểu thủ nói rằng vậy rất tốt từ giờ trở đi bắt đầu các ngươi chính là thành chủ phủ thứ chín vệ đội phía sau gạo kha mấy người cũng là trận to trong mắt đã cựu chi hả ừm một chi đại khái khoảng tám người vẫn còn ở bành trướng bên trong ta dự đoán tính toán thành chủ phủ vệ đội mở rộng đến phía sau liền không nữa tăng thêm lữ thụ nói rằng chính an ba người cũng rất là khiếp sợ cái này liền bảy mươi hai cái năng lực giả rồi hả xem ra gần trăm người năng lực giả đội ngũ cũng không phải là khoác lác ga có thể ở mặt nhật trong vòng chín tháng kiến tạo ra như thế một tòa to lớn thành trì người xác thực không phải nói khoác lác gia hỏa những thứ kia kỳ quái cự đại thực vật là cái gì dường như tợ lằn vs dòm s bên trong đông đông a nhìn bên trong trong thành đi tới đi lui cự đại quái dị thực vật nguyễn xanh hạ đám người lại một lệ nổ nổi lên cái miệng nhỏ nhắn lữ thụ cười cười không có giải thích cái gì đối với quan âm Sơn thành một ít bí mật vẫn còn cần ẩn nút đây là cái gì dòng binh công hội và a à, ngươi cái này còn có dòng binh công hội đám người lại một lần há hốc mồm ừ, chỉ thuộc về phủ thành chủ dòng binh công hội tới năng lực giả có thể tuyển trạch gia nhập vào dòng binh công hội cùng với thành chủ phủ vệ đội đương nhiên hai người đãi ngộ phải không cùng Hiện nay chỉ có một chi đăng ký trong danh sách dòng bình công hội. Lữ Thụ giải thích. Tựa hồ là nghe được Lữ Thụ thanh âm trong công hội tổng gia đoàn người chính là Thạch Hạ Ổ. Thạch Hạo A, ngươi không có đi săn thú, mới vừa trở về bị một chút tổn thương, bất quá đã chữa khỏi. Nói, Thạch Hạo liếc mắt một cái tiểu phỉ, có chút kinh ngạc. Lữ Ca đây là lại làm trở về một đại Minh Tinh A, bất quá chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tâm. Đúng rồi, có một cái nghiêm trọng tình báo đã hội báo lên rồi, nhưng ta cảm thấy có cần phải tự mình cùng ngài nói một chút. Ngươi nói, thành thành Nam bộ phận xuất hiện một quần bán nhân mã chiến sĩ ta nhìn thấy có ít nhất hơn 100 con bộ dạng, an mặc rất nguyên thủy, cũng rất gia tính, không giống phó sở sở đội trưởng cái dạng nào, bọn họ càng giống như là gia thú, bán nhân mã, đám người đều trận tròn mắt, lữ thủ tao mày, xì si hệ lại trong thần thoại cái chủng loại kia giống được bán nhân mã, không, bọn họ càng giống như là hớt vót tổ cờ giặc bên trong, như đầu nhân bên kia bán nhân mã quái vật, thú nhân hơn nửa con là dưới nửa, bọn họ khoác gia thú, cầm trường mâu, cùng tiễn đẳng đẳng vũ khí, bất đồng duy nhất là, bọn họ tựa hồ cũng biết nắm giữ lôi điện hệ năng lực, giao thủ thời điểm, sơ ý một chút bị bọn họ chảy cánh tay thạch hạo biểu thị thẹn thùng lữ thụ nhưng có chút hiểu, thạch hạo là nham thạch năng lực giả tại thời điểm chiến đấu tất nhiên sẽ nham thạch bao trùm toàn thân bộ dáng như vậy đều sẽ bị bán nhân mã xét đánh thương tổn đến điều này nói rõ thực lực đối phương rất cường đại có thể sử dụng trường mâu đâm thùng thạch hạo nham hóa thủ cánh tay đối phương thật không đơn giản lại nói tiếp ở hớt vót hổ cờ giặc bên trong bán nhân mã cũng là một loại tản nhẫn nóng nảy quái vật bộ lạc trong trận doanh lưu đầu nhân tử địch một trong phân bố ở cả lìm đỏ đại lục thê lương chi địa đất nghèo mặc cao lôi cùng đủ dỗ tạ là dạ hệ tạ cùng tạ ác hỗn loạn nguyên tố sinh vật công chúa thở dạ dạt hậu duệ chuyện khi nào Liên tại ngày hôm qua ngày sau khi đi ta mang người đi thanh lý zombie, bi sau đó đụng phải cảm giác bọn họ giống như là đột nhiên xuất hiện trên thế giới này một dạng hoàn toàn không có chút nào vết tích khả tuần đi ta biết rồi ta sẽ phái người đi thẩm tra Ừm. thạch hạ hồi báo xong tình báo liền xoay người trở về dòng binh công hội đây chính là dòng binh đoàn sao nguyễn xanh hạ ánh mắt loẹ loẹ Ừm. đi thôi đi nội thành cho các người đón gió tẩy trần lấy tiến vào bên trong thành vừa mắt xem chưa đến là gắt gao đẩy cửa thành một chỗ cự đại ao nước rào rào bên trong một cái cự đại hát sắc đầu dơ lên, nước ao trong nháy mắt hướng bốn phía khuynh tiết tản ra. tốt, thật là lớn ố quý a, Đám người trợn tròn mắt. hai thước ố quý a, Ngầm lớn đầu lớn là hát con rùa đầu, hai khỏa hát một dạng không hề phản quang cự đại con người tích lưu lưu dạo qua một vòng, lập tức lại chậm rãi chìm vào trong nước. sau đó cơ hồ là cũng trong lúc đó, vốn là đôi địa phương, dựng đứng bắt đầu một đầu dài dáng dấp, là tiểu huyền từ hở, ồ, không phải ô quy, là huyền vũ ai? cái kia thật dài không phải đuôi, mà là một đầu cự đại đầu rắn. đồng dạng hai khoả đen bóng con người, ở nhìn bọn hắn chằm chậm xem quy xa nhất thể huyền vũ là vậy đương nhiên đó cũng không phải huyền vũ lớn nhất hình thể hiện tại hắn hoàn toàn thể hình có thể đạt tới ba mươi mét khoảng cách chỉ là bình thường thích thu nhỏ lại mà thôi bên kia một đầu cự đại thân ảnh màu trắng tiến nhập mọi người trong tầm nhìn lại là một đầu càng khôi ngô bạch sắc cự hổ mười thước hình thể đâu trắng bạch hổ hắn sau đó đồng loạt nhìn về phía lữ thụ bà vai đám người lại một lần há hốc mồm nên mã huyền vũ bạch hổ chu tước đều có tiểu phỉ ngây ngốc hỏi ngươi sẽ không còn có thanh long chứ có a ở nơi nào vẫn còn ở trong vỏ trứng ấp trứng đâu Đáng người thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương ba trăm bảy mươi phi tỷ cái này có thể là chính mình muốn á cầu tặng kẹo hoa nhanh như vậy sẽ trở lại à nha không phải nói muốn một tuần sau còn tưởng rằng ngươi tốt mấy ngày đâu nhìn đâm đầu đi tới mấy mỹ nữ tiêu phỉ một ít chất lưới này cũng rất đẹp mắt đâu so với nàng cũng đẹp rất nhiều cái này phải đặt ở mặt nhật trước thỏa thỏa xuất đạo mình tinh a nhất là ở giữa cái kia giống như là một đoá hoa mẫu đơn giống như trên người có chứa ung dung hoa quý khí chẳng cái kia tài đúng là nam nhân thích nhất loại hình hơn nữa nàng rất rõ ràng mấy cái này đâm đầu đi tới mỹ nữ tuyệt đối đều cùng lữ thụ có lên mắt lê tẩm a đều có kiểu tiểu tiểu còn tới chỗ chê hoa gạo nguyệt có la lị tự nhũ có ngự tỷ lớn chi cũng lữ thụ bao gồm tất cả khẩu vị a vẫn thật là thái quá vẫn khí một ít mà thôi các nàng lúc đó ngay tại y viện phách đêm ý y viện nhưng là một cái cao nhất may mắn còn tồn tại tị nạn điểm nếu như là ta mà nói ta cũng sẽ tuyển trạch đem y viện chế tạo thành một bộ tường đồng vách sắt lữ thụ vừa cười vừa nói hơn nữa ta cũng biết tòa kia y viện ở nơi nào sở dĩ rất nhẹ nhàng đã tìm được ngoại trừ ở trên đường trì hoãn một đoạn thời gian bên ngoài đường phi lận tiểu cốc hồng diệp hoan nên sự gia nhập của ngươi đường phi đưa tay cảm ơn hai người nhẹ nhàng nắm chặt theo không mười máy móc phân ra ta đi còn có bán nhân mã con báo cá mập ngư quái Tiểu phỉ bị cách đó không xa đi tới tổ ba người hù dọa a xa gãi đầu một cái quái ta trước đây ăn cá mập thì tan nhiều lắm sao nha hắn đều đã thành thói quen mỗi lần tân nhân tới tất nhiên sẽ bị hắn hù được tiểu tiêu ngươi trước mang tiểu phỉ đi thu thập một chút ta sau đó nhìn nguyễn xanh hạ đám người các ngươi đi quả hạch lâu đài ồ cuối cùng nhìn về phía trịnh an ba người trịnh tư lệnh ta tân hỏa thành như thế nào đây tương đồng vét sắt chuyến đi này không tệ ha 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 tại truyền du một vòng đã biết tân hỏa thành cương đại sau đó trịnh an ba người liền dẫn trang bị tràn đầy mấy không gian giới chỉ rau quả còn có một chút đào thải xuống một nhị giai trang bị đi trở về đến tận đây tân hỏa thành bản đồ lại làm lớn ra vài phần tiểu tiêu phòng của ngươi ở nơi nào sau khi ta với ngươi ngủ cùng chỗ a ở trên lầu đâu nói kiêu, Tiểu tiểu tiêu hì hì cười vài tiếng phi tỷ cái này có thể là chính mình muốn a à gian phòng của các nàng đều là chúng tinh cùng nguyện thức vây quanh lữ thụ căn phòng lớn giống như là phi tử vây quanh quốc vương mở dạng người đây chính là tự nguyện vào ở phi tử tầm cung a à. cái này có thể chẳng trách hắn ở đâu thì hỉ vào cửa liền cho kiều phỉ sợ hết hồn không có khác trước mắt có một cái tiểu la hướng phía nàng mánh địa bái một cái tiểu phỉ tỷ tốt đọc ngươi, là tiêu tiểu, tiểu kiều cười rồi nàng là ta đường chạy nạn lúc đồng bọn gọi dưỡng tâm bây giờ là ta thị nữ tuy là ta chưa từng có xem nàng như làm thị nữ đúng với thật là mục nát mi lạn sinh hoạt đâu tiểu phỉ không nói đưa tay đem tiểu la lị nâng đỡ lên tốt lắm ta cũng không phải là ăn thịt người lá hổ đừng câu nệ như vậy cái kia cái ta là fan của ngươi có thể cho ta ký cái tên sao tiểu la lị níu níu nhất nhất ký tên tiểu phỉ cười rồi chúng ta đều ở nơi này còn ký tên gì hiện tại đều mặt nhật ký tên sớm sẽ không có ý nghĩa ồ cũng cũng là đâu tiểu la lị hì hì gãi đầu một cái ổ kiểu phỉ tỉ bên này hơi nóng thủy đã đã cho ngươi cất xong vừa rồi liền có dạ điệp đưa tới đệm chăn đổ rửa mặt gì gì đó cảm tạ tiêu phỉ chung quanh quét một vòng phát hiện toàn thân phong cách cũng đều rất dáng vẻ kỳ quái, đặc biệt là đầu giường thực vật đèn, có gan đặt mình trong. Hồ oh lượn, học viện pháp thuật cảm giác gì ổ. Ta đi trước rửa mặt một chút, tạm chết rồi. Từng. Tiêu Tiểu, tiểu Kiều không nói gì, nàng có chú ý tới trong phòng nhiều rồi một giường lớn, chắc là cho Kiều Phỉ tỷ chuẩn bị. Lữ Thụ có thể thao túng Long Bảo bên trong toàn bộ, không trung sinh giường đá gì gì đó, hay còn không phải là làm việc nhỏ ạ Chỉ là vì nha hai cái giường góp với nhau ạ Lữ Thụ, Khái Khái, vì. Ân, vì quyết thức tốt ta vừa mới xoay người, Tiêu Tiểu Kiều dư quang phía đến, hai người đầu giường có khác? tiểu kiều. đại kiều chữ rất rõ ràng trên giường của nàng là tiểu kiều, phi tỷ là đại kiều. nếu như, như mày tiểu tiểu kiều đi ra ngoài một nhìn quả nhiên trên cửa nhãn thay đổi đồng tước các tên của nàng không có chứng kiến cái này nhịn không được gắt một cái cái này đáng chết ác thú vị thình thịch hung hăng đóng cửa lại làm sao vậy tiểu kiều tỷ không có gì ồ lúc này lữ thụ sờ lỗ mũi một cái cười hì hì rồi lại cười ngươi lại làm cho quỷ gì rồi hả đường phi rất bất đắc dĩ chứng kiến cái biểu tình này cũng biết lữ thụ cái gia hỏa này đang làm sự tình a đoán chừng là tiểu phỉ bên kia không có gì lữ thụ nhìn trái phải mà nói hắn cái kia trước tiên nói một chút về bán nhân mã sự tình a ta muốn ngươi nên phái người đi trinh sát qua chứ đều chuyện ngày hôm qua đường phi nếu như không có phái người tới vậy thật là quá không xứng trước quả nhiên đường phi gật đầu một cái đã để lôi thúc bọn họ đi qua tra xét lôi chính mình đang ở lớn vết cốc càn quét côn trùng đâu không phải hơn 100 đầu bán nhân mã mà là hơn 200 đầu trong đó đại bộ phận đều là dùng trường mâu công kích công kích thời điểm biết bổ sung thêm lôi điện chi lực sau đó là cung tiến thủ mỗi một cái mũi tên cũng là có chứa sấm xét có một con bán nhân mã khả hãn cực kỳ cao lớn đại khái có cao năm mét bộ dạng lữ thụ khả hãn Từng, ta cho hắn tự phòng bán nhân mã thủ lĩnh không phải gọi khả hãn sao được rồi dường như là như vậy lôi thúc bọn họ quét một vòng không có phát hiện mở ra kỷ điểm ở bán nhân mã khu quần cư chu vi tìm khắp cả dĩ nhiên không có phát hiện ở đường phi xem ra những thứ này bán nhân mã khẳng định cũng là dị thế giới tới được sinh vật cùng lao trần những thứ này vẹn đa nhân còn có lần trước thiên thai khô lâu binh giống nhau đều là đi qua kỳ điểm kẽ nước tới được thế nhưng bán nhân mã bên kia lại tìm không được kỳ điểm kẻ nứt tồn tại chỉ có thể nói rõ một chút nó rất nhanh thì đóng cửa bởi vì ngày hôm trước đội ngũ cũng không có ở thành thành phát hiện bán nhân mã nhưng ngày hôm qua thì có nếu như nói hai con đội ngũ đi phương hướng không nhất trí thì cũng thôi đi nhưng hết lần này tới lần khác hai tri đội ngũ đi là cùng một cái vị trí cái này liền rất ngoại hạng đầu một ngày không có ngày thứ hai thì có vẫn là như vậy nhiều mời đọc bộ chuyện có màn chính bá đạo sát phạt quyết đoán xây dựng thế lực cho riêng mình lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh tấu hải mời các bạn vào bóc kem ủng hộ chuyện của người việt chương ba trăm thảo phạt bán nhân mã bán nhân mã nữ khả hãn lên sân khấu cầu tặng kẹo hoa kỳ điểm kẻ nước cũng sẽ rất nhanh tiêu thất sao lận tiểu cốc hiếu kỳ sẽ không lữ thụ lắc đầu kỳ điểm kẻ nước thời gian kéo dài không chừng nhưng tuyệt đối sẽ không lại trong vòng một ngày tiêu thất sở dĩ không phải lôi thúc đám người không tìm được chính xác kẽ nước vị trí chính là lần tiểu cốc không phải đi qua kỳ điểm nước nguyên tới được lôi chính mình mình cũng nói bọn họ phát hiện là bán nhân mã đàn giải ở thành mới thương hạ phụ cận mặc dù cũng không là tụ lại ở thương hạ chu vi một vòng nhưng rất rõ ràng là lấy thương hạ làm tâm điểm nói không chừng cái này kỳ điểm kẽ nứt liền tại thương hạ nội bộ nơi nào đó mà lôi thúc bọn họ cưới lục lòng căn bản là không có cách thâm nhập dò xét bọn họ chỉ là ở xung quanh dò xét một vòng mà thôi đương nhiên loại thứ hai khả năng cái này một nhóm bán nhân mã cũng không phải là đi qua kỳ điểm kẽ nứt tới được cũng là đi qua truyền tống nếu bọn họ có thể triệu hoán dị giới như vậy vì sao dị giới liền không thể mở ra truyền tống môn đi tới thế giới của bọn hắn đâu đến mức loại thứ ba khả năng đó chính là cùng ngọc lôi một dạng rồi trải qua chiến đấu kịch liệt đưa tới không gian bất ổn sinh ra đột nhiên kẽ nước loại này kẽ nước một dạng xuất hiện nhanh biến mất cũng mau bình thường chỉ có ở kẽ nước chung quanh mới có thể bị hấp dẫn đi vào bất kể là loại nào phương thức tập hợp bốn chi đội ngũ nổi bật đi tiêu diệt đám kia bán nhân mã lữ thụ giải quyết dứt khoát cái kia phái cái kia mấy chi đội ngũ đường phi hỏi Liên một đội đội a Ừm. nghe được đội bốn đám người hơi như mày đội bốn là phó sở sở đội ngũ nàng cũng là bán nhân mã chẳng lẽ lữ thụ muốn nhận phục đám kia bán nhân mã cũng chính là lôi chính mình, phó sở sở, lão Trần Phong bạo liệt tiểu cùng với kiều Phỉ mới mang đội chín. đến lúc đó tiểu Cốc, Hồng Diệp theo ta đi qua. tốt. mới rửa mặt xong, tôi cười dạng dỡ tiểu Phỉ liền từ kiểu Tiểu kiểu trong miệng nhận được ngày mai xuất trình bán nhân mã mệnh lệnh. kệ. ta vừa mới tới a. phi tỷ, đây là ngươi thứ một lần xuất trình, nhất định phải đánh ra thành tích tới a ổ biết rồi. được rồi, ngươi đi sao? Tiêu Tiểu, tiểu kiều lắc đầu, lần này không có ta phần, là một đội lôi thúc, ngươi chưa thấy qua, bọn họ hiện tại đang ở bên ngoài thành trừ lớn vết cốc cô trùng đội bốn phó sở sở vị tiêu bán nhân mã nương ngươi đã thấy qua còn có đội tám lao trần ngươi cũng đã gặp qua cuối cùng chính là ngươi không muốn nói côn trùng ta có chút nhi ác tâm tiêu phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh trắng bệnh vừa rồi tắm thời điểm tiêu tiểu kiều liền nói cho nàng biết các nàng hàng ngày chủ yếu thực phẩm thịt khởi nguồn chính là cái loại này tinh tế bọ cánh cứng thịt thứ nhì mới là dị thú dù sao thâm viên bọ cánh cứng nhiều lắm sinh sôi nảy nở cũng mau hiện tại lớn biết trong cốc thâm viên bọ cánh cứng đại đều là mình sinh sản trứng sinh sôi nảy nở đi ra từ kẽ nứt bên trong tràn vào số lượng tương giao với ấp trứng ít hơn ba huy tượng côn trùng sinh sôi nảy nở rất nhanh một thai có thể dưới gần thủ khỏa trung trứng mượn kẽ nứt chu vi tán phát năng lượng một tháng là có thể ấp trứng trưởng thành thành trùng nửa năm là có thể sinh sôi nảy nở đẻ trứng vê đốt nhất định phải mỗi sáng sớm giao nộp nếu không toàn bộ đại bồn đều phải bị bọn họ chiếm giữ trong buồn địa dị thú căn bản cũng không mật nhóm đối thủ nhiều kiến ôm chết tượng a à, đương nhiên thâm nguyên bỏ cánh cứng cũng không phải là kiến những thứ này dị thú cũng không phải chính là tượng tuy là đạo thú nhóm cũng đem bỏ cánh cứng liệt vào nguồn thức ăn dù sao những đồ chơi này nhiều lắm Đoạn địa bàn của bọn họ nhưng hướng đều là lưỡng bại câu thương kết quả tiêu phỉ ở mặt nhật bốn tháng thời điểm chưa ăn có một đoạn thời gian ăn qua các loại các dạng biến dị trùng tử đoạn thời gian đó cũng không ít ác tâm nàng hiện tại vừa nghe đến côn trùng liền buồn nôn côn trùng ăn ngon lắm a à. tiêu tiểu, tiểu kiều nhãn tình sáng lên chọc gẹo đứng lên thực sự ăn ngon lắm phi tỉ táo bẩn lược lạc 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 thực sự rất a à. nhanh như vậy liền mang thai lạc tiêu phỉ cho một cái xem thường nghi ngờ ngươi cái đại đầu quỷ a ngày thứ hai ăn sáng xong phía sau lữ thụ liền dẫn đội bốn nhân mã hạo hạo đáng đáng sát nhập vào thành thành đương nhiên còn nhiều hơn thạch hạo một chi doanh binh đội hắn là đi báo thủ nhất định phải khiến cho những thứ kia đáng chết bán nhân mã trả giá thật lớn không đợi lục long đàn ép tới gần mọi người bên thai liền nghe được từng đợt viễn cổ mà vắng lặng tiếng kèn đây là nào đó sừng châu hào tiếng ngay sau đó từng hàng có chứa lôi điện chi lực núi tên xét qua tiếng xé gió hướng phía bọn họ bao trùm bắn qua đây cầu hoa tươi đám này bán nhân mã thật đúng là không hữu hảo a tiểu cốc lữ thụ đi môi tới an ta một kích đại hòa cầu nói là đại hòa cầu nhưng ngay mã đây là diệt thế đại viêm nổi đi một đấm đánh ra gần trăm mét từ viêm đại hòa cầu bao trùm toàn bộ bầu trời che ở bán nhân mã bảy ánh mắt ở bọn họ trong mắt nhìn không thấy không trung lục lòng chỉ có cái kia nhất tôn trói mắt từ sắc biển lửa cái này cuồng bạo đại hỏa cầu hơi kém không đem nàng dưới chân lục long sợ phi e trăm mét đại hỏa cầu che trúng xuống những thứ kia bắn tới mũi tên hầu như ở tiếp xúc được trong nháy mắt liền bị hòa tan đi ngay sau đó đại hỏa cầu mang theo diệt thế vai nặng nề đập vào bán nhân mã trong đám hơn 60 bán nhân mã trong nháy mắt bị chết cháy tàn tiếng hô liên tiếp thậm chí còn nghe thấy được một ít đốt cháy mùi vị lữ thụ có chút kinh ngạc những thứ này bán nhân mã Hoặc kháng rất cường đại a hắn chính là rất rõ ràng lận tiểu cốc tử viêm nhiệt độ có thể nói là trong nháy mắt đốt thành cho đều không thừa tình trạng nhưng những này bán nhân mã cư nhiên chỉ là đốt trọi liền cho đều không phải là tuy nói có một ít đã đốt thành tàn khu cánh tay nhắn gì bị đốt không có nhưng thân thể vẫn là hốt đồ lấy để lại bất quá nghĩ cũng là nếu như là ma thú bên trong bán nhân mã là dạ hệ tạ cùng tạ ác hôn loạn nguyên tố sinh vật sắt đồ ăn nước sợi công chúa hậu duệ cái này hai người chữ ngươi khả năng không rõ lắm Dạ hệ tạ là bán thần cự đại bán nhân lộc nạ Dị ủ nhi tử, xệ nạ Dị ủ là trắng đường vóng mã là cân cùng duy nhất thật thần nguyệt thần ngạ lộ ân nhi tử. Cũng tức là nói, dạ hệ tạ là ngạ lộ ân tôn tử, những thứ này bán nhân mã là ngạ lộ ân cháu trai hậu đại. Mà công chúa thờ dạ dạ, nàng là một cái cùng thượng cổ chi thần tướng quan địa nguyên tố, là tứ đại nguyên tố lĩnh chủ một trong. Thành mẫu, sát lạm sĩ ẩn duy nhất một đứa con gái. Thổ nguyên tố vốn là rất kháng đánh. Nham thạch thần mã cũng rất khó bị ngọn lửa đốt cháy sạch sẽ. Điều này làm cho Lận Tiểu Cốc rất là phẫn nộ, nàng cảm giác mình thất bại đang muốn giơ tay lên đệ nhị kích thời điểm lại bị lưu thụ nắm tay chờ một chút có người đi ra một đầu cự đại khôi ngô cùng phó sở sở một ít rất giống bán nhân mã khả hãn đại bước ra ngoài ất thực tế xã hội trong thế giới tu tiên sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình phong cách mới lạ chương 377, kịch chiến bán nhân mã bộ lạc cầu tặng kẹo hoa tiêu phỉ đám người đều có chút tỉnh, cái này la lụy cũng quá kinh khủng đi trực tiếp một quyển trăm mét đại hỏa cầu a ngươi nha lại ạ à sở sao cái này còn đánh cái gì ạ à? trực tiếp bốc hơi năm bán nhân mã đâu căn bản không cần các nàng ra sân tiêu phỉ mấy người cũng là trước tiên ý thức được tân hỏa thành chỗ cường đại nhìn phía dưới đầu này cao lớn nữ bán nhân mã khả hãn lữ thụ một ít ngộng tốt tự đại a à, gần bình năm thức thân cao tướng mạo của nàng cùng phó sở sở một ít rất giống không phải nói tướng mạo mà là toàn bộ thân thể còn lại bán nhân mã căn bản đều nhìn không ra nó là cái người hoặc thoát thoát chính là con giá thú liền phương tây truyền thuyết bên trong bán nhân mã dáng vẻ đều không phải là nửa người trên thú nhân nửa người dưới la ngựa toàn thân khoác giá thú ra hoạt thoát thoát nguyên thủy thú loại mà cái này vị tuy là cực kỳ cao lớn nhưng là lại liếc mắt là một người hơn nữa còn là một nữ nhân rất đẹp ân giới hạn trong nửa người trên nửa người trên rõ ràng có thể nhìn ra là cô gái đẹp tây phương mặt mũi mái tóc màu và nóng khuôn mặt tốt hơn nhìn kỹ có vài phần hại sau vật vị nhất là nhãn thần đặc biệt có sức rụ rỗ trên thân một thân kim sắc da mềm làm thành thiếp thân bị giáp nhìn không ra động vật gì nhưng vừa đúng bao lại bộ vị mấu chốt nửa người dưới không giống phó sở sở cái dạng nào khác một nữ nhân tiếp ở trên cảm giác là tinh khiết dã thú thân thể kim sắc kiện mỹ ngựa hoang thân thể tuy là năm thức thân thể rất cự đại nhưng ngựa hoang bộ phận lại có vẻ rất là thon thả mỹ nữ cùng dã thú hoàn mỹ tập kết thể sau lưng của nàng đeo một cây cự đại gỗ sồi trường cung dây cung vừa vặn tà tà lặc ở chính giữa hiện ra mạc cao lôi đỉnh càng thêm thâm bất khả chắc trong tay cầm một thanh cự đại pháp trượng nhìn một cái chính là dùng nào đó đại hình dã thu toàn bộ xương sống lưng xương sọ cùng với ngoài định mức tài liệu chế tạo mà thành chỉ nhìn một cách đơn thuần xương đầu nói nhìn không ra là cái thứ gì lại tựa như nào đó trâu ngưu nhãn bên trong hai khỏa hồng bảo thạch dạng lời rực rỡ Chợt nhìn rất là tà ác cảm giác lữ thụ quay đầu cảnh sát một bên hồng long trên lưng thạch cụ ngươi chính là bị nàng thương tổn chứ lấy thạch hạo thực lực làm không đến mức bị những dã thú này bán nhân mã xúc phạm tới rất rõ ràng là bị đầu này cự đại bán nhân mã nữ khả hắn đánh ừng thạch hạo cũng không có cái gì cảm thấy ngượng ngùng chỉ thấy nữ bán nhân mã thật cao giờ trong tay lên như đầu pháp trượng trong miệng ngâm tụng một ít nghe không hiểu phụ văn văn tự kỳ quái vì sao lão trần phong bạo liệt tự bọn họ những thứ này vẹn đả nhân nói có thể nghe hiểu những thứ này bán nhân mã lại nghe không hiểu chứ chẳng lẽ không phải tới từ một cái thế giới những thứ khác ngược lại là rất giống với vót hồ cờ giặc bên trong cảm giác mà trước mắt đầu này cự đại nữ bán nhân mã rất kỳ quái ạ à giờ rốt bên trong có thể không có có loại này bán nhân mã a à, lưu thủ cũng không công phu đi suy tư bởi vì thiên âm trầm xuống hầu như trong nháy mắt liền mây đen kéo tới dày đặc vị két tế vê anh bầu trời âm trầm trong nháy mắt lấm tấm màu đen xuống dưới quần quần hát sắc tầng mây tựa hồ đang trương hiện sự tức giận của bọn họ giữa tầng mây thỉnh thoảng thoáng hiện cháy đỏ rực hồ quang điện mang theo điểm gỡ khí tức từ từ hồ quang điện càng ngày càng nhiều rậm rạp chẳng chịt góp thành một tấm lưới đánh cá lôi đỉnh chi mặt đẻ đám người một ít không thở nổi ngầm đầu nhìn bầu trời lữ thụ mỉm cười đây là muốn buộc chúng ta xuống phía dưới a sách phẫn vậy như nàng mong muốn a các minh đệ xuống mặt đất cùng với các nàng đánh ô một đám người nói một tiếng gào khóc cưới cự long tọa kỵ hướng mặt đất rơi đi mà lúc này bầu trời lôi vân rốt cuộc có động tác từng đạo to như cánh tay điện xả hướng phía phía dưới cự long nhanh như điện chấp truy kích mà đi Bán lạc đám người một bên vui cười một bên tránh né điện xả truy kích giữa không trung bên trên bên dưới mây đen dạ dở của vũ phía dưới dồn dập tránh né đám người lại có vẻ rất là thành thạo không có khác những thứ này điện xà mặc dù coi như rất trâu dáng vẻ trên thực tế không đả thương được bọn họ mảy may từng cái từng cái đều có năng lực tranh né lôi chính bình loại này trực tiếp chính là chơi sấm sét. này một ít điện xà không đả thương được hắn chu thuần trực tiếp cho mọi người bộ cái chân ngôn thoát kết. điện xà bổ vào chân ngôn trên lá chắn với sự tình không có chỉ là đánh cho hộ thuẫn kịch liệt một trận lắc lư rất nhanh liền bình ổn lại thiên thượng không ngừng có dạ giờ hạ xuống mọi người đang không ngừng tránh né đồng thời thật nhanh hướng phía bán nhân mã bộ lạc phóng đi bán nhân mã nhóm cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém đại thủ cầm lấy trường mâu phát khởi xung phong Trường mâu mặt trên hiện đầy sấm xét hồ quang điện tăng thêm vài tia vi năng xông lên a giết đám này vật nhỏ lao trần phong bạo liệt tự nhất mã đưa tiền chân khí đột hóa thành một đạo màu xanh biết xoa đốt thẳng vào bán nhân mã trận địa địch bành 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 có chân khí qua toàn bảo hộ bán nhân mã trưởng thương căn bản đâm không phá ngược lại thì bị lao trần đụng vỡ xuống trận đụng người ngã ngựa đổ làm chân khí đột thế đi thấy lao thời điểm lao trần bánh địa một cái phanh lại một cái tạo đường tối đem chu vi ép tới gần bán nhân mã quét té xuống đất tiếp lấy thân thể một cái cấp toàn sử xuất bích ngọc tật phong a đạt a đạt a đạt vẹn đại nhân cái kia sáu mươi mã bản trần lớn như gió vậy nhanh vừa ngoan đá vào chu vì bán nhân mã trên khuôn mặt dàn mua từng cái bị đá cốt liệt nha bật thế bay ra ngoài không thể để cho lão trần một cái người làm náo động chúng ta cũng lên tư lạc. lôi chính bình dơ cánh tay lên tư lạc. một tiếng một cố cánh tay to làm sắc điện trụ vọt ra ngoài vẫn còn ở nửa đường thời điểm liền chia làm từng đạo hơi mảnh nhỏ một chút lôi trụ bùm bùm chui vào bán nhân mã trong đám phàm là bị lôi điện đánh trúng thân thể ken két vang lên bỏng nô một dạng âm thanh a sa tiến vào cồn hóa tư thái như không năm đầu không cách nào ngăn trở quái thú một dạng thẳng vào bán nhân mã xung trận dám đem xông tới bán nhân mã đón đầu đụng bay ra ngoài hơn nữa một đường thế như trẻ tre thình thịch thình thịch thình thịch pham la tới gần hắn không phải là bị đụng trở về chính là bị hai cái cứng như sắt thép cánh tay đập bay về phía trái phải hai bên tất cả mọi người lên yêu phỉ mấy người cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém lẫn nhau đánh lấy khí đi thôi đến chúng ta phong chi lực từng cây một thật nhỏ gió truy đột 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 mà đâm vào bán nhân mã trong chiến trận mang theo từng búng máu cự đại nữ bán nhân mã khả hãn gắt gao cẳng răng Dương cung cài tên, lôi điện chi lực tạo thành mũi tên gần bắn ra. Liên tại một sát na kia, nàng nhìn thấy một vệt lục quang, nhất thời sắc mặt đại biến. Mời đọc, bộ chuyện có màn chính bá đạo, sát phạt quyết đoán, xây dụng thế lực cho riêng mình, lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh Tấu Hải, mời các bạn vào bóc kem ủng hộ truyện của người Việt. Chương 378, ta gọi tỷ rèn, đến từ Thái Á Đại Lục người cầu tặng kẹo. Hoa. Phu. Theo thủ lĩnh một tiếng hô to, đang đại chiến đấu bán nhân mã nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó dồn dập hướng về sau nhảy ra, bỏ lại đồng bạn của mình, tụ lại đến thủ lĩnh bên cạnh. Bên này lại là một ít bối rối chuyện gì xảy ra bất quá xem bọn hắn không đánh rồi bộ dạng cũng liền tạm thời dừng tay từng cái quay đầu nhìn về phía lữ thụ lữ thụ lại là nhìn chằm chằm phó sở sở dáng vẻ như có điều suy nghĩ chỉ thấy cầm đầu cự đại bán nhân mã lanh lẹ con tốt cung tiễn pháp trượng sau đó chi trước khẽ cong đông quỳ xuống hai cánh tay hợp lại ở trước ngực túi đầu thắt xuống một bộ biết vâng lời dán dấp trong miệng lẩm bẩm một ít gì có ý tứ là coi như thời khắc này nàng quỳ xuống nhưng vẫn cũ cao ba mét bộ dạng còn lại bán nhân mã lại là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một bộ mắt nhìn nhau biểu tình tiếp lấy thật nhanh bỏ lại vũ khí học thủ lĩnh bọn họ bộ dạng cũng hai tay xoa ngực quỳ trên đất tiêu phỉ chậm rãi rơi trên mặt đất khuôn mặt hiếu kỳ cái này ý gì chẳng lẽ là bị chúng ta cho làm sợ lôi chính mình ba mươi không có đơn giản như vậy a Sa vẻ mặt xuôi đi trở về hừ. ta đều còn không có đánh đủ đâu lao trần lại là đánh xong mà bắt đầu uống rượu của mình sau đó đám người tò mò ngưu đầu nhìn về phía phó sở sở bởi vì tự đại bán nhân mã quỳ lệ phương hướng chính là phó sở sở vị trí bây giờ nhớ lại cũng đúng là chứng kiến phó sở sở sau khi xuất hiện lúc này mới dừng lại tiến công bọn họ đem phó sở sở trở thành là chẳng lẽ thánh nữ các loại đồ đáng tiếc không ai có thể nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì nghe không hiểu ngươi là đang mắng ta sao tuy nói lữ thụ đại thể trên là đã biết nữ bán nhân mã ý tứ nhưng nghe không hiểu chính là nghe không hiểu nước đổ đầu vì ta nữ bán nhân mã cũng rất bất đắc dĩ hai bên đều nghe không hiểu lẫn nhau nói à cái này có thể làm sao làm bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển thuật pháp tiếp lấy nàng mạnh mẽ địa phục ở tại trên mặt đất tỏ vẻ tôn kính sau đó ngẩng đầu lên làm ra một cái khiêm tốn tư thế bên mép nói lẩm bẩm theo không ngừng ngâm sướng từng cái thúy lục sắc ký tự từ mi tâm của nàng chỗ bay ra lơ lửng giữa trời cuối cùng hội tụ thành một cái kỳ quái văn tự đồ án tiếp lấy kỳ quái văn tự hướng phía trong đám người nhẹ nhàng đi qua lữ thụ tựa hồ là nhìn ra cái gì chỉ chỉ bên cạnh xa ngư nhân asa văn tự điều chui vào tiếp theo một cái trước mắt asa trong đầu xuất hiện vô số ngạc nhiên chữ viết của quái hắn cư nhiên trong nháy mắt nghe hiểu đối phương ngôn ngữ lục sắc văn tự chỉ dừng lại ngắn ngủi không tới 10 giây gian liền lần thứ hai bay ra một lần nữa chui vào nữ bán nhân mã mi tâm cuối cùng nữ bán nhân mã mở mắt há một một ngụm lưu loát tiếng phổ thông vị tiên sinh này không nhất định lo lắng đây là một loại ngôn ngữ đồng hóa thuật pháp là hai triệu liền ta có thể hiểu các ngươi lời nói ngươi cũng biết hiểu lời của chúng ta mọi người nhất thời kinh hãi như thế điều sao à a sa đám người các ngươi quỳ xuống đầu hàng là bởi vì phó sở sở chứ lữ thu hỏi phó sở sở nếu như là vị kia đúng vậy nàng là thánh nữ của chúng ta nữ bán nhân mã gật đầu một cái lại đem vai trong lòng văn tự phù hiệu phóng ra sau đó chui vào thủ hạ trong đầu đây là để cho thủ hạ cũng hiểu tiếng hán ý tứ thánh nữ lữ thụ cao mày đây cũng không phải là tốt từ ngữ thánh nữ gì gì đó hoàn toàn chính là bấy người tồn tại nhớ lờ mờ lấy nhất thói xấu thánh nữ di họ an hoa hạc bị hỏa hoạt hoạt chết cháy cái bị ném bỏ tồn tại phó sở sở chính mình đều trận tròn mắt chỉ cùng với chính mình mũi nhìn trước mắt đám này cùng chính mình giống nhau như lúc đồng loại nàng một ít thánh nữ đương nhiên nàng cũng không nhận ra những thứ này bán nhân mã là của nàng đồng tộc lắc đầu liên tục cái gì thánh nữ không thánh nữ có phải hay không các người muốn cho ta cứu vớt thế giới của các người? ta mới không đi đâu ta không phải là cái gì thánh nữ các ngươi tìm lộn người nữ bán nhân mã ngây ngẩn cả người hai con con ngươi to ngây ngốc không ngươi là thánh nữ của chúng ta tiên tri đã từng nói ở tha hương nơi đất khách quê người sẽ gặp gỡ cải biến chủng tộc vận mệnh tộc nhân ngài chính là của chúng ta thánh nữ thánh nữ xin mang lĩnh chúng ta chất theo chất theo là cái gì chúng ta chính là chất theo nhãn thụ đã hiểu dưới cái nhìn của bọn họ đây là bán nhân mã nhưng người ta bán nhân mã gọi là chát theo tộc người tên là gì xác định cái này hẳn không phải là vật vóc hổ cờ giả vạ dở dột bên trong đám kia bán nhân mã ta gọi tỳ rèn đến từ thái á đại lục xôn xao chơi đùa ma thu tất cả đều văng thái mãi mãi chết không nhắm mắt ta dựa vào tỳ rèn tỳ rèn chết không nhắm mắt ta lữ thụ quay đầu nhìn lại trước hết khiếp sợ lại là sáu con vẹn đa nhân các ngươi quen nhau gọi tỳ rèn những người còn lại cũng là một mặt một bức cái này sáu con vẹn đại nhân không phải là không biết tạ dở dốt các lìm đỏ gì gì đó nha làm sao biết tám dạ tinh linh bên trong tỳ rèn ừm a à một cái tự xưng nguyệt chi tinh linh tập quần chúng ta xưng hô các nàng vì lỗ thai dài lao trần phong bạo liệt cựu nói rằng được rồi chờ các loại lao trần sau khi giải thích xong mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ đây cũng là một cái tương tự 4.771 năm hợp những thứ kia nguyệt chi tinh linh không biết có phải hay không là ám dạ tinh linh bất quá từ khẩu thuật của bọn họ bên trong đến xem dường như cũng không rất giống ngoại trừ lỗ thai giống nhau tinh linh hay cùng với đồng tử rất nhạt nhãn biết phát sáng ở ngoài đám kia nguyệt chi tinh linh màu da càng thêm trắng non như sáng trong nguyện quang vậy mà không phải từ sắc lam sắc các loại ám dạ tinh linh nữ bán nhân mã tỷ rẻn cũng có chút không nói bọn họ nhận thức khác một người tên là tỷ rèn bất quá quản nó chi tiếp tục quỳ lạy thánh nữ xin mang lĩnh chúng ta tổ quần sinh sôi nảy nở lớn mạnh nhà của chúng ta đã phá hủy phá hủy không phải đi dị thế giới ai trải qua phiên bản tỉ rèn giải thích đám người cái này mới phản ứng được bán nhân mã xã hội là phân tán bộ tộc chế tuy nói còn không có ngu đến mức thực nhân ma tình trạng nhưng vẫn như cũ cùng trí tuệ chủng tộc không có nửa xu quan hệ bọn họ chỗ ở giống như là làm bằng da trứng đồng hoặc là dùng bùn cùng có tranh đơn giản xây dựng nhà cấp bốn nhìn qua rõ ràng giống như mã hy nhiều hơn chút mà không phải phòng ở bán nhân mã tự chế cung tiễn nhưng ở kim loại sản phẩm ở trên tạo nghệ thực sự không sâu bọn họ sử dụng vũ khí kim loại cùng khôi giáp cơ bản đều là cướp bóc tới chiến lợi phẩm bán nhân mã thường dùng binh khí cận chiến bao quát cự đại mà trọng gậy gỗ cùng đại phủ đương nhiên còn có thích hợp hắn hơn nhóm thân thể cấu tạo trường thương có một ngày tới một quần cường hắn địch mời đọc bộ truyện có màn chính bá đạo sát phạt quyết đoán xây dựng thế lực cho riêng mình lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh tấu hải mời các bạn vào bóc kem ủng hộ truyện của người việt chương ba trăm bảy mươi chín bán nhân mã lịch sử cầu tặng kẹo hoa bán nhân mã tử địch là ngưu ma từ tỷ rèn miêu tả nhìn lên phải là ngưu đầu nhân chỉ bất quá càng khát máu càng bạo lực rất như là uống xong ác ma chi huyết của loạn thú nhân cái dạng nào nếu như nói bán nhân mã cũng không phải là cái gì trí tuệ chủng tộc mà là ra thu nói như vậy đám tiêu ngưu ma chính là càng nóng nảy ma thú đồng dạng cũng không coi vào đâu trí tuệ chủng tộc hai bên đánh không biết bao nhiêu năm không chắc là nói mấy cái thế kỷ dài như vậy chuyện kỳ quái tới đánh lấy đánh lấy hai bên đều ở đây tiến hóa bán nhân mã bên này tiến hóa ra càng thêm vốn có cao độ trí tuệ cùng với siêu ma sở trường càng thêm tư nhân tộc loại như tỷ rèn loại này mà ngưu ma bên kia cũng ra đời cùng loại ngưu đầu nhân cái dạng nào càng thêm cơ trí, tỉnh táo trí giả tộc loại vì vậy hai bên đánh càng thêm hối có một ngày tới một cái cường hãng ngưu ma hai bên cực chiến bán nhân mã liên tục bại lui đã đến diệt vong nguy cơ bán nhân mã tê tự tiên chi lấy cái chết làm mối bói một chút hy vọng sống cuối cùng dựa theo thượng cổ thời kỳ bí pháp mở ra đường hầm vận chuyển đưa ra một chi bán nhân mã bộ lạc trong đó có bọn họ nữ bán nhân mã khả hãn truyền thống môn quan bế một sát na kia tiên tri nói cho nàng biết ở dị thế giới sẽ gặp phải cải biến tộc quần vận mệnh tộc nhân nàng là bộ lạc thánh nữ lúc này thánh nữ cư nhiên không tiếp thu tỳ rèn nhất thời cấp nhãn chúng ta thành trì ở mặt tây đại buồn trong đất mặt nếu như các ngươi có thể đến trước mặt của nó ta liền tiếp nhận các ngươi muốn trở lại dị thế giới gì gì đó thôi được rồi đương nhiên ở đất của ta áng muốn tuân thủ quy củ của ta bằng không ý các ngươi nói xong trao hỏi thầy thuốc đám người gió gió hỏa hỏa bay đi tới nhanh đi cũng nhanh nửa đường lận tiểu cốc rất là hiếu kỳ ngươi là muốn nhận phục bọn họ à? đúng vậy đều cũng là một tốt chiến lược có thể phục vụ một cái bộ đội tiên phong ép nhân ra nhưng là phải tộc quần sinh sôi nảy nở lớn mạnh ngươi cho rằng nhân ra biết xỏa hề hề vì ngươi bán mạng à? lận tiểu cốc đi môi thử nói vậy phải xem bọn họ có nguyện ý hay không lữ thụ cảnh sát phó sở sở liếc mắt có vị này ở còn lo lắng đám kêu bán nhân mã không ngoan ngoan tiến tới góc mặt hồng diệp hi hi cười ta xem á ngươi là nhìn chúng nhân ra tỉ rèn đi Cút. lữ thụ tức giận chừng mắt một cái ta ngay cả phó sở sở cũng còn không có giải quyết đâu đi nhớ thương ngốc tử thái rẹn đờ phó sở sở nhưng là cao hơn hai thước đâu đây cũng là còn có thể miễn cưỡng một cái cái kia tỷ rèn cự đại bán nhân mã ai đùa gì thế chén canh là vĩnh viễn trướng mắt đũa a sa nói một chút ngươi thấy nửa người viết tình huống a lữ thụ quay đầu hướng một bên khác túi đầu xa ngư nhân nhìn lại hắn hiểu loại thuật pháp này tuy nói chỉ là dự ngôn câu thông năng lực nhưng trên thực tế cũng sẽ bổ sung thêm trên một ít những thứ khác tỉ như văn hóa phong tục một loại tin tức tình báo ổ kỳ thực cũng không có thấy quá nhiều đồ đạc a sa gãi đầu một cái ở thái á đại lục bên trên phân bố mấy cái bán nhân mã bộ tộc bọn họ là đơn bản địa có điểm giống như lạ xa nạ cự ma xuất hiện trước nhất ở thái á trên đại lục chính là những thứ này bán nhân mã sau lại diễn hóa xuất các loại á nhân tộc đàn sau đó tiến thêm một bước quyết tán mới tạo thành hiện nay mấy chục cái chủng tộc hình ảnh ân ạ dở dột cự ma chia làm băng xương cự ma rừng rậm cự ma rừng rậm cự ma sa mạc cự ma hắc ám cự ma v v trong đó ám dạ tinh linh chính là hắc ám cự ma tiến hóa tới bán nhân mã mỗi cái bộ tộc đều do một vị khả hãn tối cường đại cũng bình thường là nhiều tuổi nhất bán nhân mã tới thống trị tựa như cái kia tỳ rèn một dạng bán nhân mã xã hội thừa hành đơn giản cường giả là vua khả hãn bản thân liền là một bộ tộc sở hữu luật pháp mà người ngoại tộc như muốn thu được bán nhân mã tôn tính cũng chỉ cần đơn giản chứng minh sự cường đại của mình là có thể tuy là đầu góc không tính là dùng tốt nhưng không thể phủ nhận bán nhân mã là ý chí kiên định lại giảo hoạt đầu góc của bọn họ cơ bản đều dùng ở tại như thế nào sử dụng chính mình càng thêm cường trắng trên cùng đại thể nguyên thủy xã hội giống nhau nữ bán nhân mã một dạng chăn đơn tinh khiết cho rằng vì đời kế tiếp phục vụ nhân vật nhưng bất kỳ có thể chứng minh chính mình đủ mạnh nữ bán nhân mã vẫn như cũ sẽ đoạt được đại lượng tôn kính về điểm này cái tiêu tỷ rẽn trên người hẳn là thấy được đám người gật đầu rất rõ ràng đầu kia gọi tỷ rèn nữ bán nhân mã là tối cường không nói đến nàng năng lực cường hãn đơn luân thể chất thì không phải là những thứ kia hơn hai thước 3 mét bán nhân mã đối thủ nàng một cái là đủ nghiền ngay ngắn một cái chỉ bán nhân mã đội ngũ ở thái á đại lục bên trên cũng có một loại giờ ỉ, thế nhưng cái này giờ ỉ không phải chức nghiệp mà là một chủng tộc ngược lại là rất giống với vóc hổ cờ giặc bên trong cái loại này biến hình năng lực mà những cái này giờ ỉ cùng bán nhân mã coi như là họ hàng nhưng bất đồng chính là bán nhân mã không giống bọn họ họ hàng cái dạng nào chẳng bao giờ biểu hiện ra dù cho một tia một hào đối với tự nhiên sùng kính bọn họ đem cả đời dâng hiến cho thống trị tự nhiên cái này vĩ đại sự nghiệp lấy thực hiện cá nhân dạ tâm đối với có can đảm cãi lời chính mình động thực vật nô dịch hoặc là trực tiếp hơn một triệt để hủy diệt bán nhân mã đối với ngoại tộc ngôn ngữ không phải cảm thấy rất hứng thú rất ít một ít nửa mã hội đi học tập ngoại tộc ngôn ngữ dù sao dưới cái nhìn của bọn họ những chủng tộc khác đều là từ bán nhân mã chi nhánh diện hóa xuất đi là con cháu của bọn họ bị hẳn là tới học bọn họ bán nhân mã ngôn ngữ mới là ân cao ngạo tự đại cũng rất cố chết đó bán nhân mã ở trong chiến đấu biểu hiện ra độ cao can đảm cùng tàn nhẫn bọn họ cũng không lưu tù binh mà mình cũng tuyệt thiếu lưu lại bọn họ chiến đấu càng giống như là ở phát tiết chính mình cũng giã mà không phải truy cầu tổ chức cùng hiệu suất đều nói xong á xa lại bắt đầu lắc đầu bất quá chút điểm này dường như còn chờ thương thảo từ cái kia tỷ rẽn trên sự chỉ huy đến xem bọn họ cũng rõ ràng tiếp cận trí tuệ chủng tộc có chính mình chiến đấu đội ngũ những thứ khác cũng không có bán nhân mã dường như đặc biệt yêu thích chiến đấu cả đời của bọn họ đều ở trong chiến đấu cùng dã thú cùng dị biến thực vật thậm chí là cùng đồng tộc của mình bán nhân mã đàn sau khi nghe xong, lôi chính mình lắc đầu, làm sao cảm giác bọn người kia biết trở thành một cái chói bờ gà? ta kiến nghị, vẫn là cảnh giác một chút tốt. bọn người kia có khả năng sẽ trở thành phiền phức của chúng ta. lao trần phong bạo liệt tiểu cũng là gật đầu một cái. ta vừa rồi đạp bọn họ thời điểm, nổi bật cảm giác xương mặt đều bị gãy nát, nhưng bọn họ lại như cũ không sợ chết muốn phản động phản kích. vô cùng hung hãn, chưa chắc là một chuyện tốt. xem sở sở a, à. ồ, ta, chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun. chương ba trăm tám mươi, nguyên lai like là kéo tới làm miễn phí cu li a à cầu tặng kẹo, hoa, sao làm? nhìn thấy lữ thụ đoàn người ngồi lấy cự long bay đi, cự đại nữ bán nhân mã hộ vệ bên cạnh, nhất thời khẩn trương lên. Hắn dáng dấp không giống thú nhân, mặt mũi, nhưng là rất thô cùng, có chút giống như là người vị kỷ cảm giác. Nhìn một thân như như là nham thạch bắp thịt của, chớ không phải là, càng lại tựa như người thực lực liền càng mạnh. Ti Rèn nhíu nhíu mày, sau khi nói cái thế giới này ngôn ngữ, là Khả Hãn. Nếu thánh nữ ở bên kia, chúng ta cũng muốn dung nhập nơi đó, gọi Tân Hỏa thành phải không? Nơi đó sẽ là chúng ta mới tinh ra. Nói xong, nâng cao pháp trượng, dẫn đầu về phía tây phương phóng đi. Chắc theo nhóm, theo ta xuất phát là khả hãn ầm 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 bán nhân mã là cao độ ra lệnh một cái tộc quần cường giả nói liền là tuyệt đối mệnh lệnh còn thừa lại hơn một trăm đầu bán nhân mã tập trung lại hướng phía tây phương liền xông ra ngoài cứng rắn để vai bịch bịch dẫm đạp trên mặt đất âm chu vi một trận đùng ùng run dày kịch liệt giống như đất rung núi chuyển một dạng tại sắp lao ra thành thành thời điểm trước mắt xuất hiện một mảnh đen thủi lùi bóng ma đáng chết lại là này chút thi hải chắc theo theo ta xung lên giết chết những thứ này khinh nhẫn dũng sĩ thân thể thi hải a sáu trăm ba mươi Tỷ rèn chân mày vẫn bắt đầu bốn vó bỗng nhiên ra tốc thân thể to lớn mạnh mẽ liền xông ra ngoài trong tay vung bái lấy cự đại đầu khớp xương pháp trượng nặng nghề vung ra và tốc độ cao lực va đập thêm lên cự đại lực cánh tay một dưới pháp trượng đi đón đầu vọt tới mười mấy con giòm bi bị đập bạo đầu khớp xương thẳng tắp bay ngược vào thi đàn đụng người ngã ngựa đổ đúng vậy ngươi không nhìn lầm chính là pháp trượng tỷ rèn đem pháp trượng trở thành cận chiến vũ khí trọng truy cái này không kỳ quái quay đầu pháp trượng vốn là cực kỳ kiên cố giống như là một đầu cự đại như đầu truy một dạng gần sáu mét khổ người khiến nó ở vùng chủ đứng lên lực sát thương to lớn chiến sĩ có thể cầm pháp trượng làm vũ khí cận chiến quân bạo chiến thiên phu thậm chí có thể cầm hai thanh pháp trượng làm vũ khí bán nhân mã bộ lạc vũ khí vốn là bá khí mười phần rồi vành phun thình thịch trung kích cực lớn dưới riêng là đem thi đàn vạch tìm tòi một vết thương thân thể khôi ngô bá đạo pháp trượng như một thanh đao nhọn vậy đem thi đàn chia làm hai nửa Giết ta hai bên bán nhân mã gắt gao cùng cùng với chính mình nữ khả hãn trong tay trường mâu lừng lánh trói mắt cháy đỏ rực quan mang như một bả lợi giản vậy hung hăng đâm vào thi đàn đã đánh một ngày có ngốc cũng nên phát hiện dòm bị nhược điểm bất quá sung phong trên đường độ chính xác cũng không cao như vậy hoàn toàn dựa vào cự đại mà thân thể cường tráng tiến hành va chạm bất quá cái này ngẫu nhiên cũng không quá tốt a à đang chết ta bị cắn các người đi không cần phải xen vào ta ta liều mạng với bọn hắn vì chắc tháp a đầu bán nhân mã tiếp tục bắn gọn dùng hắn hơi thở thể cho rằng cái khiên vì sau lưng đồng tộc mở ra một cái an toàn con đường hắn bị treo ở trên người dòm bị cắn bọn họ rất rõ ràng bị cắn sau đó đó là một con đường chết sở dĩ bọn họ bỏ qua sinh mệnh căn nguyện vì sau lưng đồng tộc làm một mặt cái khiên Giết a lại cắt thi đàn phía sau bị cắn bị thương bán nhân mã thay đổi đồng âu một lần nữa sát nhập vào trong đám thi thể dùng sắc bén kia trường mâu bạc tư bắn đầu lâu mặc dù là trên người treo vài đầu zombie, như trước anh dũng về phía trước đây chính là bán nhân mã hung ác độc địa của bạo Thẳng đến hắn tình trạng kiệt sức hoặc là trên người zombie bi càng ngày càng nhiều phía sau lúc này mới ngã trên mặt đất ở a a tiếng kêu đau bên trong bị sống sờ sờ xé nát có lẽ mấy giờ sau đó hắn biết một lần nữa đứng lên trở thành một đầu bán nhân mã cái sắc không hồn sở hữu bị zombie bị cắn phải bán nhân mã đều là bỏ qua tánh mạng của mình cùng dòm bị đồng bi với quân tỳ rèn quay đầu nhìn lấy nước mắt lã trá nhỏ xuống những thứ này hy sinh hết đồng tộc tên đều khắc vào trong đầu nàng đáng chết những thứ này thi hải rốt cuộc là thứ gì không biết thế giới này đến cùng làm sao vậy so với thế giới của chúng ta còn điên cuồng hơn gấp 10 lần Như ma thi hải cũng không khóa trương như vậy chứ tì rẻn to mày như ma cũng là có thi hải chỉ bất quá đám bọn hắn thi hải cũng sẽ không đem người đồng hóa thành thi hải Như ma thi hải chỉ là có ác độc vong linh hệ ma pháp cùng với các loại khó lòng phòng bị độc tố công kích chỉ là đơn thuần lao ra thành thành bán nhân mã đã hao tổn gần hai mươi đồng tộc chờ các loại đặt đến tân hỏa thành thời điểm nhân số đã không đủ một trăm người lại ngoài định mức chết hơn ba mươi người ở đại buồn trong đất bọn họ bị dị thú cùng thâm viên bỏ cánh cứng công kích còn có tuần tra bạo ngược long ân lữ thủ nói là có thể đạt đến hay thu bọn họ cũng không nói sẽ không để cho thủ hạ nhân công kích đương nhiên bọn họ còn chạy nhầm phương hướng tha đại buồn ngay ngắn một cái quay vòng trong lúc còn bị không ít dị biến thực vật công kích thẳng đến trời sắp tối thời điểm mới đã tới tân hỏa thành dưới thành tân hỏa thành chu vi một vòng là biến dị thực vật hộ vệ bất quá nếu đã tới tân hỏa thành như vậy biến dị thực vật liền không lại công kích bọn họ dù vậy những thứ này kỳ quái biến dị thực vật hay là cho bán nhân mã nhóm sợ hết hồn nhớ tới lúc trước những thứ kia dị biến thực vật khủng bố ở dẫn bán nhân mã sau khi tiến vào một quyền tiểu đội đã canh giữ ở dưới thành hoan nghênh gia nhập vào tân Hỏa thành các ngươi hiện tại sở đứng vị trí là tân Hỏa thành dưới thành cũng là các ngươi gần ở xuống địa phương tân Hỏa thành chưa bao giờ thu lưu phế vật các ngươi đã có thể tới chỗ này coi như là chứng minh rồi thực lực của chính mình tỳ rèn khe nhữ mày nàng cảm giác người trước mắt này loại vô cùng cường đại có phá hủy nàng lực lượng không tự chủ thái độ cung kính xoa ngược lễ nhân loại cương giả xin hỏi chúng ta có thể làm những gì ăn nhờ ở đậu tự nhiên muốn làm người ta xuất lực lạp dưới gầm trời này không có bữa trưa miễn phí rất thượng đạo nha một quyền gật đầu chỉ vào xa xa đang ở lao động những người may mắn còn sống sót các ngươi cùng với các nàng giống nhau phụ trách tân hỏa thành dưới thành kiến thiết nhiệm vụ mỗi ngày thời gian ăn cơm là đúng giờ bất quá các ngươi bán nhân mã cấu tạo cùng chúng ta không giống nhau sở dĩ tạm thời không an bài cho các ngươi phòng nghỉ ngơi một quyền liếc mắt một cái bọn người kia ra lông đều rất khoa trương hoàn toàn chính là nửa giá thú lộ thiên ngủ vậy cũng đông lạnh bất tử bọn họ có một khối địa phương liền được rẻn cũng không để ý nhân loại cương giả ta có thể yêu cầu kiến tạo một chỗ chắt theo bộ phận lạc phong cách chỗ ở sao chuyên môn cho chúng ta chắt theo bộ lạc gián xếp khu vực một quyền chấm ngâm một chút ta sẽ trở về cùng xây thành tổng trưởng nói một chút cảm ơn chuyện hài hước giải trí bao phê bao hay nhẹ nhàng thư giãn đọc tôi nào chương ba trăm tám mươi trăm vạn khô lâu bên trong đạn sinh một chỉ tiểu khô lâu đầu bản vĩ đại cầu tặng kẹo hoa đường phi ưu nhà uống một ngụm rượu nho tự môi cười cười ngươi lai like ngươi là muốn đem bọn họ kéo trở về làm lao động à như vậy cường tráng bán nhân mã có thể làm người có thể làm mã người kéo xe mà không làm chứ lữ thụ cũng là cười cười những thứ kêu bán nhân mã rất cường tráng đã là người cũng là mã có thể đem ra kéo xe gì gì đó đây chính là hoàn mỹ cu lý a kỳ thực ta vẫn có một vấn đề bán nhân mã đến cùng xem như là người phương vẫn là sữa ngựa phúc khái khái bị uống đường phi rất tức giận khắc lại lữ thụ lên mắt đây là đánh nhau quấy nhiều đến nàng ưu nhã nghi hình thái đáp lại phó sở sở vừa vặn đi tới nghe nói như thế hơi đỏ mặt lại quay đầu chạy về nhìn ta như vậy làm cái gì đây là một cái rất nghiêm cẩn học thuật giao lưu lữ thụ hư một tiếng đường phi không biết nói gì bất quá nàng đối với vấn đề này cũng cảm thấy rất hứng thú phó sở sở nhất định là người đến mức còn lại bán nhân mã liền dễ nói rồi dù sao phó sở sở vốn chính là người chỉ là từ người biến thành thành bán nhân mã nhưng nàng mặc kệ nửa người trên nửa người dưới nhìn qua đều là người dáng vẻ nhưng tỷ rèn đám kêu bán nhân mã bộ lạc thì khó mà nói được hoàn toàn chính là đem người cùng mã chết cảnh đến cùng một chỗ đi ta cũng cảm thấy vậy lữ thụ gật đầu đúng lúc này một bóng người gió gió hỏa hỏa chạy trốn tiền đến trong tay dường như còn cầm một cái thứ gì không xong lữ ca xảy ra chuyện lớn cái này xem là tống phỉ phỉ trong tay của nàng một chờ các loại sau khi thấy rõ trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt một chỉ khô lâu còn cờ mờ nờ là không bản xem ra không có thiên thai khô lâu như vậy tại ác ngược lại rất khả ái lúc này đang bị tống phỉ phỉ cầm lấy xương cổ tứ chi bói cạnh bói cạnh loạn trọn đâu điều kỳ quái nhất là nó bên trái tám thả ra hát quang hữu trào thả ra bạch quang hai luồng hạt chim cút chứng kích cỡ tương đương quả cầu ánh sáng biêu biêu oanh tạc tống phỉ phỉ đáng tiếc những thứ này quang cầu quá nhỏ bé căn bản không đả thương được nàng căn bản đều không có né tránh hoàn toàn chính là đang hưởng thụ xoa bóp giống như một chỉ có ám ảnh thần thánh hệ năng lực khô lâu lữ thụ cũng rất kinh ngạc đường phi không lấy cái miệng nhỏ nhắn cái này từ lâu tới lữ ca phi tỷ là ở tài liệu trong kho phát hiện ta tuần tra tài liệu kho thời điểm nghe được có vị vị thanh âm lúc đầu còn tưởng rằng là chiêu con chuột còn cho rằng mình nghe lầm dù sao những thứ kia đều là thiên thai khô lâu a à con chuột gặm đầu khớp xương làm cái gì cũng không phải là cậu sau đó vừa mới chuyển người lại nghe thấy sau đó ta mới ý thức tới cái này bây giờ là mạt nhật nữa à chưa chừng liền thật có biến dị con chuột yêu gặm đầu khớp xương kết quả ta liền theo tìm tới kết quả liền phát hiện nó cái đồ chơi này hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là cái thứ gì nó hình như là từ những thứ kia thiên thai khô lâu bên trong đạn sinh ra ta thấy nó thời điểm nó còn có một chân không có đâu kết quả nó lăn qua lộn lại tìm được căn xương đùi phía sau cách vị liền đặm cái kia thiếu sót chân liền từng điểm từng điểm mọc ra ta vốn là muốn đem nó giết chết liền một đầu tiểu khô lâu mà thôi nhưng cái gia hỏa này thế mà lại biết thánh quá hay quá hiếm kỳ chứ một đầu vong linh hệ xương nghiêm cư nhiên quang pháp thuật hay lao trần ngồi ở đại sảnh một bên tân 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 uống địa cái này không ngạc nhiên ta đã thấy một ít hội thần thánh hệ ma pháp vong linh ừ lại đến triết học vấn đề vì sao vong linh có mục sư lại không có thánh kỵ sĩ chẳng lẽ là bởi vì lũ yếu đổ nát thân thể nhịn không được khôi giáp trọng lượng nhưng là bọn họ lại có chiến sĩ vì sao vong linh có võ tăng chức nghiệp giả võ tăng là dựa vào chân khí trong cơ thể lưu chuyển vong linh đều chết hết trong cơ thể kinh lạc thần mã cũng đã sớm thối nát thậm chí còn có nhiều chỗ còn thiếu cân thiếu hay không phải trên cánh tay thiếu khối thịt liền trên đùi thiếu khối thịt chân khí căn bản liền không thể nào làm được tự do lưu chuyển tống vĩ phỉ, phỉ cũng là sửng sốt trong nháy mắt hình như là nói như vậy nhưng thử linh sinh vật biết thần thánh ma pháp a à? nàng cũng chơi đùa hớt vót hổ cờ giạp biết vong linh mục sư nhưng ở nàng trước sau như một tới nay trong ấn tượng tử linh hệ sinh vật là không có khả năng hội thần thánh hệ pháp thuật cái này không dự ngươi có thể tưởng tượng một đầu vu yêu dùng ra so với thái dương còn muốn nóng bỏng thánh quang hình ảnh A. quả thực mắc mồm kinh ngạc cá ở tống phỉ phỉ cái này hơn hai mươi năm trong nhận thức biết khô lâu học thánh quang đó nhất định chính là không cái bóng mở dọc vọt tới ánh nắng phía dưới muốn chết à? không cầu hoa tươi trong nháy mắt đem mình đốt chết nhịp điệu a à? cái này cũng không kỳ quái tử linh sinh vật khi còn sống có thể là một vị cường đại thần thánh hệ trước nghiệp giả loại này cường đại cường đại đến mặc dù là bọn họ chết rồi cũng sẽ bảo lưu lại một thân thần thánh hệ tu vi sở dĩ có như vậy tử linh hệ sinh vật cũng không kỳ quái bất quá bọn họ ở đồng loại bên trong cũng là bị xa lánh căm thủ ngoại tộc là được Lao trần phong bạo liệt tiểu tiếp tục tấn 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 từng nốn từng nốn uống rượu từng tuy là cũng hiểu được có chút bất khả tư nghị nhưng không nghi ngờ chút nào là đây là một cái thần thánh ám ảnh song hệ khô lâu mục sư lữ thụ một cái búa hóa âm dù sao vượt vó cờ dập cũng chỉ là một trò chơi mà thôi dựa theo lão trần thuyết pháp trong thế giới của hắn quả thật có vong linh mục sư một loại tồn tại nhưng hắn rất rất thưa thớt dù sao khi còn sống là cường đại thần thánh hệ trước nghiệp giả cũng là tương đối ít tống phỉ phỉ ách! vậy nó làm sao bây giờ giết vẫn là giữ lại vừa nghe muốn giết nó nhất thời ngừng bói cạnh bói cạnh tứ chi cũng dừng lại tự nhiên rũ xuống rất giống tự treo đông nam chi cảm giác gì ổ hình như là đang nói ta là một cái bé ngoan cảm giác gì ổ giữ đi tiểu khô lâu nhãn thần nhất thời một hiện ra mặc dù là một trống rông viên mắt nhưng ngươi chính là có thể từ trong đó cảm nhận được một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý nhược điểm quét hình một cái đặc biệt mà lại đặc biệt sinh linh ngươi sau khi biết dùng trên đây là hệ thống quét hình ra kết quả hệ thống đánh giá rất ít xuất hiện những tâm ngữ mụ mụ thượng vũ xuất hiện tiềm lực phi thường khả quan đánh giá rất hiếm hoi sau khi biết dùng trên là có ý gì cái này liền tạm thời sờ không được đầu óc ủy xạ hệ cổ dường như rất yêu thích nó chạy lên trước nhà ô tả hữu chuyển một bộ muốn cùng nó chơi dáng vẻ đáng tiếc hàng này không phải zombie, bi lữ thụ không có cách nào dùng năng lực khống chế nó được phi nếu đã lưu lại cái kia cho nó đặt tên a no. gọi đầu bản vĩ đại tốt lắm đám người lên mắt Đợt, đồ vì đầu bản vĩ đại khái niệm sĩ đồ chuyện hay nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun chương ba trăm tám mươi hai con quan tài tài bách tiểu nội cầu tặng kẹo hoa cuộc sống ngày ngày quá không biết khi nào bầu trời bay lên tiểu tuyết hoa tục sưng tuyết rơi đúng lúc nghìn tỷ năm được mùa a mạt nhật tới nay khi trời biến hóa quá mức lơ lòng tầm thường ngày hôm nay hẹ nóng bức ngày mai sẽ khả năng hàn phong đến sương thời kỳ khí hậu dường như bị cái này đáng chết mặt nhật cho triệt để quáy dày bộ giống như đại buồn bên này độ ẩm tương đối cao khu vực trung tâm có toàn núi lửa nham thạch tương trì sở dĩ toàn bộ nhiệt độ cũng cao một chút tuyết rơi xuống tới cơ bản sẽ không có đương nhiên cái này cũng không gây trở ngại bọn họ xem cảnh tuyết lữ thụ bưng ly rượu đỏ đứng ở ngoài cửa sổ nhẹ nhàng hớp một ngụm năm nay tuyết so với quá khứ tới chậm a xác thực rất khuya bất quá mới bao lớn chút người lại làm sao phiền muộn dậy rồi phía sau đường phi nhẹ nhàng đã đi tới rất là ôn nhu cho lữ thụ phủ thêm y phục mặc dù hắn cũng không cần cũng sẽ không cảm giác được lạnh dĩ vãng thời điểm đều là đông thiên hạ tuyết mặc dù là nam phương đông thiên hạ tuyết số lần thiếu nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ phiêu chút tiểu huyết hoa nhưng này khét ngược nên tuyết rơi mùa đông chưa có tuyết rơi ngược lại lướt qua đông ngày sau mùa hè bắt đầu tuyết rơi ân mặt nhật bạo phát thời điểm là mùa hè nửa năm đến rồi quá năm đám người cũng sớm đã không có ăn tết tâm tư chỉ là thỉnh thoảng sẽ ở trong đầu xẹt qua một kia năm tín hiệu theo tới chính là liên tiếp tiếng nước nở cùng với vô tận cảm giác mất mát dù sao người nhà đều đã không có ăn tết lúc ấy tân hỏa thành cũng không có muốn qua năm ý tứ đại gia cũng liền tự phát tụ tụ năm đã sửa lại chính là mạt nhật mở ra ngày nào đó đây là tân hỏa thành năm cũ sau đó đại niên là tân hỏa thành thiết lập thời gian cũng chính là mạt nhật chi hậu hơn hai tháng bộ dạng đây là toàn bộ tân hỏa thành cư dân đầu phiếu trộm ra kết quả gần một năm chứ nhìn bên trong thành dưới thành đang ở thét to tiếng giao hàng mọi người lữ thụ niết miệng cười cười nói là giao hàng trên thực tế liền là dùng chính mình bản lĩnh chế tạo ra ăn vặt đồ ăn vặt cùng lẫn nhau trao đổi mà thôi dù sao bây giờ là cộng sản không có tiền tệ dùng với cuộc sống của bọn họ từng cái từng cái đều là ở tìm cho mình ít chuyện làm mà thôi dù sao bên trong thành đã sớm kiến thiết xong xuôi dưới thành trải qua cả tháng kiến tạo đã đánh hạ toàn thân khuôn đúc đường danh nhất là có tỷ rèn đám kia bán nhân mã gia nhập vào đường tiến độ quân càng là nhanh chóng đẩy tới bán nhân mã bộ lạc ở khu vực cũng đã sớm xây xong lều lớn phong cách cực kỳ giống nông xương bao liền thị cảm khả hãn lều lớn là dùng viên mục vây khổng lồ nông sương bao chân nhà cùng với chung quanh là dùng cự đại dị thú ra vá hợp lại cùng nhau sau đó phô khai tới thoạt nhìn lên cực kỳ nguyên thủy phong cách vì chiếu cố những thứ này bán nhân mã cảm thụ ở tại bọn hắn khu cư ngụ trồng đầy đất thẳng cỏ tạo nên một loại vẫn còn ở trên thảo nguyên cảm giác nguyên do bởi vì cái này có thể cho tỷ rèn đám này bán nhân mã nhóm cảm động phá hư tuyên thể thuần phục thánh nữ chọn đời sẽ không phản bội không sai biệt lắm còn có không đến mười ngày đường phi trở lại đến Ừm, tế tự một chút đi đến lúc đó kính bái tiền nhân đã biết hiện tại kỷ nguyên thay đổi trước kia lịch pháp mặc dù sẽ không lớn cải biến nhưng một ít ngày lễ tất nhiên là thay đổi tất nhiên chính là một cái trong số đó năm cũ cùng đại niên là hoàn toàn khác nhau tính chất năm cũ là thời đại trước kết thúc cùng thời đại mới khởi đầu là tử vong cùng thân sinh giao giới tại một ngày này mọi người thân nhân đại đều chết là dùng để tế điện nói là năm cũ kỳ thực càng giống như là thanh minh tiết viếng mổ mà tế tự đại niên mới là thật tắt tiết bởi vì tân hỏa xây thành thành ngày này mang cho bọn hắn hy vọng sống sót cho bọn hắn an ổn nơi ở nút đây mới thật là đáng giá đi ăn mừng sự tình năm dưới thành minh a à, viên này ăn ngon thật ta à, đây là cái gì thịt cô gái đang ghé vào một cái xuyến xuyến trong gian hàng hồ ăn hải nhét vào một bên hỏi vừa ăn miệng sẽ không dừng lại không nhìn ra nàng rốt cuộc có bao nhiêu xem vóc người của nàng cảm giác giống như là một học sinh trung học bộ dạng nhưng xem mặt mày ngũ quan hoặc như là kinh xã hội đánh đập tàn nhẫn đi làm nhất tộc ghim cái đuôi ngựa biện theo điên cuồng cùng ăn nhoáng lên thoáng một cái thoạt nhìn lên rất dáng vẻ khả ái chính là nàng có một bộ tài hơi dọa người cái cự đại ngân sắc thập tự giá đem cái này màu đen như mực quan tài chia ra làm bốn mặt trên tản ra nghiêm trọng điểm xấu khí tức không hừ, ăn ngon a à. không phải cùng ngươi thổi mặt nhật trước ta nhưng là lừng lấy nổi danh trương nhớ xuyến xuyến điếm lao bản a à đây là côn trùng thịt thêm ly tinh thịt phốc côn trùng thịt tinh tinh thịt các ngươi cũng quá ra dạ tính đi khuê nữ một ngụm ho ra nhất thời cảm thấy trong dạ dày không thoải mái lão bản một ít không nói chẳng lẽ ăn không ngon ta cảm thấy có thể a ngài là còn không có ăn quen côn trùng thịt sao kỳ thực cũng bình thường có thật nhiều người đều ăn không quen côn trùng thịt tuy là ta cảm thấy ăn thật ngon có thịt bò vị mùi thịt gà thịt heo vị còn có hải tiên vị côn trùng đâu khái khái đừng nói nữa là cái gì côn trùng à nữ hài nhìn một chút trong bát chưa ăn xong viên thuốc cảm thấy không thể làm phí liền để dưới đất cho sùng vật của mình đó là một đầu vong linh hệ tinh tinh rất mini không đến ba mươi cm bộ dạng cả người là trong suốt thâm tử sắc bán trong suốt thân thể có thể chứng kiến bên trong đầu khớp xương làm xem có chút khủng bố bất quá bởi vì nó thật nhỏ bộ dạng sở di thoạt nhìn lên cũng rất khả ái là hạng trong đó chờ các loại ngươi ngươi đến cùng ai vậy ngươi không phải chúng ta tân hỏa thành người chứ lão bản cái này mới phản ứng được không thích ăn côn trùng thịt người tuyệt đối một ngụm không đậu vào ngươi cũng ăn nhiều như vậy đều không cảm giác được đây là côn trùng thịt ta muốn không nói đây là côn trùng thịt nàng còn nói ăn ngon đâu hai bốn mà bây giờ nàng liền bỏ cánh cứng là cái gì cũng không biết nếu như tân hỏa thành người làm sao có thể không biết bỏ cánh cứng coi như mới gia nhập người cũng hẳn nghe nói qua chứ không phải a à nữ hải rất tự nhiên gật đầu một cái sau đó lại bắt một căn cái này không phải côn trùng thịt ách đây là kiếm long thịt giống ai nữ hải nhãn tình sáng lên vội vã nhét vào trong miệng Nô, tốt thử ta nói mỹ nữ người rốt cuộc là ai vậy hắn lúc trước còn tưởng rằng là nội thành những năng lực kia lão đại lao nhong đâu bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ chạy đến ăn làm chút ăn và tan ăn tuy là đụng phải số lần không nhiều lắm nhưng đều cũng gặp qua mấy lần cô bé trước mắt tuy là xa lạ nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều ta ta gọi bách tiểu muội. chuyện hay nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun chương ba trăm tám mươi ba minh quan trên cầu tặng kẹo hòa ta có hỏi tên của ngươi không ta là nói ngươi từ đầu tới à lão bản cảm giác mình một ít nhức đầu ổ ta là từ nam tỉnh tới bách tiểu muội vừa nói vừa tiếp tục căn xuyến hắc ngươi một cái người lão bản cũng không hề để ý chính mình tiểu thư bên trong xuyên xuyến, mắt trần có thể thấy giảm bớt vốn là bọn họ chính là cộng sinh một sở hữu ăn uống dùng đều là lữ thụ cho bọn hắn hắn chỉ là đem dư thừa không ăn hết lấy ra làm thành ăn vặt cùng mọi người cùng nhau chia sẻ mà thôi nhân tiện cũng tiêu ma dưới chính mình cô tịch thời gian sở dĩ ai ăn đều là ăn chưa từng nghĩ kiếm tiền thời đại này tiền đã không có ý nghĩa coi như là cho hắn vàng đều không có ý nghĩa vàng sở di đáng giá chỉ là nhân loại giao phó nó giá trị mà thôi tựa như càng cổ lao vỏ sỏ đầu khớp xương trở bây giờ tiền tệ là tinh hạch nhưng tinh hạch đối với bọn họ mà nói vừa không có dùng đúng vậy a à? đại thúc ta rất mạnh bách tiểu mội không năm nhập phòng cùng một dấu thức ăn chuột đồng một dạng nhân tiện còn phòng phòng chính mình hai đầu cơ bắp lão bản ân dường như có thể chứng kiến một chút xíu chuột nhỏ ta từ nam tỉnh một đường bộ hành hướng bắc một tuần trước đến thành thành đi mệt vốn chỉ muốn ở nơi này tìm một tụ cư điểm a không thể tưởng thấy được tân hòa thành nhắn lại ta liền một đường tìm tới trong lúc thiếu chút nữa nhi là đường bất quá đơn giản là tìm được nói xong quay đầu hướng nhìn một phía trong đôi mắt tò lóe lên trật lóe vừa rồi có thể cho ta sợ hết hồn đâu lớn như vậy một tòa lâu đài các người mới xây Ừm a đề cập chính mình tân hòa thành lão bản có thể ngữ khí hai tay ôm ngực một bộ thiên hạ ta châu nhất dáng vẻ dường như tân hòa thành là hắn một tay tạo dựng lên giống như tân hòa thành nhưng là lữ thụ thành chủ dẫn người xây dựng nổi tục truyền thành chủ là hợp thành người mặt nhật mới bạo phát một tháng hắn liền lại lâm đại đánh chết mười vạn quy mô thi đàn đồng thời giết chết một đầu tam giai biến dị cổ thụ sau đó hắn mang theo đoàn đội một đường xuôi nam tìm toàn đoàn thể người nhà đã trải qua thời gian một tháng rốt cuộc chạy tới nơi này hoa a một trăm tiểu mội nhãn thần sáng khắc nghe đều và mê tựa như tự mình trải qua một dạng ai chờ các ngươi thành chủ là hợp thành người vì sao chạy đến nơi đây ạ à? hợp thành ta nhớ không lầm chắc là ở đại phía đông bắc a xem như là biên giới đâu cái này cũng không biết có mấy cái thuyết pháp một thành chủ bản thân liền là sơn tỉnh thành thành người hai thành chủ là một vị tiên tri hắn xem đến nơi này là long hương chi điệm ba nơi đây thật sự có long thành chủ liền là tới nơi này tìm long chỉ bây giờ còn đang ấp trứng bên trong đâu nàn ý còn có rồng bách tiểu mội đã bối rối chúng ta không chỉ có long còn có chu tước huyền chặt bạch hổ đang nói đây trên bầu trời đột nhiên cao vút phượng minh lệ cái bóng đen to lớn bay qua cả kinh bách tiểu mội ngẩng đầu lên hoa a đầu dựng triển gần trăm mét màu lửa đỏ kỳ cầm từ trên đỉnh đầu bay qua đang bay tới nội thành thời điểm trăm mét hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại cho đến mười mét thời điểm lúc này mới rơi xuống biến mất ở trong tầm mắt mọi người đây chính là chu tước đại nhân cũng là thành chủ đại nhân chuyên trúc tọa kỵ nó vừa rồi chắc là chính mình đi ra ngoài kiếm ăn chứ hoa wow, a thật xoài khí so với ta tọa kỵ đẹp trai nhiều rồi đâu lão bạn không được nhìn về phía sau tọa kỵ nơi nào đâu không sẽ là đầu kia cổ quái vong linh hệ tinh tinh chứ nhỏ như vậy có thể ngồi quạt tha tính tính ai ngươi cũng là muốn tới gia nhập vào tân hỏa thành tân hỏa thành dưới thành tạm thời còn không có tường thành bao khỏa, hung hăng ra bên ngoài mở rộng lấy dựa theo xây thành tổng trưởng thiết kế dưới thành muốn chi ít dung nạp một vạn người mới được sau đó là ngoại thành ngoại thành dự đoán kế hoạch là mười vạn người bây giờ dưới thành chỉ có một quyền biến dị thực vật hộ vệ chỉ cần không phải dòm bị cùng dị thú tới gần bọn họ là sẽ không công kích sở dĩ bách tiểu mội mới có thể thuận lợi đi tới Nô. No. chưa nghĩ ra cảm giác nơi đây còn không vô lại ở lại chỗ này cũng không tệ nhưng ta càng thêm thích tự do tự tại bách tiểu mội nghẹo đầu suy nghĩ một chút sau đó tiếp tục hướng trong miệng lấp một viên ngư trứng ánh mắt lại sáng lên một cái ổ là đế vương ai lão bản chịu đựng khoe miệng co cắp chưa có cùng nàng nói vậy thật ra thì là liêm đao giáp trùng chân sau thịt nói cũng kỳ quái những thứ này bỏ cánh cứng bất đồng vị trí vị cũng không hoàn toàn giống nhau người tỷ như liêm đao giáp trùng nó chi sau giống như là hải sản loại mà bọn hắn chi trước lại tựa như thịt bọ vị trùng nào giống như là ốc heo nói chung vừa bộn đồng loại bỏ cánh cứng vị cũng hơi không giống có liêm đao giáp trùng chi sau thịt giống như đê vương có giống như tôm có lại tựa như cá mực nếu như ngươi muốn càng thêm tự do nói có thể đi bên trong thành dong binh công hội đăng ký thành một gã dong binh đương nhiên ngươi cũng có thể gia nhập vào dong binh đoàn hiện tại dong binh công hội bên trong đã có hai chi bất quá ta vẫn là kiến nghị ngươi đi thành chủ phủ vệ đội đãi ngộ tốt hơn nữa hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một chi số người cảm ơn lạp ta biết rồi đại thúc thi thầm cái này cho ngươi coi như lúc trả tiền cùng tin tức mất tinh hoạch, ta muốn đồ chơi này vô dụng a à? sớm muộn gì có thể dùng tới bách tiểu mội hì hì cười lại nắm lên mấy nhánh xuyên xuyến nhân tiện nhẹ nhàng đá đá bên chân tử linh tinh tinh một cước đi đại tử Ngông ngâu nô đại tử bén nhẹ đội kịp ai tiểu cô nương ngươi năng lực gì hả à? ta thi thầm chính là nó bách tiểu mội giơ ngón tay cái lên chỉ chỉ sau lưng cự đại quan tài đánh cái bí hiểm năng lực là quan tài lão bản một ít mê hoặc Hoa, liền thùng rác đều có ai ăn xong đang chuẩn bị thuận tay vứt bỏ cây thăm bằng chúc chết bách tiểu mội trợn phát hiện bên tường có thùng rác tồn tại liền vội vàng đi tới ném vào Chắc không được không có rác rưởi thành chủ này còn rất hiểu bảo vệ môi trường kỳ hì đúng lúc này một đội hát giáp binh sĩ đã đi tới chứng kiến bách tiểu mội phía sau nhất thời dựng lên trường kích người là ai hiện tại người thành phố miệng không nhiều lắm đã sớm nhận toàn đột nhiên xuất hiện một bộ xa lạ mặt mũi còn mang theo một bộ quan tài nhất thời cảnh giác nhìn thấy địch nhân xuất hiện tử linh tinh tinh nổi giận gào khóc đã nghĩ nào tới trước đại tử khẽ tử linh tinh tinh hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn chủ nhân lên mắt lúc này mới gãi đầu chạy về chuyện hay nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun chương 384, minh quan dưới cầu tặng kẹo hoa chín hẻo lộ a ta là tới chỗ này lữ nhân bách tiểu muội hưng phấn vây tay Thành vệ quân nên mã vẫn là đầu một lần nhìn thấy một mình một cái người đi bộ tới được đâu thường ngày đều là cả một cái đoàn xe qua đây hoặc là bị ra ngoài lục soát thành chủ phụ vệ đội mang về còn chưa từng thấy một cái người xuất hiện đâu nhất nghe mã ngoại hoặc là cô bé này toàn thân sạch sẽ thật giống như không có trải qua mạt nhật một dạng điều này sao có thể Người xem cái kia lưỡng đại minh tinh lúc tới đều là bẩn thỉu xấu ba ba căn bản nhìn không ra mạt nhật trước ngăn nắp xinh đẹp bộ dạng tóc du du da đen kịt ý phục đều hế ẩm nhìn nữa trước mắt cái này sạch sẽ cho dù là cùng nhau đi tới giày cũng chỉ là lấy dính chút bùn đất những thứ kia bùn đất nhìn một cái chính là đại bùn trong đất lầy lội nói cách khác lại không tới tân hỏa thành phía trước nàng trên chân thậm chí không có bùn đất cái này nên mã liền ngoại hạng dường như trong lúc bất chợt bể ra một dạng bất quá thành vệ quân cũng chỉ là nghi ngờ một cái có lẽ nhân ra nắm giữ thủy hệ năng lực có thể chính mình tẩy trừ chứ, chứ so với cái này bọn họ càng hiếu kỳ hơn trước kia con quan tài đó là cái gì thân nhân của ngươi bên trong là dòm bị sao vẫn là nếu như không phải dòm bị mà nói cái kia nay cũng nhanh mặt nhật một năm lưng cùng với chính mình thân nhân đi khắp nơi chẳng phải là đã sớm giữa nát nếu như ngươi nghĩ vào ở tân hỏa thành mà nói đem bên trong giao ra đây chúng ta sẽ giúp ngươi hỏa táng thành vệ quân tiểu đội trưởng nói rằng khó mà làm được đây là năng lực của ta bách tiểu mội cười vỗ vỗ lưng sau quan tài Hắc! cái này gọi là minh quan là của ta chiến đấu võ khí không phải chôn quan tài bên trong có thể triệu hồi ra các loại minh giới sinh vật ta thì thầm ta giới chân đầu này từ linh tinh tinh chính là từ bên trong gọi tới nói bách tiểu mội lại nhẹ nhàng đá đá bên cạnh bán trong suốt từ sắc tinh tinh đám người cái này nê mã đều được do dự một chút thành vệ quân cái này mới thu hồi vũ khí ngươi đã làm mới tới như vậy thành quy đá phiến có từng xem qua nhìn rồi ngươi là muốn gia nhập thành chủ phụ vệ đội vẫn là dong binh công hội nếu như hai người cũng không ra nhập vào, chỉ là đơn thuần ở nói, phải đi theo ta công việc một cái. Ở lại chứng. Ở lại chứng chính là một cái kim loại tiểu bài bài, bằng sắt tiểu bài bài, sau đó in lại Tân Hỏa Thành thành huy, phía sau lại là ở lại phòng đánh số. Không có gì ý nghĩa thực tế, liền là cái thân phận chứng thực lòng trung thành. Có người nói có người xin đến sau đó, tại chỗ khóc giống lên. Trước đây Lữ Thủ còn cảm thấy không có gì, từ thấy như vậy một màn mới phản ứng được, có ở lại chứng mới có thể chứng minh bọn họ là cái này Tân Hỏa thành nhân, nếu không thì là khách nhân, thuê, không có làm đến nơi đến trốn cảm giác. Sau đó lữ thủ cũng liền khiến cho thành vệ quân phụ trách ở lại chứng tất cả sự nghi ồ Vì sao thành chủ phủ vệ thiểm cùng dòng binh công hội không cần ở lại chứng? Thành vệ quân tiểu đội trưởng tại chỗ vui vẻ. Thành chủ phủ vệ đội gương mặt đó chính là ở lại chứng. Tất cả mọi người nhận thức, còn cần đồ chơi kia. Hơn nữa, bọn họ có chính mình chuyên trúc tọa kỵ, vừa nhìn liền biết. Còn dòng binh công hội, bọn họ cũng có chính mình chuyên trúc tiêu chí, cái kia chính là bọn họ ở lại chứng. Bất quá, người nghĩ gia nhập vào thành chủ phủ vệ đội nói, hiện tại cũng có chút phiền toái. Thành chủ phủ vệ đội hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một chi, cũng chính là đệ thập đội còn chỗ trống gia nhập điều kiện cũng rất hà khắc rồi bách tiểu nội mắt to heo tích lưu nhất chuyển cười rồi ta đây tuyển trạch gia nhập vào binh công hội a Ừm, xem như là tương đối lựa chọn sáng suốt nói thành vệ quân tiểu đội chỉ chỉ xa xa lớn căn phòng lớn bên kia chính là dòng binh công hội cảm tạ cái này tinh hạch đưa cho ngươi coi như tin tức mất nói bách tiểu nội lấy ra một viên màu vàng tinh hạch thẻ qua thành vệ quân tiểu đội trưởng cũng có chút xứng sở hào khách ta vậy sẽ cho ngươi một cái ý kiến a gia nhập vào doanh binh công hội mà nói tốt nhất là gia nhập vào tân hỏa doanh binh đoàn đó là chi thứ nhất dòng binh đoàn. Đương nhiên, muốn gia nhập vào mà nói, cũng là tương đối mà nói rất hà khắc. Cảm tạ. Bất quá ta thích độc hành. Bạch Tiểu Muội phất phất tay, hướng xa xa dòng binh công hội đi tới. Độc hành. Chúng thành vệ quân hai mặt nhìn nhau, ở nơi này trong tận thế còn muốn độc hành, ngươi không có lầm chứ? Bất quá, dường như cô em này xác thực là một cái người tới A vừa bước vào dòng binh công hội, Bạch Tiểu Muội đã bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến. Rất rõ ràng phân biệt rõ ràng hai tổ nhân mã tựa hồ đang đấu sức, lẫn nhau thấy ngứa mắt bộ dạng. Nhưng mà khi nàng sau khi tiến vào, hai bên trong nháy mắt đình chỉ phân cao thấp trong đó một tổ càng là nhiệt tình nhìn lấy nàng ai u lại có tân nhân tới à xem ra con thứ ba dong binh đội ngũ muốn ra đời đâu tiểu cô nương đội ngũ đâu trong đó một nhóm người to con quay đầu hướng phía sau của nàng nhìn lại theo ta một cái vậy ngắn ngủi ngốc trệ một cái to con nhãn thần càng thêm nóng bỏng không biết bao nhiêu lần hoa mọi từ kia gia nhập vào chúng ta đệ nhất dong binh đoàn a à, ta là đoàn trưởng khó gió nam to con sắc mặt tối sầm là khó gió hai nạn khó Đừng nhìn ta một bộ bắp thịt hán bộ dạng, nhưng ta không phải là lực lượng hình, cũng không phải nham hệ, thổ hệ cái loại này năng lực giả, dạ, ta là phong hệ. "Ồ a." À. Bách Tiểu Muội bốt 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 bốt, bốt vỗ tay một cái, ánh mắt thiểm tiệm hiện ra. "Bất quá ta càng thêm nghĩ một cái người, được rồi, tìm ai công việc đăng ký thủ tục a." À. Quốc Chí Dũng vây vây tay, "Tiểu cô nương, tới ta bên này." "Tới rồi." "Tiểu cô nương, ngươi xác định làm độc hành hiệp?" "Ừm." "Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi à, vẫn là suy nghĩ một chút nữa a à một người, là rất khó ở hiện nay trên cái thế giới này sống tiếp." Quốc Chí Dũng ha hả cười nói người cần đồng bọn a ta cảm thấy ta không cần một năm nay ta đều là đi tới như vậy nói bách tiểu mội cười hắc hắc giơ tay lên cầm lấy sau lưng cự đại quan tài hô 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 dạo qua một vòng sau đó oanh đập vào trên mặt đất bổ đi ra a tiểu bảo bối của ta nhóm ken két một két thập tự giá mở ra một cố nồng nặc điểm xấu hắc vụ tràn ngập ra hắc vụ chỉ khuyết tán đến minh quan chu vi hai thước bộ dạng liền không lại tiếp tục khuyết tán tuy là như vậy vẫn là mọi người một ít tim đập nhanh cảm giác toàn bộ phòng ở đều âm lãnh vài phần vị vị hai bộ cốt chảo moi thập tự giá chui ra là một đầu toàn thân tức đen đứng thân nữ yêu cao hơn hai mét tiếp lấy xôn xao một tiếng một đầu khiên búa ngưu đầu nhân bước dài trôi ra cao hơn ba mét tiếp lấy là một đầu mọc ra cánh cự đại thần lằn chuyện hay nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun chương ba trăm tám mươi lăm peter cầu tặng kẹo hoa giọng binh công hội bên trong một đám người đưa mắt nhìn nhau đều có chút ngậu dường như tới một dị thường thói xấu ra hỏa a đầu này đại thần lằn dài một đằng cánh cảm giác kỳ quái hơn ba thước đầu không giống bọn họ hồng long toa kỵ ngược lại giống như ma hóa phiên bản cổ đồ cự tích dài hát sắc ách quang cự đại miếng vậy sau đó trên lưng ghim hai mặt cự đại cánh bằng thịt quan tài còn đang không ngừng ra bên ngoài bỏ quái vật kế cổ mò đồ cự tích phía sau ra sân là một đầu nham thạch quái thú chỉ bất quá đầu này nham thạch quái thú trên người đốt xích hồng sắc nham tương nó vừa ra tới cả căn phòng nhiệt độ đều biến cao nham thạch cự nhân a đi theo nham thạch cự nhân sau lưng là một đầu khôi ngô mặt người thân sư tử thú cùng cổ mò đồ cự tích giống nhau cũng là ma hóa phiên bản người nọ mặt cũng không phải là người mặt cũng là nào đó ác ma một dạng mặt mũi ta còn có tốt lắm tốt lắm không cần lại gọi về lại triệu hoán ta đây dong binh công hội đại sảnh đều phải bị ngươi cho trên đấy quốc trí dũng vội vã khoát tay áo có hoa không quả cái hơi châm chọc thanh em bay ra đám người ngẩng đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện người tới là dong binh công hội hội trưởng hồng diệp vội vã túi người chào bách tiểu nội không vui mày liêu dự thẳng ngươi là ai hả dựa vào cái gì nói đồng bạn của ta có hoa không quả năm trăm bảy mươi đây là công hội hội trưởng thạch hạo cao mày nhắc nhở một câu hừ hồng diệp mánh địa vung tay lên vô số a trường kiếm màu đỏ ngòm đấy soát bắn ra chống đỡ ở bách tiểu nội cùng với nàng triệu hoán vật mi tâm người sau tâm thần nhất thời dùng mình những thứ này mình quan sinh vật trước một giây còn nộ khí trùng thiên cả vũ lấp miệng em một giây kế tiếp liền lui trứng từng cái tranh nhau chỉ sau lùi trở về minh quan đọc các ngươi làm sao rồi bách tiểu nội há hốc mồm lúc này nàng còn không phản ứng kịp đối phương thiên khắc nàng lời nói cũng liền khỏi hôn một năm này mạt nhật phá hồn chuyên môn công kích đối phương linh hồn đây là ngũ giai lúc khai phá ra năng lực vừa lúc chuyên môn đối phó những thứ này vong linh hệ sinh vật loại này sinh vật chính là chuyên môn dựa vào linh hồn năng lực hành động cũng không phải nói không có thực chất thân thể mà là chủ yếu dựa vào linh hồn lực để chiến đấu đầu tiên nham thạch hỏa diễm cự nhân nhìn như cùng linh hồn thú không có quan hệ gì, trên thực tế cái kia một thân đỏ ngầu hỏa diễm nhưng là là đủ đốt cháy đến linh hồn. chỉ tiếc tuyệt đối đẳng cấp dưới áp chế, coi như đối phương là linh hồn thú cũng phải bị sợ chạy. ừ ta thừa nhận ngươi lợi hại, có thể đem kiếm thu lại a. À? bách tiểu muội ngạo kiều chống nghạnh, dịu lấy môi, thực sự giống như tiểu hải tử, lại cứ ngũ quan dáng dấp lại rất thành thục. hồng diệp lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng phất qua, nương tụ ở giữa không trùng trường kiếm màu đỏ nỏm nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. hoan nên ngươi gia nhập vào tân hỏa thành ép thế nhưng ngàn vạn lần không nên đem mình nhìn phá lệ trọng yếu. thế giới này ngoại trừ vị kia ở ngoài không có người nào là không thể chết hồng diệp quay đầu nhìn phía sau sau đó bất động thanh sắc ly khai hội trưởng gặp lại quốc trí dũng phất tay trào từ giả sau đó bất đắc dĩ nhìn lấy bách tiểu mội ta nói tiểu cô nương ngươi cũng quá lợi hại rồi vừa tới liền đem hội trưởng đắc tội hồng diệp hội trưởng là ai đây chính là nhất đẳng cao thủ a à, nàng năng lực rất đặc biệt không ai nguyện ý cùng với nàng chiến đấu bởi vì vận khí không tốt liền là cái chết có thể nói là tân hòa thành bên trong kẻ nguy hiểm nhất cũng chỉ có thành chủ đại nhân mới có thể khắc chế nàng bách tiểu mội nhất thời tới hứng thú là như thế nào đặc biệt a? con ngươi to lóe lên trận lóe quốc trí dung còn chưa lên tiếng bên cạnh thạch khanh tức liền dành trước một bước phàm là bị hồng diệp hội trưởng chém tới mục tiêu vết thương không cách nào được chữa máu chảy như suối đến cuối cùng chỉ có thể tự đổ máu lưu chết bất quá một chiêu này cũng không phải là không có phương pháp phá giải chỉ cần đem chém tới địa phương khắc đi một miếng thịt lại chữa trị là được rồi bách tiểu mọi tê thầy thuốc đau răng a à. cái thứ hai năng lực cũng có chút càng thêm quá phận không cần phá phỏng nàng công kích biết nhất định có tỷ lệ trực tiếp kích thương trong thân thể của ngươi bộ phận tạo thành nội tạng đại lượng xuất huyết và a à, cái này quá nguy hiểm chứ bách tiểu mội giật mình thạch khanh tức hì hì cười cái này tuy là có thể chữa trị thế nhưng nội tạng xuất huyết nhiều à có thể không dễ dàng như vậy khép lại bách tiểu mội dùng sức gật đầu ai cũng biết nội tạng xuất huyết ý vị như thế nào người trên da chém ra một trăm tám mươi chém ngươi máu dầm dề khả năng ngươi đều không biết chết nhưng nội tạng chỉ cần tới một cái máy địa cái kia đầy đủ muốn mạng của ngươi thì như trái tim vết cắt xuất huyết nhiều căn bản không thể cứu cái thứ ba năng lực càng cũng là vì cái gì không ai dám cùng với nàng câu đối nguyên nhân cái gì cái gì bách tiểu mội dựng lỗ thai lên bị hội trưởng kiếm chẳng đến nhất định có tỷ lệ gây ra nguyên rùa độc hiệu quả lệ khiến vết thương dính vào nguyên rùa độc cũng cấp tốc trí tử không có phương pháp giải độc hoa kháo không phải đâu bách tiểu nội trận tròn cắm mắt nhất bính lao cao cái gì đều trị không hết sao không chữa khỏi nguyên rùa độc bạo phát tốc độ rất nhanh ba giây là có thể lan tràn đến toàn thân không có bất kỳ trị liệu tinh hóa loại trừ loại năng lực có thể cứu trị có thể nói chỉ cần biết trưởng đánh ra nguyên rùa độc người nọ chính là hẳn phải chết cho nên mới không ai dám cùng với nàng đánh thạch khanh khanh lắc đầu chúng ta tới muộn không thấy nàng xuất thủ chỉ là nghe người ta nói qua ở hội trưởng vẫn là tam giai thời điểm lại càng cấp chém giết một đầu tứ giai đặc trùng zombie. Hiện nay cũng không biết, nàng có thể vượt cấp chạm sát hoặc nhiều hoặc ít giai vị, còn là nói nguyên rủa độc là không nhìn giai vị. Không, vẫn là xem giai vị thực lực sai biệt càng lớn, đánh ra, nguyên rủa độc, xác suất lại càng thấp, đại khái là 30% giảm bất tỷ lệ chứ. Hắn hiện tại ngũ giai thực lực, nói cách khác đánh bắt giai địch nhân, cũng chỉ còn lại có 10% tỷ lệ. Đương nhiên, đồ chơi này chính là xem mặt. Dù cho có 1% tỷ lệ, có thể dĩ nhiên để cho ngươi đánh tới, cũng chỉ có thể trách địch nhân số mệnh không tốt. Hoa bách tiểu mội theo bản năng run run một cái một phần vạn vừa rồi đánh ra nguyền rủa độc hiệu quả nàng kia không phải chúc dám rồi hả sau đó nàng ý thức được một vấn đề ai chờ các loại đúng vậy nếu đã biết trưởng lợi hại như vậy chủ vì cái gì có thể áp chế nàng quốc chí dung á cười bởi vì thành chủ có thể miễn dịch bất luận cái gì công kích ta hắt không phải đâu bách tiểu mội triệt để mưu vòng miễn dịch toàn bộ công kích cái này đây quả thực lạ bọn ta hành đầu ở mặt thế bên trong bụt tốt lắm chúng ta tân hỏa thành chỗ lợi hại còn nhiều nữa qua đây đăng ký a ổ thạch ra khanh cao mày nàng luôn cảm thấy bách tiểu mội gọi tới bộ dạng tài sinh vật giống như là đấu sĩ ai chuyện hài hước giải trí bao phê bao hay nhẹ nhàng thư giãn đọc tôi nào chương ba trăm tám mươi sáu bách tiểu mội quyết định thành lập dòng binh đoàn cầu tặng kẹo hoa có không có cảm thấy bách tiểu mội gọi tới quan tài sinh vật rất giống vật gì đó à thạch khanh liền nhỏ giọng nói ân nàng cái này nhỏ giọng trình độ toàn bộ công hội đại sảnh đều nghe được cái chủng loại kia thứ gì thạch hạo cũng không thế nào quá mức lưu ý không có gì khác chính như hồng diệp hội trưởng nói cái dạng nào có hoa không quả ở nơi này trong tận thế mặt rốt cuộc là dốc lòng nhất hệ nghiên cứu đến mức tận cùng đâu vẫn là đa diện thủ không ai nói rõ ràng rất hiển nhiên thạch nô chính là đem chuyên nhất hệ nghiên cứu đến mức tận cùng tồn tại chú trọng nhất lực hàng thập hội hơn nữa nhìn như bách tiểu mọi triệu hoán thú rất nhiều nhưng kỳ thực bản thể hơi lộ ra gầy yếu bất ham trừ phi có thủ hộ thú có thể bảo vệ tốt nàng bằng không chỉ cần gánh vác thủ hộ thú công kích một tất nhiên có thể giải quyết rơi nàng đương nhiên hắn cũng sẽ không nhỏ nhìn bách tiểu mội dù sao đa diện thủ thích hợp hơn sinh tồn nơi nào đều có thể đi nơi nào đều có thể sống đây cũng là vì sao mặt nhật một năm nàng có thể chỉ thân một cái người du lịch cái thế giới này nguyên nhân sở vệ tờ a hạ đẹp thiên cương sở vệ tờ a thủ hộ cùng quản lý toàn bộ minh giới thiên tự ma tinh cùng sở hữu 36 người sở dĩ lại xương tam thập lục thiên cương sở vệ tờ chức trách của bọn họ chính là cùng địa sát sở vệ tờ cùng nhau thủ hộ cùng quản lý địa ngục mỗi một cái đều người xuyên đen nhánh thiên cương hàng mã h thạch hạo ngây ngẩn cả người Ngươi nghĩ à thiên khóc tinh nhưng thân nữ yêu valentine thiên lao tinh đầu nhân ca nhiên thiên tiệp tinh tư tây lộ phí đều thiên anh tinh viêm ma đường nhi thiên thú tinh mặt người thần sư tử thú pháp là áo, có phải hay không cùng với nàng gọi tới giống nhau. Cái này, Thạch Hạo cũng có chút ngây ngẩn cả người. Thánh đấu sĩ hắn chính là thấy qua, cho dù đối với minh giới thiên nhớ kỹ không phải rất sâu sắc, nhưng hoặc nhiều hoặc ít thiếu vẫn còn có chút ấn tượng đại điệt nữ vừa nói như vậy, hắn cũng có chút động, đây coi như là vừa khớp sao. Cái này Bách tiểu muội thật vẫn chịu hoán ra ương thân nữ yêu, như đầu nhân, mọc ra cánh thần lặn, lựa cháy nham thạch tự nhân, sau đó mặt người thần sư tử thú đến mức phía sau, bị quốc chi dung cắt đứt, liền không biết có phải hay không là cũng cùng sợ vẽ tờ giống nhau như lúc đoán một chút chẳng lẽ còn có thiên bại tinh huyệt động cự nhân ivan thiên tội tinh sải lang phi cơ giạt thiên gian tinh thuyền phu cổ lồng thiên ma tinh mạng đà la ma gì hạ, hoa quỷ thiên giác tinh ma tượng dốc thiên sấu tinh trí mạng bỏ cánh cứng lịch sử thản chứ thạch khanh tức nói rằng bách tiểu muội nói thật ra nàng thật là có một đầu càng cự đại nham thạch cự nhân theo hỏa nham cự nhân bất động nó cả người là màu đen như mực giống như kim cương một dạng nhìn như thực cứng bộ dạng thế nhưng trên người của nó lại dài kỳ quái nào đó lục sắc cỏ xỉ rêu cái kia hàng xem như là huyệt động cự nhân chứ xài lang sao cũng có bất quá là xài lang nhân có chút giống như là học bộ dạng người treo thuyền cái này thật không có mạn đà la ma di ạ hoa biết là không phải mạn quán la hoa ngược lại là có một bội lớn đặc biệt đoá hoa quái thú ma tượng cái này có trí mạng bỏ cánh cứng cái này cũng có tỉ mỉ nghĩ lại nàng thật sự chính là triệu hoán ra một đống sợ vẹ tờ ai sau đó hướng thạch khanh khanh dựng thẳng lên ngón tay cái tịch chứng mắt nhìn cái này không sai ai ta quan tài tiểu tiêu là minh quan nhóm sau này sẽ là ta sĩ cảm ơn ngươi hình thể ta a à. ngươi là muốn làm nương hóa hạ tại sao thạch khanh liền cũng rất không nói nàng chính là chỉ đùa một chút mới không cần đâu ta làm mỹ thần a la địch phi nếu thạch khanh liền làm một làm quái tư thế tốt lắm đây là của ngươi này dong binh hơi nhớ quốc trí dũng rốt cuộc khắc xong xuôi đại thúc ngươi vừa rồi khắc là vật gì a cảm giác rất bí ẩn huyền bộ dạng ha hả cái này gọi là trở về thành thiết bị coi như là phân biệt thật giả lính đánh thuê tiêu chí a mấu chốt nhất là ở thời khắc nguy cấp có thể khởi động dong binh ký hiệu sau đó truyền tống về tới đương nhiên thứ một lần sử dụng cần trước định vị cái này dạng đơn giản giới thiệu một chút bách tiểu Mội liền đã hiểu ông một trận bạch quang hiện lên quốc chí dũng ai ngươi định vị ở chỗ này không được sao bách tiểu mội một bộ dáng vẻ vô tội ách ngược lại cũng không phải không được chỉ là đại gia bình thường đều định vị ở trong nhà mình a à được rồi ngươi vừa tới hẳn là còn không có phòng ốc của mình chứ nói quốc chí dũng cười cười sau đó chỉ một ngón tay nếu như ngươi gia nhập vào lời của bọn họ có thể được hưởng ở dòng binh công hội lý chuyên hữu tư nhân gian phòng nếu như gia nhập vào một đội ngũ khác mà nói như vậy ngươi cần chính mình tốn hao tinh hạch mua sắm không cầu hoa tươi hử ta sớm muộn cũng sẽ vượt lên trước của ngươi bị quản sự vừa nói như vậy khó gió trên mặt cũng phải bất trụ nhìn chòng chọc vào thạch hạo cũng bởi vì hắn đã tới chậm đầu này một bả ghế gập không có sau đó hắn nhớ lấy gia nhập vào thành chủ phủ vệ đội nhưng tức là hắn không có xông qua khảo nghiệm không có được còn lại vệ đội trưởng tán thành chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nhưng hắn không phục thạch hạo cũng bởi vì hắn tới sớm liền cờ mở nở một bước lên trời bọn họ tới chậm phải từng bước làm lên từ đầu tố khởi khó chịu sở dĩ hắn mới đặt tên đệ nhất dong binh đoàn vì chính là siêu viện tân hỏa dong binh đoàn chờ các loại thực lực bọn hắn mạnh mẽ sau đó đại gia tự nhiên sẽ cho rằng bọn họ mới là chi thứ nhất trong binh đoàn quốc trí dũng dở khóc dở cười lữ thành chủ nguyên bổn chính là muốn đem thạch hạo gác ở trên lửa nướng cho hắn phúc lợi đồng thời tự nhiên cũng cho áp lực lạp ngươi được vĩnh viễn bảo trì đầu đem ghế gập nếu như bị người vượt qua coi như không có chuyển đi phúc của ngươi lợi chính các ngươi trên mặt cũng không nhịn được đến mức khó gió bên này cho mình đem mình gác ở trên lửa nướng đệ nhất trong binh đoàn nếu như bọn họ không cách nào siêu việt tân hỏa trong binh đoàn vậy sẽ trở thành trong mắt mọi người hài hước biết chỉ điểm bọn họ không biết tự lượng sức mình đệ nhất danh tiếng có tiếng mà không có miếng người một dạng vừa tới một chỗ thời điểm đều là cho chính mình các phương diện lót đường có rất ít cái loại này tạch 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 đem mình đường toàn bộ cắt ra hỏa tiểu cô nương ta thừa nhận năng lực của ngươi rất cường đại một cái người làm độc hành hiệp cũng ăn mở thế nhưng người sở dĩ là người là bởi vì các nàng là ở chung động vật nhất là cái này mà thế bên trong vẫn còn cần có một cái bạn quốc trí dũng khuyên bách tiểu nội do dự một chút chợt ngẩng đầu lên vậy tự ta tổ kiến một chi dong binh đoàn a ta muốn công khai chiêu mộ đồng đội trong thành sẽ phải có không ít năng lực giả chứ cái loại này không có gia nhập vào nội thành lại không đăng ký linh đánh thuê cũng có một chút quốc trí dũng gật đầu có một ít gặp đặc kích hoặc là nghĩ tới phổ thông sinh hoạt năng lực giả Ra đây công khai chiêu mộ đồng đội đinh chuyện hài hước giải trí bao phê bao hay nhẹ nhàng thư giãn đọc tôi nào chương ba trăm tám mươi bảy kỳ hạn một năm đã đến cầu tặng kẹo hoa nói làm liền làm ở trạm một viên tam giai tinh hạch tuyển một ngôi nhà phía sau bách tiểu mội trực tiếp ở dòng binh công hội ngoài cửa chính đỡ lấy một cái bản công khai chiêu mộ nổi lên đủng binh đội thành viên nàng dòng binh đoàn đội rất có ý tứ minh giới nữ thần dong binh đoàn đoàn thể ký hiệu là một cái đầu khô lâu nhưng nhìn một cái chính là rất đẹp nữ khô lâu đẹp một nửa nữ khuôn mặt phân nửa mặc dù là tùy đầu thế nhưng rất thanh tú theo bách tiểu mộ nói đây chính là trong mắt của nàng minh giới nữ thần hình tượng thạch khanh liền đối với lần này biểu thị ha ha, nhà ngươi nữ thần nửa gương mặt là khô lâu đó à, cái kia không được hủ chết cá nhân à, uy ngươi vì sao không gia nhập chúng ta dòng binh đoàn dù cho không gia nhập chúng ta gia nhập vào khó gió cái kia to con cũng tốt ta à. thạch khanh liền đối với lần này biểu thị nghi hoặc đừng xem hai chi binh đoàn một bộ cạnh tranh với nhau bộ dạng ai xem ai cũng không thuận mắt đều muốn siêu việt đối phương nhưng đây là nội bộ mâu thuẫn tân hỏa thành dong binh công hội điều lệ là không cho phép tự giết lẫn nhau có thể cạnh tranh nhưng không thể báo thủ đối phương hơn nữa ở gặp phải ngoại bộ địch nhân thời điểm muốn nhất trí đối ngoại sở dĩ coi như lẫn nhau thấy ngứa mắt cũng còn lên thăng không đến chết địch tình trạng nhiều nhất là giai cấp mâu thuẫn vậy ngươi biết ta vì cái gì cho tới nay đều là một cái người sao trước sau như một cợt nhà bách tiểu muội đột nhiên nghiêm túc điều này làm cho thạch khanh khanh rất là không có thói quen vì sao bởi vì ta bị phản bội quá nhẹ bỗng một câu nói hết bách tiểu mội cũng không có lại tiếp tục giải thích thạch khanh thức cũng không có hỏi tới một cái nữ sinh xinh đẹp ở hôm nay mà thế bên trong sẽ tao nộ cái gì không nói mà nói phản bội là chuyện thường nàng làm sao từng không có bị phản bội quá ở trong trường học lúc ấy bị bạn cùng phòng phản bội có thể nói là nàng thương tâm nhất thời điểm ly khai trường học phía sau lại bị tiểu người trong đội phản bội thế cho nên trốn đông trốn tây rất lâu rất lâu thằng đến thúc thúc tìm tới mở màn cái kia trong vòng mấy tháng nàng đều vẫn sống ở phản bội trong bóng tối đợi đến thúc thúc tới nàng mới qua khá hơn một chút nhi sau lại liên đi rồi tuyển thành phố căn cứ ở sau một thời gian ngắn mà bắt đầu hung hăng xôi nam xuôi nam xuôi nam ở trên đường thời điểm lại gặp thật nhiều người sống sót lúc này mới kéo một chi đội ngũ ta hiểu thạch khanh khanh vô vũ bách tiểu mội tay bốn mắt nhìn nhau sóng điện loẹn loẹt rất có một loại quýt thức thật tốt xu hướng bách tiểu mội cũng là cảm thấy ở đâu có chút không đúng lắm vội vã xoay qua chô khắc đầu ngươi như thế tìm là không tìm được đội hữu a à, vì sao nàng khó hiểu khó gió cái kia to con vị siêu việt chúng ta đã sớm chiêu mộ quá một lần nhưng cũng là báo lại danh giả ta ngay từ đầu cũng là rất mơ hồ sau lại mới hiểu được nguyên nhân thạch khanh tức than thở nguyên nhân nguyên nhân gì muội khó hiểu phàm là chính mình đi tìm tới đều cũng có đội ngũ của mình tỷ như ta theo ta thúc, tỷ như khó gió bọn họ tỷ như thành chủ phủ vệ đội thường bắt đội trưởng ngải xương trưởng anh đội trưởng loại này bọn họ không phải gia nhập thành chủ phủ vệ đội chính là gia nhập doanh binh đội lại không chính là thành vệ quân thạch khanh khanh ung dung nói chuyện mà tán nhân bên trong xác thực có năng lực giả thế nhưng không nhiều lắm hơn nữa loại này đều là bị đi ra ngoài tiểu đội nhóm cứu trở về bọn họ hoặc là không có thói quen chính mình năng lực giả thân phận hoặc là như cũ ngày muốn làm người bình thường hoặc là chán ghét sợ hai chiến đấu hoặc là đồng dạng theo chúng ta một dạng bị phản bội quá không lại tin tưởng người khác hoặc là đã bầu bạn thân nhân tử vong mất đi tương lai phấn đấu mục tiêu nghe đến bách tiểu mội như mày còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất tân hỏa thành sinh hoạt thật tốt quá tốt đến bọn họ không cần chiến đấu có thể sinh hoạt rất làm dịu đã như vậy lại vì sao phải liều lĩnh tính mạng đi chiến đấu đâu ngược lại những người này cũng không muốn tấn cấp đã nghĩ phổ phổ thông thông qua cả đời bách tiểu mội cũng là có chút không nói cuối cùng một cái trọng yếu nguyên nhân còn tạm được lại là bởi vì ăn quá tốt ở quá tốt mà chẳng muốn đi phân đấu cái này đặc biệt biểu lữ thụ cũng đã sớm biết cái vấn đề này thế nhưng cũng không hiểu rõ cũng không thể bức bách các năng lực giả đi chiến đấu chứ người đều cũng có chính mình lựa chọn có lựa chọn thực lực có hướng tới trường sinh có lại đối với lần này chẳng đáng cố ngươi cái này cũng không thể bởi vì bọn họ không đi chiến đấu liền chặt đứt bọn họ thức ăn ép người ta đi đà xanh đà thử chứ nguyện ý làm cái phế nhân đó là chính bọn hắn tuyển trạch không lữ thụ sẽ không đi can thiệp bọn họ hắn đã để cao năng lực giả đãi ngộ thế nhưng vẫn có một nhóm nhỏ người nguyện ý bỏ qua năng lực của mình đi làm một cái đại ẩn ẩn vũ thị người thường cái kia cái này liền thật là không có chiêu nhân ra chính mình nguyện ý suy nghĩ một chút thạch khanh khanh lại dựng lên một đầu ngón tay còn lại một điểm cuối cùng nhi ngươi bị người khác phản bội quá không tin người khác như vậy ngươi dựa vào cái gì muốn cho người khác đi tín nhiệm ngươi theo ngươi a à vốn là một chi đội ngũ đại gia ở sau khi đến tự nhiên vẫn là một chi đội ngũ nhóm người này bên trong vừa không có bức thiết nhu cầu ngươi cũng không nói thanh toán với chỗ tốt của bọn họ nhân ra dựa vào cái gì theo ngươi lan lộn bách tiểu nội như mày lại chiêu mộ một hồi a à, bây giờ không có nhân ta liền làm cái độc hành hiệp cũng tốt vô cùng ngược lại ta cũng không đi quá mức địa phương nguy hiểm mang theo tiểu đệ của ta vậy là đủ rồi ta đây lại cùng ngươi đợi một hồi a. À. Các ngươi ngày hôm nay không cần đi giết dòm bị sao? Lúc này đến phiên bách tiểu mội kinh ngạc. Không đi. Cái này không sắp đến tân hòa thành năm cũ rồi hả? Thúc thúc bọn họ đang ở vì năm cũ làm chuẩn bị đâu? Nói, thạch khanh khanh hai tay nâng lên trên bọn. Mắt thấy, cái này mạt nhật liền muốn một năm cơ chứ? Bách tiểu mội cũng là có chút mơ hồ, một lúc lâu mới phản ứng được không? Tám đều một năm rồi hả? Ừm. Các ngươi ở tại tân hòa thành. Nhân còn đối với thời gian một ít khái niệm ta kinh hoàn toàn không có ấn tượng đều không biết qua bao lâu. Mắt thấy. Thì hạn một năm sắp đến a đúng nhi năm cũng phải làm gì chủ yếu là tế tự tiền nhân chứ nhắc tới cũng trầm trọng đại gia hỏa thân nhân đều không phải là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng là nguyện đồng nhất chứ ta hai người trong nháy mắt phiền một lên cũng không phải sao mặt nhật bạo phát toàn thế giới đều chết cùng năm cùng tháng cùng ngày liên tại phiền muộn thời điểm một thanh âm cắt đứt hai người mạnh suy nghĩ xin hỏi nơi đây mộ lính đánh thuê địa phương sao chuyện hài hước giải trí bao phê bao hay nhẹ nhàng thư giãn đọc tôi nào chương ba trăm tám mươi tám lữ thụ đệ một lần ở toàn quốc đại lao trước mặt mặt mày dạng rỡ cầu hoa tươi. Hắt! Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua. Thạch Khanh Khanh khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hồi nóng bỏng, mới vừa rồi còn nói sẽ không có người tới hưởng ứng lệnh triệu tập dòng binh đoàn đâu, kết quả ti ạ thì a vẽ mặt. Nê a, à, nhất thời bất tiện trợn mắt nhìn sang. Tới nam sinh có chút sướng sở, rụt cổ một cái, không biết cái này nữ hung thần vì sao chừng hắn. Không sai, Thạch Khanh Khanh chính là nữ hung thần. Tân Hỏa thành nhân đều biết. Nàng từ sau khi đến, mà bắt đầu khiêu chiến nội thành thành chủ phụ vệ đội các thành viên, hầu như khiêu chiến một lần. Tuy là thua nhiều thắng ít, nhưng nữ hung thần tiếng xưng hô này vẫn là truyền bá ra ngoài đương nhiên chỉ là khiêu chiến nói ngược lại cũng sẽ không sinh ra như thế một cái biệt hiệu tới nhiều lắm nữ nhân điên mấu chốt nhất là các nàng có một ngày đánh trở về một đầu bảy em mở nhiều tên như dị thú mặt trên hiện đầy sâu cạn không đồng nhất nắm tay ấn dây đặc sợ hai chứng thấy rồi đoan chừng phải chết đầu kia tên như dám bị nàng từng quyền từng quyền cho đánh chết ta quá hung hãn hai cái một chồng thêm thạch khanh khanh thì có như thế một cái biệt hiệu nữ hung thần trăm tiểu mội cũng là trong nháy mắt tới hứng thú đối với đối với đối với ta đang ở chiêu mộ đội viên ngươi mời muốn gia nhập minh giới nữ thần dòng binh đoàn sao minh giới nữ thần Ô ô, ta còn không muốn chết chỉ là ta thực lực của ta còn rất yếu mới chỉ có nhị giai ta ta có thể sao trăm tiểu mội nết mép một cái nhị giai thực lực cũng quá yếu đi chứ bất quá không sao cả ta trăm tiểu mội chiêu mộ đội viên không nhìn thực lực xem nhân phẩm xem đạo đức chỉ cần đạt được ta tán thành như vậy thì là ta trăm tiểu mội sinh tử gắn bó đồng bọn thực lực không đủ mà thôi đến lúc đó chúng ta cùng nhau phân đấu nha Chắc không được không có gia nhập chỉ thực lực này khó gió phòng trừng sẽ không cho phép hắn gia nhập vào đệ nhất dòng binh đoàn ở hỏi năng lực của ngươi phía trước ta có chút ngạc nhiên ngươi tại sao phải tuyển trạch gia nhập vào ta dòng binh đoàn trăm tiểu mội rất tò mò hỏi bởi vì bởi vì bạn gái của ta bô 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 a à, nghe rõ nàng nữ bằng hưu muốn vào ở tốt hơn phòng ở muốn càng hưởng thụ điều kiện nếu như thay đổi là mặt nhật trước nàng kia chỉ cần chia tay tìm một có tiền khoản ra là được rồi nhưng bây giờ có tiền tiểu bạch kiểm đẹp trai gì gì đó đã vô dụng mặt nhật chi hậu thuần một sắc sao bài liền yêu đương hôn nhân gì gì đó cũng cải biến cường giả là trước các mỹ nữ tuyển trạch nam nhân bắt đầu không phải chú trọng bề ngoài của hắn hắn có tiền hay không mà là nhìn hắn có phải hay không năng lực giả thực lực như thế nào đương nhiên điều này cũng làm cho chỉ là ở tân hỏa thành mà thôi ở bên ngoài mỹ nữ còn muốn tuyển trạch Chờ dốc mỹ nữ chỉ có bị cường giả bắt đi phụng dưỡng cường giả hạ tràng coi như ngươi không cam lòng cái kia lại có thể thế nào ở nơi này không có luật pháp ước thúc thời đại cường giả tức là chân lý cũng liền tân hỏa thành cái này văn minh thành cho các nữ sinh ngày tháng bình an cho các nàng quyền lựa chọn đương nhiên ngươi tuyển sau đó cũng sẽ không thể lại tù bác dám tù bát trực tiếp lao đi toàn bộ quyền lợi song sinh tự diện sở dĩ các nữ sinh muốn tốt hơn sinh hoạt cũng chỉ có thể dựa vào nam sinh phía trước nàng không có phát hiện nam sinh là năng lực giả thẳng đến trước đó không lâu sau đó liền buộc hắn gia nhập vào dòng binh công hội lấy càng nhiều chỗ tốt hơn thậm chí còn cũng còn có thể trở thành cường hóa giả cường hóa giả là trực tiếp sử dụng cường hóa dược tề sẽ không thu được siêu năng lực chỉ là làm cho thân thể thay đổi càng thêm cường tráng hơn nữa không dễ sinh bệnh sinh bệnh ở mạng thế nhưng là rất phải chết một ngày sinh bệnh kết quả chính là cái chết tân hỏa thành mặc dù có thầy thuốc nhưng là chỉ có vẹn vẹn mấy cái đường phi phó sở sở lão trần phong bạo liệt tiểu cái này ba là tương đối nghề nghiệp còn lại như là đệ ngũ na na chi lưu chỉ là kiếm chức năng lực của các nàng cũng không thể hoàn toàn chữa bệnh sở dĩ chỉ có một ít bệnh nặng mới có thể tìm các nàng đau đầu như góc bệnh nhẹ chỉ có thể tự chịu đựng nhưng là khó chịu a muốn bất sinh bệnh cũng chỉ có thể trở thành cường hóa giả đạt được nhị giai cường hóa giả tầm thường tật bệnh liền sẽ không tìm tới cửa không chỉ là có cường hóa dự thể còn có những thứ khác một ít nguyên nhân ai cũng không muốn chết đều muốn sống lâu một ít thời gian ta muốn nhiều bồi bạn gái của ta một đoạn thời gian nam sinh yếu ớt nói rằng được chưa ngươi năng lực gì thủy nam sinh giơ tay lên khẽ lật một cỗ chạy xiết nước chạy nơi tay trên tay không được bốc lên nhảy mùa lấy thủy a à. trăm tiểu mội lại nết mép một cái một cái yếu gà năng lực ở cạnh nước địa phương có thể dùng nhưng ở nơi đây chính là một cái gân gà hậu cần trừ phi hắn lớn lên nếu không thì chỉ có thể làm một cái cung cấp cho đoàn đội nguồn nước vũ em nam sinh cũng biết mình có chút yếu thi triển một cái liền thu hồi năng lực ta ta được chưa người xem như là gia nhập còn như có thể hay không ở trong đội ngũ người phải xem biểu hiện của ngươi là đoàn trưởng Ngươi tên là gì giang xuyên đáng đời ngươi là thủy hệ a thạch khanh khanh há hốc mồm danh tự này giang xuyên xấu hổ cười xoát 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 trăm tiểu mội nhanh chóng lại đăng ký bản trên viết dưới tên được rồi chúc mừng ngươi giang xuyên chúc mừng ngươi trở thành minh giới nữ thần dong binh đoàn một thành viên đưa tay cầm một cái tuy là cực kỳ cãi bắc kê nhưng miễn cưỡng xem như là một cái tốt bắt đầu a ai về sau càng ngày sẽ càng tốt không chín mươi sáu thời gian từng giờ trôi qua Tân Hỏa Thành cũng dần dần buồn bực, mọi người không thèm nói, nhắc lại biểu tình cũng mang theo như ẩn như hiện bi thương. Kỳ hạn một năm sắp tới, Tế Tự điển lễ cũng an bài ở trên đường, mà lúc này Lữ Thụ đã tạm thời ly khai Tân Hỏa Thành, đi đến Rồi Sơn tỉnh căn cứ. Hôm nay hắn muốn tham gia một cái hội nghị, một cái chân chính cáo biệt đi qua hội nghị. Một năm đại hội nghị rốt cuộc phải khai mạc, lại nói tiếp bao nhiêu còn có chút khẩn trương đâu. Lữ Thụ nhẹ nhàng chỉnh lý cùng với chính mình vào áo, Trương Thần Tinh cười ha ha, ngươi cũng biết khẩn trương, khó khăn, khó khăn, rất kỳ vậy sao? ta có thể là đệ một lần thấy nhiều như vậy tư lệnh a lữ thụ tự tiếu phi tiếu nói rằng kỹ thuật viên trợn mở miệng tư lệnh vệ tinh tín hiệu đã tiếp thu hoàn tất có mở ra hay không video thông tin mở ra là tư lạp trong phòng chỉ huy trước mặt trên màn ảnh lớn nhất thời lừng lánh vô hạn tiểu tuyết hoa toát ra lữ thụ để cho ta đứng ở phía trước được chứ không có so với cái này tốt hơn ha 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 vậy hôm nay liền do ta tới chủ đạo tư lạp màn hình lớn triệt để sáng lên một tấm chương quen thuộc mặt mũi xuất hiện cũng tương tự thiếu thật nhiều ô vông màn ba bất tử cả nhân vật chính và phụ đều có não Chương ba trăm tám mươi chín, Trư Vị đã lâu không gặp cầu hoa tươi. Chứng kiến trên màn ảnh lớn sáng lên ô vuông, trương thần tinh trái tim đùng mánh liệt du lên. Khoảng cách lần trước đại hội nghị đã qua hơn nửa năm. Cái kia thời gian sáng lên hai trăm mười bốn cái ô vuông, có gần trăm cái ô vương vĩnh viễn xảy ra trong bóng tối, mà bây giờ chỉ có một trăm linh tám cái. Hơn nửa năm, bỏ mình một trăm linh sáu cái căn cứ, trong đó có không ít một đường đại hình căn cứ. Toàn bộ toàn quốc có chừng ba trăm gia mặt căn cứ tồn tại vệ tinh dụng cụ truyền tin, một đường, tuyến hai căn cứ, tam tuyến căn cứ là không có có loại này thiết bị chứng kiến sáng lên từng cái ô vông từng cái quen thuộc khuôn mặt một đám tư lệnh nhóm trong nháy mắt mặt trầm như nước một năm tổn thất hết hơn hai trăm căn cứ tuy là khẳng định cũng không thiếu tam tuyến căn cứ sống sót tam tuyến không có vệ tinh video trang bị sở dĩ không cách nào ra nhập vào nhưng lập tức chính là biết lại có thể thế nào tam tuyến căn cứ vốn là không cách nào một mình đảm đương một phía trừ phi đụng tới một cái hai cái cường đại năng lực giả bằng không vẫn là cũng chỉ là vấn đề thời gian hơn nữa tam tuyến căn cứ vốn là phương diện tiếp tế cũng rất ít lại tăng thêm bắt đầu lúc phân phát xuống năng lực giả không phải yếu liền không phải là cường lực chiến đấu loại hình bắt đầu liền không lợi dưới tình huống một năm sau tam tuyến căn cứ có thể còn lại mấy cái đâu sư chính nghị thở dài một tiếng các lão bằng hữu xem ra chúng ta đã đến rất nghiêm trọng trình độ phản phất mặt nhật liền tại ngày hôm qua một dạng nhưng trên thực tế đã qua một năm vệ tinh nguồn năng lượng đã từ từ đã tiêu hao hết chúng ta lại có một tháng liền muốn triệt để đoạn tuyệt liên lạc đến lúc đó ngắm các vị như cũ xem ở nhân loại sau này bên trên gian khổ chiến đấu hăng hái đúng vậy à? một năm cơ chứ thật không nghĩ tới an tây căn cứ cư nhiên cũng mất ai đúng vậy a à. an tây căn cứ vũ trang cường độ nhưng là không kém hơn bội thành căn cứ a không nghĩ tới lao lý a đi tốt gặp lại sau lao lý nhớ tới chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt vẫn là mặt nhật trước quế hoa rượu a ai sư chính nghị nhẹ giọng ho khan vài cái tốt lắm chuyện cũ đã qua người sống còn muốn nhìn về phía trước càng không cần phải nói lao lý tên kia vốn là ô quy vương bắt đản mệnh cứng rắn đâu nói không chừng không chết cùng quốc chí Dung tên kia giống nhau giết quốc chí Dung cũng không chết thiệt hay giả dạ? tuyển thành phố căn cứ không phải nửa năm trước liền luôn hãm sao sư chính nghị tuyển thành phố căn cứ là luôn hãm nhưng hắn còn sống vốn là nghĩ lấy cùng căn cứ cùng chết sống lại không nghĩ rằng bị thủ hạ đánh mất xịu kéo đi bây giờ đang ở sơn tỉnh bá đám người đồng loạt quay đầu lên núi lễ phật thiếu căn cứ nhìn lại cũng không phải là mọi người đều biết quốc trí dũng còn sống đột nhiên nghe được một cái kẻ chắc chắn phải chết còn sống tất cả mọi người có chút mộng sau khi chứng kiến đại ô vương bên trên cái kia trương xa lạ mặt mũi phía sau một trăm tấm khuôn mặt tất cả đều dừng hình ảnh người là ai hả à? người nào con bà nó sơ tỉnh căn cứ đổi người rồi hay sao nếu như không phải chứng kiến lữ thụ đứng sau lương trương thần tình một đám tư lệnh đại lao phòng chừng đều muốn chửi má nó Chư vị, đã lâu không gặp a à? lữ thụ cười đánh xuống bắt chuyện ta tờ mở giờ nhận thức ngươi là ai à liền đã lâu không gặp ngươi cho ta nói cho rõ ràng nữa à uy tự giới thiệu mình một chút bị nhân tân hỏa thành thành chủ lữ thụ các ngươi nói cái kia vị quốc trí dũng tư lệnh đang ở ta trong thành chỉ làm một cái quản sự tự giới thiệu nhân tiện chèn ép một cái đám này tư lệnh với các ngươi giống nhau tư lệnh cũng chỉ là ở ta trong thành chỉ làm một cái quản sự các ngươi vênh vào cái pa quả nhiên một đám tư lệnh các lao đầu qua trương à? thần tinh người này hay vậy cái gì tân hỏa thành các ngươi trong căn cứ hiện tại hắn định đoạt sao trương thần tinh ngươi có ý tứ Trương thần tinh chỉ là cười không nói gì một đám tư lệnh tất cả đều gào lên chỉ có bội thành căn cứ sư chính nghị cùng đồng tỉnh căn cứ vương tư lệnh hai tay trùng điệp trầm cảm không nói một lời vương tư lệnh hơi nghi hoặc một chút lúc đầu đưa đi quốc trí dũng đi sơn tỉnh căn cứ làm sao đột nhiên chạy đi cái gì đó tân hỏa thành một nữa à chỉ có bội thành sư chính nghị đầu long 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 tân hỏa thành xuất hiện hắn đương nhiên là biết tân hỏa thành đã xuất hiện là chỉ là không có nghĩ đến tân hỏa thành hợp với mặt ngoài hơn nữa hắn vạn không nghĩ tới chính là tân hỏa thành cư nhiên cùng sơn tỉnh căn cứ liên hợp lại cùng nhau không phải không phải liên hợp Trương thần tinh đem thối lui đến phía trước rất rõ ràng đây là bị cắn nuốt hết kết quả ai trong nháy mắt đó hắn có chút phẫn nộ nhưng rất nhanh cũng liền tiêu tan hôm nay mạt nhật trong phân tranh mặt ai ăn ai hoàn toàn xem ai cá lớn ai nhỏ ngư hơn nữa lấy hắn bắt thành thực lực bây giờ nói rõ vẫn là các đại căn cứ đầu lĩnh nhưng trên thực tế đâu các đại căn cứ đã sớm không cho hắn dung mạo nhìn ngược lại có chuyện gì cũng vô pháp trợ giúp Bộ thành căn cứ bây giờ có thể trường khống cũng bất quá là bộ thành thế hệ này xung quanh mà thôi các vị lần trước cỏ đội mối ơi, dùng còn tốt đó chứ lộ buộc người có ý tứ chẳng lẽ nói không sai làm ra cỏ đổi mũi chính là ta tân Hỏa thành chuẩn sắc mà nói chắc là ta không phải sơn tỉnh căn cứ cũng không phải ngẫu nhiên ở bên ngoài phát hiện một bội biến dị thực vật là ta ta bồi dưỡng ra tới biến dị thực vật từng cái tư lệnh trên mặt đều có chút không phải tự nhiên thì tính sao chúng ta tinh hạch vậy cũng đến trong tay của ngươi đi a ah ha ah ah ha ah. ha lữ thụ phá lên cười các vị tư lệnh quả nhiên không phải bình thường người a không giả tinh hạch đều ở ta nơi này không dối gạt chư vị ta tân hỏa thành đã cùng sơn tỉnh căn cứ viện cảnh căn cứ lạc núi căn cứ bên trong giang căn cứ đông dê căn cứ cùng với quảng am căn cứ còn có quan âm núi căn cứ đã đạt thành quan hệ hợp tác nói thật dễ nghe là hợp tác không phải là cho không rõ chân tướng tư lệnh nhóm một bộ mặt mà thôi thoại âm rơi xuống những thứ này căn cứ tư lệnh nhóm dồn dập đứng lên phất tay ý bảo điều đó không có khả năng sơn tỉnh căn cứ cách vị cảnh căn cứ lạc núi căn cứ bên trong giang căn cứ đông dê căn cứ quảng am căn cứ vẫn có một khoảng cách ít nói cũng muốn một hai trăm km càng không cần phải nói xa hơn quan âm núi căn cứ còn đã xuất sơn tiết kiệm đâu vật ngươi là làm sao theo chân chúng nó hợp tác điều đó không có khả năng lữ thụ gãi gãi mũi ta có cánh cửa thần kỳ có thể truyền tống a đi em gái ngươi cánh cửa thần kỳ khi chúng ta là chứ Trương thần tinh ngươi thái độ gì ngươi là cô ý phái hắn tới ác tâm chúng ta sao ta cho ngươi biết Trương thần tinh muốn bay chư vị truyền tống môn là thật có đám người mạnh ba bất tử cả nhân vật chính và phụ đều có não chương ba trăm chín mươi lữ thụ lại muốn bắt đầu gây sự tỉnh cầu hoa tươi truyền cửa thật có một đám đại lao triệt để bối rối nê mã có trương thần tinh ở chỗ ấy thư xác nhận bọn họ bao nhiêu là tin tưởng dù sao lão trương đầu nhân phẩm vẫn là đáng giá khẳng định còn nữa này cũng mặt nhật lừa dối bọn họ có chỗ tốt gì bất quá thật sự có trong truyền thuyết cái loại này truyền tống môn cái kia tờ mở giờ khá tốt liên lạc với nhau không lao lực hiện tại trong tận thế thiếu nhất chính là liên hệ nếu như truyền tống môn câu thông hai tòa căn cứ nói có thể tiến hành bổ sung có thi chiều, thú triều thời điểm có thể lẫn nhau trong lúc đó cứu viện cho nhau đây chính là đặt chân ở trong tận thế tuyệt thế đại sát khi a không cần nói bao nhiêu tình hạch có bao nhiêu tính bao nhiêu ta muốn truyền tống môn thêm ta một cái lữ thụ bái liêu bái đầu no 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 hiện tại toàn bộ căn cứ mở ra truyền tống môn còn là không thực tế chủ yếu có mấy vấn đề khó có thể quan hệ xã hội đệ nhất bây giờ truyền tống môn còn chỉ có thể là đơn hướng mặc dù không có truyền tống nhân số đẳng cấp phân biệt nhưng đối với đầu thể tích vẫn có ảnh hưởng vượt lên trước truyền tống môn cao thấp không cách nào truyền tống đi qua hơn nữa đơn hướng lời nói chỉ có thể là một cái trụ sở đối ứng một cái trụ sở các người nghĩ kỹ cùng cái nào căn cứ đối tiếp sau truyền tống môn một dạng liền năm thước vượt lên trước năm thước thể tích không cách nào đi qua sở dĩ chu tức chỉ bảy trăm linh ba có thể thu nhỏ lại thân hình mới có thể đi qua cái này căn cứ đại lao đều ngần ra với ai nối đây chính là cái kỹ thuật làm việc không có cái nào căn cứ nguyện ý cùng nhỏ yếu một đẳng cấp căn cứ nối mọi người đều là chạy hô bang hỗ trợ nguyên tắc muốn cài đặt truyền tống môn ai cũng không muốn mang một cái con ghẻ trong lúc nhất thời đều mê mang kiến tạo truyền tống môn cũng là một vấn đề phiền phái a kỳ thực có thể lấy một cái trụ sở làm chủ yếu toa độ sau đó hướng xung quanh căn cứ phóng xạ truyền tống môn tiêu giống với ta tân hòa thành ta chuyên môn kiến tạo một cái truyền tống trận quảng trường mặt trên đứng vững bắt đầu nối vịt cảnh căn cứ lạc núi căn cứ bên trong giang căn cứ đông dê căn cứ quảng am căn cứ cùng với quan âm núi căn cứ từng mặt truyền tống môn lữ thụ nói rằng ta tân hỏa thành sẽ trở thành một cái trung chuyển từ vị cảnh căn cứ đi đông dê căn cứ nói không cần phải nữa chạy lên hơn 150 cây số trực tiếp truyền tống đến ta tân hỏa thành sau đó trung chuyển đi cựu căn cứ liền có thể cùng lúc gặp nạn lời nói khác một cái trụ sở cũng có thể đi qua phương thức này tiến hành trợ giúp đương nhiên ta tân hỏa thành cũng có thể trực tiếp xuất binh một đám đại lao nhất thời phản ứng lại đúng nga có thể tìm một cái thực lực mạnh căn cứ thành tựu truyền tống môn trạm trung chuyển, sau đó dùng phương thức này tiến hành chung chuyển đối chỉ bất quá còn một chút phiền thức cần truyền âm ống nghe điện thoại bằng không người khác làm sao biết người tao nộ thi chiều công kích một đám đại lao nghĩ cũng phải à truyền thống môn chỉ có thể đem ngươi truyền thống đi qua ngươi lại không biết đối diện căn cứ tình huống gì đương nhiên truyền âm ống nghe điện thoại ta có thể cung cấp cho đại gia cái này rất đơn giản lữ thụ nói rằng phiên thoái nhất là điểm thứ hai thiết kế truyền thống môn cần ta tự mình đi chạy cái này có thể không phải cùng cỏ đổi mỗi cái dạng nào các ngươi bay tới liền được mà ta không có cái kia thời gian cùng tinh lực sở hữu đại lao toàn bộ đều mật ra trong nháy mắt kế tiếp giận tí mặt vậy ngươi đặc biệt nương nói cái gì đó lời nói nhảm ngươi là ở mở bắt chúng ta tìm niềm vui sao ghê tởm tiểu tử đừng làm cho ta bắt được ngươi a a a hôn đản tức chết ta rồi sư chính nghị nhữ chặt mày hắn chuẩn bị mở cái này niên độ hội nghị là làm gì kia mà quên mất bị tiểu tử này làm cho dối tinh rối mù ha 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 chớ vội chớ vội những thứ kia không cần ta tự mình đi cài đặt truyền thống môn cũng có bất quá đoàn ha ha tuổi trẻ bây giờ a à, chính là lợi hại chúng ta những lao nhân này a à, già rồi ừng ha ha tiểu tử ta rất xem trọng người a à. Ừm, không hổ là thanh niên tuấn Kiệt A. trường giang sóng sau đẻ sóng trước tiền lãng tử tại xa than thượng đâu ân không hổ là một đám lao nhân tinh trong nháy mắt biến sắc mặt ta lưu thụ nhẹ nhàng ho khan vài cái bất quá ta tại sao phải giúp các ngươi thì sao đã hiểu đây là muốn chỗ tốt rồi vì xuân thu đại nghĩa vì nhân loại sau này phó quốc tinh phó lao đều cam nguyện bỏ qua tính mệnh cho chúng ta bói ba cái tương lai thành cựu thanh niên nhân không nên quá với lòng tham a Lữ thụ vui vẻ muốn không ta đi than bùn muốn không ta đi a a a a hôn đàn này đứng im mạch máu của bọn họ sư chính nghị khe khẽ gõ một cái cái bản tốt lắm tất cả mọi người an tính một chút truyền thống môn đúng là một đồ tốt nhưng trên thực tế tác dụng không lớn ai có thể bảo đảm ở trợ giúp những trụ sở khác thời điểm căn cứ của mình sẽ không bởi vì chiến lược ghế chống mà bị đánh lén cuối cùng đưa tới thất bại trong gang tất đâu cái này dường như nói có lý a tư lệnh nhóm đều trầm mặc lời nói này xác thực ai truyền thống môn chỉ có thể cam đoan thực lực cường hãng căn cứ mới có thể phái ra năng lực giả đi trợ giúp dù sao mình ra cũng là ra a không cho sơ thất hiện tại dị thú Zombie bị chỉ số quy rõ ràng ở đề cao một phần vạn thực sự thừa dịp ngươi ra ngoài tiếp viện thời điểm trộm nhà làm sao bây giờ trong lúc nhất thời sở hữu căn cứ tư lệnh đều trầm mặc lữ thụ trong lòng cười nhạt cái này sư chính nghị vẫn là như vậy âm hiểm xảo trà à, sẽ ngầm mưu thủ đoạn chắc không được tương lai sẽ bị người giết đâu lại muốn ép giá cam lữ thụ vỗ vỗ tay sư tư lệnh quả nhiên thông tuệ lo lắng của ngươi xác thực như vậy bất quá ta tân hỏa thành cũng không cần lo lắng những vấn đề kia ta bên này có hơn 100 vị năng lực giả đại bộ phận đều là ngũ giai tứ giai cấp 3 hoàn toàn có thể trợ giúp bất luận cái gì một cái cơ ta bản thân là tuyệt đối biết hoan nên gia nhập vào tân hỏa thành thành phố tự trị căn cứ sư chính nghị khe như mày người nọ là muốn liệt sĩ biên giới nữa à đây nếu là ở mặt nhật phía trước tuyệt đối đánh hắn mụ đều không nhận ra đương nhiên hiện nay ta chỉ tiếp thu phía nam mỗi cái căn cứ gia nhập vào nhất là sơn tỉnh xung quanh cuối cùng nói một chút chúng ta đã nắm giữ cấp tốc sinh trưởng thực vật năng lực hoàn toàn có thể cung cấp nuôi dưỡng mười nhiều cái căn cứ phàm là gia nhập vào tân hỏa thành phố tự trị căn cứ đều muốn được hưởng mua nửa giá rau quả tư cách nói vỗ tay một cái phía sau một sĩ binh thúc cự đại cà chua cả khoai tây khoai lang trở các loại rau quả từ bên trái tiến nhập màn hình ánh mắt lại từ phía bên phải cút ra ngoài nhìn hai thước cự đại rau quả sở hữu tư lệnh đều nhãn nóng lên bọn họ rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì mạnh ba bất tử cả nhân vật chính và phụ đều có não chương 391, trăm chín mươi trạm không gian quan tâm cầu hoa tươi tất cả tư lệnh đều nhãn nóng lên bao quát sư chính nghị đều bình tĩnh không được máy điệu đứng lên những thứ này rau quả các ngươi có bao nhiêu rất nhiều rất nhiều nói lữ thụ lắc lắc ngón trỏ tuy là rất nhiều thế nhưng a à không cách nào cung ứng đến toàn bộ căn cứ mấy triệu nhân khẩu thức ăn. liền hiện nay tới tính toán, dựa theo mỗi ngày bình thường ăn uống số lượng, ta đại khái có thể cung cấp 300.000 người không điểm đức. T. 300.000 người. Cái này tờ mờ giờ là thần mã khái niệm. Em 10 vạn người một ngày nói, bỏ đi năng lực giả khoa trương sức ăn bên ngoài, mỗi ngày rau dưa thu hút số lượng vì hai cân, như vậy Tân Hỏa Thành liền muốn một ngày cung cấp 600.000 gần rau quả đi ra. Một ngày sinh 600 ngàn cân. nên mã. Đương nhiên, khẳng định không chỉ là những thứ này, phòng chừng còn nhiều hơn. Dù sao Tân Hỏa Thành mình cũng muốn lưu lại giàu có, đoán chừng phải ở 100 vạn cân truy cập. Thiên sản xuất rau quả 100 vạn cân à? Cái này nê mã đến bao lớn địa phương? Tân hỏa thành sư chính nghĩ biết, cứ như vậy một tòa lâu đài mà thôi, không có khả năng có lớn như vậy trồng cho khu. Dù cho đem toàn bộ đại buồn cho trong đầy, cũng rất khó một ngày sản xuất 100 vạn cân. Sở dĩ hắn nhất định là chiếm được kỳ ngộ gì năng lực, những thứ kia hậu thiên thu được dị năng toái phía người, năng lực thiên kỳ bách quái, không chừng liền thật sự có không gian hệ một loại năng lực đâu. Hoặc là hắn lấy được một cái bảo vật gì, có thần tinh ở, hẳn không phải là nói sạo, ngươi xem chương thần tinh mặt một bả văng khắp nơi mặt sẽ biết, một năm này khẳng định thức ăn không sai nhìn nữa còn lại căn cứ tư lệnh đều đặc biệt nương gầy một phần tư bảy còn có những thứ khác vịt cảnh căn cứ những người này trên mặt cũng rõ ràng mặt một bà bóng loáng chúng ta cũng làm chứng xác thực có rất nhiều thức ăn vịt cảnh căn cứ lạc núi căn cứ bên trong đậu căn cứ đông dê căn cứ quảng am căn cứ cùng với quan âm núi căn cứ màn hình ô vương bên trong đều xuất hiện cự đại rau quả thân ảnh cái này khiến mỗi cái ra tư lệnh hô hấp lại bắt đầu dồn dập bọn họ đều biết rau dưa ở nơi này trong tận thế ý vị như thế nào thực phẩm thịt bọn họ có thể bắt được dị thú thậm chí còn bắt đầu cùng tổ tiên cái dạng nào thuần hóa một ít lực công kích không phải rất mạnh dị thú như các tổ tiên thuần hóa lợn rừng giá cầu ngưu mã các loại nhưng người không thể mỗi ngày ăn thì ta một chút rau dưa cũng không có dễ dàng tạo bón dựa vào thực vật hệ năng lực giả bồi dưỡng rau dưa quá chậm cũng cung cấp không đủ nam binh lính thân thể tố chất đại biên độ giảm xuống đã sụp đổ một nhóm lại tiếp tục như thế lời nói không cần dòm bị đến chính mình liền không chịu nổi bọn họ nhu cầu cấp bách rau dưa nói đi ngươi cần cái gì tinh hoạch ta có thể cho sư chính nghị đỏ con mắt nói rằng cái này giao dưa hoa quả sức rụ rỗ vượt qua xa truyền thống môn a đây nếu là bắt không được tới hán tư lệnh vị trí chỉ sợ là hoàn toàn ngồi không vững sẽ bị phẫn nộ các năng lực giả kéo xuống sư tư lệnh lỗ thai khả năng không tốt ta mới vừa nói ta nhiều nhất cung ứng ba trăm ngàn người hơn nữa ta tạm thời chỉ muốn cùng nam phương hợp tác bắc phương xác thực chiếu cố không tới lữ thụ móc móc lỗ thai vậy một ngày một trận giao dưa đói giả hai ngày ba bữa cơm cũng có thể san ra tới hiện tại chúng ta từng cái căn cứ nhân khẩu cộng lại đại khái là một trăm ba mươi vạn ra mặt dáng vẻ chia một cái luôn là có thể san ra tới sư chính nghị nói rằng no 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 lữ thụ lại lay động nổi lên ngón tay muốn vận chuyển giao dưa phải dựa vào truyền tống môn bằng không các ngươi muốn tới trở về phi hạ hát điều chiến cơ hẳn là cũng nhanh không sử dụng được đi không có vệ tinh hướng dẫn đồ chơi kia liền là cái phi phí phi nhanh như vậy thiên biết rõ một nháy mắt phi đi đâu vậy đừng nói bay tới sơ tỉnh ngươi ngay cả đường về nhà cũng không tìm tới hơn nữa mặt nhật một năm căn cứ trở ra khu vực là càng ngày càng nguy hiểm phi hành zombie di thú gì gì đó cũng là có thể uy hiếp được hắc điệu chiến đấu cơ dựa vào máy bay qua lại phi hành đã rất nguy hiểm rất nguy hiểm cái này lữ thụ hơn nữa nói cho các ngươi biết một cái tiếp nối sự tình ta truyền thống môn cũng không nhiều cho nên mới chỉ cùng phía nam căn cứ hợp tác hơn nữa truyền thống môn cùng rau quả là có mâu thuẫn truyền thống môn cầm nhiều rau quả tất nhiên sẽ giảm bớt truyền thống môn là dùng ánh nắng điểm số mua trồng trọt rau quả cũng là cần ánh nắng điểm số tới mua hạt giống mà ánh nắng cũng chỉ có hoa hương dương sun dùng có thể sản xuất đây là có cái tỷ lệ truyền thống môn mua nhiều liền không có cách nào tự mua đối lập nhau nhiều hạt giống trồng trọt, sở dĩ sản xuất rau quả sẽ giảm bất không. Tuy là nhiều như vậy hoa hướng dương, xuân xuân đều ở đây ngày sáng đêm tối sản xuất ánh nắng điểm số, thế nhưng truyền tống môn cũng không tiện nghi. Hơn nữa lưu thủ cũng cần điểm số tới mở ma trận không gian. Sở dĩ truyền tống môn có một cái độ, không thể vượt quá sợi tơ hồng này. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vừa nghe cái này, phía nam mỗi cái căn cứ tư lệnh nhất thời sủ lông, từng cái từng cái sẽ nổi lên sư chính nghị. Làm sao? Các ngươi bội thành căn cứ là muốn ôm đồn toàn bộ đúng không? Cái gì đều là đồ của các ngươi đúng không? sư chính nghị ngươi cái già không biết xấu hổ sư chính nghị mặt đều đen nguyên bản coi như đoàn kết nhất trí các đại căn cứ hiện tại đã có chia ra cảm giác lấy trường giang làm dây nam bắc chi phân hắn rốt cuộc ý thức được phó quốc tinh trước khi chết nói tân hỏa thành sẽ trở thành phía nam trong căn cứ lời nói là có ý gì hiện tại có thể không phải liền tại hướng cái này manh mối bên trên chạy sao phía nam căn cứ sù lông căn cứ phương bắc cũng không cam chịu nguyện bị ném bỏ bắt đầu đối với phun các ngươi tất cả câm miệng chẳng lẽ muốn băng đi căn cứ phương bắc hay sao chúng ta căn cứ phương bắc thì không phải là người là chứ không có những thứ này rau quả thời điểm cũng không thấy các người chết đói a. À. Cơm miệng. nhất thời kia nhất thời. ha ha. tốt một câu trước khác này khác. cút. đừng ép ta bão nổi a. À. sư chính nghị cũng là sắc mặt quayi bất trụ. lữ thành chủ căn cứ phương bắc nhân cũng là người a. À. chẳng lẽ ngươi muốn mắt mở chừng chừng nhìn lấy bọn họ chết đi? như vậy đi. chúng ta căn cứ phương bắc chọn mấy cái điểm hướng ra ngoài phóng xạ a. À. mỗi cái thiếu chọn một cái thành tựu trung tâm căn cứ. còn lại căn cứ chính mình phái người tới lấy. căn cứ phương bắc muốn chết. ngươi đang dạy ta công tác. lữ thụ sắc mặt dần dần âm nghiêm túc. không có. ta chỉ là. không sao cả trước công tác thống kê một cái phía nam căn cứ số lượng đến lúc đó ta sẽ tự mình phái người bay qua kiến tạo chuyển tống môn còn còn lại cho các ngươi thêm phương bắc phân cái này được rồi ba trăm tám mươi ngàn mét trên bầu trời trạm không gian một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân nghe trong lỗ thai tình báo mỉm cười thú vị tiểu mạnh ba bất tử cả nhân vật chính và phụ đều có não chương ba trăm chín mươi hai trạm không gian mỹ nữ cầu hoa tươi cờ gì tin nạ lý ngươi tới rồi tóc vàng mắt xanh mỹ nữ cười cười hai cánh tay đong đưa du đi qua sau đó hai người thân mật ôm nhau tóc vàng mắt xanh đại mỹ nữ gọi là cờ di tị hệ lần enzila Pháp đại ba lãng khác một cái tóc đen mắt đen tự nhiên là người một nhà lạp lý dĩnh hai người đều là trạm không gian phi hành gia một năm trong trạm không gian chỉ còn lại có hai người bọn họ hồng nguyệt lúc tới trạm không gian cũng tao thụ làn đến có không ít phi hành gia cũng thay đổi thành zombie. đơn giản nơi này là trạm không gian biến thành zombie bị phía sau bọn họ cũng sẽ không hành tẩu bị đám người hợp lực giết chết hiện tại phong bế ở gian nào đó trong khoang bất quá đối với bọn họ mà nói thấy cũng không phải là hồng nguyệt mà là kỳ dị hiện lên làm sắc ảo giác nói chung ở trong không gian bọn họ thấy được một viên lam sắc ánh trăng ân lam nguyệt lượng sau đó bọn họ thu đến đến từ lam tinh tình báo cả thế giới đã biến thành mặt nhật dọn bị tàn sát toàn bộ tinh cầu các nàng trở về không được không có ai sẽ đến tiếp các nàng các nàng cũng có nghĩ tới ngồi phi thuyền thoát đi trạm không gian phản hồi lam tinh nhưng phía dưới rốt cuộc là hình dáng gì ai đều không biết ra số dưới một phần vạn đánh vào thi chiều chung kết cục chính là một cái chết có thể không phải số dưới chờ đợi các nàng vẫn là cái một con đường chết làm thức ăn tiêu hao hoàn tất lúc các nàng sẽ hoàn toàn chết đói đơn giản chết thật là nhiều người thức ăn phương diện không dư ra không ít dựa vào tiết kiệm một trận làm ba trận dùng quá miễn cưỡng chống được mạt nhật một năm bây giờ thật sự là không chịu được nổi đang không có trật tự trong trạm không gian nam nhân triệt để đến cuồng đương nhiên cũng có chút nữ không chịu nổi áp lực vô tận theo chân bọn họ bừa bãi cùng một chỗ có người nói có cái nam chết ở phía trên này ở vũ trụ bên trên làm loại chuyện như vậy bản thân liền là rất tiêu hao thể năng bởi vì không trọng nhỏ bé trọng lực trong hoàn cảnh rất khó làm được loại trình độ đó trạm không gian đã từng hỗn loạn qua một đoạn thời gian vì ăn giết chóc lẫn nhau cuối cùng chỉ còn lại có hai cái cũng chính là cờ di tì na cùng lý dĩnh không có khác cái này hai là năng lực giả năng lực giả bản thân liền so với người bình thường có thể chịu dựa vào một chút thức ăn dĩ nhiên chống nổi mặt nhật một năm trong lúc này hai người cũng khó tránh khỏi sinh ra nào đó tình cảm tuy là bất hợp lại hơn hẳn bất hợp hai người ước định tạm thời trước ở lại trong trạm không gian mật thiết chú ý dưới tình huống đào sinh phi thuyền trang bị nguồn năng lượng không thể dùng để tránh phát sinh ngoài ý muốn hai người tùy thời có thể chuẩn bị thoát đi trạm không gian trên thực tế cưới đảo sinh phi thuyền không hề giống sức hút của trái đất cái dạng nào nguy hiểm phim nhựa g thuật là một cái ở nhà thám hiểm hào tàu con toi ở trên hai gã nam phi hành gia cùng một cái nữ phi hành gia ra, ra khoang thuyền tiến hành hút bật ống nhòm duy tu lúc tao nộ vũ trụ mảnh nhỏ tập kích đưa tới phi thuyền phát sinh nghiêm trọng sự cố phía sau ở trong không gian chạy trốn cố sự hai người dự định sử dụng nơi đó lao mao tử liên minh phi thuyền rút lui khỏi nhưng ở tới gần trạm không gian quốc tế lúc hai người đánh lên trạm không gian tin mặt trời bản cũng không khống chế được dựa vào một căn cuốn lấy sợ tổn bước chân dây thừng cùng trạm không gian tương liên sau đó nữ nhân vật chính dựa vào buồng đào thoát trở lại lam tinh cố sự đang bay trở về trên đường cùng tầng khí quyển ma sát đưa tới buồng đảo thoát châm lửa hơi kém liền tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nàng ấy cái là xuất hiện thiết bị sự cố bình thường trốn chết dưới tình huống sẽ không xuất hiện cùng trong phim ảnh cái dạng nào rung động tiếng lòng hình ảnh một năm nay hai người một mực tại lưu ý phía dưới tình báo mà lý dĩnh cũng nhận được sư chính nghị mệnh lệnh tuy thời chuẩn bị mở ra vệ tinh thông tin có chút có thể tự động thiết trí có chút là cần người công phu sở dĩ lý dĩnh bỏ qua đảo sinh lưu tại trong trạm không gian cơ gì tí nạ cũng chỉ có thể kèm ở một năm vệ tinh dự trữ nguồn năng lượng gần khô kiệt hai người cũng phải vì đường lui suy nghĩ lý ta đã thiết trí tốt lắm cụ thể trí năng tham số chỉ chờ nguồn năng lượng triệt để tiêu hao hoàn tất trạm không gian liền sẽ vỡ lạc hai người thâm tình nhìn nhau cờ gì tì nạ à vương lòng ra ôm ấp chúng ta cũng là thời điểm nên chuẩn bị ly khai nhưng là đi chỗ nào lý dính có chút nhân mi truyền thống giáo dục nói cho nàng biết nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt chức trách lưu thủ đến một khắc cuối cùng còn nhớ chúng ta quay chụp đến hình ảnh tân hỏa thành sao người muốn đi cái kia bên ừ ở nhận được mệnh lệnh quay chụp tân hỏa thành bức ảnh thời điểm hai người bọn họ liền chú ý tới tòa thành trì này trong trạm không gian như trước có tòa thành trì kia từ tờ thứ nhất hình ảnh đến hiện nay toàn bộ biến hóa một chút xíu biến lớn những thứ này đều là xem ở hai người bọn họ trong mắt cờ gì tina đã không thể quay về pháp nàng đã từng vô số lần muốn nỗ lực liên hệ pháp thế nhưng tín hiệu chuyển ra ngoài lại như nê ngưu nhập thủy mở dạng hiểu vô tung tích nàng biết pháp đã xong đi qua lý dĩnh bên kia top năm top ba nhận được tin tức tập hợp đến xem nàng ấy bên xuất hiện một cái tiên tri trước giờ một tuần liền làm xong ứng đối mặt nhận chuẩn bị hơn ba trăm cái một hai tuyến căn cứ lúc đó sinh ra tuy nói hiện tại chỉ còn lại có hơn một trăm một tuyên căn cứ mà pháp bên kia khả năng không có tiên tri xuất hiện thế cho nên toàn bộ xong đời không chỉ là pháp liền múc lê tiêm cũng không có bất kỳ tín hiệu tặng lại bây giờ nơi an thần khả năng chỉ có thần bí đông phương quốc gia mà đông phương quốc gia bên trong cũng còn có cái kia tân hỏa thành an toàn nhất hơn nữa đi qua mới vừa đại hội nghị có thể được ra bên kia có đầy đủ thức ăn có cường đại năng lực già tồn tại còn có truyền tống môn truyền âm ống nghe điện thoại trở các loại khoa học kỹ thuật thêm được qua bên kia đúng là an toàn nhất nhưng là ta cờ gì tì nạ thật chặt đẻ xuống lý dĩnh bả vai lý thân ái ngươi đã vì ngươi quốc làm ra đầy đủ công hiến hiện tại là suy nghĩ chính chúng ta lúc chẳng lẽ ngươi nghĩ đợi đến trạm không gian nguồn năng lượng hao hết một ngày theo chân nó cùng nhau truy lạc ta tốt lắm tin tưởng ta ngươi quốc sẽ không trách cứ ngươi nếu như ngươi thật sự là chịu không nổi trong lòng dày vò vậy đưa cho ngươi tư lệnh truyền lại một cái tín hiệu a liên nói ngươi đến lúc đó ly khai 3.5, tin tưởng nàng sẽ không ngăn ngươi nghĩ một hồi lý dính rốt cuộc vẫn gật đầu một cái tốt ta đây đi thiết trí đảo sinh tham số a làm cho đảo sinh phi thuyền hạ xuống tân hỏa thành bên kia Cờ gì tí nào nhéo nhéo lý dính khuôn mặt nhỏ nhắn cười cười trạm không gian còn có thể dùng, còn có thể định đường về quỹ đạo. Trễ nữa nửa tháng lời nói, chúng ta thật sự muốn bằng vận khí rồi. Ừm, người nỗ lực lên. Lý Dĩnh do dự một chút, hướng phía một bên bơi đi. Nàng cấp cho sư chính nghị tư lệnh phát tin tức. Một năm, phía dưới là hình dáng gì đâu? Tớ s, buổi trưa đã đến. Huynh đệ manh, khởi hành phản hồi lao ra. Ở 14 năm băng thành, rốt cục muốn nói bãi bay trở về bí thành lao ra. Đây coi như là ta nhân sinh một cái tiết điểm, tiết điểm trước sinh hoạt kết thúc, ta tự do bay lượn nhân sinh. Sau khi trở về, liền muốn nên tiếp thống khổ hành hạ tương thân thời gian rồi. Màn ba bất tử cả nhân vật chính và phụ đều có não chương ba trăm chín mươi ba ai nói ta muốn dùng rau quả đổi lấy tinh hạch rồi hả cầu hoa tươi trải qua một phen kịch liệt thảo luận sơ bộ định ra rồi truyền tống môn thiết trí kế hoạch vẫn là lấy sơn tỉnh căn cứ làm trung tâm hướng phía bốn chu thành phóng xạ hình dáng khuyết tán ra lấy trường giang làm danh giới nam bộ từng bước lan tràn ra tranh thủ ở thời gian một tháng bên trong khuyết tán đến toàn bộ căn cứ đại khái là bốn mươi cái căn cứ nha dựa vào tân hỏa thành người của chính mình đi phi hành phòng chừng phải duy trì liên tục thời gian này chính mình bay tới nói là biết tiết kiệm một ít thời gian mỗi một cái truyền thống môn đều là ghi chú đối ứng số thứ tự mẫu hảo tự nhiên là sừng sững ở tân hỏa thành truyền thống trên quảng trường lạp mà tự hào thì nơi về thuộc căn cứ mỗi một cái truyền thống môn phụ tặng một phần giản dị bản thuyết minh đồng thời có giá biếu tặng một cái truyền âm ống nghe điện thoại ở tự hào kiến tạo hoàn tất phía sau mẫu số số thứ tự đổi thành thuộc cơ tên chữ không phải vậy ai biết cái nào căn cứ mở ra truyền thống tín hiệu nữa à theo căn cứ càng ngày càng nhiều tân hỏa thành cũng nhiều một cái mới trước nghiệp đó chính là một tiếp tuyến viên từ tiếp tuyến viên phụ trách cùng mười từng cái căn cứ liên lạc sau đó thông báo đi lên từ đường phi quyết định có hay không phái tấn cấp giả tiểu đội hay hoặc là phái cái nào một chỉ tiểu đội đi qua ở trường giang phía bắc lại là thả ra mấy cái truyền tống môn lấy chủ yếu căn cứ làm trung tâm hướng ra ngoài phóng xạ còn móc nối cái kia mấy cái thành thị cái này từ chủ yếu căn cứ bọn họ tự làm quyết định như bội thành căn cứ đông tỉnh căn cứ những thứ này trường giang phía bắc lữ thụ chiếu cố không tới liền trước mắt mà nói chiếu cố trường giang lấy khó đều có chút cố hết sức không nói trợ giúp những thứ kia rau quả sản xuất đều là theo không kịp chỉ có thể giảm bớt mỗi một cái trụ sở chi phí một ngày ba bữa rau dưa cung ứng đã đổi thành hai ngày ba trận loại này bằng không thật lòng cung cấp không lên rồi bọn họ ở chỗ ấy thảo luận các loại kịch liệt lữ thụ lại là ở trong phòng hội nghị an băng chấn tây dưa ân ướp lạnh một phòng hợp người đều ở đây an băng chấn tây dưa cùng hơn 100 hào căn cứ tư lệnh nhóm nhìn trong cổ họng bức hỏa nên mã hận không thể chạy đến một cái quả đấm đầu co rơi bọn họ đoạt bọn họ dưa hấu chính mình ăn phát hỏa dù sao vệ tinh thông tin đã đến sau cùng đếm ngược thời gian sau đó không cách nào chống đỡ bắt đầu đại quy mô truyền tin chỉ có thể một đối một mối liên hệ này hoặc là dùng âm thần mà không phải là video thông tin cũng không biết xảo bao lâu cuối cùng là định rồi xuống tới lữ thụ ngáp một cái đem không có gặm xong ngốc nết vứt xuống một bên cử động này lần nữa nhìn tư lệnh nhóm một trận nhãn nhật nương hy thất coi như là ngốc nết bọn họ đều muốn miệng khô xảy ra húng chi mặt trên còn không ít hồng nương đầu. thật nghe mã lãng phí đây chính là cậu nhà giàu cảm giác sao dường như ăn cậu nhà giàu a, a a a a vừa nghĩ tới còn muốn thanh toán tinh hạch chờ. các loại quý trọng tài nguyên cho hắn một đám tư lệnh đều có chút nhức đối. tốt lắm bây giờ có thể nói một chút bảng giá lữ thụ cười rồi sư chính nghị khe nhữ mày chẳng lẽ không đúng dùng tinh hạch lữ thụ cười lắc đầu sư tư lệnh nói dỡn ta khi nào nói qua muốn dùng tinh hạch đem đổi lấy rau quả rồi hả vậy ngươi muốn cái gì còn lại tư lệnh cũng là trong lòng run lên người ta muốn người người tốt nói chỉ cần truyền tống môn thành lập ngươi muốn bao nhiêu chúng ta cho ngươi bao nhiêu vừa lúc đem những thứ kia trói buộc người thường ném ra ngoài bọn họ cũng rất vui lòng đâu ngược lại những người bình thường kia đều là liên lụy ném ra ngoài một cái tính một cái cũng còn có thể giảm bớt không ít khẩu phần lương thực cớ sao mà không làm đâu một sư chính nghị không nói gì hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy quả nhiên lữ thụ cười lắc lắc ngón trỏ không phải không phải không phải chư vị tư lệnh ta không phải muốn phổ thông người sống sót ta muốn chính là tấn cấp giả dạ. cũng chính là các người trong miệng nói năng lực giả dạ. cái gì cái này khiến sở hữu căn cứ tư lệnh đều tạc qua từng cái ngồi không yên muốn người thường còn tốt năng lực giả dạ cái này đây là muốn căn cơ của bọn họ a à không chỉ là trường giang phía bắc trường giang phía nam tư lệnh nhóm cũng ngồi không yên đáng tiếc bây giờ là người bán thị trường nhân gia định đoạt bọn họ p đều không phải là là như thế nào tính toán pháp không sẽ là giao dịch một lần liền muốn một cái năng lực giả dạ chứ năng lực giả dạ cũng không như vậy giá rẻ ngón trỏ lần nữa bày giật mình không phải không phải không phải một lần giao dịch cả đời được lợi chỉ có sáu trăm chín mươi đệ một lần giao dịch về sau không cần lữ thụ gật đầu dĩ nhiên chỉ có đệ một lần giao dịch như vậy bất quá còn như giao dịch mục tiêu sao cái này phải xem các vị tư lệnh thành ý nếu như dùng một ít tàn thứ phẩm tới lửa phình ta cái kia giao dịch của chúng ta liền có thể chấm dứt đáng người hy vọng chư vị ở lúc tới mang lên chính mình năng lực giả ta cần đặc thù hình hoặc là lớn lên chiến đấu hình đương nhiên bao nhiêu nhìn chính các ngươi nếu như ta không hài lòng cái kia giao dịch của chúng ta không muốn ngừng sư chính nghị lữ thành chủ lời này để tránh vô cùng sơ lược hay là cho cái cụ thể số lượng a à? lữ thụ dựng lên ba cái đầu ngón tay ba cái lớn lên ngành chiến đấu năng lực giả hoặc là ba cái đặc thù hình năng lực giả đ trở lại duy thành quả thực phòng cho thuê nơi đây không có gì cả a bàn máy tính chân đều dối không mở không có miếng lót chuột con chuột đều không cách nào di động ai toàn bộ bắt đầu lại từ đầu một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý phát hiện bí mật kinh thiên mở ra trang sử mới hào hùng của tập việt chương ba tay trái ngược lại tay phải cầu hoa tươi chín cái gia hỏa này, sư chính nghị nhữ chặt mày, đây là muốn đem các đại căn cứ năng lực giả dạ, cho một lưới bắt hết nữa à? Một cái trụ sở ba cái, hiện tại có hơn 100 cái căn cứ, vậy coi như là hơn 300 năng lực giả dạ ai cho hắn tân hỏa thành ba cái năng lực giả, dạ, cái kia, một phần vạn trụ sở của bọn họ bởi vì chiến lược chống giống mà đưa tới thi triều, thú triều công kích làm sao bây giờ? Nếu như một cái hai cái căn cứ nói, tân hỏa thành còn có thể kịp cứu viện, nếu như đồng thời đi lên mười tầng cái, ngươi làm sao cứu viện? Căn bản là không kịp. Hơn nữa, này bằng với là đem mệnh mạch giao cho lữ thụ trong tay hoàn toàn mặc hắn bài bố a à mặt khác kinh khủng nhất là hắn một ngày tiếp thu những trụ sở khác năng lực giả quất một cái thì là bốn trăm năng lực giả cực lớn căn cứ ai nhiều người như vậy thật muốn những trụ sở khác xuất hiện nguy hiểm hắn cũng có thể đi làm việc thủ dùng nhà khác căn cứ năng lực giả đi trợ giúp những trụ sở khác cũng chính là tục xưng tay trái ngược lại tay phải ngược lại hắn làm sao cũng không thua thiệt tự thân thực lực căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng lữ thành chủ khẩu vị thật là lớn a à, ngài liền không lo lắng căn cứ của mình bị đột nhiên này nhiều hơn ba trăm năng lực giả cho ra không sư chính nghị tự tiếu phi tiếu nói rằng ma đản mấu chốt là sự tình hôm nay một ngày chuyển đi đoán chừng phải có rất nhiều năng lực giả muốn tự phát đi trước tân Hỏa thành lời nói nhảm nhân ra bên kia đãi nộ cay sao tốt không đi tân hòa thành chẳng lẽ ở lại bọn họ nơi đây nhìn bên cạnh mấy cái năng lực giả biểu tình liền rõ ràng ai lữ thụ cũng cười sư tư lệnh lúc rảnh rỗi lo lắng ta còn không bằng quan tâm mình một chút ta người có ý tứ không có ý gì chỉ là đều là thiên tri đắt căn cứ phó quốc tinh ở trước khi đi đợi một khắc kia tới tìm ta chúng ta vượt qua nghìn dặm cộng đồng làm một cái mộng mà thôi đương nhiên mộng nội dung liền bất tiện báo cho còn như trong đó một ít bí ẩn ta muốn sư tư lệnh chắc là rõ ràng mới là nói lữ thụ nghiêng đầu hướng sư chính nghị lui về sau ngân hồ trừng mắt nhìn ngân hồ tuy là từ chủ quan ánh mắt bên trên không nhìn ra lữ thụ là ở nhìn nàng chằm chằm nhưng ngân hồ liền là có như thế một loại ảo giác sư chính nghị cũng đã nhận ra có chút hơi sững sờ đương nhiên hắn không có nghĩ quá nhiều càng thêm rung động là cái câu kia tiên tri chẳng lẽ nói tốt lắm sư lao đầu ngươi đừng lại làm rối loạn man rất kém chúng ta thời gian không nhiều lắm đông tỉnh căn cứ vương tư lệnh dùng sức vỗ bàn, a à, đối với Sư lão đầu, chúng ta thời gian không nhiều lắm, phải mau quyết định mới là. Ngươi có chuyện gì? Các ngươi đơn độc đi cho chuyện. Ba cái không được, nhiều lắm. Sư lão đầu nói không sai, ngươi liền không lo lắng cho mình bị đột nhiên tăng nhiều các năng lực giả cho cắn trả. Chính là a, đừng đến lúc đó tân hỏa thành thay đổi chủ nhân. Thoáng cái ngươi liền cầm đi hơn ba trăm năng lực giả, cái này không đi, nhiều lắm, chỉ có thể cho một cái. Ha 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 ha, lữ thụ phá lên cười. Một cái, ngươi làm ta tiếp tế tiếp viện là cải trắng giá cả à? Ba cái, không nhiều không ít, không phải kéo không nợ. Mong muốn, tới liên lạc với ta không muốn bổ cấp có thể hạ tuyến a à, được rồi còn như có thể hay không bị phản vệ ha hả ta dám muốn sẽ không sợ Ngươi, một phiếu tư lệnh bị tức phổi đều muốn nổ ba cái không được ta tối đa chỉ cho hai người cái này cái gì thành phố căn cứ có thể loại bỏ lữ thụ chỉ vào nói rằng trương thần tinh ô thành phố ai chờ chút chờ chút là ta chưa nói ba cái liền ba cái ô thành phố tư lệnh nhanh chóng thỏa hiệp ba cái năng lực giả cũng không phải cho ngươi đi ra ngoài khẽ cắn môi sự tỉnh mà thôi nhưng chính là a bị bị quản chế với nhất là lữ thủ cái này không biết từ chỗ nào nhô ra ra hỏa. Cái kia nếu không có ý kiến, cứ như vậy đi. Truyền tống môn cùng truyền âm ống nghe điện thoại ta đặt ở chương tư lệnh nơi này, chính các ngươi tới bắt công tác thống kê một cái. Cảm giác mình không có năng lực, liền do ta Tân Hỏa Thành tự mình cho các ngươi đi tiễn. Đương nhiên, các ngươi cũng muốn rõ ràng. Từ ta Tân Hỏa Thành, đi đưa nói, khả năng này liền phiền quá nhiều. Trước tiên tốn thời gian không nói, bảy lần, cách càng xa càng chậm chạy tới. Tốt lắm, ta trước hết hạ tuyến giết, nói xong cũng không đợi một đám tư lệnh phản ứng kịp thẳng xoay người ly khai phòng hợp chỉ để lại một đám tư lệnh nhóm hai mặt nhìn nhau Trương thần tinh bất đắc dĩ như mai ừm, hắn chính là cái này dám vẻ tính khí không tốt lắm chư vị nhiều hơn lý giải hắc. đám người bay trở về tân hỏa thành trên đường tương tây cũng có chút hiếu kỳ ngươi ngươi tại sao muốn bức bách bọn họ nói thật ra ba cái năng lực giả thoáng cái nhiều hơn nhiều như vậy năng lực giả tới trong lòng ta là có chút hoảng sợ hai cái cũng đã cảm giác được quá cái này khiến lữ thụ ngược lại là vui vẻ cũng có ngươi sợ đồ đạc tương tây cũng không có tỏ mỏ cho một cái xem thường rất kỳ quái sao thoáng cái nhiều hơn 300, không sợ là giả được rồi một phần vạn bọn họ thật có cái gì nhị tâm yên tâm một cái này 300 sẽ không thoáng cái xuất hiện trên lệch thời gian đầy đủ chúng ta đem bọn họ cho tiêu hóa hết hai ta cũng không phải muốn đem cái này 300 đều đặt ở tân hòa trong thành một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà lý phát hiện bí mật kinh thiên mở ra trang sử mới hào hùng của tộc việt chương 395, bầu trời rơi xuống diễm hỏa cầu hoa tươi không đặt ở tân hỏa trong thành thương tây cung suy nghĩ một cái liền minh bạch rồi ta hiểu ngươi là muốn đem vịt cảnh căn cứ lạc núi căn cứ bên trong giang căn cứ đông dê căn cứ quảng am căn cứ cùng với thanh em núi căn cứ những thứ này đối với lữ thụ gật đầu ta cần trong thời gian ngắn nhất đem sơn tỉnh bên trong dọn bi thanh linh còn những trụ sở khác chúng ta tạm thời cũng không còn được ta muốn làm cho vịt cảnh căn cứ ở mỹ núi căn cứ bên trong đậu căn cứ đông dê căn cứ quảng am căn cứ cùng với quan âm núi căn cứ thành tựu chúng ta phía sau bình chướng phía sau thương tây cùng ngây ngẩn cả người ngươi là muốn đi phía tây phát triển đối với hết chỗ nói rồi nếu như thay đổi một cái người xác định vững chắc hướng đông phát triển a dù sao ở mặt nhật phía trước mặt đông nhưng là phồn hoa giải đất đi tây xa hơn tây liền muốn vào ẩn dấu trong lúc này nhưng là núi non lĩnh lĩnh tràn đầy con queo vốn lượn a có cái gì tốt đi phát triển đương nhiên người khác không rõ ràng nàng là rõ ràng lữ thụ nhắm chính xác là nghe thấy đều căn cứ một tòa di tích sở dĩ nhất định phải cùng gian đều căn cứ đánh lên 343 quan hệ nhưng bây giờ nghe thấy đều căn cứ chỉ là một tòa tuyến hai căn cứ mặc dù cách gần nhưng không nhất định có thể bay tới dù sao có vệ tình hướng dẫn chiến cơ rất ít giống như hát điệu Tuyến hai căn cứ cũng không có, lần một chút chiến cơ rất có thể bị phi hành dòm bị dị thú đánh rơi, sợ rằng không qua được, đến lúc đó còn phải bọn họ tự mình chạy tới. dòm bị thanh linh không có đơn giản như vậy chứ, thương tây cũng có chút lo lắng, dòm bị không cách nào làm được dòm bị thanh linh loại vật này, nó tựa như nham dịch một dạng hướng phía bốn phía giống như điên cuồng quyết tán, tàn sát bừa bãi, như cá giết sang sông một dạng. dòm bị là biết bay, một ít phi hành dòm bị thực sự cùng châu châu không khác nhau gì cả, thậm chí so với châu châu ác hơn do bị không cách nào chính mình sinh sôi bọn họ chỉ có thể đi qua huyết tộc phương thức tới khuyết tán tộc nhân của mình chỉ cần hung hăng giết chóc bọn họ một ngày nào đó biết biến mất nhưng mà chỉ phải có dị thú loài người địa phương liền có thể trở thành bọn họ giữ tại binh lực mặt khác còn có một phần nhỏ là có thể phân liệt chia ra một ít tiểu dòm bi những thứ này tiểu dòm bị coi như là bọn họ đời sau mặt khác nghĩ thực sự triệt để thanh linh cũng là vô cùng khó khăn nhân loại tuy là rất nhiều thế nhưng cùng cả một cái cầu động vật so sánh với căn bản là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông một trăm so với so với một vẫn là một vạn so với một trong đại dương tạm thời không nói quang dưới đất đã đủ bọn họ ăn một bầu tuy nói trốn ở phía dưới bé bé có ở bưng ra hiện đến huyết nguyệt phủ xuống thời giờ thò đầu ra phía dưới sinh vật chắc là sẽ không biến dị thành zombie nhưng cái này khổng lồ số đến vẫn như cũng là tăng về quá quân giữ tại binh lực bổ sung biết độn thổ zombie cũng là rất nhiều chỉ cần bọn họ cắn một cái có thể dưới đất thật nhanh quyết trương mà dưới đất sinh vật là hầu như không tồn tại dị thú bởi vì không có tiếp xúc được cực quang lời nói là không có khả năng đạn sinh ra dị thú tới sở dĩ cái này dưới lòng đất sinh vật tất cả đều là bị đại quân giữ tại nguồn mộ lính bổ sung á trên lý thuyết chỉ cần có một đầu phía dưới dòm bị tồn tại nó là có thể cho ngươi vô hạn ba bình, ngươi cũng căn bản liền không thể nào làm được dòm bị thanh linh kế hoạch hơn nữa còn có phi hành dòm bị tới lui nhảy lên hôm nay ngươi dọn dẹp xong nói không chính xác ngày mai sẽ biết từ những địa phương khác bay tới một lớp vĩnh viễn làm không được thanh linh mà trên thực tế mặt thế trăm năm phía sau núi thiếu cũng không có làm được tuyệt đối thanh linh vật trên ý nghĩa thanh linh mà thôi lữ thụ nói rằng vật lý đối với ở lữ thụ trong kế hoạch cũng không phải phải tuyệt đối thanh linh chỉ cần đánh tốt nhạc dạo có thể còn lại cho người phía dưới đi giải quyết là được rồi thành trì xung quanh là muốn tuyệt đối thanh linh sau đó giao cho vệ đội tới lui dò xét thành trì xung quanh bảo đảm tới gần thành trì địa phương không có dòm bị là được rồi sau đó có thể cùng chung quanh thành trì kiến tạo lẫn nhau thương quan hệ đến lúc đó à hoàn toàn có thể dựa vào dòng binh các loại chạy tới chạy lui thương nhân tiện dọn dẹp sạch ven đường xuất hiện giải rác dòm bị cùng với dị thú là được rồi đây chính là mạo hiểm nha rất như là xuyên việt tây việt a niềm trung các người mạo hiểm thích nhất sự tình nha chỉ cần qua lại xử lý giết tốc độ so với bay tới tốc độ nhanh một ngày nào đó sẽ đem sơn tỉnh bên trong dòm bị vật lý thanh linh đi thôi về thành trước chỉ、ừ anh hoa tử mỗi ngày quá còn lại căn cứ đều ở đây phái chiến cơ bay tới theo trương thần tinh nói có mấy nhà chiến cơ ở nửa đường bỏ mình mặt trên cũng chịu tải lấy cho lữ thụ năng lực giả tin tức hoàn toàn không có không biết là chết rồi vẫn là mất liên lạc lữ thụ đối với lần này cười ha ha ngược lại đồ đạc chưa lấy được hàng ngươi ném món cũng vô lại không đến người mua trên người a liền không thể chờ các loại truyền thống môn kiến tạo thành công lại a người đưa tới đối với lần này ha ha ai biết ngươi nói thật giả a lữ thụ cũng phái ra hai chi đội ngũ hướng phía đông nhất nam nhất bắc bay đi lôi chính bình xuất lĩnh một đội cùng thường bắc lãnh đạo đội ba trong khi tận hai tháng chinh chiến bắt đầu rồi mà lúc này đại buồn trong đất một viên lưu tinh từ trên trời giáng xuống đập chúng thâm viên giáp trùng quân oanh thứ không trung tới diễm hỏa hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tờ mới bàn hồi duy thành bàn máy tính căn bản không bông ra chân ta đánh chữ đều là nghiêng không có miếng lót chuột con chuột kim đồng hồ căn bản hoa bất động không có ghế một bả chiếc ghế cách đau thắt lưng ta cái giường kia còn không có cái đệm cứng rắn đệm là đau chờ các loại mua sắm đồ vật phát tới phía sau huynh đệ lại thêm dầu à nghèo đánh chữ nhanh chân chặt đứt chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm chín mươi sáu thiên ngoại lai khách cầu hoa tươi ba ngày trước vũ trụ ba trăm tám mươi bảy ngàn m bên trên trạm không gian lý dĩnh gõ xong cuối cùng một chiếc phủ có chút suy yếu ngã xuống không trung bay cờ gì tì nạ xa xa bơi đi nhẹ nhàng ôm lấy làm sao vậy các ngươi tư lệnh làm sao trở về hắn nói đã biết đã biết đó là ý gì cờ gì tì nạ có chút ngộ lý dĩnh cũng rất ngậu nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình tại thiên thượng vì gia hương phấn đấu một năm cứ nhiên chỉ là đổi một câu như vậy nhẹ đống. đã biết đau lòng cũng tâm mệt có một cái chớp mắt như vậy gian cảm giác mình một lời nhiệt tình đều nuôi chó cơ gì tí nạ là người ngoại quốc tuy là cũng hiểu tiếng hán nhưng một cái câu có thể sẽ có mấy loại ngữ khí ngữ cảnh nơi nào là ngoại văn cũng có thể giải thích hiểu đừng nói ngoài nghề liền mình người có đôi khi đều không hiểu nổi tiếng nói của chính mình đâu ở anh ngữ bên trong ta biết rồi chính là đơn giản Ý cá nào không có bất kỳ tình cảm đơn thuần biểu thị mình biết rồi nhưng ở tiếng hán bên trong bất đồng ngữ khí bất đồng trường hợp giữa biểu đạt ra ngữ cảnh lại là hoàn toàn khác nhau kỳ thực lý dĩnh trong lòng hết toàn thanh sở sư chính nghị tư lệnh là đã hoàn toàn không có lời gì muốn nói với nàng hoặc có lẽ là nói không có gì cả ý nghĩa hơn nữa phòng chừng cũng không quá nhớ nói chuyện với nàng không phải nàng chọc sư chính nghị mà là sư chính nghị mới bị lữ thụ cho uống một trận hung hăng công phu sư tử ngoạm chịu một hớp lớn thì béo lúc này nếu có thể ôn hòa nhã nhận nói chuyện với nàng đó mới nghiêm túc gặp quỷ muốn nói cái gì đó khuyến khích lời nói nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt dù sao cái này trong tận thế ha ha sư chính nghị cũng không có hỏi nàng muốn đi đâu hoặc có lẽ là có muốn hay không phải người đi đón nàng các loại bởi vì hắn sẽ không vì tiếp một cái phi hành ra mà đại phí chủ trương không hỏi lý dĩnh muốn đi đâu chắc là biết nàng sẽ không đem mục đích làm thành bội thành dù sao cũng là ở trên trời nhìn chằm chằm tân hỏa thành nhìn một năm hơn nữa còn có hôm nay toàn quốc tần hội nghị các nàng đều là nghe vào trong thai Ngốc tử đều biết muốn đi đâu thích hợp nhất sở dĩ sư chính nghị cũng không có đi giữ lại cái gì mặc dù là đã biết những thứ này cũng minh bạch sư chính nghị không có gì muốn nói với nàng nhưng vẫn còn có chút tâm lạnh lạnh tốt lắm đừng có qua ta đã thiết trí tốt tọa độ tham số chờ các loại ba ngày sau Đào sinh phi thuyền khoang thuyền chuẩn bị hoàn tất chúng ta liền có thể rời đi ừ. được rồi ta cũng không có khổ sở lý Dĩnh rủi rủi mắt sừng ở trong trạm không gian là không thể rơi lệ bọn nước loại vật này vẫn là rất phiền thoái cho nên bọn họ gặp thời khắc khống chế tốt tâm tình của mình là ngươi một chút cũng không có khổ sở ngươi là nữ công nhân tốt lắm nữ công nhân nghĩ kỹ chúng ta xuống phía dưới sau cuộc sống hạnh phúc rồi hả cờ dị tina ủng cười kịt một ngụm à ngươi còn là lo lắng một cái chính mình là không phải sẽ bị trộm tới làm áp trại phu nhân đâu ngươi nhưng là rất đẹp cờ dị tina lý dinh tức giận đẩy ra tắc quái đồng bạn ha 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 ngươi vừa nói như vậy thật đúng là đâu tỉ tỉ ta trời sinh cái gì đó đoan trang cờ gì tì nạ nhào nặn cùng với chính mình gương mặt cười cười là thiên sinh lệ chất khó không có trí tiến thủ liền nói ngươi căn bản không phải là một tiếng hán thông lão giả vờ giả vịt ai các ngươi tiếng hán có thể lao khó học như ta vậy đã rất tốt được rồi hào 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 ba ngày chỉ trước mắt liền đi qua hai người ăn mặc phòng hộ phục đi vào sự cần thiết thông đạo đào sinh phi thuyền khoang thuyền liền tại lối đi phía ngoài cùng chỗ nối tiếp chỉ cần đi vào hoàn thành chia lịa có thể dựa theo thiết định tốt tọa độ tham số tiến hành đường về đương nhiên trong lúc nếu như máy móc xuất hiện trục chặt đường về cũng vẫn là rất nguy hiểm bất quá một dạng không có việc gì là được bây giờ còn có thể mượn vệ tinh tinh chuẩn định vị nếu như tiếp qua một tháng các nàng đó thực sự liền không cách nào rút lui chỉ có thể bằng vào vật khí đụng chút vật khí nhìn biết đụng vào cái gì vị trí đánh vào sông nhỏ bên trong trong đại dương trên đất bằng đều có vấn đề bởi vì ngươi lúc nào cũng có thể bị dòm bi vây quanh hoặc có lẽ là ngươi thẳng thắn trực tiếp hạ xuống dòm bi trong ổ đi đó mới gọi hỏng bét đâu nhìn nữa một lần cuối cùng a à? hai người nhìn sinh sống một năm trạm không gian trong lòng là các loại không bỏ phản phất đầu ngũ vị bình một dạng chua ngọt đắng tay đều có đều không hề khóc lóc hai người cười cười đi thôi đi qua chỗ nối tiếp hai người một chui vào buồng đào thoát cái này buồng đào thoát là hai người trong trạm không gian phát sinh hỗn chiến kỳ thực cũng là vì tranh thủ buồng đào thoát đáng tiếc cuối cùng chỉ có hai người các nàng còn sống trạm không gian là có rất nhiều buồng đào thoát nhưng những thứ khác đều lần lượt bị hư chỉ còn lại có cái này cuối cùng một cái chuẩn bị xong chưa ừ. 4. thoát ly quỹ đạo hai người rõ ràng cảm thấy thân thể run lên vùng đào thoát đang ở thoát ly trạm không gian đi về nhà là trở về nhà ta đối với trở về nhà ngươi quảng chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm chín mươi bảy đùng đùng vẽ mặt cầu hoa tươi đại buồn trong đất nhiễm tâm ngữ đang mang theo nàng đội hai quét sạch lấy lao ra lớn vết cốc hơn trăm con thâm viên bọ cánh cứng giết vê anh vê anh vê anh Từng viên một cự đại hàn băng tiễn xuyên thủng bọ cánh cứng cứng rắn sắc ngoài từng cái băng kết trên mặt đất thượng vũ đồng dạng từng viên một hoa cầu tinh chuẩn điểm sát kỳ bán nguyệt tay cầm dao găm người như từng đạo tàn ảnh vậy nhanh chóng ở bỏ cánh cứng trong lúc đó lóe ra mỗi xuống một đao đều có thể mang theo từng cục bỏ cánh cứng hộ giáp bất quá nàng năng lực đối với thâm viên bỏ cánh cứng mà nói có chút gần gà. đương nhiên không chỉ là nàng tất cả cận chiến đối với thâm viên bỏ cánh cứng mà nói đều có chút vô lực bởi vì này chút bỏ cánh cứng dòng máu đều có chứa trình độ nhất định hủ thực tính một khi bị bắt tiên trung chết ngược lại là chết không được nhưng này chuẩn bị cường toàn ăn mòn thiêu đốt cảm giác phòng chừng không ai cảm giác nếm thử thình thịch một đầu côn trùng tựa hồ là không chịu nổi bị lại nhiều lần phá giáp cuối cùng lựa chọn tự buộc máu tươi màu lục hướng phía bốn phía bắn tung tóe đi ra ngoài kỳ bán nguyệt một chút cũng không có hoảng loạn dường như đã sớm biết trước đến bước này giống như chợ ép người xuống phía sau mánh địa một cái cực tốc xoay tròn sau đó bóng ma năng lượng bạo phát cả người trốn vào bóng ma vị diện tránh ra rồi bạo sát nguy cơ một giây kế tiếp cách xa chiến trận vị trí trận dâng lên một đoàn xương mù dày đặc kỳ bán nguyệt từ trong xương mù chậm rãi đi ra thật là những con trùng này đối với chúng ta cận chiến hệ mà nói quá không hữu hảo động một chút là tự bạo ổ phải không vậy ngươi xem xem tám tỷ kỳ mễ cười cười đưa tay đánh ra một phát sóng xung kích khoảng cách thẳng tắp bên trên tam đầu xui xẻo liêm đao giáp chuẩn bị đồng loạt đánh bay ra ngoài kỳ bán nguyệt theo bản năng viết đầu liếc nhìn đệ ngũ nana sau đó buồn bực hận không thể cho mình một cái tát ngươi nhiều cái gì miệng a à ngươi đùng đùng vẽ mặt chỉ thấy đệ ngũ Nana cả người bị kim sắt thánh quang trong bao lấy sau đó cơ thiêu đốt ngọn lửa màu vàng trường kiếm thật nhanh phách chém lấy những thứ kia bỏ cánh cứng bong tàu lại cứng rắn ở trước mặt của nàng cũng giống như là tàu phớ một dạng dễ dàng đã bị hòa tan đúng vậy chính là hòa tan cái loại cảm giác này giống như là gốm sứ cắt ở tại trên đầu hủ giống như dễ dàng liền cắt ra thâm viên bọ cánh cứng cái kia cứng như sắt thép giáp sát dựa vào nhất làm nàng im lặng là bọ cánh cứng sau khi bị thương tràn ra toan dịch tiên huyết đối với đệ ngũ na na không tạo thành ảnh hưởng bởi vì tầng kia bảo vệ thân thể thánh quang hậu thuẫn thay nàng chặn mạnh như acid sun phu dịch một dạng huyết dịch tiêu tiểu kiều cũng là cười ha ha thanh tú hai tay không được lật múa trực tiếp chế tạo tiểu hình khu vực chân không hút khô thâm viên bọ cánh cứng không khí bên người những con trùng này cũng là cần không khí sinh tồn không có ở không khí chắc chắn phải chết bất quá chiêu này có chút chậm nàng càng nữa thích chế tạo tuyệt đối tiểu hình chân không sau đó lợi dụng nội ngoại sức chịu nén bất đồng trực tiếp lệnh thâm viên bỏ cánh cứng bạo nổ mở cũng tỉ như hiện tại thình thịch cự đại sức chịu nén khác biệt dưới bị chân không cầu khốn trụ được thâm viên bỏ cánh cứng từ bên trong bắt đầu thình thịch nổ thành một bãi thịt vụn bất quá có chân không cầu trói buộc sở dĩ cũng sẽ không có toan dịch huyết thủy vẩy ra đi ra tiêu tiểu kiều có thể đồng thời thao túng nhiều cái chân không cầu thình thịch ba từ đâu tới cự đại tiếng vang a đám người đều có chút mê hoặc vừa rồi kiều tiểu kiều đã nổ một đầu bọ cánh cứng bây giờ không có thi triển năng lực a như vậy tiếng nổ mạnh to lớn từ chỗ nào mà đến là thiên thượng đã tạm thời lui ra khỏi chiến trường cân giới nguyện thời khắc lưu ý lấy chung quanh biến cố chỉ vào bầu trời nói rằng đám người ngầm đầu nhìn lại nơi đó có một viên đại hòa cầu đang ở rầm 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 hướng xuống dưới rơi đập cái quỷ gì liệu tinh sao mau bỏ đi đám người tính toán tốt lắm lưu tinh rơi đập vị trí vừa vặn là đám kia thâm viên bỏ cánh cứng vị trí vội vã hướng xa xa lui lại bỏ cánh cứng môn địa bồi dối một đôi mắt kép ngây ngốc đang nhìn bầu trời viên kia cự đại hỏa lưu tinh thằng đến hỏa lưu tinh tới gần có thể cảm nhận được cái kia lạnh thấu xương sóng lửa phía sau lúc này mới tranh nhau chỉ sau hướng tản ra bốn phía đáng tiếc đã muộn vê anh cự đại hỏa lưu tinh xẹt qua một cái thẳng hỏa tuyến vê nặng nề đập vào giáp trùng quần bên trong lớn lực đánh vào riêng là đem mặt đất đập ra một cái gần bốn mươi m khổng lồ long xuống không có đúng lúc chạy trốn bỏ cánh cứng trước tiên đã bị phái lực đánh vào cho đập thành bánh bao thịt thế đội thứ hai bị lạnh thấu xương trùng kích chấn động bay ra ngoài không phải gây chi chính là nội tạng nứt ra cũng là không sống nổi thế đội thứ ba lại là bị xung kích hướng bốn phương tám hướng ngọn lửa đốt cái thất điên bắt đảo đây là nhiễm tâm ngữ ngây ngẩn cả người trong hố sâu gian vật kia thoạt nhìn lên không giống như là lưu tinh a trái ngược với ghi ta bọn họ ngồi vũ trụ phi thuyền bất quá cái này là thỏa năm chấm một hình tròn bên ngoài khoang thuyền sắc đã rách rách dưới dưới bể dáng vẻ liền muốn rời ra từng mảnh lớn như vậy dưới sự sung kích không có triệt để nổ lên đã coi như là dụng tâm kiến tạo C cửa khoang bị kéo ra một cỗ nhiệt thở phì phò phun tới nhưng dường như cửa khoang bởi vì cấu kiện biến hình nguyên nhân C đẩy không mở cuối cùng bên trong dường như dùng sức một cước đá ra cho may mắn bay ra ho khan hơi kém tử vong đám người ts bốn trăm chương đâu ngày mai ta một em mở sáu bản máy tính còn có máy tính ghế sắp đến vĩnh viện thần rốt cuộc không cần sắp lấy chân chuyện sáng tác đặc sắc thiên vệ tranh đấu cá nhân đã hơn hai nghìn trường đọc truyện chương ba trăm chín mươi tám bội thành ngân hồ tới tân hỏa thành cầu hoa tươi lý ngươi còn tốt đó chứ ta không sao thế nhưng đến ta đại phục xương a à, xin lỗi tình huống gì chúng ta Cơ gì tí nạ đẩy cửa ra lảo đảo té ra phía sau lúc này mới ý thức được chung quanh biến hóa một đám không nhận biết với hai người bọn họ còn có bốn phương tám hướng những thứ kia kỳ quái dị hình thi thể có một cái trước mắt như vậy giữa cho là mình tới lộn địa phương nhưng khi nàng nhìn thấy nhiễm tâm ngự thời điểm nhãn thần nhất thời sáng lên chứ a à, ta biết ngươi nếu ngươi ở nơi này vậy đã nói rõ ta đã tới tân hỏa thành một cái này đến phiên nhiễm tâm ngữ nghi ngờ các ngươi là ai làm sao một cái giả bên ngoài nhận biết nàng nhìn lấy các nàng mười chín ăn mặc tiêu tiểu tiểu dường như minh bạch rồi cái gì nên chạm không gian nhân chứ một năm này các đại căn cứ đều ở đây dùng vệ tinh quét hình tình báo nếu không có gì ngoài ý muốn. các nàng chắc là ở một cái dưới sự trùng hợp quét hình đến dáng vẻ của ngươi kỳ mễ cả kinh miệng đều bế không lên rồi nhìn một chút bầu trời à tiểu kiêu tỷ ngươi nói các nàng một năm này đều ở đây thiên thượng chúng ta đúng là thiên thượng lý dĩnh dùng rằng đi ra đưa tay nào nặn cùng với chính mình xương đùi mới vừa rồi bị cờ gì tị nạ đẻ đau thần kinh ngay mấy giờ trước chúng ta thành công thoát khỏi trạm không gian liên tiếp quay trở về đại điện thượng vũ xem ra các ngươi là cố ý định vị tân hỏa thành tọa độ là chúng ta nhưng là ở trên trời nhìn một năm đâu nơi nào an toàn nhất chúng ta tự nhiên là rõ ràng nhất lý dĩnh nói rằng nàng là ai đồng bạn của ta trạm không gian quốc tế đồng bạn một năm nay ta vẫn cùng đội thành căn cứ sư chính nghị tư lệnh liên lạc lý dĩnh liền vội vàng giải thích ở hôm nay mạt nhật trong hoàn cảnh dị quốc màu da tự nhiên sẽ bị cảnh giác cái kia quê quán của nàng đâu có truyền lại trở về tín hiệu thế nhưng ngoại trừ chúng ta ở ngoài những quốc gia khác đều lại tựa như nê như nhập hải một dạng một chút tâm hơi tặng lại không đến nói lý dĩnh lắc đầu đó chính là nói cái này chạm không gian quốc tế chỉ là người mình phục vụ thoại vậy cũng còn tốt xa xa cát đầu liêm đao giáp trùng xa xa kêu phi nắm đi qua gần hai thước khảm đao chi trước hướng phía trong hố sâu cờ dị tị nạ chém tới muốn chết khỏa không khí cầu không trụ một giây kế tiếp e nổ thành thịt vụn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một viên lục sắc huyết cầu có thể cho cờ gì tì nạ sợ hãi cái này năng lực gì hả xa 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 cứ như vậy một hồi chu vi không có chết thâm viên bỏ cánh cứng lần thứ hai tụ tập qua đây liền vây quanh ở hố sâu chu vi lý dĩnh cờ gì tì nạ cái này mới phản ứng được mình rốt cuộc rơi xuống địa phương nào cái này tờ mờ giờ là bị dị hình tính trùng bao vây a a a a hết ngược lại là đem bọn người kia quên mất đến đây đi để cho chúng ta nhanh lên một chút giải quyết bọn người kia về nhà nổ nhiễm tâm ngữ nói hai tay bái động lên rồi tay trái hàn băng tiễn tay phải liệt diễm hòa cầu bang bang luân phiên oanh những người còn lại cũng dồn dập thi triển ra năng lực của mình một lát sau lại không một đầu thâm viên bỏ cánh cứng sống sót tốt lắm trở về thành mê tiểu kiêu làm phiền ngươi đem mang lên ta cảm thấy lữ ca hẳn sẽ thích nhiễm tâm ngữ nhìn thoáng qua hãm sâu trong hầm buồng đào thoát đồ chơi này nhưng là cái vật hy hãn tuy nói về sau không có cách nào dùng nữa nhưng là sửa một chút đặt ở trong thành bảo làm vật trang sức còn là rất không tệ đều có hai cái long thành tựu vật trang sức nữa nha nhiều hơn nữa một viên buồng đào thoát cũng không cái gì giao cho ta a à. tiêu tiểu, tiểu kiều cười cười dùng không khí cầu bọc lại phá toái buồng đào thoát giống như là năm cái khí cầu mở dạng đem đào sinh thuyền đem thả đến rồi trên bầu trời đoàn người lúc này mới gây tấn mánh long hướng tân hỏa thành chạy đi cờ gì tina ngồi sau lưng kỷ mễ lý dinh thì lên đệ ngũ na na tấn mánh long ta còn là đệ một lần ngồi tấn mánh long a tốt kích thích một nhóm người trở lại tân hỏa thành thời điểm mới phát hiện một chiếc xe thiết giáp rừng ở trung thành một trăm bốn mươi bảy nhất thời cảm thấy ly kỳ E, e chứng kiến quốc chí dung ở dòng binh công hội trước cửa phơi nắng thái dương dũng thúc cái này xe thiết giáp căn cứ từng ly kỳ từ có truyền thống môn sau đó liền rất lâu không thấy đón xe tới rồi đâu quốc chí dung ha hạ cười cười là bội thành căn cứ người đến ổ nguyên lai like là cái này dạng ai không đúng bội thành căn cứ người đến nàng vậy cũng có thể đi qua truyền thống môn truyền thống tới được các tại sao muốn đơn độc ngồi xe thiết giáp đã chạy tới đây là ý gì hả nhiễm tâm ngữ có chút một bức quốc chí dung cũng là gương mặt tiểu ý nghe nói là cái kia gọi ngân hồ nghĩ nhìn chúng ta một chút bên này dọn bi bị dọn dẹp tình huống lúc này mới yêu cầu cưới xe thiết giáp tới được a à, nàng nhưng thật ra vô cùng thanh nhàn ta phát hiện ngươi nhưng thật ra vô cùng thanh nhàn ngươi cái này là trí tò mò nhìn buồn đào thoát từ chỗ nào cầm trở về thứ này nửa đường nhặt về chuyện sắp hoàn thành chương ba trăm chín mươi chín ngân hồ thân phận chân thật là cầu hoa tươi nửa đường nhặt về quốc trí dũng tại chỗ liền ngây ngẩn cả người đồ chơi này còn có thể nửa đường nhặt sau đó thấy được phía sau xuyên giản dị du hành vũ trụ phục hai vị này nhất thời ngây ngẩn cả người thực sự là khó khăn a à? Cái này tự nhiên. Ở trên trời các ngươi cũng là cực khổ a. À? Lý Dĩnh tự hồ là nhận ra trước mặt lão giả, nhanh chóng nhảy xuống tấn bánh long lưng, ba chính là chào một cái, gặp qua Quốc Tư Lệnh Ổ. Ngươi biết ta? Là. Năm đó chúng ta trời cao thời điểm, ngài tới đưa qua chúng ta. Lý Dĩnh thắt lưng ưỡn rất thẳng, tuy là đã không phải là bình, nhưng thấy đến vị lão nhân này vẫn là rất vui vẻ. Dù sao, hắn là một cái nhân từ lão nhân ổ, ta nhớ ra rồi, ngươi là trạm không gian cái kia, ngươi gọi là Lý Dĩnh đúng không? Quốc Chí Dũng đùng vỗ xuống ngực của mình, cuối cùng là nghĩ tới. Trước đây trạm không gian mới vừa xây xong lúc hắn đã từng được mời tham gia nhóm đầu tiên phi hành gia thượng thiên nghi thức tựa hồ là gặp qua vị này sơ đại phi hành gia hơn nữa nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói nàng chắc là ngây người ở trong không gian thời gian dài nhất một cái nhớ không lầm chắc là liên tục năm năm ngây người ở trong không gian tổng thời gian độ dài cộng lại phải có hơn tám trăm năm mươi ngày bị lao mao tử quên mất cái gì thể lệ bởi vì do nhiều nguyên nhân cũng bất quá là dài nhất tám trăm linh ba thiên chín lúc ba mươi chín phân đồng dạng vẫn là lão mao tử phi hành gia a phu kiệt gia phu trải qua ba lần phi hành ở trong không gian tổng cộng ngây người bảy trăm bốn mươi tám thiên xem như là hiện tại dài nhất ghi chép ân dưới tình huống bình thường đứng ở trạm không gian mà không phải ke di thẻ lệ cái loại này bị quên không may thương cảm chứng mà lý dĩnh cũng là bị quên ở vũ trụ một năm trước lâu chứ tính như vậy lên nàng chắc là ở vũ trụ bên trên ngây người hơn một hai ngày thiên ân cái kỷ lục này cả đời này là sẽ không còn có người phá vỡ có thể nói vũ trụ đệ nhất nhân các ngươi là làm sao xuống quốc trí dũng liếc mắt cờ di tì nạ chúng ta cưới buồng đào thoát trở về được rồi quốc tư lệnh ngài làm sao lý Dĩnh hỏi tuy là tất cả vệ tinh thông tin các nàng cũng có thể nghe được nhưng cũng không phải là biết trong đó toàn bộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ hơn nữa có một số việc nàng cũng không phải là biết tất cả ngẫu nhiên ly khai từ cờ di tina thay nàng hiện tại cũng không cần lo lắng gián điệp bởi vì những quốc gia khác sớm đã không có Trung hợp ở trong hội nghị đề cập quốc trí dũng còn sống tin tức lý dinh cũng không biết nàng chỉ biết là bàn sơ tuyển thành phố căn cứ bị công hãm sự tình lúc đó còn khó hơn qua rất lâu sau đó quốc trí dũng cười khổ một cái chuyện mất mặt luôn là muốn nói nhiều như vậy lần bất đắc dĩ phất, phất tay trụ sở của ta a à hãm sau lại cũng là các loại cơ duyên xảo hợp mới tới nơi đây ngươi không phải cũng giống vậy sao đúng nhi đúng rồi hiện tại đã không có quốc tư lệnh ta chỉ là quốc trí dũng các ngươi có thể gọi ta dũng thúc Ừm, dũng thúc những tâm ngữ cắt đứt hai người lời nói dũng thúc ngươi trước chiếu cố hai nàng một chút đi ta phòng chừng một hồi lữ ca biết bắt chuyện các nàng vừa rồi đang trên đường tới các nàng chiếm được một cái tương đương khiếp sợ tin tức lý dính cùng tóc vàng kia nữ cờ dị tị nạ cư nhiên cũng đều là tấn cấp giả lữ thụ nói với các nàng cái này mạt nhận chân tướng một loại kỳ quái cực quang ước số cải biến bọn họ rna nhưng tại trước đây các nàng cũng chỉ là cho rằng loại này cái này liền ngoại hạng cực quang ước số chỉ là ở đại khí trung hoàn toàn không nghĩ tới à, những thứ này cái gọi là cực quang ước số thậm chí ngay cả ba trăm tám mươi mét ở trên vũ trụ đều có chỉ bất quá các nàng bởi vì không có thu hoạch tinh hạch con đường sở dĩ một năm như cũng chỉ là cấp một tấn cấp giả trong trạm không gian chỉ mấy cái như vậy người nha không có thu hoạch khởi nguồn ừm các ngươi đi làm việc đi quốc trí dũng cười phất phất tay dẫn lý dĩnh cờ gì tì nạ tạm thời đi doanh binh đại sảnh nghỉ ngơi khẽ lật long bảo bên trong nhìn lấy ngân hồ bản tôn lữ thụ đầu có chút lớn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng a bội thành căn cứ tới lại là ngân hồ cái này tương lai bội thành lão đại ta là cái dựa vào là ngân hồ tiểu thư ngươi ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết bội thành căn cứ quyết định đem ngươi đưa tới a làm sao không được sao đi ngươi mb a lữ thụ là đã muốn chút đầu lại muốn tự tuyệt ta cự tuyệt là nguyên do bởi vì cái này nữ nhân rất mạnh năng lực cũng là nhiều đến thái quá hơn nữa đồng dạng có mấy loại là bờ u g năng lực tuy là khắc chế hắn không được nhưng cũng là có thể cho hắn tạo thành một chút phiền thoái nàng năng lực có chút tương tự với mạ vèo bên trong bạch hồ năng lực nhưng không chỉ có cực hạn với bạch hồ tương đương với bạch hồ nhanh ngân bạch hoàng sau bộ phận năng lực tương đương thói xấu tờ như thế một cái người tới hắn tân hòa thành thật đúng là không hiểu được đến cùng tốt hay xấu nhớ nàng lưu lại là bởi vì nàng thân phận chân thật trắng tiêm sở than bùn a bắc cực ngân hồ sao cùng tiêu phỉ tiêu tiểu kiểu một loại người chỉ bất quá nàng bây giờ dường như thay đổi dung mạo nàng có dịch dung năng lực đừng làm rộn khanh khách yên tâm ta cũng không muốn ly khai bội thành căn cứ ít nhất là tạm thời ta chính là đơn tuần nghĩ đến nhìn người rốt cuộc là hình dáng gì nhân mà thôi hơn nữa hơn nữa tiệm chuyện sáng tác đặc sắc, thiên về tranh đấu cá nhân, đã hơn hai nghìn trường, đọc truyện. chương bốn trăm, mang theo ngân hồ đi dạo phố cầu hoa tươi. hơn nữa, ngân hồ cười cười, nếu như ta không nhìn lầm, lần trước trong hội nghị, ngươi nhưng là trộm đạo nhìn ta liếc mắt đâu? Ta rất muốn biết, cái ánh mắt kia là có ý gì? Ngươi biết ta? Ta không biết ngươi. còn có, ta cái kia không gọi trộm đạo là quang minh tránh đại xem, được rồi. bất quá, ta biết trước kia ngươi, lữ thụ thần bí nói rằng, ngân hồ tuy là thay đổi tử, nhưng trên thực tế cũng không có quá nhiều cải biến. đương nhiên, nàng chỉ là đem mình ngũ quan khuôn mặt gì gì đó đều thoáng biến hóa một phần kết quả cùng tiến tới phía sau liền hoàn toàn biến thành người khác giống như một chút cũng nhìn không ra trước kia trắng tiêm sở dung mạo ngược lại là ở mặt mày trong lúc đó nhiều ít còn có thể thấy rõ một tia đã từng anh khí cái này khiến ngân hồ biểu tình hơi cứng một phần không cần hoài nghi ta có phá vọng chi nhãn có thể khám phá toàn bộ vô căn cứ ổ ngân hồ cười rồi đã như vậy nàng cũng sẽ không che đậy dịch dung rút đi triển lộ ra đã từng ra lệnh một thế hệ tâm linh chập trần thiên tiên dung nhan có phải hay không rất quen thuộc gương mặt này đâu no lữ thụ nhéo cầm cẩn thận chu đáo không hai mươi ba dưới tấm tắt nói vẫn có một chỗ cải biến đâu nơi đây môi nhỏ bé sửa lại a à. trắng tiêm sở trước đây cái gì cũng tốt ngũ quan một cái sách đi ra cũng không tính là đẹp nhất nhưng góp đến một chỗ cũng rất là vừa đúng duy nhất có chút chỗ thiếu hụt đó chính là môi không phải lúc cười tuyệt mỹ thiên tiên cười lọt cao răng tiên khí gì gì đó trong nháy mắt phiếu mất dạng sở dĩ nàng trước đây liền đặc biệt thích hợp biểu diễn một ít khổ đại cựu thâm nhân vật bất cầu nôn tiếu loại hình tỉ như ngu cơ lạc vô tình lạc các loại người rất đáng ghét hay đổi lại trước kia dung nhan phía sau khó khăn có một tia tiểu nữ nhi phong thái đều mang lên một chút xíu giận dữ mỗi cá nhân đều có nghiệp dư quyền lợi vậy ngươi trước đây làm sao không động đao ta không thích động đao ngươi xem thường chỉnh dung đó cũng không phải ta đối với các nàng đối xử bình đẳng chỉ là tự ta không thích trên người mình động đao mà thôi ta thích thuần thiên nhiên chính mình vậy ngươi bây giờ còn chưa phải là động đao dường như nhìn ra lữ thụ ánh mắt ngân hồ cho một cái nước mắt nhưng là không nói gì tốt lắm lướt qua cái này ngươi ánh mắt kia sợ rằng không chỉ là xem thấu thân phận của ta chứ ngân hồ mỉm cười lữ thụ sửng sốt khoảng khắc bất đắc dĩ gãi đầu một cái được rồi ta ghét nhất giác quan thứ sáu đặc biệt bén nhạy mỹ nữ khanh khách ngân hồ nợ nụ cười như vậy ta bây giờ là gọi ngươi ngân hồ đâu vẫn là trắng tiêm sở gọi ta ngân hồ a trắng tiêm sở đã là quá khứ thức chạm gác suy nghĩ khoảng khắc được rồi lữ thụ gật đầu nói cho ngươi biết trần tướng kỳ thực cũng không cái gì ngươi nên hãy nghe ta nói ta là tiên tri tiên tri nha cuối cùng sẽ chứng kiến một ít người bình thường không nhìn thấy sự tình thì như ngươi thì như sư chính nghị thì như hoa điệu hoa điệu sư tư lệnh bọn họ làm sao vậy ngân hồ nhịu nhữ mày không thể nói không thể nói nói tương lai sẽ có biến thành cố lữ thụ cười lắc đầu ngân hồ cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn lấy ngươi ta đinh dùng nhãn thần giết chết ngươi được rồi được rồi lữ thụ giơ hai tay đầu hàng ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một chuyện đó chính là các ngươi bội thành căn cứ sư chính nghị tư lệnh sẽ chết cái gì ngân hồ ngây ngẩn cả người sau đó mánh địa đứng lên tuy là lao đầu kia rất đặc biệt nương biết đùa dỡn tâm cơ đùa dỡn thủ đoạn nghĩ lấy phân hóa các nàng lực lượng thế nhưng a à? dù sao cũng là một thành tư lệnh nàng chẳng bao giờ nghĩ tới người đứng đầu một thành sẽ chết một thành tư lệnh đều chết hết đây chẳng phải là nói bộ thành căn cứ cũng phải xong đời ân cứ theo lẽ thường để ý mà nói nói đúng là như thế chuyện này nói như vậy tư lệnh chắc là cầu đến người cuối cùng chết nhanh nhất, nhất chắc là các nàng những thứ này chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến năng lực giả tiểu đội mới là chỉ có các nàng chết sạch một thành chi tư lệnh mới có thể quy a mèo hệ nhưng đây chỉ là dưới tình huống bình thường còn như những thứ khác ta liền không thuận tiện nói ngân hổ nghĩ sâu xa khoảng khắc cái này mới chậm rãi ngồi xuống lại bội thành căn cứ đâu thằng đến mặt nhật trăm năm phía sau nó đều tồn tại mặt nhật trăm năm ngân hồ có chút trận tròn mắt một tay thúc đẩy hiện tại cục diện phó quốc tinh phó lao cũng bất quá là thấy được mặt nhật phía sau ba năm vẫn là chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực của mình phía sau trước khi chết nhìn trộm đến ba năm sau tương lai người trước mắt này tự nhiên thấy được trăm năm phía sau cái này nếu như là thực sự cái này lữ thụ được mạnh bao nhiêu hả phó quốc tinh đã tiêu hao hết sinh mệnh cũng chỉ là thấy được mặt nhật phía sau ba năm hắn đâu chẳng có chuyện gì cư nhiên thấy được mặt nhật phía sau trăm năm rồi hả chẳng lẽ nói thiên tri cũng phải xem nhân kỷ còn ta đâu ta chết sao không có a à, ngươi như trước thật tốt lữ thụ cười rồi nếu như ngươi thực sự có chuyện ta đã sớm cho ngươi cải biến vận mệnh lạc cái này dạng sao ngân hồ không nói gì trong lòng nhưng có chút hầu nghi đây coi như là bày tỏ sao mặt nhất trước đối nàng có hảo cảm người khẳng định không phải số ý, nhưng trên thực tế cùng với nàng bày tỏ lại không có mấy cái không biết vì sao dường như không người nào nguyện ý truy bộ dáng của nàng từ bi ai hối tiếp một cái ngân hồ tiếp tục suy nghĩ sư chính nghị sự tỉnh nếu không phải bội thành căn cứ bị công phá tư lệnh đồng quy vu tận nói cái kia nói đúng là sư chính nghị chết ở mưu trong tay thành tựu bội thành căn cứ người há có thể không hiểu được bội thành căn cứ vấn đề trước mắt thời đại trước cùng trẻ trung phái mâu thuẫn khe hở càng lúc càng lớn lại tiếp tục như thế lời nói cuối cùng cũng có ngày mưa lại bởi vì quyền lợi tranh đấu mà bạo phát xung đột không cần phải nói đại giới nhất định là thời đại trước diệt vong rồi cái này đại biểu thời đại trước sư chính nghị đều chết hết còn chưa đủ rõ ràng sao mà nàng cái này đại biểu trẻ trung phái còn sống ngươi nói tới hòa điệu xem ra hơn phân nửa là chết trong tay hòa điệu đâu ta không nói gì lữ thụ nhún vai ha hả đúng vậy ngươi không nói gì có thể ngươi cũng cái gì đều thông báo rất rõ ràng hòa điệu chẳng bao giờ xuất hiện ở vệ tinh video trong hội nghị như vậy lữ thụ là từ nơi nào biết hòa điệu người này hơn nữa hòa điệu cùng sư chính nghị mâu thuẫn cũng là kịch liệt nhất đi thôi mang ta đi đi dạo phố trên đường tới ta nhưng là nhìn thấy các ngươi tân hỏa thành phồn hoa đâu lại còn có ăn vật thị trường đang khi nói chuyện đứng lên đi ra cửa chờ một chút ngươi liền cái dạng này đi ra ngoài không biến về ngân hồ bộ dạng không cần thiết người nơi này trừ ta ra không có người nào cùng bội thành căn cứ có liên hệ đây cũng là chuyện sáng tác đặc sắc thiên vệ tranh đấu cá nhân đã hơn hai nghìn trường đọc truyện chương bốn trăm linh một nhân loại không phải gạt người loại cầu hoa tươi không cần thiết người nơi này trừ ta ra không có người nào cùng bội thành căn cứ có liên hệ lữ thụ gật đầu đây cũng là cái này một lần tới chỉ có ngân hồ một cái người qua đây ân ngươi không có nghe lầm liền là một cái người hơn nữa không có ngồi hắc điệu trên cơ nàng là hoàn toàn một cái người chạy như bay tới được thần tốc lực đương nhiên không có giờ cờ mạn gạ bên trong cái dạng nào biến thái ngược lại là giống như trong kịch tivi mặt như vậy chỉ bất quá nàng không có biện pháp xuyên qua thời không chỉ là tốc độ rất nhanh cái loại này nàng tốn hai ngày từ bội thành căn cứ chạy đến rồi sơn tỉnh căn cứ bởi vì quá nhanh dọc theo đường đi do bị căn bản là bắt không được nàng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói căn bản sẽ không phát hiện nàng do một dạng thoáng hiện quá khứ siêu nàng kèm theo lấy vệ tinh định vị thiết bị cùng với thông tin thiết bị sở dĩ cũng sẽ không đi lệnh cái này một lần tới ngồi là sơn tỉnh căn cứ xe thiết giáp hộ tống nàng tới cũng chỉ là sơn tỉnh căn cứ năng lực giả mà thôi căn bản sẽ không biết trắng tiêm sở chính là ngân hồ lại không tận mắt thấy nàng dịch dung quá trình ai sẽ biết hai cái là một cái người đỉnh tiên biết cho rằng lữ thụ lại không biết từ chỗ nào đào một đại minh tinh mà thôi cùng tiêu phỉ tiêu tiểu kiểu giống nhau cái này cũng sẽ không ảnh hưởng nàng trở lại bội thành căn cứ nếu như thân phận của nàng tiết lộ ra ngoài khả năng này biết có chút phiền phức cứ việc lấy nàng năng lực cũng không sợ bốn phía địch nhân đẩy cửa ra vào mắt là vừa dẫn dắt phi hành ra trở về thành thất tâm tiểu đội hai bên đôi mắt trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người hắt cái này trắng tiêm sở lữ ca ngươi từ chỗ nào cứu trở về đó a à? tiêu tiểu, tiểu kiều cũng là ánh mắt kim thiềm thiềm hoa wow, a ta thần tượng ta thích nhất thần tượng diễn linh nhi cảm ơn các nàng vừa trở về cũng chưa từng thấy ngân hồ sở dĩ không hiểu được mở ám trong này có thể nguyên bản là ngây người ở bên ngoài chư vị triệt để mông vòng được phi ngân hồ chính là trắng tiêm sở trắng tiêm sở chính là ngân hồ lận tiểu cốc vừa rồi đi vào không phải ngân hồ sao làm sao đi ra thành trắng tiêm rồi chứ thương tây cung cùng kiểu, tiểu tiểu kiều giống nhau hồng diệp là trắng tiêm sở thay đổi ngân hồ vẫn là ngân hồ thay đổi trắng tiêm sở thật là chóng mặt ta à? đi thôi mang ta đi đi dạo các ngươi một chút thành trì trắng tiêm sở cười khoác ở lữ thụ cánh tay rất tự nhiên cảm giác thoạt nhìn lên hai người liền như là một đôi tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ một dạng trắng tiêm sở ảnh hưởng quá lớn kèm theo đại số đếm đám người hái mộ nàng vừa xuất hiện toàn bộ tân hỏa thành đều ngây dại so với tiểu tiểu kiều tiểu phỉ lúc xuất hiện muốn mạnh nhiều từng cái từng cái đều thật tò mò nhà mình lao đại lúc nào đem trắng tiêm sở cấp cứu trở về chưa nghe nói qua a à bất quá cũng đều không dám lên trước hỏi dù sao đây là nhà mình thành chủ lao đại nữ nhân nhân ra nguyện ý cất giấu ngươi đem rồi hả nó dường như chẳng mấy chốc sẽ ấp trứng đi ra đâu trong đại sảnh một bội kỳ quái rừng cây nâng một viên có chứa kỳ dị hoa văn cự đản trắng tiêm sở hơi liếc mắt một cái đẹp mắt chân mày con dưới nàng có thể cảm giác được bên trong cái kia mênh mông lực lượng dường như đang ở thành hình đáng tiếc ta là không thấy được nó ấp trứng đi ra đâu mới sau khi vào cửa liền hỏi qua rồi biết là thanh long trứng đối với lần này nàng cũng rất hâm mộ lữ thụ đã góp đủ rồi bốn linh thanh thú đâu bao quát bên ngoài ngâm mình ở trong đầm nước hát giáp long uy ghé vào dốc núi nhỏ bên trên phơi nắng mặt trời bạch hổ cùng với nghỉ lại ở cự đại ngô đồng thụ ở trên chu tước lại tăng thêm gần ấp trứng ra thanh long bốn linh thánh thú gần tề hoạt ngươi có thể lưu lại nơi này ngân hồ trầm mặc một chút lắc đầu không được thành còn có các bạn của ta ở đi trở về lữ thụ rất muốn nói ngươi có thể đem các bạn của ngươi cùng nhau mang tới nhưng thì cổ họng đã bị hắn nuốt làm sao có khả năng nàng tới bên này cái kia thành căn cứ làm sao bây giờ không có nàng về sau ai đi trưởng khống đội thành căn cứ gần trăm năm có lẽ không có nàng ước thành tốt hơn nhưng khả năng bết bắt hơn một phần vạn căn cứ phương bắc trung tâm băng bàn cả nhân loại xã hội sẽ trong nháy mắt giảm bớt phân nửa rất không ổn có thể lại không nghĩ nàng đi cái này đáng chết muốn chiếm làm của riêng đây là cái gì ngân hồ dường như không có chú ý tới lữ thụ trong mắt quấn quýt màu sắc hào hứng trong chiều bên cạnh thành ở trên lều gỗ bên trong chạy đi giống như ngươi là thâm viên tiêu tan trùng thịt ta đang dùng làm làm trong lúc bất trận, mặt nhật trước nữ thần nhảy đến trước mặt nàng nữ sinh khẩn trương lên thành thịt mối điệu thâm viên bỏ cánh cứng những thứ kia là cái gì hả à? ngân hồ tò mò nhìn treo ở lều gỗ bên trong từng cái phẩm chất dài ngắn ánh mắt không đồng nhất miếng thịt có chút ngạc nhiên ách thâm viên bỏ cánh cứng rốt cuộc là cái gì nữ sinh cũng không biết a à, các nàng chỉ để ý đem trở về côn trùng đi sát lột thịt sau đó đem ra hơn còn như là cái gì thật lòng không biết khẩn trương mồ hôi hào hào ngươi cũng đừng làm khó dễ nàng thâm yên bỏ cánh cứng là cái này trong bồn địa một chỗ thung lũng bên trong độc hưu sinh vật nếu như ta không có đoán sai cái kia vừa ra thung lũng liên tiếp chắc là khác một cái vị diện nữ sinh vội vã bái một cái lui ra cùng thần tượng đứng cùng nhau thật khẩn trương a à. khác một cái vị diện ngân hồ chấn kinh rồi ừm, có muốn nếm thử hay không những thứ này hơn tốt nhưng thật ra là có thể xuống ăn liền cùng chứng mối giống nhau mặc dù không có làm quen ăn ngon nói lữ thụ tháo xuống một khối đã tuần thành châu cô lết sắc miếng thịt lau sạch sẽ phía sau đưa tới nếm một cái thật có thể ăn nhân loại không phải gạt người loại tin ngươi một cái cách xe vị thì hay cái này kéo vị cũng rất giống như cái loại này hòng gió thịt bò mùi vị đâu cũng không phải là thực cưng cái trùng loại kia cắn di chuyển không giống thịt bò khô cái loại này chết sống cắn không xuống ăn ăn ai làm sao biến thành mùi thịt gà rồi hả còn có hải sản vị lữ thụ cười rồi hơn một năm côn trùng thịt cái này cũng cùng bảo đinh nhóm cắt ra hoa hoa tới vừa mới bắt đầu lúc ấy còn muốn ăn sống một ngụm xác nhận một chút vị trí nào loại nào vị thịt bò vị cùng mùi thịt gà hải tiên vị chia lịa về sau trực tiếp không chia cách trực tiếp ở trên thịt kéo nhất đao cái này dạng toàn bộ thịt khô bên trên cái gì vị đều có mấy thứ này không tệ a à, có thể cho ta mang trở về sau đây là muốn đi a à. muốn bao nhiêu cho ngươi bao nhiêu cái kia thả đi tới ngân hồ vừa ăn thịt khô một bên trong triều thành đi tới nàng trên đường tới liền thấy trước mắt mà nói nhất phồn hoa vẫn là trung thành các loại sạp nhỏ đều có nhà máy chuyện sắp hoàn thành chương bốn trăm linh hai ngân hồ đi một cái không nghĩ tới kết cục cầu hoa tươi cửa một tiếng cợt kẹt đời ra đường phi tiếu xanh xanh đi đến nhìn lấy trên giường đang cắt đại gia tê liệt lữ thụ trên mặt nổi lên một tia nụ cười như có như không đi ừ muốn cười thì cứ việc cười đi có gì ghê gớm đâu lữ thụ trắng khang phi lên mắt cái kia nữ nhân nhìn có chút hạ hê đúng không thật không nghĩ tới ngươi cũng biết thua a à. đường phi cười khúc khích thuận thế ngồi ở đầu giường dĩ vang thời điểm đều là các nàng thua bây giờ nhìn giá thế này chắc là lữ thụ thua cái rõ đầu rõ đuôi a tấm tắc man rất có ý tứ đâu ngươi cứ như vậy thả nàng đi cái này dường như không phải của người phong cách ta đường phi rất nghi hoặc lữ thụ là cái loại này muốn chiếm làm của riêng rất mạnh nam nhân với hắn phát sinh qua quan hệ ước gì toàn thu khép tại bên người thậm chí còn một ít khó khăn nhiệm vụ cũng không để cho các nàng đi đối mặt coi như là đối mặt cũng là tại hắn trưởng không phạm vi bên trong tỉ như trong tầm mắt Người xem cái này một lần truyền tống môn hành trình cũng chỉ là đem lôi chính bình cùng thường bắt hai con đội ngũ phái đi ra ngoài phải biết rằng cái này hai con trong đội ngũ là không có lữ thụ nữ nhân một ngày ly khai tầm mắt của hắn hoặc có lẽ là ly khai hắn trưởng không phạm vi hắn sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn cho nên mới sẽ không để cho các nàng đi ra ngoài nhiệm vụ lúc trước đi kiểu căn cứ điều này đội ngũ cũng là đội ba đội 5, đội 6, đội 7 bộ dạng chỉ có đội 2, đội 4, đội 9 bên trong có lưu thủ nữ nhân đội 2 là nhiễm tâm ngữ, đội 4 là phó sở sở đội chín là kiểu phỉ lạc mà hôm nay trắng tiêm sở với hắn xảy ra quan hệ hắn cư nhiên như vậy thoải mái thả người ly khai cái này nàng cũng không phải là một cái thích đứng ở nam nhân dưới sự che chở sinh tồn nữ nhân a lữ thụ hít một tiếng chống rừng mặt ngồi dậy u nói như vậy chúng ta những thứ này đứng ở nam nhân dưới sự che chở nữ nhân kém gọi phải không đường phi dương nộ đừng làm ta kỳ thực tự ta đầu đều có chút đại đâu nàng nói nàng muốn đứa bé hắc cái này khiến đến thiên đường phi chấn kinh rồi gì đứa bé tử người điên rồi vẫn là nàng điên rồi muốn một hai tử còn đem người để cho chạy lữ thụ lúc nào yên tâm như vậy dám làm cho con của mình ở bên ngoài đối mặt giờ nào khắc nào cũng đang nguy cơ phiêu lưu tâm lớn như vậy sao còn có trắng tiêm sở cũng là cái này đại mặt nhật nguy cơ từ phía lại muốn sinh đứa bé hơn nữa sinh đứa bé thì cũng thôi đi, ngươi còn một cái người ngây người ở bên ngoài trong căn cứ. Ngươi nghĩ gì chứ? Một ngày có nguy hiểm, ai đi bảo hộ ngươi? Một xác hai mệnh A ngươi đây là? Liên tân hỏa thành như thế yên ổn trong hoàn cảnh, nàng đều không có nghĩ qua cấp cho lữ thụ sinh đứa bé, chẳng tiêm sở cư nhiên cá nhân ở bên ngoài một mình sinh con. Không thể không nói, đây là điên rồi đâu, vẫn là điên rồi đâu. Có thể nói nàng là nghệ cao nhân can đảm cậu sao? lữ thủ cũng rất bất đắc dĩ một bên mặc quần áo một bên tuyên nữ môi thân thể của hắn cùng với năng lực có chút đặc thù sinh con không phải nói hoài thai 10 tháng có thể giáng sinh cái chủng loại kia mà là sợ trong vòng 10 năm là sống không ra được hắt đường phi càng thêm một ê nói là sinh con nhưng thật ra là nói một trận đường phi giờ mới hiểu được trắng tiêm sở nói là sinh con nhưng thật ra là chế tạo một cái năng lượng chuyển hóa máy lưu trữ kỳ thực cũng là hai người hải tử chỉ bất quá trắng tiêm sở đem tự thân vô thì vô khắc không lại tăng vọt năng lượng chuyển tới hai người trong hải tử từ vẫn là phôi thai bắt đầu liền vào vào trọng tố cường hóa thân thể của hắn rất đặc thù nếu như hung hăng tăng vọt xuống phía dưới nhất trước không chịu nổi chính là thân thể của hắn tăng vỡ cho tới nay trắng tiêm sở cho rằng năng lượng tràn đầy không ngừng tấn cấp có thể nhưng cuối cùng nàng mới phát hiện nàng sai rồi năng lượng trong cơ thể quá độ tràn đầy nhưng không đạt được lên cấp trình độ trước hết không gánh nổi chính là thân thể của hắn chờ đến thất giai bắt giai thời điểm thân thể của hắn sẽ băng giải thân thể của hắn sẽ chết đi nàng nội tạng biết quên làm sao công tác thế cho nên thân thể cơ năng đình chỉ chính mình vận chuyển nghe tựa hồ có hơi kỳ quái thanh năng lượng đầy sau đó không liền có thể lấy tiến dai rồi hả là thay đổi người bình thường khả năng thật là cái dạng này nhưng đối với trắng tiêm sở mà nói cũng không phải nàng thức tỉnh rồi năng lực sau đó đã không biết xem như là hồ tiên vẫn là hồ yêu vẫn là hồ ly biến người cũng hoặc là là người biến thành hồ ly nói chung nàng không phải ăn động vật hệ ác ma trái cây có thể thú hóa năng lực giả dạ, nàng càng giống như là trong truyền thuyết đánh cách khác bình thường năng lực giả dạ trong cơ thể chỉ có một cái năng lượng màu đỏ khe đây có thể tiến dai nhưng trắng tiêm sở không phải nàng ngoại trừ năng lượng màu đỏ khe ở ngoài còn nhiều hơn một cái năng lượng màu xanh lam khe mặc dù là nàng không cần tinh hạch cường hóa thân thể lông của nàng lỗ toàn thân của nàng cũng đều đang nhanh chóng hấp thu bên người năng lượng nguyên tố không được cường hóa thân thể bao quát ngũ tạng lục phủ nhưng này thanh lam ôm tốc độ quá nhanh vượt qua xa hồng sắt dánh máu tốc độ nói như thế nàng tứ giai thân thể muốn thừa nhận ngũ giai năng lượng nguyên tố còn được có thể lục giai liền muốn trọng thương rồi thất giai sẽ trí mạng mà những cái này thu nạp vào tới năng lượng nguyên tố đang ở một chút xíu nhanh chóng cường hóa nàng mỗi một tế bào mà bây giờ đã sắp muốn đến không cách nào cường hóa trình độ nhất định phải thả ra ngoài có thể mặc dù phóng ra hấp thu tiến vào tốc độ như trước rất nhanh rất nhanh cuối cùng nàng nghĩ ra một cái biện pháp đó chính là đem quá nhiều năng lượng chuyển rời đến chính mình thai nhi trong phôi thai đừng xem phôi thai không có bao nhiêu tế bào có thể cường hóa nhưng phong cấm cấm chế phía sau có thể vô hạn cường hóa cường hóa chỉ bất qua cấm chế này một ngày trồng phôi thai phát dục cũng sẽ đình chỉ thẳng đến cấm chế giải trừ một khắc kia nói như thế nếu như cường hóa đến thập giai như vậy hải tử vừa sanh ra chính là thập giai cường giả dạ. chính là cái này sao điêu đường phi đã hiểu nhìn lữ thụ ánh mắt có chút hơi loại ra theo như lời tìm mượn giống có thể hay không dùng cá biệt từ a à không lữ thụ mặt đen nên mã thật đúng là mượn ha 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 đường phi thật sự là nhịn không được che miệng cười khanh khách đứng lên cười đến run dậy cả người tốt một hồi ở lữ thụ nhiệt hoạch thiện dưới ánh mắt lúc này mới thu liễm ho khan ta nói nàng kỳ thực chính là tìm đến một cái đủ mạnh cường giả tới cấp nàng vây nhiễm sát thể làm trong bụng của nàng hại tử ba ba đúng không rất vinh hạnh ngươi bị nàng xem chú rồi lữ thụ đầy đầu hát tuyến không muốn nói như vậy hiện thực nhà tuy là quả thật là như thế có chút xấu hổ hắn là vạn vạn cũng không nghĩ tới a à trắng tiêm sở tới một chuyến lại là kết quả như vậy cho nên nói tiếp trước trong bụng của nàng hài tử ba ba là ai nghĩ tới cái này hắn cũng có chút không vui chuyện sắp hoàn thành chương bốn trăm linh ba cảm kỵ cô bị trắng tiêm sở bảy một đạo cầu hoa tươi tân hòa thành đã ngày thứ sáu nhìn ngồi ở long bảo đỉnh cao nhìn như bao quát cả tòa thành trì kỳ thực tâm tư sớm cũng không biết bay đi chỗ lữ thủ. bạch huynh thành thật sự là không nhịn được điểm mũi chân một cái nhi nhẹ nhàng bay đi lên đi một ta nói về phần ngươi cái dạng này sao không phải chính là một nữ nhân nha ngươi muốn đem nàng trở về không phải là còn sao ngươi cũng nhanh chóng thành nắm thê thạch đá uy nàng cùng trắng tiêm sở đô là hồ ly phạm trụ trắng tiêm sở tới ngày đầu tiên nàng cũng cảm giác được đồng nguyên cảm giác để cho nàng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần nàng cũng là đệ một cái chân chân chính chính biết trắng tiêm sở chính là ngân hồ nhân diện mạo mặc dù là thay đổi thế nhưng năng lực mùi không có thay đổi không lừa được nàng lữ thụ dương mắt con ngươi chậm dãi chuyển đi qua nghĩ gì thế ta là đang suy nghĩ một quyền bọn họ đến cùng làm sao thôi có tìm được hay không ta nói tọa độ kia ân một quyển đã đi trước xương đều căn cứ đi tây bay bổ cấp căn cứ rất ít trung điệp mấy trăm dặm phía sau chỉ có cái này một cái xương đều căn cứ vì trận này xa mười chín trinh mỗi một cái người đều trang bị một chi thuốc giải độc sau đó mang theo một bao tiểu hàn mới bồi dưỡng ra tiện ni xì lìn dù sao khoảng cách rất xa bọn họ vừa không có vệ tinh hướng dẫn máy xác định vị trí bảy ngày lời nói vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, là rất khó trở về lúc này liền cần uống xong thuốc giải độc sau khi uống xong thuốc đến bệnh trừ ân ừ, ma trận hệ thống bên trong mua không tiện nghi có thể nói rất quý giá không phải vạn bất đắc dĩ lời nói là không thể sử dụng một phần vạn bị dòm bị cắn dùng trước về nỉ xí liền đỉnh lấy một ngày vượt lên trước bảy ngày trả về không đến vậy thì nhất định phải uống xong thuốc giải độc gần, dĩ nhiên trắng tiêm sở hồi đi thời điểm lữ thủ cũng cho nàng thật nhiều thuốc giải độc để phòng bất cứ tình huống nào dùng tiên liền dùng tiền a ai bảo là tương lai ba nhi mẹ nàng đâu ân cứ việc cái này ba nhi có thể phải mười năm mới có thể giáng sinh mười năm phía trước ta không biết ngươi ngươi không biết ta ách là để cắt thiếu cả người bạch huynh thành đĩu môi nàng vậy mới không tin tới lữ thủ, được rồi hắn đúng là đang suy nghĩ trắng tiêm sở không có tìm ai bảo trắng tiêm sở là kiếp trước hắn mười tám tuổi lúc thích ở trên khuê nữ đâu có người nói mười tám tuổi lúc thích nữ hải là sẽ thích cả đời a à, không chỉ là kiếp trước kiếp cũng là hơn nữa hắn cuối cùng là thể hội một bà cái gì gọi là yêu đương lúc ý ho giảm bớt trắng tiêm sở ở thời điểm không có cảm giác được cái gì nàng đi lần này ai quy trở về nhất thời cảm giác mình bị gài bẫy một bà ếch cũng không tính là bị gài bẫy chứ chính là hắn không thể không nhiều hơn một cái trọng trách bội thành căn cứ thật sao trắng tiêm sở mang thai hắn loa nhi ngươi có thể mặc kệ ngươi có thể không phải quan tâm ngươi đem ngươi phải chiếu cố bội thành căn cứ thậm chí còn phải chiếu cố lấy bội thành căn cứ không ít người sống sót mặc dù hắn hiện tại cũng cung ứng đi qua rau quả chiếu cố nhưng đây không phải là một cái ý tứ có bao nhiêu người vậy nhiều hơn một phần trách nhiệm dù nói thế nào bội thành căn cứ coi như là trắng tiêm sở người nhà mẹ đẻ được chạm gác nhìn lấy một chút chứ có cái gì ẩn bên trong nguy hiểm ngươi có phải hay không chuyện quan trọng điều kiện tiên quyết thị một cái à trên người không rõ nhiều hơn một phần trách nhiệm gánh nặng ai nhưng nói như thế nào đây lữ thụ cũng thật bội phục trắng tiêm sở nàng dùng tự thân sức một mình cho bội thành mấy vạn người sống sót tìm một bảo đảm a ân nữ nhân ngươi tại nơi này ngươi hoa nhi tại nơi này ngươi về sau tiễn rau quả thời điểm có phải hay không nhiều lắm tiễn một phần có phải hay không được một ngày ba bữa rau dưa mà không phải mới vừa định ra hai ngày ba trận có lợi chỗ ngươi có phải hay không được gạt ra nữ nhân của ngươi ngươi hoa nhi suy nghĩ hoàn toàn bị gài bầy a à bất quá cũng rất bất đắc dĩ đây cũng là hắn tự nguyện không phải tự nguyện cũng không được a à ngươi không muốn trong bụng của nàng hoa nhi từ sinh lý học đi lên nói sẽ trở thành người khác có chút bị bày một đạo cảm kỳ cô vẹn vẹn là nàng cái này một lần ly khai liền mang đi thật nhiều vật tư dự trữ bao quát penicillin, thuốc giải độc truyền âm ống nghe điện thoại thần mã hơn nữa lữ thụ còn đặc biệt cho nàng an trí một cái tiểu hình truyền tống môn cái loại này thả trong phòng ngủ cao 2 mét truyền tống môn ân thuận tiện hai bên yêu đường vụ trộm lữ thụ suy nghĩ thời điểm liền rõ ràng quá truyền tống môn trực tiếp đi đến bộ thành căn cứ xong việc thông qua nữa truyền tống môn trở về tuy nói là ngăn cách lấy cách xa và dặm nhưng trên thực tế đi theo hậu viện nhà mình cũng không khác nhau gì cả nói là thật không có nghĩ đến a à, trắng tiêm sở lại chính là ngân hồ Nói, Bạch huynh thành thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng ngồi ở lữ thụ bên cạnh ôm đầu gối. Trước đây ta còn thật thích nàng diễn nhị đại yêu tinh đâu, không thể tưởng. Nàng thực sự thành Bắc Cực Ngân Hồ. Ha ha. Lữ thụ thần bí nở nụ cười. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì, Bạch huynh thành bất khả tư nghị trừng mắt hai mắt. Chờ, các loại, người cái biểu tình này. Nàng sẽ không nguyên buồn chính là Bắc Cực Ngân Hồ chứ? Bị ngươi đã nhận ra đâu. Không sai. Nàng bản thân liền là mang theo ngân hồ huyết mạch, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, trắng tiêm sợ chắc là yêu tinh hậu đại, có yêu tinh huyết thống. Giống như là bạch tố trinh cùng hứa hán văn nhi tử hứa sĩ lâm cái dạng nào đương nhiên trắng tiêm sở yêu tộc huyết mạch liền muốn rất xa xưa lâu đời đến năng lực đặc thù gì đều không có kế thừa tới được cái loại này chỉ bảy trăm sáu mươi bảy là ở thể năng bên trên hơi chút tốt một chút xíu mà thôi cực quang đến sau đó nhân lựa trọng tố đồng thời cường hóa nàng ấy phần yêu tộc dạ, nhưng cũng trong lúc đó cũng rèn luyện nhân tộc huyết mạch đây chính là vì cái gì nàng có hồng làm hai cái thanh năng lượng nguyên nhân thực sự ạ bạch huynh thành vẻ mặt một bức o lấy cái miệng nhỏ nhắn thật lâu không có cách nào khép kín mặt nhật phía trước liền có năng lực giả rồi hả rất hiển nhiên chắc là tồn tại hơn nữa số lượng hẳn là còn không ít bằng không người cho rằng vì sao mặt trên biết như vậy thư phó quốc tinh dự nôn ân hắn là ở binh bộ có rất sâu lực ảnh hưởng nhưng cái này mặt nhật dự nôn quá vớ vẩn nếu như không phải các nơi tần phát năng lực giả sự kiện cùng với nguyên bản là tồn tại năng lực giả bên ngoài mặt trên căn bản không khả năng nhanh chóng như vậy vận chuyển cơ quan quốc gia lúc này tây phương phi hành trừng mấy ngày đang tìm lộn mấy lần phương hướng đã trải qua mấy đợt dọn bị vây công phía sau một quyền đám người rốt cuộc là tìm được xương đều căn cứ chi tiết, lúc này xương đều căn cứ đã vũ thảo nhóm đã tới chậm ạ à đây là muốn hủy diệt nhịp điệu ạ à? đi thôi không thể để cho xương đều căn cứ hủy diệt là chuyện sáng tác đặc sắc thiên vệ tranh đấu cá nhân đã hơn hai nghìn trường, đọc truyện chương bốn trăm linh bốn cứu lại kế cận vẫn là xương đồ căn cứ cầu hoa tươi lúc này gian đều căn cứ đã bị thi triệu bao vây nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói chắc là cũng bị công hiến nghe thấy đều căn cứ cũng không phải là xây dọc theo núi mà là tại một chỗ trên bình nguyên tứ diện trống trải mặc dù có chút độ dốc cũng cũng bất quá là một tiểu gò đất cảm giác ẩn thân trong rừng rậm căn cứ trên thực tế cũng không có bất kỳ tre cái này ở trước đây không có gì rất truyền thống căn cứ tuyển chỉ nhưng hiện ân trên thực tế ở hiện nay trong tận thế căn cứ ở nơi nào đều giống nhau không có gì an toàn không an toàn xây dọc theo núi giấu ở trong sân phúc, cũng chẳng qua là tránh thoát mặt nhật ban sơ đoạn thời gian đó mà thôi hiện tại cái độn thổ dị thú zombie là có thể công hãm một tòa căn cứ giống như sơn tỉnh bên kia nếu như không phải một quyền bọn họ kịp thời chạy tới e là cho dù còn chưa bị hủy diệt cũng sẽ bị trọng thương mà chưa gượng dậy nổi nhưng xương đô căn cứ cũng vô cùng vô hiểm khả thủ chu vi mặc dù có sơn núi nhưng này một ít độ dốc khoảng cách gì gì đó đối với bây giờ zombie bi mà nói căn bản cũng không phải là chuyện này một cái tăng tốc là có thể nhảy tới càng không cần phải nói còn có phi hành hệ phía dưới một đầu cả người trường mãn nham thạch gần mười thước cự đại zombie, bi đang ở nhiều lực đụng nhau xương đô căn cứ tường đá bề mặt này tưởng vây rất rõ ràng là thổ hệ năng lực giả xây dựng ra tới nhưng rất rõ ràng những thứ này thổ hệ năng lực giả đã sắp nếu không đánh được kế cận cực hạn tình thì ta quả nhiên ở nham thạch zombie bi liên tục đụng phải vài chục lần phía sau phụ trách duy trì tường đá taxi hệ năng lực giả rốt cuộc chế thành không được một búng máu ho ra ngẫu nhiên duy trì tường đá tuyên cáo tan vỡ một cái cự đại chỗ hồng bị nham thạch dòm bị đụng phải ra to con một cái man như đột tiền đánh trong nháy mắt đem đằng trước phụ trách phòng vệ năm mươi chiến sĩ nhóm đụng bay ra ngoài mỗi người cốt liệt bay ngược người vẫn còn ở giữa không chung thời điểm cũng đã chết vết rách mở ra tất cả trên người trường mãn sắc bén khảm đao dòm bi nhảy vào loan đao không được cắt sát sát sát, sát huyết nhục văng khắp nơi cái da tốc đột tiến cản ở nửa đường chiến sĩ nhóm bị dễ dàng cắt thành vài cánh hoa trứng mắt khó tin con mắt màu đỏ ngỏm phạm vi nhìn không cam lòng lầm vào hát không chỉ là bên này toàn bộ căn cứ đều ở đây diễn ra tương tự một màn giết chóc khắp nơi đều là giết chóc làm phương diện ngược sát toàn bộ căn cứ toàn bộ trận tuyến băng bàn trung. đột 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 súng máy đang phát tiết lấy sau cùng hỏa lực một năm đạn dược gì gì đó lẽ ra đã sớm nên cáo hình chỉ bất quá nghe thấy đều căn cứ không có lạm dụng mà là tiểu tâm dược thể giữ lại chính là vì ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện thi triều thú triều công thành mặt nhật ban sơ đoạn cuộc sống kia ở zombie còn chưa trưởng thành thời điểm xương đô căn cứ đều là trận giáp lá cả chiến sĩ nhóm dùng chế tạo gấp gáp đi ra đặc thù chiến nên chiến dòm lộc cộc đạt đến đát viên đạn ở liệu mạng khuynh tiết lấy không còn có bất kỳ bảo lưu ngàn quang nhất viên đạn một quả cuối cùng đạn tháo. căn cứ đều muốn không thủ được còn tờ mờ giờ giữ lại cái gì ạ à? pháo hỏa liên thiên hỏa diễm tàn sát bừa bãi ở toàn bộ căn cứ lịch sử nghe thấy đều căn cứ người đều đã điên rồi hoàn toàn từ bỏ chiến trận giống như điên giết chóc lấy làm hết khả năng từng cái dòm bi bọn họ đã ôm đồng bi vu tận ý nghĩ căn cứ không thủ được đáng chết đi chết đi a a a a một cái bắp thịt đại hán thao gạt lỉnh không ngừng phun ra tử vong hỏa diễm tại hắn bên cạnh vỏ đạn không nghe rớt xuống mặt đất bên trên phát ra trận trận thanh thúy thanh hắn thê tử mới bị từ trên trời giáng xuống zombie, bi hút khô rồi bóc làm một danh chiến sĩ nàng chết có ý nghĩa không có gì hay khóc lao thiên nhãn lệ tiếp tục làm mà bây giờ đến thiên hắn đầu xoay ngược nhân loại zombie, nhanh nhẹn né tránh bắn tới viên đạn nhanh chóng tới gần lấy nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói hai giây phía sau tên này tráng hắn liền muốn thân đi hoàng tuyển đi gặp hắn lao bà a a a a a đi bùn mẹ mà lúc này đây lại cứ vũ khí siêu nhiệt quá tại ách hỏa làm tráng hắn cũng là mạnh mẽ luôn khởi gắt lình hướng phía trước mặt xoay ngược dòm đã tới đúng lúc này oanh một đạo kim sắc diễm hỏa từ trên trời giáng xuống, không phải, chắc là truy lạc. Theo hắn truy lạc, trên bầu trời bay múa zombie, bị kim sắc quang nhận chém thành hai đoạn từ trên trời tán rơi xuống, mà trên đất đầu kia xoay ngược nhân loại zombie cũng bị đốt ngọn lửa màu vàng trường kiếm đóng ở trên đất. Thay phiên gặt lỉnh tráng hắn ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn trước mắt không đến hai thước chỗ từ trên trời giáng xuống bóng người và nóng, hắn ngây ngẩn cả người, Người? là sử dụng sao? Ngọn lửa màu vàng bên trong, tóc thắt bím đuôi ngựa nữ nhân quay đầu cười cười, ta chỉ là một gã phổ thông thánh kỵ sĩ mà thôi. Nói, rút ra trường kiếm quan cái kiếm hoa, các ngươi đã làm được hảo, phía dưới giao cho chúng ta. Tráng Hán nghi hoặc, ta đối với ta theo đồng bạn của ta nhóm, Tráng Hán cái này mới phản ứng được, không biết khi nào trong căn cứ dâng lên của phong kỳ quái, quần phong đem căn cứ bảo hộ ở trong vòng, đem trong ngoài zombie bì chia nhỏ ra. Phía ngoài zombie bì muốn đột phá vào tới, mới đánh lên phong bích, đã bị bắn ra ngoài. Mà nội bộ zombie bì muốn xông ra, đụng với phong bích, lại bị trong nháy mắt cắt thành vô số khối. Chiến để đem thi chiều chia nhỏ ra. Trên chiến trường chẳng biết lúc nào nhiều một đầu bạch sắt tên yêu cùng với một đầu bạch sắc tinh tinh đều rất cự đại đầu bạch tê như ở trên chiến trường đấu đá lung tung không có một đầu dòm bị có thể chịu được nó vừa phát sinh sừng phàm là treo bị đục vào trong khoảnh khắc nổ thành nát như một ít xui xẻo càng là ở ốc nhưu chân dưới đạp thành thịt vụn mà những thứ kia dòm bị lại ngay cả bạch tê như ra đều cắt không mở bao quát những thứ kia sắc bén liêm đao dòm con đầu kia càng cự đại trắng tinh tinh nó đối mặt đầu kia mười thước nham thạch dòm dầm 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 mấy quyền xuống phía dưới liền đem đầu kia nham thạch to lớn dòm bị truy bạo về sau nữa một cái chân to bay lên riêng là đem khổng lồ đạp bay đến phong bích bên trên một giây kế tiếp, huyết nhục về ra chiến trường bên kia, một cái tay cầm cự kiếm chiến sĩ điên cuồng cắt zombie, không có một đầu zombie có thể gánh nổi hắn uy thế của một kiếm. nhất mọi người nghi ngờ là mặt đất run dày không ngừng, phản phất có to lớn gì chân đang dùng lực dẫm đạp mặt đất một dạng. Và anh! vang anh! mỗi một dưới chân đi, mặt đất đều là một trận kịch liệt run dày tiếng. dầm dập, dập thiên thượng tất cả lục long đang ở công kích tới phi hành zombie, miệng vừa hạ xuống cách bật giòn mùi thịt gà lúa. chương bốn trăm linh năm một người một vạn bi kích sát số lượng cầu hoa tươi đừng xem lục long nhóm rất ngang ngược dáng vẻ nhưng đừng quên bọn họ trên thực tế là một đám thực vật tuy nói là thực vật ta nhưng cũng không có thực vật như vậy giòn vẫn là rất chắc da cũng thực cứng cái này không một đầu zombie bị chộp vào trên người nó dĩ nhiên không có thể phá phòng ngược lại bị lục long một cánh trò đánh tan cái hống long âm phát động mãnh liệt long uy đem bảy zombie bị chấn bốn phía tung bay một bộ phận trực tiếp bị đánh chết cách khá xa tức thì bị sợ hoảng hốt chạy bừa chạy mất lữ thụ đã từng nghiên cứu qua cái này long âm rất kỳ quái một cái rất đặc biệt năng lực quả thật có thể bức lui giòm nhưng cũng không phải là giọng lớn cho chúng nó hù chạy là phát ra từ đáy lòng tính sợ mười phần long ý hiệu quả áp chế nói cũng kỳ quái những thứ này dòm bị đều rất cấp thấp rõ ràng không có tâm trí vẫn như cũng bị uy hiếp đến rồi vì sao lữ thụ sẽ biết bởi vì có tâm vong a quả thật có thể nhận thấy được sợ hãi cảm xúc nhưng ngươi là loài người sợ hãi là xuất phát từ bản năng sợ hãi hắn cũng từng làm qua một cái thử nghiệm dùng so với long gọi càng lớn thanh âm đe dọa dòm là không có hiệu quả chỉ có loại này đặc biệt nhằm vào dòm bi một trăm chín mươi long ngâm có thể làm cho bọn họ sản sinh sợ hãi mà tương đối là đi nô nịm long đối với không phải mất đi loại sinh vật là vô hiệu nhiều lắm là bởi vì cổ họng quá lớn làm cho bọn họ đem lô thai tre không có phun nọc độc cầu bởi vì phía dưới tất cả đều là người một phát nọc độc cầu xuống phía dưới ở làm tan dọn bị đồng thời cũng có khả năng đem một đống người cho hóa tan hết toàn bằng bọn họ cường hạn thân thể tiến công nanh vuốt sắc bén như sắt thép cánh nghe thấy đều căn cứ người đều mật ra cái này từ đâu tới việt quân bất quá này cũng không coi vào đâu có thể xuống được vốn là đều tâm tồn từ trí cái này khiến sinh hỏa diễm lại độ bắt đầu cháy rừng rực cái tựa hồ là đầu lĩnh đại hán cơ một người dáng dấp cự đại khảm đao bên chém dòm bi bên hô to các minh đệ một viện quân tới ít 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 chúng nó cái trôi này đại khảm đao rõ ràng không phải chính bọn hắn chế tạo toàn thân ngâm đen trên trôi đao một viên không biết tên khô lâu trang sức làm như phần che tay nhìn qua hàn khí sống nhân không biết cái gì đồ vật ô hát vì các minh đệ báo thủ giết sạch những thứ này đáng chết hỗn đản a a a a làm nha không sai đúng lúc chạy đến dĩ nhiên chính là một quyền tiểu đội lạp chém dòm bi ở một quyền đám người dưới sự hướng dẫn nghe thấy đều căn cứ người đều lên rồi từng cái chiến lược bạo tăng ngao thấu kêu đi lên các năng lực giả ở nghỉ ngơi một vòng hồi mạ nạ phía sau cũng lần thứ hai phát động công kích đương nhiên đáng chết rơi mặc dù một lần hành động tiểu đội ra vào dập quân không thể nào cứu tất cả mọi người con số thương vong như cũ đang gia tăng chung bất quá còn tốt bao nhiêu áp chế một ít tử vong a a a lý sơ tỷ cứu mạng cách đó không xa quả đảo đang kêu hai chỗ chạy nhìn qua thật sự rất tốt như muốn bị nhanh chóng nghĩ cách cứu viện bộ dạng thật nhiều zombie bị hướng phía nàng truy đánh tới đuổi theo nàng đến lý sơ một kiếm chém dụng nào đó đầu xui xẻo dòm đầu phía sau bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tốt lắm quả đảo không muốn chơi ban đầu thì thật là không có kỉnh quả đào đĩu môi vỗ nhẹ nhẹ một cái dưới thân tọa kỵ ngồi xuống tọa hạ hơi có vẻ hạ phụ chút bạch sắc bạch thuộc nhất thời đình chỉ chạy động nguyên bản còn thất kinh dáng vẻ trong nháy mắt biến đến phẫn nộ nóng nảy cơ cự đại tám cái xúc tua toàn phương vị bảo vệ quả đào nô được mật không ra vá tất cả xui xẻo dòm bi bị lớn xúc tua bắt lại hoặc là rắc trào thành hai nửa hoặc là trực tiếp cơ làm vũ khí đại sát tứ phương xúc tua xuống phía dưới phía sau ép tới gần dòm bi dĩ nhiên bị đập bay ra ngoài hoặc là trực tiếp đập thành bay liệu chết không thể chết lại ân ác phụ là tương đối mà nói tương đối với bạch tên yêu trắng tinh tinh mà nói nó là nhỏ thế nhưng ba mét đầu gần tám mét đâm tủa đối với còn lại mà nói cũng là dị thường khổng lồ ân chỉ bất quá lúc bình thường nó đâm tủa đều là sáp co lên tới sở dĩ nhìn qua nó nhỏ rất nhiều hoa ca ca két tiểu bạch làm tốt tiêu diệt bọn họ cho ta thình thịch thình thịch bạch sắc bạch thuộc không hình miệng cong thành một đạo ngựa nha dường như đạt được chủ nhân ngợi khen phía sau rất vui vẻ tám cái cự đại đâm tủa cơ múa càng thêm ra sức quả đào sùng vật đều gọi tiểu bạch có trời mới biết nàng tiêu tiểu bạch thời điểm ba cái sùng vật là thế nào nghe hiệu đáng giá nói một cái là quả đào không hề giống tống khả nhi thú vương năng lực cái dạng nào có thể kế thừa khế ước sùng thú năng lực quả đào không cách nào kế thừa tiểu bạch nhóm năng lực nàng tiến giai sau đó chỉ là thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng cũng không có bất kỳ năng lực đương nhiên lực lượng trở nên mạnh mẽ nàng cũng có thể cùng tống khả nhi vậy vùng không lang nha đồng chỉ là không có kỹ năng mà thôi sở dĩ bình thường trên chiến trường thời điểm nàng đều phải cần người hộ vệ lữ thụ tống hợp một cái cho nàng lựa chọn như thế một cái khế ớt sùng thú tám cái chân khổng lồ biến dị bạch thuộc tám cái phương hướng không góc chết công kích phòng ngự có thể bảo đảm quả đào trên chiến trường an toàn trắng bạch tuộc là biến dị lục sinh bạch tuộc tuy là cũng có thể hạ thủy nhưng nó càng thêm thích hợp ở trên đất bằng sinh tồn mặt khác lữ thụ cũng cố ý cho nàng chế tạo một bả có thể cận chiến có thể viễn trình binh khí dùng để ở lúc mấu chốt dùng phòng thân chu vi xương đô căn cứ chiến sĩ nhóm đều trận tròn mắt nhìn qua nhỏ yếu nhất một cái năng lực giả cư nhiên như vậy táo bạo Tòa hạ kinh khủng kia bạch sắc bạch tuộc cũng quá biến thái đi không biết tại sao vậy chứ nghĩ tới văn tỷ hệ sở ngư nhân đạo văn chương bên trong báo dấu một đầu bạch tuộc kiếm sĩ tám cái đâm tuổi chân cơ trưởng kiếm vũ động kín không kẽ hở không biết qua bao nhiêu thời gian phong bích bên trong zombie bị bị triệt để thành không lý sơ ngầm đầu hô to bạo phong có thể triệt hồi phong bích trên bầu trời giúp đỡ đi nô nịp nhóm giải quyết phi hành zombie bị bạo phong làm một ok thủ thế lập tức triệt hồi phong chi bích lũy trong nháy mắt kế tiếp một cái cả đời khó quên hình ảnh sâu đậm khắc ở xương đô căn cứ mọi người trong đầu đời này pháp tiêu thất một cái người dưới trời chiều đón màu đỏ thái dương đứng ở thật cao thi thể lên tới dưới chân của hắn là hàng ngàn hàng vạn dòm bi mà chung quanh hắn là một cái lại một cái nâng lớn, mỗi một cái đều có hơn mười thước khoảng cách sâu đậm khắc cấn ở tại trên mặt đất mà phong chi bích lũy phía ngoài zombie, tất cả đều bị hắn giết chết một người một vạn zombie bi kích sát một chương bốn trăm linh sáu xương đô căn cứ đã không có đầu lĩnh rồi hả cầu hoa tươi ồ các người đánh xong hả à? một quyền quay đầu nhìn một chút lúc này mới chú ý tới phong chi bích lũy đã biến mất rồi phía sau trong căn cứ mặt cũng đã không có đứng yên zombie. Ừm, đánh xong đội trưởng lý sơ cười cười tuy là sớm đã thành thói quen một vòng bột chỗ cường đại nhưng mỗi khi chứng kiến cái này chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh vẫn còn có chút chấn động kính a nhìn trên mặt đất một cái lại một cái khổng lồ quyền hố quả thực tuy là một quyền bình thời rất tản mạn dáng vẻ cũng không để ý trong đội ngũ sự tình đều là nàng để ý tới nhưng không hề nghi ngờ một quyền thủy chung đều là đội ngũ tinh thần lãnh tụ Hắc! xoa xoa bả vai một quyền đánh một cái thật giải ngáp rồi mới từ dòm bị lên tới nhảy xuống tới các người đi thu thập tinh hạch a à chúng ta xương đô căn cứ người đều mà ra sau khi phản ứng khoát tay lia liệm không phải không phải không phải những thứ này dòm bi đều là các người đánh đương nhiên hẳn là thuộc về các ngươi này một ít liêm sỉ chi tâm chúng ta vẫn hiểu đúng vậy các ngươi đi đảo sau đó sẽ giao cho chúng ta a à. một vòng người dây biến cắt so dựa vào cảm tình là lấy bọn họ làm lao động tay chân nữa à bất quá cu ly li liền cu ly li a à, dù sao cũng hơn chết rồi được rồi còn nữa bọn họ thủy chung là nhân gia cứu được hơn nữa có thể tờ mờ giờ hoạt bắt những thứ này dòm bi thi thể cũng có thể cho bọn hắn hạ giận một chút nhiều chiến hữu qua đời à bọn họ biến thành lánh băng băng thi thể cũng sẽ không bao giờ đứng lên vũ thảo bi sát ngươi hụ một đầu mới mẹ dòm bi dậy Ngao ô lấy đánh về phía gần nhất một sĩ si binh cả người bị thương máu nhuộm toàn thân chiến sĩ cắn răng một tay cơ chả mã đao nhất đao bổ vào đã từng chiến hữu não rộng rãi bên trên hắc hôi đậu hủ não bốn phía vẩy ra cũng không tiếp tục là hầm bạch biến thành zombie bị phía sau huyết dịch sẽ biến thành hắc sắc mà não hoa thì sẽ thành vì màu sáng cho chính tay đâm đã từng chiến hữu chiến sĩ cũng không hơn gì ngửa mặt lên trời giống to lên đến tận đây mọi người mới bỗng nhiên ý thức được chiến tranh còn chưa kết thúc nhìn trên người bị thương đám binh sĩ những thứ này chiến sĩ trung quy bi sẽ biến thành giòn bị chết bọn họ đã bị dòm bi độc tố cho lấy không cứu không có chết ở dòm bi trong miệng nhưng phải chết ở đồng bào dưới đao sao từng cái cứng rắn không phải rút ra hán tử đúng là vẫn còn chạy xuống bất đắc dị nước mắt a a a bi sát ngươi trước đi huynh đệ ta tới lúc trước chém chết dòm bi biến hóa binh lính chiến sĩ thê lương hét lớn một tiếng móc ra tùy thân dài mà nhọn dao găm bốn mươi lăm độ tà thượng rác hướng phía ánh mắt đã đâm tới đúng vậy đây là tự sát biện pháp đơn giản nhất xương đô căn cứ phát minh một ngày ngươi ở trên chiến trường bị dòm bị cắn vậy chiến đến một khắc cuối cùng thẳng đến sức cùng lực kiệt có thể giết nhiều một cái là một cái nếu như may mắn chịu đựng đến kết thúc chiến đấu ngươi không chết nói cái kia hay dùng biện pháp này tự xa ta làm cho đồng bạn hạ thủ cái kia đối với đồng bạn mà nói đem là cuộc đời lo lắng sở dĩ chính bọn hắn độc thủ dao găm là đặc chế rất dài có thể đâm thủng sau hót cái loại này chiều dài bởi vì bất kể là tự vận vẫn là đâm trái tim ngươi cho dù chết cũng vẫn là biết đứng lên lại dùng khảm đao chính mình chém cổ nói bởi vì các đốt ngón tay lực lượng nguyên nhân đừng nói có thể hay không chặt xuống có thể ngươi cũng không chết được đến cuối cùng vẫn là phải nhường đồng bạn bổ đao hướng phía ánh mắt đi là đơn giản nhất trực tiếp từ trong mắt không có vào xuyên thấu đại não bộ dáng như vậy tử vong về sau liền sẽ không lại biến thành dòm bì đứng lên lý sơ cảm khái một tiếng đây chính là thiết huyết chiến sĩ a bất quá một cái xúc tua còn đi liền tại dao găm gần đâm vào ánh mắt trước trong nháy mắt bị cường tráng xúc tua còn lấy không cách nào tiến thêm ngươi ngươi làm cái gì vâng ta sẽ biến thành dòm bì ta cũng không muốn công kích chiến hữu của ta càng không muốn làm cho các chiến hữu trên lưng cả đời lau không đi lo lắng quả đào cười khanh khách đứng lên vừa ăn khoai tây chiến một bên riêu đầu hoàng não không phải ta là muốn nói bị dòm bị cắn gì gì đó không cần lo lắng có chúng ta ở các ngươi là biến không thành dòm bi chúng ta bên này có năng lực đủ thanh trừ dòm bi độc tố người hát xương đô căn cứ bên này lại một lần mông quay vòng không phải bi sát cái kia chiến sĩ ngây ngốc nhìn lấy trên mặt đất bị hắn nhất đau hữu đầu sức chán chiến hữu khai khái, khái. ngươi hiểu lầm chỉ là vẫn không thay đổi thành dòm bi nhân những thứ kia đã thay đổi liền vô năng uy lực không nói xúc tua chậm rãi lỏng rồi rời ra quả đào quay đầu nhìn lại lý sơ tỷ, ai là xương đô căn cứ tư lệnh cho chúng ta tìm một chỗ thích hợp kiến tạo truyền thống môn địa phương lý sơ gật đầu Sương đô căn cứ người quét một vòng đều có chút mờ mịt phát hiện tìm không được nhà mình tư lệnh một sĩ binh yếu ớt giơ tay lên cái kia trần tư lệnh đã đã chết ở dòm bị dưới vớt h một quên đám người trừng mắt nhìn nói cách khác xương đô căn cứ bên này không có đầu lĩnh rồi hả cái kia tham nhu đâu dường như cũng nám ai nói chung hiện tại ai lớn nhất đứng ra nói lý sơ hô không thực sự là không nghĩ tới xương đô căn cứ cấp lãnh đạo thì đã toàn bộ ngừng rồi hả cái này có thể một cái người nhìn chung quanh một vòng cách mọi người đi ra vậy hẳn là là ta ta là xương đô căn cứ năng lực giả đội trưởng của một đội tứ giai hỏa hệ năng lực giả lý sơ có chú ý tới trên cánh tay của hắn quẹt cho một phát chỗ rách đã có chút biến thành đen huyết thủy đang ở không được ra bên ngoài chảy ra trên vết thương rõ ràng cho thấy bị chính hắn cho hỏa thiêu một bên ngăn cản huyết dịch nhỏ xuống dường như ý thức được bị phát hiện hỏa hệ năng lực giả cười khổ một cái khinh thường không có thiểm. các ngươi xác định có thể trị hết bị thương tổn Ừm. không trải qua đi tân hỏa thành hỏa hệ năng lực giả thở phào nhẹ nhõm nguyên lai like là các ngươi vậy là tốt rồi ta yên tâm nếu không ta đều nghĩ Khái khái tự mình động thủ giải quyết mình các ngươi cũng biết năng lực giả biến thành dòm bi lời nói nguy hiểm hơn lý sơ móc ra một chim xì liền thuốc trích thẻ qua chính minh trích đây là giải độc thuốc không phải chỉ là để cho ngươi hóa giải kéo dài dòm bi hóa thời gian hướng chỗ đánh tùy ý đánh xong cho chúng ta tìm một cái thích hợp làm truyền thống môn địa phương mặt khác đem sở hữu người bị thương tập hợp còn lại dường như an toàn đám binh sĩ tự tra không thể bỏ qua một cái dù cho ngươi chỉ là bị đâm cái lỗ nhỏ lý sơ hô to hỏa hệ năng lực giảm ngắm vài vòng dùng sức ở trên vết thương của chính mình kim xuống t một chương bốn trăm linh bảy ta thỉnh cầu thường chú xương đô căn cứ cầu hoa tươi hỏa hệ năng lực giảm một châm xuống phía dưới phía sau đau hắn nhất thời nhai răng nết miệng lên đau hắn nửa người trực giật giật lý sơ bĩu môi đối với mình thật tờ mở giờ tàn nhẫn nàng chưa dùng qua đồ chơi này nhưng căn cứ thiệu hàn thuyết pháp tên nghị sĩ lìn nhằm vào dọn bị độc tố tác dụng cơ chế kỳ thực chính là giảm bất hoạt tính đơn giản mà nói chính là giảm bất độc tố hoạt tính khiến cho hôn mê cuối cùng biến thành chết độc tố sau đó sẽ đi qua đại tiểu tiện thần mã tống ra bên ngoài cơ thể nhưng quá trình này là rất đau. Thượng Như hai phe đánh lộn. Xanh mút tầm, cầm đồng bộ dạng, bị độc tố cầm dao nhỏ, thì nhìn là độc tầm đau chết lìn vẫn là lìn truy ngắt zombie độc tố. Lẫn nhau giao phong trong quá trình, tất nhiên sẽ kích khởi mánh liệt phản ứng, tỉ như mánh liệt bắp thịt đau đớn cảm giác, huyết quản tình thịt cảm giác trở, các loại. Về sau liền là đánh răng co. Xem ai có thể xử lý trước ai. Miệng vết thương là bị độc tố tối đa dày đặc nhất địa phương, cái này một ống tử lìn đánh vào, trong nháy mắt liền bắt đầu phản ứng. Một lúc lâu mới chỉ có khống chế được chính mình run run cánh tay tự giới thiệu mình một chút ta gọi vương cầu thành vừa nói một bên run rẩy. lý sơ lập tức đem người đều tập trung lại a à, còn có mau sớm tìm một cái địa phương thích hợp lý sơ nói rằng tiểu lý tử người trước đem người bị thương tập hợp được rồi lão đại các người đi theo ta nhìn nơi nào thích hợp vương lung là biết tân hòa thành bởi vì lần trước video thông tin thời điểm hắn là cùng tư lệnh cùng đi phòng hợp tự nhiên là gặp qua khí phách bắn ra bốn phía lữ thành chủ lạc nếu như đội thành người khác nhất định sẽ hỏi các ngươi từ đâu tới lý sơ thị những thứ này quyền hố còn muốn san bằng sao mới gia nhập đội sáu thổ hệ tấn cấp giả chạy tới hỏi dựa theo dĩ vãng quy củ một quyền lao đại đánh quyền hố cũng là muốn sa bằng không được coi như là bấy giờ a lý sơ nhìn chung quanh một vòng lắc đầu các người ra tốc thu thập tinh hạch sau đó đem zombie bi cho hỏa táng nơi đây không giống với tân hỏa thành tân hỏa thành không cần những cạm bẫy này bung tay nhưng mà nghe thấy đều căn cứ bốn phía bình nguyên vô hiểm khả thủ những thứ này quyền hố có thể miễn cưỡng phục vụ ngăn cản zombie bì đi tới địa hãm bấy dập không thu lại tài liệu sao một ít đặc thù hình thu về những thứ khác liền tính minh bạch chọn lựa tốt mấy nơi phía sau lý sơ rốt cuộc chọn chúng một cái thích hợp nhất sau đó bưng xuống truyền thống môn nhìn lấy năm thức cự đại truyền thống môn đột ngột từ mặt đất mọc lên vương cầu cả người đều mật ra ngây mốc đây chính là cửa Ừm. trong nháy mắt là có thể đi qua đúng vậy lý sơ gật đầu người đi đem người đều gọi qua a ta muốn thông báo tân hỏa thành bên kia đi vương cầu cũng không suy nghĩ nhiều quay đầu liền hướng ra ngoài chạy đi cái kia dù sao chuyện liên quan đến cái mạng nhỏ của mình a à? tên ỷ sĩ liền mặc dù có định tỷ lệ chữa trị thế nhưng cũng có tỷ lệ nhất định thất bại a à hơn nữa lý sơ cũng không nói cho hắn biết cái này chỉ nói có thể trì hoãn đều nói trì hoãn tương lai vẫn là khả năng biến zombie bi sở dĩ lanh lẹ chạy rồi hắn đi lần này lý sơ lanh lẹ nhẹ giọng nói đến đề nghị của mình đại gia ta có một cái ý nghĩ đó chính là ở lâu dài cái này nghe thấy đều trong căn cứ cái này đề nghị trực tiếp chấn động bối rối một vào người ở lâu dài cái này xương đô căn cứ quá nguy hiểm coi như có bọn họ nơi đây cũng không dám hứa chắc là có thể sống quá làn sóng tiếp theo thi triều chỉ dựa vào bọn họ cái này số mười người căn bản là nhịn không được tuy nói có truyền tống môn thời điểm nguy hiểm cũng có thể kịp thời rút lui khỏi nhưng luôn luôn cái ngoài ý muốn không kịp tha hơn nữa tuy nói có thể liên tục không ngừng chuyển vận rau quả qua đây nhưng luôn là không có ở tân hỏa trong thành thoải mái a à còn nữa bọn họ nhưng là phủ thành chủ vệ đội chạy cái này địa phương cất chim cũng không có tới chịu giàn vặt lý sơ ngươi có phải hay không điên mất rồi Dã núi có chút tức giận ta không điên vậy ngươi quả đào cắt đứt sơn luôn nói Dã núi ca ngươi trước xin bất giận ta tin tưởng lý sơ tỷ không điên thế nhưng có thể hay không cho chúng ta đại gia hỏa một lời giải thích cả à? ngươi muốn cho chúng ta cùng ngươi ở nơi này ngây nô dù sao cũng phải có cái hợp lý thuyết pháp chứ lý sơ hít một tiếng bởi vì chúng ta ở trong phụ thành chủ địa vị không phải tối cao à, các ngươi tính qua chưa tính là gì chúng ta không sánh bằng một đội lôi chính mình thực lực của hắn có thể nói là trước năm tồn tại đại đội trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn hơn nữa hắn còn là phụ thân của tương tây cung liền quan hệ này chúng ta liền không so được một đội không cần nói tất cả nhân viên một nửa đều là thành chủ nữ nhân đội bốn cái tiêu phó sở sở cũng là đội chín tiểu phỉ không cần suy nghĩ đội tám lao trần bọn họ là vẹn đa nhân trời sinh liền muốn đặc thù chúng ta có thể so sánh đội ba đội năm đội bảy mà trên thực tế chúng ta chỉ có thể cùng đội năm đội bảy so với đội ba thường bắt thực lực cũng không thể khinh thường hơn nữa so với chúng ta sớm ra nhập vào bản thân thì có trước sau ưu thế chín cái đội trưởng chúng ta tên là đội sáu lại vỗ vào vị thứ bảy bên trên bạo phong gật đầu ta hiểu lý sơ tỷ là muốn cho đội chúng ta ngũ nhu cầu một ít địa vị nhưng là tất cả mọi người rất hòa thuận a à, không có gì chuyện hụt hặc với nhau a à. lý sơ cười lắc đầu ngươi quá ngây thơ rồi bạo phong quả thật bây giờ là không có chuyện gì thế nhưng tương lai người nào nói chuẩn đợi đến tân hỏa thành tiếp tục lớn mạnh thêm chúng ta cái này chín cái đội ngũ liền thật muốn phân ra một hai ba bốn năm càng chưa nói còn có dự bị con thứ mười đội ngũ một phần vạn cái này kẻ tới sau cũng vượt qua ta nhóm đâu Đáng người cái này một phần vạn mười trong đội cũng có thành chủ nữ nhân cái này sở dĩ chúng ta trước phải chứng minh chính mình giá trị cái kia bí cảnh là thành chủ nhất định phải được chúng ta ở lại chỗ này cũng có thể tốt hơn trợ giúp thành chủ bắt được bí cảnh hiện thân thanh thứ nhất tin tức húng chi nghe thấy đều căn cứ đã không ai đầu lĩnh cũng cần chúng ta mang theo bọn họ không bốn một lần nữa đứng lên bằng không chúng ta đi lần này bọn họ lập tức sẽ sụt xuống đến lúc đó trinh sát bí cảnh đội quân tiên tiêu liền hoàn toàn hủy diệt còn có một việc thanh chủ để cho chúng ta qua đây sợ rằng tất sẽ không có muốn chúng ta đóng quân ở chỗ này ý tưởng chỉ là hắn hẳn là vẫn chưa nghĩ ra hoặc là chờ chúng ta đi nói các ngươi phải biết rằng chờ các loại tân hỏa thành tiếp tục lớn mạnh thêm chúng ta những thứ này vệ đội sợ rằng đều muốn phái đi ra ngoài chú đóng ở sơn tỉnh từng cái trong căn cứ thanh chủ ý tưởng đoán chừng là muốn cho sơn tỉnh căn cứ dòm bi thanh linh sở dĩ nhóm đây là đang vì hắn làm thí nghiệm nói lý sơ hít một tiếng chúng ta đã cùng tân hỏa thành trói chặt ở cùng một chỗ muốn càng ổn địa vị phải nhờ vào chính chúng ta nỗ lực một quyền gật đầu ta đồng ý lý sơ ý tưởng chương bốn trăm linh tám kiến cầu hoa tươi tân hỏa thành lữ thụ đóng cửa truyền âm ống nghe điện thoại làm sao vậy lý sơ lại muốn cầu ở lại sương đô căn cứ bạch huynh thành có chút kinh ngạc vừa rồi nàng đã nghe được một ít bao nhiêu cũng đón được tình huống bên kia nếu như một quyền bọn họ không có kịp thời làm quá khứ sương đô căn cứ sợ rằng đã là không tồn tại mới trải qua một lớp thi chiều sương đô căn cứ kém chút nữa nhi đã bị hủy diện mấu chốt hơn là nơi đó nhân viên tạo đội hình gì gì đó đã bị đánh tan căn cứ tư lệnh đều chết ở thi triều bên trong một nghìn lãnh đạo gì gì đó dường như cũng tất cả đều treo điểm có thể nói xương đô căn cứ trên căn bản là xong đời chờ đợi xây lại một cái nhịp điệu cái loại này khổ hàn địa phương lý sơ lại muốn ở lại nơi đó Vương tha ở tân hỏa thành thoải mái thời gian nàng có phải bị bệnh hay không ạ à? lữ thụ cười rồi đưa tay méo méo bạch huynh thành đĩnh kiểu mũi quỳnh chọc cho đối phương lúc thì chẳng nhãn nàng không phải có bệnh ngược lại rất thông minh nàng chắc là rõ ràng ta đem các nàng phái đi qua ý tứ ngươi sớm liền muốn đem các nàng an bài quá khứ bạch huynh thành xoa xoa chính mình cái mũi nhỏ thứ nói đúng vậy á hai mươi sáu chỉ là không nghĩ tới xương đô căn cứ cư nhiên cho ta một cái hoàn mỹ mở cớ lữ thụ cũng là rất bất đắc dĩ hắn phái một quyền bọn họ đi qua cũng chỉ là nhất thời hứng khởi kỳ thực lúc nào đi đều có thể chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng mới bay qua bên kia liền đối mặt một cái tan vỡ cục diện đúng dịp vừa lúc có thể phụ trách tiếp thu đối diện đối mặt lý sơ thực lực của bọn họ đối diện tiếp thu sẽ phải tương đối thuận lợi Ngươi đi thông chi một chút lao trần làm cho hắn đi truyền tống môn chờ đợi a à? Ừm, lao trần bạch huynh thành thiên thiên chân ngọc một điểm xinh đẹp tư thái nhẹ nhàng từ mái nhà nhảy xuống người vẫn còn ở giữa không trung thời điểm mà bắt đầu hô to lên xương đô căn cứ vừa mới bắt đầu chuyển được truyền âm ống nghe điện thoại thời điểm lý sơ cả người cũng là rất khẩn trương kích động rất sợ cái nào một câu nói nhầm dù sao nàng cũng không phải là hoàn toàn có thể đoán được lữ thủ ý nghĩ trong lòng còn tốt xem ra toàn bộ ok hô các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì ta liền không thể có chút bận tâm tâm tình thích thời đại trước đã xong xuôi trật tự mới đang ở sơ bộ hình thành chung ai đều không biết bọn họ những thứ này năng lực giả cường đại đến cuối cùng sẽ là loại nào thần thông sẽ hay không giống như là truyền thuyết trong thần thoại cái dạng nào thông thiên cùng là bất lao bất tử lữ thụ có thể cường đại đến loại cảnh giới nào thành lập thiên đỉnh. không có lòng sợ hãi là không có khả năng được rồi thành chủ đã đồng ý chúng ta ở lại chỗ này các ngươi cũng đừng phàn nàn cái mặt chúng ta cũng chỉ là ở chỗ này chờ đến bí cảnh xuất hiện cái kia vừa là rừng đến sau đó hoàn toàn có thể trở về nữa nha dãy núi buồn bực bĩu môi ai nào biết cái kia đáng chết bí cảnh lúc nào xuất hiện nếu như một năm không hiện ra chúng ta đây chẳng phải là muốn ở chỗ này một năm trước a à, bán cao ngất đúng lúc này lúc trước rời đi vương đã mang người chạy tới được rồi có bực tức lời nói sau này hay nói bây giờ là tiếp thu xương đô căn cứ thời điểm nhớ kỹ không thể để cho bọn họ sản sinh mâu thuẫn tâm tình muốn ung dung nhận lấy một quên mở miệng đám người gật đầu minh bạch hầu như quá nửa chiến sĩ đều bị tổn thương ai vương vẻ mặt thê thê đã đi tới coi như không có các ngươi chúng ta căn cứ cũng xong đời một đám chiến sĩ đều là sắc mặt buồn bã không chết trong tay dòm bi sau khi chiến đấu kết thúc nhưng phải tự sát loại cảm giác này thật không tốt thế nhưng cũng không biện pháp khác ngươi không phải tự sát uy hiếp chính là chiến hữu đồng bọn có thể ngươi tự vận mất đi cái này nửa số chiến lực, còn lại chiến hữu đồng bọn cũng trung quy không đỡ được làn sóng tiếp theo thi triều cuối cùng vẫn hết sống may mà hiện tại có năng lực thanh trừ dòm bi độc tố người ở bằng không lý sơ đếm sắp xỉ hơn sáu trăm chiến sĩ bất đồng trình độ bị thương nói cách khác xương đô căn cứ còn có chừng một chiến sĩ thêm năng lực giả còn như căn cứ người thường có bao nhiêu tạm thời không biết được rồi lập tức xuyên qua truyền tống môn a nói lý sơ tiếp thông truyền âm ống nghe điện thoại ao nơi này là không sáu lập tức truyền được ít một truyền thống môn được rồi ao thu được chỉ lệnh cái này liền mở ra trong nháy mắt kế tiếp truyền thống môn lái một chút quan đệ xuống giống như là thủy liêm như thác nước hình ảnh xuất hiện chiếu vào xương đô căn cứ trước mắt mọi người là một bộ nước mưa cọ rửa thủy tinh tức thị cảm đối diện nhìn không thấy nhưng lại loáng thoáng có thể chứng kiến một ít cái bóng mơ hồ một quyền vào đi thôi lý sơ đi qua truyền thống môn chị sau đó lập tức quay lại đừng lại tân hỏa thành bên trong ở lâu các ngươi còn có trùng kiến xương đô căn cứ nhiệm vụ vương gật đầu yên tâm đi chúng ta biết các minh đệ theo ta ổ ngay từ đầu vương còn tưởng rằng chuyển quá truyền thống môn lời nói sẽ có cái gì mãnh liệt cảm giác hôn mê dù sao hắn chơi đùa ma thú xem qua một ít biên niên sử quan phương tiểu thuyết gì gì đó năm đó mở đi đệ một lần chơi truyền thống môn thời điểm lọ thạ trực tiếp đem dịch mật đều cho phun ra nhưng này một lần dường như không có gì cảm giác khác thường giống như là xuyên qua thác nước hơn nữa không có thủy tới xuống cái chủng loại kia trùng kích ngược lại chỉ là có từng tia lạnh lẽo cảm giác thập gấu gấu trúc chờ các loại vương xuyên qua truyền thống môn phía sau đập vào mi mắt không phải to lớn nguy nga tân hòa thành mà là một đầu cự đại trắng đen sen kẽ đứng yên gấu trúc đầu này cự đại gấu trúc đang cưỡi ở một đầu cẳng cự đại ố quy bên trên từng ngụm từng ngụm uống rượu Tiểu hương bốn phía sau đó mới là trước mắt cái này hồng tám trăm mười ba vĩ đại một tầng lại một tầng tân hòa thành cái kia bay múa đầy trời cự long những thứ kia kỳ kỳ quái quái thực vật còn có những thứ kia đang ở mâu chân kình kiến thiết thành trì mọi người một tòa tràn ngập kỳ huyễn màu sắc rồi lại rất có sức sống thành trì một cái lại một cái đồng bạn xuyên qua tới đều trận tròn mắt bị cái tòa này hùng vĩ ma nguyễn thành chỉ cho chấn động bối rối cũng đứng tốt lắm lao trần thu xong bên hông hồ lô rượu gấu gấu trúc nói chuyện không phải đây là vẽn đại nhân chỗ bên trong đại gấu trúc người Câm miệng lý sơ đại bước ra ngoài cũng đứng tốt lắm một đám người vội vã đứng nghiêm định lao trần có thể bắt đầu giao cho ta a lao trần cười cười đối với bọn họ ngôn ngữ một chút sẽ không để ý bởi vì hắn du tẩu thế giới thời điểm nghe được nhiều nhất chính là a một đầu biết nói chuyện gấu trúc thân thể mập mạp dùng sức đạn nhảy xuống tới rơi xuống đất trong nháy mắt đó chân khí màu xanh lục hòa hợp lên giống một điều cái hình dòng vậy hướng về phía đứng yên đoàn người vào tới hoàn hôn thuật đó cũng không phải cải tử hồi xanh kỹ năng mà là đối với quanh người trong phạm vi nhất định mọi người khôi phục lượng nhất định sinh mệnh lực cũng chữa trị bị vết thương mấu chốt nhất là vì bên ngoài gỡ ra bất luận cái gì thái hại ma pháp chúng độc cùng tật bệnh hiệu quả chương 409, trăm uy tình thi tiếp quản xương đô căn cứ cầu hoa tươi rồng nhìn lấy hình rồng chân khí tràn lên vương thành đám người trái tim đều muốn nhắc đến cổ họng từng viên một trái tim bang bàng của loạn một giây kế tiếp không có đau đớn chỉ có một cơn gió màu xanh lá phất qua cảm giác đánh tới giống như ngày xuân nắng ấm một dạng màu xanh biết chân khí tư dưỡng chúng thân thể của con người cảm giác người đều tinh thần rất nhiều vương cầu chờ các loại bị thương rất nặng nhân cảm thụ sâu nhất tận mắt xem cùng với chính mình vết thương nhanh chóng khép lại vậy kết bóc ra thẳng đến hoàn hảo như lúc ban đầu quá trình này chỉ có ngắn ngủn không tới mười giây võ thuật mọi người xem thế là đủ rồi mà trong thân thể cỗ này sẽ rách bọn họ ý chí đưa tới bọn họ hồn hồn ngạc ngạc cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung bọn họ rõ ràng cảm nhiễm đến dọn bị độc tố đã bị thanh trừ ba mươi giây sau lao trần chậm dại đứng thẳng hoàn hồn thuật cái kia lục sắc nhân nhân chân khi chậm dại biến mất hai tay hắn hợp một cái như một cái linh hoạt mập mạp mở dạng vọt lên nhẹ nhàng nhảy lên cự quy lưng lần thứ hai tháo xuống bên hông hồ lô rượu dầm ngược uống nhẹ nhàng vô giới thân cự quy xoay người rời đi ân cái kia sái hổ lô nhưng thật ra là cái không gian trang bị cùng không gian giới chỉ giống nhau chỉ là dáng vẻ bất đồng mà thôi nhìn lao trần ly đi bối ảnh vương thành đám người đều có chút sở cái này ô sắc chạy cũng quá nhanh đi lang gói người không quy đã không thấy tăm hơi hoàn toàn nhìn không ra một tia ô quy cảm giác người ân đó không phải là huyền vũ tiểu huyền tử chỉ là một đầu khổng lồ ô quy mà thôi có thể là vẹn đạ nhân tọa kỵ nguyên nhân bọn họ thích nhất chính là cái này trùng ô quy tọa kỵ chỉ bất quá sao đầu này cự quy tọa kỵ nhưng là bị lao trần gắng gượng hạ phục sau đó thuần hóa một đoạn thời gian làm sao thuần phục dùng quả đấm thôi những thứ này dị thú đa số đều mở ra linh trí chỉ số ai quy sao cao có thấp có cái chủng loại kia đầu này cự quy đã có đại khái sáu bảy tuổi hài đồng trí lực nói nó tuy là nghe không hiểu nhưng một ít chỉ lệnh vẫn có thể hiểu tốt lắm thân thể các ngươi bên trong giỏm bi độc tố đã bị thanh trừ đi thôi lý sơn nói rằng vương thành đám người trưởng nhìn thoáng qua trước mắt cái kia to lớn nguy nga kỳ huyện lâu đài trong lòng chợt dâng lên một kia thất lạc người người đều muốn lưu lại lưu lại nơi này nhưng bọn họ cũng biết nhân ra không có thu lưu ý của bọn họ ép ở lại xuống tới ngạch ha hả chờ đợi ngươi đem là vô tình chế tài đi thôi vương cầu cầm đầu hướng truyền tống môn đi tới còn lại chiến sĩ nhóm tuy là đủ loại không bỏ nhưng vẫn là đi theo cho dù chỉ có nhìn thoáng qua cũng biết cái tòa này tân hỏa thành nội tình cường đại đến mức nào nóc tại chỗ này an toàn mặt trên tất nhiên có thể có được bảo đảm nhưng bên trong trung quy không phải nhà của bọn họ a trở về a à? vậy lý sơ đội trưởng chứng kiến lý sơ cũng đi về cùng vương thành có một sát nam mơ hồ không đợi lý sơ mở miệng dây núi liền hấp tấp lên tiếng chúng ta nếu như trở về các ngươi cái căn cứ này không bao lâu liền muốn hủy diệt thật vất vả đem các ngươi cấp cứu xuống tới chẳng lẽ lại để cho các ngươi đi tìm chết à? đám người tuy là dây núi nói rất kích thích người ngự khí cũng tuyệt không thiện đám người đều muốn chửi mà nó nhưng đây quả thật là cũng là sự thật nếu là không có lời của bọn họ sợ rằng lại tới một lớp thi triều thú triều gì gì đó bọn họ những người này một cái đều chết hết vương lung có chút khó có thể tin các người muốn lưu lại lý sơ làm sao không thể không phải có thể có thể vương cầu vội vã dùng sức gật đầu hiện nay xương đô căn cứ đã nửa tàn phế hắn nước gì có cường lực năng lực giả ra gia nhập đây hơn nữa hắn cũng chính mắt thấy tân hỏa thành hùng vĩ đồ sộ mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng hắn lại có một loại muốn gia nhập vào dục vọng hơn nữa hắn cũng biết tư lệnh ở qua đời phía trước cùng tân hỏa thành đạt thành hiệp nghị tân hỏa thành muốn chuyển vận giáo quả hiện tại ngươi nếu như nói không cho bọn họ lưu lại cái kia đã sớm đàm luận tốt giao dịch đánh giá lập tức liền muốn thất bại nhưng mà có vài người cũng không nghĩ như vậy bọn họ nhãn thần nói ra như thế một đội cường lực năng lực giả tiến nhập át sẽ cướp đi căn cứ quyền khống chế có vài người liền không vui nhất là những thứ kia hiện có mấy cái địa vị tối cao yên tâm chúng ta chỉ ở xương đô căn cứ nán lại một đoạn thời gian mà thôi không tham dự các ngươi căn cứ hàng ngày thế nhưng nếu có chút làm chuyện ngu ngốc quyết nghị chúng ta là bị chúng rừng quyền lạnh lùng liếc mắt một cái mới gia nhập đội ngũ còn lại năng lực giả cũng có chút ngộng bọn họ phải ở lại chỗ này rồi hả Quân đội trưởng đều lên tiếng đâu dựa vào không phải đâu lý sơ đội kịp nếu hiện nay các ngươi căn cứ tư lệnh đều chết hết lãnh đạo tối cao là vương cầu như vậy về sau xương đô căn cứ liền do vương thành quản lý a ta nói cho hết lời ai tán thành ai phản đối dựa vào chi ni mã ngươi cho rằng ngươi là lương ảnh đề à? còn ai tán thành ai phản đối những thứ kia có năng lực cạnh tranh tư lệnh địa vị người rất muốn nâng cao cánh tay hô to một tiếng ta phản đối nhưng bọn hắn cũng không đốc đều rất rõ ràng hô xong những lời này phía sau kết quả của bọn hắn cũng không phải là bị lương ảnh đế phiến một cái tắt đơn giản như vậy có thể là chết ta không muốn chết chỉ có thể ngầm miệng bất quá ra tâm lại không có tiêu thất chỉ là đang chờ đợi ở tích xúc lực lượng quả đào có chút buồn bực, phiến não vô vô tọa hạ tiểu bạch bạch tột đầu ai không thể thừa dịp cơ hội đem những người phản đối này lạc bạo đâu lý sơ cũng giống như vậy trong lòng thở dài tính rồi một ngày nào đó biết lộ ra chân ngựa e giờ không được ta không được vương lung khoát tay lia liệm hắn cũng không phải là một sĩ binh trước đây chỉ là một cái ổ tạ cụ sao chứng khoán các loại hiện tại làm cho hắn quản lý một tòa cơ đây quả thực muốn mạng giả của hắn người đi không phải ta không được thực sự không được lý sơ hung hăng trợn mắt nhìn lên mắt ta nói ngươi đi ngươi liền được được rồi ta thử tốt đúng lúc này một đội lam sắc kỳ quái nấm nhảy đánh từ truyền thống môn bật nhảy ra ngoài tốt lắm trước chọn một chỗ làm một cái thương khố chủ phong a à, chúng ta phải đem những thứ này rau quả bông minh bạch vương cầu gật đầu kéo qua một cái thổ hệ năng lực giả ở căn cứ bên trong mới xây một cái cự đại hở kho hắn theo tư lệnh đi xem quá tân hỏa thành rau quả là vừa lớn vừa tròn nhỏ nhất cả chưa đều có một mét đường kính đâu căn cứ thương khố chủ phòng căn bản là nhét vào không lọt hiện tại cần gấp một cái mới tinh chủ phòng kỳ thực tư lệnh ở khi còn sống đã sớm kiến tạo quá một cái mới tinh kho hàng chính là vì gửi những thứ này rau quả lục chỉ tiếp ở thi chiều trung hủy diệt rồi chương bốn trăm thế nào mới có thể ở vào tân hỏa thành cầu hoa tươi nghe thấy đều căn cứ đã bắt đầu bắt tay vào làm xây lại trước kia căn cứ trên cơ bản toàn bộ hủy diệt rồi gần ba phần tư căn cứ sụp xuống, xuống thật bất hạnh trốn ở trong căn cứ mặt một ít những người may mắn còn sống sót cũng chết rất rất nhiều rất nhiều vương cầu thống kê một cái chỉ có hai phần năm người sống sót còn sống chút quá mức thừa trọng tường còn hoàn hảo bộ phận bị giữ lại còn lại địa phương toàn bộ bị sĩ hệ năng lực giả sát bằng tiện đà ở nơi phế tích một lần nữa thành lập trụ sở hoàn toàn mới ngược lại người cũng chết rất không ít thắng địa phương đầy đủ bọn họ ở đang dọn dẹp đi ra có thể sử dụng bộ phận vật tư phía sau sụp đổ phế tích toàn bộ ép vào trong đất còn chết những người may mắn còn sống sót lại là bị thống nhất hỏa táng phía sau trốn ở căn cứ hạ phong hướng một cái mộ viên bên trong dựa theo truyền thống chết người đều sẽ mai táng cùng một chỗ bởi vì không có nhiều như vậy địa phương đơn độc đảo mộ huyện sở dĩ đều là cùng nhau hiểm sáu trăm linh bảy trôn trong mộ viên chỉ có tọa mộ địa mặt trên có khắc một cái lại tên một cái người bình thường ở phía dưới chiến sĩ ở ở giữa năng lực giả ở trên nhất nâng tại gian đều trong căn cứ buông xuống một tòa lâu đài đây không phải là đại đầu mục lâu đài là lữ thụ từ ma trận hệ thống bên trong hối đoái đi ra một tòa trăm ít trăm mét cái chủng loại kia nhìn đột ngột từ mặt đất mọc lên lâu đài vương cầu đám người đều ngần ra quên mấy người cũng là các loại tâm phục khẩu phục ở lúc tới lữ thụ cho hắn một cái nhà pháo đài nhỏ không thể tưởng thật vẫn liền cho dùng tới ngươi là làm sao biết nơi đây sẽ bị hủy diệt thổ hệ năng lực giả đã tại xây dựng thêm tường thành nhân tiện ở căn cứ chu vi bao lên bấy dập các loại địa thứ cự mã cái gì một tia ý thức toàn bộ chào hỏi đi lên thương khố cũng kiến tạo tốt lắm rất đơn giản một cái thương khố Ai sắt dùn đều kef chia phân bố lấy bảo đảm lãnh khí có thể tỏa ra đến mỗi một tấc trong không gian kỳ thực hoàn toàn không cần nó kho đặt ở trong không gian giới chỉ liền được nhưng lý sơ cũng không thời gian rảnh rỗi đó mỗi lần nấu cơm thời điểm một chút xíu ra bên ngoài ném hơn nữa kiến tạo một cái thương khố để lên rực rỡ muôn màu cự đại rau quả đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm thử nghĩ một cái và mắt tất cả đều là hai thước rau dưa dưa và trái cây sẽ là một loại cảm giác thế nào lọt vào trong tầm mắt lúc tràn đầy trăm mét trong kho hàng tất cả đều là lớn như vậy dưa và trái cây sẽ có như thế nào chấn động trong tận thế thức ăn mới là chủ yếu nhất ngươi để cho bọn họ ăn no cái bụng bọn họ mới có thể tâm tình nguyện theo ngươi lan lộn cái này không những thứ kia lòng mang phản ý mấy cái đầu cũng là bao nhiêu thu liễm một cái phản tâm đêm vương lung lặng yên không tiếng động ly khai vứt bỏ căn cứ tiến nhập trong lâu đài gõ lý sơ cửa đương nhiên hắn không phải nghĩ đối với lý sơ làm những gì phải làm nói cũng sẽ không là gõ mà là khiêu còn nữa ngươi làm quả đào cái tiêu tam đầu đại quái thú trong cửa thú làm bài trí sao có việc lý sơ ăn mặc một bộ đồ ngủ đi ra không biết tên bao nhung nhìn vương thành một trận nhắc nhiệt. đầu năm nay lại còn có đồ ngủ có thể mặc giống như bọn họ một bộ quần áo đều không biết bao lâu chưa rửa qua ai quả đào cũng là một thân khủng long trang bị đồ ngủ sau đó còn ôm một cái không biết lấy cái gì làm bao nhung miễn tử ân còn là một tiểu cô nương a bất quá vừa nghĩ tới cái này ôm mao nhung miễn tiểu cô nương ban ngày còn ở trên chiến trường điều khiển ngự thú đại khai sát giới hình ảnh nhất thời sợ run lên hồi tâm thật một cái được điều kiện ra sao mới có thể ở vào tân hòa thành vương thành nhỏ giọng hỏi ngươi nghĩ gia nhập vào tân hòa thành Ừm. ngươi bây giờ có thể à vương trận tròn mắt ngây ngẩn cả người không phải liền liền không có có điều kiện gì thì như thực lực đẳng cấp vẫn là trung tâm gì gì đó thực lực ngươi đã đủ rồi ngươi nghĩ vào ở tân hòa thành hiện tại liền có thể tới vương nhất thời mừng rỡ như điên nhưng là ngươi muốn bỏ lại nơi đây bỏ lại đồng bào của ngươi không phải ta chưa từng nghĩ ta chỉ làm muốn. cùng nhau gia nhập đi vào ngược lại bên kia còn rất lớn đầy đủ những thứ này người đi vào ở không phải sao vương chăm chú hỏi ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao muốn chú đóng ở cái này xương đô trong căn cứ quả đào nghe rõ có chút không vui chừng mắt vốn là rất phiền chán cái này quay rối đến nàng ngủ người hiện tại càng thêm phiền não vì sao không phải không biết vương mê man lắc đầu nếu là muốn đem xung quanh căn cứ người đều thu nạp quá khứ nhà của ta thành chủ sớm thì đem bọn hắn hấp thu không còn quả đào rất tức giận ngươi cho rằng tân hỏa thành không chứa nổi những người đó sao không phải hoàn toàn an dưới đừng nói các ngươi cái này xương đô căn cứ cách gần nhất sơn tỉnh căn cứ mười lăm ngàn người đều an dưới có thể ta ra thành chủ cũng không có thu nạp đi người bên kia ngươi biết đây là vì cái gì sao vì vì cái gì trứng gà không thể thả ở trong một cái giỏ nhân loại cũng muốn nhiều một chút lớn mạnh mới được lý sơn nói rằng vương xấu hổ cúi đầu xin lỗi chương bốn trăm mười một cơ hội cầu hoa tươi vương ngọc cảm giác mình quá không phải thứ gì đã nghĩ cùng với chính mình một nhà an ổn căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy hiện tại hắn mới ý thức tới vấn đề chỗ ở cách của ca cái kia chỉ ở video chung thầy quá một lần lữ thành chủ suy nghĩ điểm đã đặt ở phong khoáng vị lên hắn lại chỉ nhìn chúng trước mắt nhìn chúng chính mình nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ khó có thể ở lý sơ trước mặt ngầm đầu lên túi đầu thấp xuống cùng một đà điệu một dạng bây giờ suy nghĩ một chút cái kia lữ thành chủ phương pháp làm có thể là đúng nhân loại thế lực nhiều một chút nở hoa tài năng mới có thể ở trên căn bản nắm giữ dòm bị không gian sinh tồn Bằng không, tất cả nhân loại đều tập trung vào Tân Hỏa Thành bên trong nói, nhân số nhiều hơn nữa có ích lợi gì, chu vi không tất cả đều là zombie. Lời nói khó nghe, đến lúc đó Tân Hỏa Thành diệt vong, nhân loại đem không còn một ngống. Nhiều một chút nợ hoa, nhiều một chút cường đại lên, tài năng mới có thể nhân loại bảo lãnh tồn tại. Bất quá hắn cũng có chút thương cảm, xem ra Tân Hỏa Thành là không đi được đâu. Thật là đáng tiếc. Tân Hỏa Thành đã là trong mắt hắn thánh địa. Nhà của chúng ta thành chủ đã chế định một cái sơn tỉnh zombie thanh linh kế hoạch, dựa vào sơn tỉnh bên trong nhiều một chút bạo phát căn cứ, một chút xíu để ép rơi bên trong tỉnh zombie. Nghe nói như thế vương ngọc trận tròn mắt tốt một hồi mới chỉ có ngập ngừng nói cái này cái này có thể sao trong khoảng thời gian ngắn làm không được thế nhưng làm không được không có nghĩa là liền không đi làm nếu như ngươi không đi làm vậy vĩnh viễn cũng làm không được lý sơ dường như có chút chỉ điểm sơn tỉnh dòm bị kế hoạch đã định ra rồi đồng bộ theo vào chính là sơn tỉnh xung quanh tỉnh dòm bị cắt giảm kế hoạch vương ngọc nhất thời khẽ run lên sơn tỉnh xung quanh hắn chỗ ở sương đô căn cứ có thể không phải chính là sơn tỉnh chung quanh tỉnh tây sao từ trong khoảng cách mà nói sương đô căn cứ cũng là cách tân hỏa thành gần nhất một nhóm tuyến hai căn cứ chỉ bất quá tân hỏa thành căn cứ cũng tốt vị cảnh căn cứ lạc núi căn cứ bên trong giang căn cứ đông dê căn cứ quảng Am căn cứ cũng được những thứ này đều là ở sơn tỉnh cánh đông mà sơn tỉnh phía tây bởi vì địa hình nguyên nhân nhiều núi thuộc về hoang vắng tuy có căn cứ nhưng là đều là một ít tam tuyến căn cứ từ tân hỏa thành xuất phát đi tây trùng điệp năm trăm km mới chỉ có đặt đến sơn tỉnh phía tây sát biên giới xa hơn tây một trăm năm mươi km mới là Hán sương đô căn cứ cái này khuyết tán là thật có chút xa a à, tân hỏa thành tuy là rất cường đại nhưng rất rõ ràng liền thực lực bây giờ cũng liền có thể chiếu cố đến cánh đông vịt cảnh căn cứ những thứ này 650 km bên ngoài xương đô căn cứ, lẽ ra là hiện giai đoạn không có khả năng lo lắng. Có thể tân hỏa thành hết lần này tới lần khác liền phái ra một chi năng lực giả đội ngũ, viễn trình gấp rút tiếp viện. Cái này, Lý Sơ cười cười, người rốt cuộc ý thức được chỗ không đúng rồi hả? Vương Ngọc gật đầu, đối với, lẽ ra, Lữ Thành chủ cho dù có lớn như vậy hoành đồ đại nghiệp, có thể sơn tỉnh bên trong căn cứ đều không có giải quyết xong, không có khả năng có lực lượng chiếu cố một tòa 650 km bên ngoài tuyến hai căn cứ. Sâu hơn, còn phải ra khỏi một chi năng lực giả đội ngũ đóng quân bởi vì Nay bên gần xuất hiện một cái cự đại bí cảnh mà cái này cái bí cảnh đối thành chủ mà nói cực kỳ trọng yếu lý sơn nói rằng vương ngọc ngây người khoảng khắc lúc này mới khổ sắc cười nguyên lai like không phải là bởi vì không phải là bởi vì cái gì đúng vậy bởi vì sao vương ngọc cũng mê mang không biết nên nói cái gì bởi vì ngươi xương đô căn cứ bản thân trọng yếu vẫn là bởi vì nơi này người mỗi cá nhân đều có giá trị của mình căn cứ cũng giống nhau vương ngọc rất nhanh thì tiêu tan nếu như không phải tòa kia cái gì đồ bỏ bí cảnh hắn đã chết không mình cũng chiếm nhân ra thiên đại tiến nghi không thể lại làm lại lập vậy các ngươi liền duy trì liên tục đến bí cảnh xuất hiện mới thôi sao lý sơ lắc đầu cái này không nhất định còn có chuyện gì sao ồ không có các ngươi ngủ ngon vương lung nói quay đầu đi ra ngoài nhớ kỹ đây cũng là ngươi cơ hội lý sơ suy nghĩ một chút mở miệng nói cái gì vương cầu mạnh mẽ quay đầu muốn hỏi cái gì đáng tiếc cửa đã đóng lại cái này mới bất đắc dĩ gãi đầu một cái xoay người ly khai về chính mình phá căn cứ cơ hội cái gì cơ hội đâu quả đào rất tức giận ôm cùng với chính mình bút bê bải, bịu lấy môi lý sơ tỷ ngươi làm gì thế nói với hắn nhiều như vậy hả à? đó chính là một ham muốn chính mình an nguy người mà thôi nếu như hắn không phải muốn mang căn cứ người đầu nhập vào lời nói ta đều muốn đánh hắn lý sơ lắc đầu trực tiếp đi lên giường đắp chăn hắn cũng không phải là binh sĩ hẳn là chỉ là một học sinh không có cái nhìn đại cục nghĩ cùng với chính mình an nguy chuyện này rất bình thường còn tốt hắn không có quên căn cứ chiến hữu cái này đã không tệ không phải sao quả đào đĩu môi có thể thành chủ đã cũng bất quá là một trường học thương khố nhân viên quản lý a hắn làm sao lại có cái nhìn đại cục thành chủ sao ai biết được chơi sinh a lý sơ nhãn thần không tự chủ được nhìn về mặt đông, dường như xuyên tấu 650 km, nhìn về phía tân hỏa thành một dạng lữ thụ thần bí, nàng là không cách nào nhìn thấu. Ngủ, ngủ, ngày mai còn muốn căn cứ thành chủ cho tin tức, đi tìm bí cảnh đâu ẩu đao. Chuyện sắp hoàn thành, gần một ca trương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 412 Long Cốt Bí Cảnh. Cầu hoa tươi, xương đâu ngoài trụ sở, nơi nào đó trên bầu trời, một chuyến lục long đang ở chấn cánh chậm rãi phi hành trung chính là một quyền đám người. Vương Ngọc chiến chiến căng căng ngồi ở rãy núi phía sau, đây là hắn đệ một lần ngồi cưỡi lục long kích động hắn hơi kém không có bị dòng khí hỗn loạn cho thổi xuống đi, phương hướng không có phạm sai lầm chứ, cũng sẽ không, phía tránh bắc, thành chủ cho ra phương vị sẽ không có vấn đề, chính là, cũng không có nói rõ ràng, cách có bao xa, nhưng chiếu lối nói của hắn, hẳn là ở 10 km trên dưới đúng vậy à, cũng không xác định là không phải chính bắc, tiếp tục bay lấy xem một chút đi, ừm, kiến tạo tốt căn cứ ngày thứ hai một quyền, Lý sơ đám người liền bay ra ngoài, tìm kiếm khả năng này đã sớm xuất hiện bí cảnh, trải qua bên trên một lần thi chiều phía sau, xương Đô căn cứ cũng là khó khăn nên đón ngắn mũi bình thăng kỳ trong khoảng thời gian này là rất an toàn không cần lo lắng có cường lực dòm bị xuất hiện bởi vì một dạng thi chiều xuất hiện đều cũng có thống ngự năng lực cao dài dòm bi khống chế được chung quanh toàn bộ dòm bi tụ hợp lại cùng nhau phía sau mới phải xuất hiện sở dĩ một lớp thi chiều sau đó chỉ có hai cái kết quả một cái căn cứ tiêu thất cả phiến khu vực bị dòm bi chiếm lĩnh khác một cái căn cứ hoàn hảo không chút tổn hại chu vi dòm bị cơ bản thành không trong khoảng thời gian ngắn khu vực này bên trong sẽ không còn có đại lượng dòm bị xuất hiện ít nhất có thể cam đoan trong vòng nửa tháng không có sở dĩ trong khoảng thời gian này Sương đô căn cứ tương đối mà nói là rất an toàn a à, mặt khác nói một chút là cao dai dọn bị bì bình thường đều có thống ngự kỹ năng càng cao dai càng dễ dàng sinh ra thế nhưng thống ngự kỹ năng lại không phải cao dai dọn bị mới có nhất dai dọn bỉ cũng có khả năng sinh ra thống ngự kỹ năng chỉ bất quá nhất dai dọn bỉ chỉ có thể khống chế linh dai liền số lượng đều mấy chục mà thôi càng đi bắc phi hành khí trời càng phát hẳn lạnh bạo phong không phải tự nhiên nhữ mày một cái không thích hợp phương bắc hẳn là có vật gì chúng ta bay một dặm nhiệt độ không khí đã giảm một lần mới chỉ có một lần vương ngọc có chút ngạc nhiên đây coi là gì sau đó một giây kế tiếp hắn liền ý thức được chỗ không đúng một giảm giảm bớt một lần như vậy mười giảm đất chính là mười độ a hai mươi 20 hai mươi độ cái này phía bắc diện khả năng có cái gì lạnh vô cùng đồ đạc tồn tại càng đi bắc phi hành khi trời càng ngày càng lạnh giá chờ đến không sai biệt lắm hai mươi thời điểm đã không còn là giảm xuống một lần trên cơ bản mỗi bên trong dưới đất hàng hai đến ba độ cấp bậc hàn phong đến xương bầu trời cũng nổi lên băng đao tử một dạng lanh phong giống như đặt mình trong bắc cực chi địa một dạng không chỉ có như vậy trong gió rét còn kèm theo một ít huyết hoa phạm vi nhìn từ từ bắt đầu bị nẹt bất quá may mà bọn họ là tấn cấp giả cái này chợt giảm xuống ba mươi độ nhiệt độ không khí đối với người thường mà nói cái kia trên căn bản là trong nháy mắt bị đông cứng nhiệt điệu nhưng bọn hắn chỉ là hơi chút không khỏe một cái rất nhanh thì chậm lại vương ngọc là hỏa hệ năng lực giả bản thân sẽ không sợ giá lạnh đối với bạo phong mà nói nơi này chính là hắn sân nhà lý sơ điều khiển thành quang cũng có thể ấm áp thân thể còn những người khác chỉ có thể dựa vào tấn cấp giả cường đại khí lực tới đối kháng đối với bọn hắn mà nói giảm xuống ba mươi độ cũng cơ bản giống như là giảm xuống 10 độ giống nhau Quá xương đô căn cứ cái chỗ này, bản thân liền tại một đạo một đạo sơn xuyên trong lúc đó, địa thế bản thân liền muốn cao hơn không ít. Nhiệt độ không khí vốn là so với tân hỏa thành thấp thật nhiều, hiện tại chợt giảm xuống ba mươi độ, đã đợi vì vậy dưới âm hai mươi độ, còn như lục long bọn họ cũng ít nhiều bị chút ảnh hưởng, cánh vô hơi có chút cứng lên. Càng bay càng lạnh, rất rõ ràng, phương bắc có không không đúng độ không? Liên cái này kinh độ và vĩ độ mà nói, khẳng định xuất hiện cái gì, bằng không không có khả năng nhiệt độ giảm xuống nhanh như vậy. Lý sơ cao mày, nơi này là cái dạng này sao? Vương Lung lắc đầu, không rõ ràng a. Từ mặt nhật sau đó ta chẳng bao giờ ly khai vượt lên trước căn cứ ngũ km hơn nữa chúng ta khu vực săn bắn chỉ cần là ở hai mặt đông tây ngẫu nhiên đi tới phía nam phương bắc thực sự rất ít đã tới xương đô căn cứ tả hữu hai bên cũng chính là đông tây phương bị nước sông bao bọc lấy trong nước thức ăn tự nhiên là tối đa lạc một năm nay bọn họ chính là dựa vào trong nước cá lớn sống sót lý tử ngươi nên hướng bắc tuần la qua a như thế nào đây cái này một lần thành tựu hướng đạo tự nhiên không chỉ là vương cầu một cái gọi lý tử năng lực giả thoáng suy tư một chút gật đầu nói như vậy một tháng trước xác thực xuất hiện qua nhiệt độ không khí giảm xuống cảm giác bất quá cái kia thời gian phương bắc dòm bị nhiều lắm sẽ không có tiếp tục vào sâu hơn chúng ta chỉ đi mười giảm bộ dạng chứ không phải hẳn là còn chưa tới đám người minh bạch rất có thể cái kia thời gian cũng đã xuất hiện loại này hay không quái gì biến hóa phương xa do tuyết càng lúc càng nhiều lục long có chút gánh không được mặc dù là có bạo phong xua tan quanh người đến xương hàn phong như trước gánh không được cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rơi xuống đoàn người đi bộ đi về phía trước lại đi bộ ước năm dặm dọc theo đường đi khắp nơi đều có bị đông cứng dòm có chút còn chưa có chết trong mắt đang động mọi người đã không có đi quan tâm bọn họ bởi vì trước mắt một màn chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh xuất hiện đầu khớp xương cự đại đầu khớp xương đứng vững ở trường phập phồng trên mặt đất làm sao nhìn một cái đi mấy trăm thức cự đại hải cốt một quyền đồng tử co lại là long chuyện đã hoàn thành chương 413, long ngủ chi địa cầu hoa tươi trước mắt chấn động đứa bé một màn đã mù mở đám người phong tuyết trong lúc đó có thể rất tẩy trừ thấy một đầu cự đại long cốt di hải quanh qua khúc hiệu quỷ dạp trên mặt đất không phải rồng phương tây mà là đông phương long thân thể như một dạng thân thể bò tới cái này trường phập phồng bất bình trên mặt đất Vẹn vẹn là trước mắt cái này đứng vững ngất trời sương sườn, đều có ba mươi, bốn mươi mét khoảng cách. Thiên, hoàn toàn không hiểu được hình thể của nó được lớn đến mức nào. xuyên thấu qua phong tuyết nhìn lại, ít nói cũng có bốn, năm trăm mét bộ dạng đã trở thành hóa thạch hài cốt sừng sững ở phong tuyết trong lúc đó. bị gió tuyết quấy nhiễu, căn bản là thấy không rõ. Sở, nó rốt cuộc có bao nhiêu cự đại? Nhưng từ đầu khớp xương hóa thạch trong trình độ đến xem, ít nói cũng có hơn ngàn năm bộ dạng đương nhiên. đây là từ đang thường phong biến hóa, thạch hóa trên thời gian để phán đoán. trước mắt đầu này lòng cốt di hài rất rõ ràng không có khả năng cất ở đây bên trong hơn ngàn năm. Long loại sinh vật này không năm bản thân liền là tồn tại ở trong truyền thuyết thế nhưng ngày tận thế tới phía sau đại gia mới rõ ràng những truyền thuyết này bên trong sinh vật khả năng cũng không phải là trong lòng bọn họ suy nghĩ cái dạng nào đương nhiên những truyền thuyết này bên trong sinh vật một ngày sau khi chết đi khả năng trong khoảnh khắc sẽ trở thành hóa thạch liền như cùng trước mắt cái tòa này lòng cốt di hải mở dạng bạo phong có thể hay không xua tàn chung quanh phong tuyết một quyến hỏi ta thử một chút ta gió toàn chậm rãi nâng lên bạo phong một chút xíu bay lên trời không một cổ cùng bạo gió xoáy lấy bạo phong làm trung tâm hướng phía bốn phía cồn bển mà ra cùng bạo gió xoáy thổi tan quanh người không đến trăm mét không gian liền cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước trên thực tế hắn chỉ xua tan quanh người năm mươi mét phạm vi phía sau chỉ có thể ảnh hưởng đến nó chỉ là làm trên phong tuyết mật độ thấp xuống một nửa mà thôi không được nơi này hàn phong quá mạnh mẽ đã không phải là ta có thể trưởng không trình độ bạo phong hơi lộ ra chật vật từ không trung hạ xuống thở dốc mấy hơi thở phía sau lắc đầu thở dài nói dùng lời của thành chủ mà nói đây chính là phong chi lĩnh vực ta tuy là chơi gió nhưng là lại không cách nào vượt trên nó lý sơ giữa chân mày một thịnh cường long không phải áp sao không kém bao nhiêu đâu ta có thể cảm giác được nơi này gió đều là đầu này lòng trường khống nghiêm khắc lại nói tiếp là nó tuy là chết rồi vẫn như cũ có đối với gió trường khống mặc dù ta ngũ dai cũng vô pháp cướp đi đối với khu vực này phong nguyên tố trường khống bạo phong nói rằng trên thực tế từ vừa mới bắt đầu giảm nhiệt bắt đầu chúng ta cũng đã tiến nhập lãnh địa của nó đương nhiên long cốt vị trí trường khống lực càng mạnh đám người nghe vậy trong lòng đều có chút chấn động mặc dù là chết rồi như trước năm trong tay chu vi không sai biệt lắm mười giảm lĩnh vực sao vậy nó lúc còn sống thực lực được mạnh bao nhiêu nhìn đã sớm biến thành đá cự đại sương sườn vương lung nhịn không được ngẩng đầu sờ soạn một cái trên đời này thật sự có long sao lý tử cũng rất là khiếp sợ thủ lĩnh cỗ này long cốt rõ ràng cho thấy từ mặt đất dùng ra tới a à? ngươi xem nơi đây rõ ràng cho thấy nước da vết tích hình như là địa chấn phía sau mặt đất nước ra, đem nó cho phun ra một dạng đám người bốn phía nhìn lại quả nhiên long cốt xung quanh có từng cái sâu cạn dài ngắn không đồng nhất khe ránh tuy nói hiện tại đã bị lớn như tịch hoa tuyết vùi lấp nhưng như trước đó có thể thấy được đầu mối một quên bọn họ có chút xứng sở nói như vậy cỗ này long cốt di hại không phải từ dị thế giới tới mà là trước đây thì có chỉ là chôn sâu ở đại địa chi hạ. Mặt nhật sau đó, không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, lại cho dung đi ra. Ách, vậy cũng không nhất định. Giống như lớn vết trong cốc vết nước giống nhau, bọn họ liền thông dị thế giới. Long bảo trong đại sảnh, trên vách tường treo hai đầu tường long, lúc đó chẳng phải từ dị thế giới trong khe lao ra sao? Chỉ bất quá ở bọn họ sau khi ra ngoài, cái nứt lại độ khép lại mà thôi. Cô này long cốt có lẽ cũng là như thế tới. Vương Cầu sửng sốt một chút, sau đó mới mãnh địa vỗ trán một cái, "Ai nha, ta tờ mở giờ quên mất, vừa nói như vậy, thật có khả năng là từ trong đất dung ra tới." nói như thế nào đoạn thời gian trước khó mà nói là đã bao lâu quên mất quả thật có qua một trận mãnh liệt địa chấn nhưng chúng ta cũng không có chú ý bởi vì từ mạt nhật phía sau thế hệ này trải qua biết không hai mươi bảy địa chấn chúng ta cũng đã quen lên rồi chỉ bất quá cái kia một lần động đất càng thêm mánh liệt vương lung nhớ lại nói nghĩ như vậy lời nói rất có có thể cô này long chính là cái này sao tới nói cách khác nó trước đây liền giấu ở mười dặm rồi hả những truyền thuyết này bên trong sinh vật sẽ không thực sự đã sớm tồn ở cái thế giới này đi tân hỏa thành bên kia khắp nơi đều là trong truyền thuyết sinh vật bốn linh thánh thú cũng không cần nói còn có còn lại ly kỳ cổ quái có thể ở sơn hải kinh trung tìm được dị thú nghe thấy đều căn cứ tuy là không có thấy qua nhưng mặt nhật chi hậu bọn họ cũng là giao thủ không biết bao nhiêu sóng dị thú ly kỳ cổ quái tướng mạo rất truyền thuyết dị thú cũng là tồn tại long ngủ chi địa a một quên tấm tắc miệng bạo phong thu liễm năng lực của ngươi chỉ đem long cốt phạm vi phong tuyết loại trừ liền được minh bạch theo ta đi chúng ta đi dò xét nói chuyện cái tòa này long mộ chuyện đã hoàn thành chương bốn trăm mười bốn sương thú cầu hoa tươi giảm bớt xua tan phạm vi phía sau bạo phong ung dung rất nhiều cứ hạn trăm mét lời nói hạn toàn bộ đều muốn mệnh mệnh là dáng vẻ hiện tại khá khống chế được quanh người ngũ trong phạm vi mười thước vừa vặn đem phong tuyết sô tan lộ ra long cốt phạm vi quang long xương sần cựu u ba mươi bốn mươi mét đâu xà xa, xa long đầu phòng trưng càng lớn ít nói cũng phải năm mươi mét ra ngoài đều cẩn thận chút cái này long cốt nhưng là đại bổ chi vật ta nói không chừng chu vi sẽ sinh ra dị thú cường đại hoặc là bị cưu chiếm tức xảo một quyền gợi ý nói minh bạch đội trưởng tiểu đội đoàn người vội vã cao độ cảnh giác cẩn thận chu vi bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện dị thú đánh lén kỳ thực cũng không cần phải vô cùng cảnh giác bạo phong giờ nào khác nào cũng đang xua tan lấy hàn phong một ngày có dị thú xâm nhập quanh người bán kính ngũ trong phạm vi mười thước hắn sẽ cảm ứng được đi bộ mấy chục mét phía sau bọn họ kinh ngạc phát hiện này long cốt di hải dường như tự thành một đạo quy tắc nó như thế nào đây ngươi chỉ có thể ở di hải nội bộ hành tẩu cũng chính là tà hữu xương sườn bao gồm vị trí đi tới lui lại một ngày ngươi muốn lao ra xương sườn bao khỏa muốn trực tiếp đi ngang qua đi ra ngoài biết trong nháy mắt bắn được biết nhập khẩu chỗ nhập khẩu cũng chính là long cốt di hải đôi chỗ kỳ quái cái này chẳng lẽ chính là lĩnh vực quy tắc Dây núi mấy cái nhảy cao phía sau từ lối vào lại nhảy trở về vừa rồi không cẩn thận đụng phải xương sơn di hải sau đó trực tiếp chuyển tống về lối vào vì sao vừa rồi ta vỗ thời điểm không có vương ngọc nghi hoặc vừa rồi tại nhập khẩu chỗ hắn liền vỗ qua long cốt lúc đó hẳn là còn không có tiến nhập cái không gian này chứ lý sơn nói rằng long cốt cùng xà cốt là giống nhau từ đầu tới đôi ba đều là tả hữu hai hàng nửa mở lòng xương sườn xương sợ phía dưới không có xương cổ xương vai lạp gì gì đó trực tiếp chính là tả hữu xương sườn mãi cho đến đôi chỉ bất quá đuôi lối vào có một khối khoảng cách xương sườn cũng rất tinh tế rất ngắn nhỏ đã không cách nào phơi bày ôm hết tư thế càng về sau xương sườn càng ngắn đến cuối cùng cơ bản không có chỉ còn lại nhảy xương cùng mà xương cùng vừa giống như cực kỳ đôi cá cảm giác ổ ường ngọc vô chính là xương cùng bên trên có thể hợp lại lên xương sườn đôi lại là trôn dưới mặt đất chưa có hoàn toàn lộ ra thổ chỉ có đôi cuối vị trí lộ ở mặt ngoài thử qua có thể đi ra ngoài sao quả đào quay đầu hỏi à không có a dãy núi cái này mới phản ứng được quay đầu một cái nhảy cao nhảy ra ngoài mấy giây sau lại độ nhảy trở về xác nhập qua, đi qua đôi vị trí là có thể đi ra. Vậy là tốt rồi." Lý Sơ dương mắt, xuyên thấu xương sườn, nhìn phía quay quanh xa xôi xương sợ vị trí. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, bí cảnh nhập khẩu hẳn là liền tại đầu dòng vị trí. Long cốt di hải là trường lựa quanh, cũng không phải là thẳng quỳ dạp trên mặt đất, nhưng bị địa hình cho ngăn lại, bọn họ không có cách nào ngay từ đầu liền tiến vào xương sợ chỗ, chỉ có thể từ đôi chỗ tiến nhập. Tiếp tục đi tới a." Ken két. Ken két. Ken Lại đi mấy chục mét, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận ken két thanh âm, không đợi đám người phản ứng lại, một đầu quái thú lao thẳng tới đỉnh đầu của bọn nó không xong chạy mau đám người vội vã túi đầu tranh thoát trước mắt một đạo màu xám trắng cái bóng vào tới nhìn lại thời điểm phát hiện trong tầm nhìn nhiều một đầu kỳ quái xương thú một đầu bốn mét nhiều hoàn toàn là từ đầu khớp xương tạo thành dị thú ngươi hoàn toàn không nhìn ra đây là đầu cái gì có chút giống như là một thất cốt mã nhưng túi lại giống như là đầu đúng vậy rất kỳ quái đuôi rất rất dài cũng không phải đuôi ngựa ngắn như vậy mà là có chút cùng loại tuyết báo cái loại này so với thân thể còn dài hơn cái này tờ mờ giờ là cái gì quái thú dây núi tháo xuống sau lưng cự kiếm lang cùng mã nhảy qua giống loài kết tinh hống sương thú đánh tới một quyền nhãn hiện lên hàng quang cánh tay phải hơi ố lượn sau đó một quyền đánh ra cương mạnh quyền kính riêng là đem sương thú đội bay ra ngoài nhưng mà đầy đủ truy bạo nổ cao dai dòm bị một quyền quyền kính vốn hẳn nên đem trước mắt sương thú đập thành nát nhừ, nhưng nó chỉ là bị truy bay ra ngoài thân thể lại không có chút nào tổn thương anh sương thú bị đánh bay đến sương sơn bên trên mọi người ở đây cho rằng nó sẽ bị bắn bay trở về nhập khẩu lúc lại kinh ngạc phát hiện nhưng một chút xíu tan vào cự đại sương sơn trung cuối cùng biến mất khoác chuyện sắp hoàn thành gần một ca trương mời mọi người đọc thử hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé chương bốn trăm mười lăm cái này lòng cốt bí cảnh có gì đó quái lạ cầu hoa tươi dây núi kinh hãi không có đạn trở về lý sơ rất bình thường nó cũng không phải là ngoại lai sinh vật có thể là cái này lòng cốt di hài bên trong chính mình sinh ra bí cảnh thủ hộ thú không xem nó có thể tự phát dung nhập hải cốt bên trong sao đều cẩn thận ta tiểu bạch nói nó vẫn còn ở quả đào hô Tòa hạ tiểu bạch bạch thuộc rất tức giận cơ đâm tửa bốn cái đâm tửa đem quả đào bảo hộ ở nội bộ bốn cái huy vũ tại ngoại tùy thời ngăn cản có thể đánh lén Sương xương thú đột nhiên bật đi ra nhưng cũng không phải là trước đây trước dung nhập xương sườn trung, mà là từ phía bên phải hậu phương một căn long xương sườn bên trong chui ra cắn một cái cho ta chết lần này mục tiêu là dây núi chỉ thấy dây núi cơ cự kiếm trở tay một cái trọng chạm cách hung hăng bổ vào xương sáu trăm ba mươi bảy thú trên người cái này một lần dây núi để lại một tay cự kiếm phát lực cũng không phải là đem xương thú đánh về phía xương sườn mà là từ trên xuống dưới nặng nề đập vào trên mặt đất quả nhiên xương thú không có thể dung nhập mặt đất gào khóc đấu tranh lần thứ hai lên núi lễ Lê phật loan phát khởi công kích nó tự hồ chỉ có thể dung nhập một bên xương thủy cách lại là một cái trọng lực chém cách một cái khe xuất hiện từ xương thú xương sợ bắt đầu một đường lan tràn đến xương thú đôi vị trí dây núi mỉm cười rất đắc ý nhưng một giây sau hắn liền không cười được bởi vì cái kia thoạt nhìn lên rất khủng bố vết nước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại trước trước sau sau liền một giây đồng hồ võ thuật đều không có mà cũng trong lúc đó khi trước cái kia xương sườn lại lại một lần thoát ra một đầu xương thú hai con lý sơ lừng lánh ngọn lửa màu vàng trừng thiếu hoành chém tới thương dường như cứng quá cảm kỳ cổ để cho nàng cảm giác rất kinh ngạc chính là những thứ này thoạt nhìn lên rất giống vong linh sinh vật xương thú dường như cũng không phải là tà ác sinh vật bởi vì đang đối mặt lúc trước thiên thai khô lâu binh thời điểm những khô lâu binh kia là rất sợ hai thánh quang hỏa diễm đang đối mặt tà ác hệ thời điểm nàng có thể phát huy ra một trăm phần trăm năm chiến lược thánh quang mặc dù là đang đối mặt dòm bi thời điểm cũng là có tuyệt đối áp chế lực nhưng chém ở trước mắt xương đầu này thú trên người lại không có chuyển đến loại cảm giác này ngược lại nàng dường như còn bị áp chế lại rồi hả loại này cảm giác quỷ dị trải qua sau khi chiến đấu mặc dù không có đối với bọn nó tạo thành cái gì thực chất thương thế nhưng cái này hai đầu xương thú dường như bị giật mình lanh lệ chạy trốn muốn chạy về lòng cốc trung tiểu bạch bên trên đại bạch bạch tuộc cơ đâm vừa ba cho cuốn cái kết kết thật thật đám người khẽ lật công kích cái này hai đầu xương thú cuối cùng là quy a me ô hệ dãy núi thở hồn hển hô ta chưa từng cảm giác quá mệt như vậy kỳ cái quái cái này hai đầu xương thú rõ ràng không phải lợi hại đánh như thế nào đứng lên lao lực như vậy biết chính mình chưa trị thì cũng thôi đi làm sao cảm giác so với bình thường chém giòm bị muốn càng thêm tiêu hao khí được đâu một quần chân mày hơi nhũ lên là nguyên do bởi vì cái này lòng cốt hải cốt quan hệ quan hệ thế nào tạm thời còn không xác định nhưng những thứ này xương thú di hải lại cũng không là biết chính mình chữa trị mà là một loại quy tắc chi lực thân thể của các nàng bị trả lại như cũ mà cũng không phải tự thân chính mình chữa trị hoàn nguyên mọi người thất kinh thất sắc dây núi gãi đầu một cái vậy bọn nó làm sao hiện tại tàn giá khả năng quy tắc chi lực cũng không mạnh mẽ chứ một quyền suy nghĩ một chút nói rằng lý sơ cũng là gật đầu ta đồng ý đội trưởng thuyết pháp những thứ này xương thú cũng không phải là ở chính mình chữa trị mà là cái này lòng cốt trong thân thể nào đó kỳ dị lực lượng đưa đến dãy núi vẫn là nửa biết nửa hiểu ồ tựa như chúng ta biết đạn đến nhập khẩu cái dạng nào cái này lòng khu bên trong khắp nơi tràn đầy quy tắc chi là ca không kém bao nhiêu đâu chuyện đã hoàn thành chương 416, hình như là thời gian không được quá mệt mỏi hô gặm đi không được rồi đi không được rồi ta muốn nghỉ ngơi lại đi đi về phía trước và ước trăm mét đoàn người lại cũng đi không được rồi càng đi về trước xương thú xuất hiện cũng càng nhiều hơn nữa chủng loại cũng thay đổi nhiều không còn là đơn thuần thân ngựa lang đầu xương thú đi tới trăm mét bọn họ gặp được mười loại xương thú hơn nữa xương thu thực lực cũng càng ngày càng một mạnh không biết là quy tắc chi lực càng là tiếp cận long đầu càng cường đại nguyên nhân đâu còn thực lực bản thân thực sự trở nên mạnh mẽ khả năng hai người này đều có chứ dù sao phía trước dây núi một kiếm hạ xuống là có thể cho chém ra một cái khe tới nhưng đến rồi phía sau chặt lên năm lần tài năng mới có thể tạo thành vết nứt mà giống nhau bọn họ tốc độ khôi phục cũng ở biến nhanh chung vương thành cũng là hô xích hô xích thở hồn hện một hồi lâu mới chỉ có giơ tay lên ta có một vấn đề chúng ta tại sao muốn từ đôi chỗ tiến nhập không thể ngay từ đầu liền chuyển tới long đầu vị trí sao hiện tại rất rõ ràng càng là hướng long đầu vị trí tiếp cận trở lực càng mạnh vậy tại sao không đồng nhất bắt đầu liền đi long đầu xương chỗ đâu hơn nữa bạo phong có thể xua tan chung quanh phong tuyết quanh người ngũ trong phạm vi mười thước đầy đủ dung nạp xuống như thế chút lục lòng chính là biết khổ cực hắn một cái đúng nga à? chúng ta tại sao muốn ngay từ đầu liền từ đôi rồng bắt đầu ạ à? quả đào cũng là một mặt một bức có phải hay không nga? quên liếc nhìn chung quanh nơi đây ngược lại là một cái có thể đem ra đúc luyện thực lực địa phương nói đem trên mặt đất một ít xương thú cho thu đến trong không gian giới chỉ chuẩn bị đi trở về phía sau mang cho lữ thụ nhìn lý sơ trắng vương cầu liếc mắt từ đôi vị trí tiến nhập đều như thế khó khăn ngươi cảm thấy chúng ta khả năng trực tiếp tiến nhập long đầu sao vừa rồi không cách nào phi hành chỉ có thể rơi trên mặt đất lúc nàng nhưng khi nhìn đến rồi đầu dòng vị trí khoảng trừng chính là bị long khu cho hộ tống ở giữa dựa theo long thân cảm thụ xem long khóc bộ vị lực lượng chắc là mạnh nhất ở chỗ này bọn họ đều không thể lại tiến thêm càng không nói đến đầu dòng kia mà lại ta ta không phải tới phát hiện bí cảnh sao hiện tại phát hiện đi thẳng về nói cho nhãn thành chủ là được rồi chúng ta không cần thiết tiếp tục hướng bên trong thăm dò chứ vương thành rất quấn quýt bạo phong hừ lệnh, làm sao ngươi biết nơi này chính là bí cảnh rồi hả đâu đây không phải là sao với cậu có chút xấu hổ xác nhận bí cảnh trước tiên phải tìm đến bí cảnh cửa chỗ hiện tại chúng ta còn không có tìm được đâu không cách nào xác nhận cái này lòng cốt di hải có phải là bí cảnh chỉ có thể nói đây là một đầu tiền sử long tộc thúc giục sanh ra kỳ dị lĩnh vực mà thôi lý sơn nói rằng bất quá ngươi nói đúng chúng ta làm mau chân đến xem long đầu bộ vị đi trước nhập khẩu a nói đi thẳng tới long cốt xương sườn chỗ giơ tay lên vô một bà tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp truyền tống về lối vào những người còn lại lẫn nhau nhìn thoáng qua cũng y dạng họa hổ lô bay trở về nhập khẩu người đi đường lần thứ hai cơi lấy lục long từ bạo phong xua đổi phong tuyết đoàn người hướng long đầu bay đi kết quả khoảng cách còn có trăm mét lúc trực tiếp bị mạnh mẽ lực lượng cho thổi bay ra ngoài may bọn họ đều là năng lực giả nhờ vậy mới không có bị thương gì thế ho hoa tươi quyền từ trong tuyết bò dậy dùng sức lắc lắc não rộng rãi trong mắt tất cả đều là hoặc kỳ quái cái này dường như không phải gió mà là cùng long cốt bên trong một dạng lực lượng khi chúng ta tiếp cận long đầu lúc cũng sẽ bị nào đó thần kỳ lực lượng cho đẩy trở về căn bản là không có cách tiếp cận lý sơ gật đầu nhân tiện lao trên mặt tuyết ta cũng có loại này cảm giác tới có thể từ long vĩ chỗ một chút xíu đến gần quả đào rất ảo não nếu như đây chính là thành chủ nói bí cảnh nói quả nhiên là có thể hấp dẫn thành chủ tồn tại cái này bí cảnh không bình thường a à? vậy làm sao bây giờ bạo phong hỏi hồi a về trước căn cứ liên lạc thành chủ a mấy phút sau lữ thụ đi tới xương đô căn cứ nhìn lấy trên đất xương thú di hải tỉ mỉ cảm thụ được mặt trên còn sót lại nhẹ nhẹ lực lượng cái này lực lượng hắn quá không thể quen thuộc hơn là thời gian tớ sắp hết năm chúc đại gia tân xuân khỏe trá vạn sự như ý thân thể khỏe mạnh về với ông bà cái này 20 ngày các loại sự tình, vẫn không có thể an tâm gõ chữ an tết cũng nghỉ ngơi tầm vài ngày à mùng 4 năm trở về lại đổi mới còn như sách mới khi trước cấu tứ cảm thấy không quá ổn thỏa ta lại đợi nã lại được từ đầu cấu tứ hai một chuyện đã hoàn thành chương bốn một thứ từ xương thú trung đạn sinh có lòng dọn bị bên trên cầu hoa tươi mạo đều căn cứ vương lung có chút khẩn trương nhìn trước mặt vị này người có quyền trái tim đạp nước đạp nước này không chỉ là hắn toàn bộ nghe thấy đều căn cứ binh sĩ đều là như vậy gặp qua tòa kia to lớn nguy nga tân hòa thành tái kiến một tay đem sáng lập truyền kỳ tồn tại không khẩn trương mới chỉ có gọi gặp quỷ đâu phó rất hèn mọn dáng vẻ vương thành đều nhanh xoa tay tay sợ mình biểu hiện không tốt do đó bị bỏ qua tối hôm qua đối thoại hắn đã biết được lữ thụ ý nghĩ tuy nói lý sơ cũng không có cặn kẽ nói cho hắn biết nhưng trên cơ bản đã rõ ràng lữ thụ muốn kiến tạo một cái thế giới mới, một cái sừng sững ở mặt nhật đất chết ở trên mới tinh đế quốc, mà hắn rất có thể là đế quốc này một bộ phận đương nhiên, nếu như biểu hiện thất bại, hắn rất có thể sẽ bị ném bỏ. Rất đơn giản. Bọn họ khả năng đã tìm được bí cảnh, như vậy nghe thấy đều căn cứ giá trị tồn tại cũng sẽ không có. Chờ bọn hắn bắt được mong muốn đồ vật phía sau, sẽ ly khai bên này, dù sao Nhóm Liên Sơn thiếu bên trong căn cứ đều vẫn chưa có hoàn toàn trưởng không đâu, như thế nào lại khóa tỉnh bồi dưỡng bọn họ? Nhất định phải phải nghĩ biện pháp ôm lên bắt đuổi. Nhưng là, được biện pháp gì đâu? vương lung bắt hết bóc, nhưng thủy trung nghĩ không ra ngươi chính là vương cầu chứ a à, là 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 ta vương thành vạn vạn không nghĩ tới lữ thành chủ cư nhiên trước một bước nói chuyện với hắn có loại thụ sủng nhược kinh cảm rất mười không cần khẩn trương làm rất tốt lữ thụ cười vô, vô vương lung bà vai liền không quan tâm hắn cho người sau làm cho không hiểu ra sao bất quá cũng là an tâm xuống tới an ủi vương cầu một cái lữ thụ liền nghiêm túc quan sát trên mặt đất hư hại sương thú giơ tay lên nhẹ nhàng phất qua cảm thụ được mặt trên cái kia như có như không rất quen thuộc lực lượng mạch đập sau một lát cười rồi đây là thời gian lực lượng lý sơ chân mày thịnh bắt đầu thời gian đối với các ngươi nói đã thương bọn họ chẳng mấy chốc sẽ thương thế phục hồi như cũ cái này chính là thời gian hồi tưởng bọn họ đem tự thân thời gian về tới thụ thương trước một sát na kia đương nhiên đây không phải là bọn họ tự thân lực lượng mà là bộ kia long cốt lực lượng chỉ bất quá long khu đã chết long cốt bên trên còn sót lại thời gian quy tắc cũng không đều đều các ngươi chỗ ở long vị chỗ chắc là yếu kém nhất sở dĩ mới bắt đầu rất nhanh sẽ bị kích sát mà càng đi về trước độ khó hệ số cũng ở không ngừng gia tăng nguyên nhân thì ra là thế đây là nó trong lòng mếch hoặc đạt được đáp án lý sơ nhũ lên chân mày một chút xíu thư triển ra, chắc không được đang đối mặt xương thú thời điểm, cảm giác bọn họ lực lượng lúc mạnh lúc yếu, mà bản thể dường như cũng không mạnh mẽ, nhưng triển lộ ra lực lượng cũng rất mịt tiên. Nguyên lai, like, các nàng đối mặt không phải đơn độc xương thú, mà là cả một con long khu hải cốt. Ta nghĩ tới đây nhất thời một vót mùa hôi lạnh, các nàng đang cùng long cốt chiến đấu. Thiếu điều, đi tới trăm mét, quả đao một bên vị thử cách thử lấy chuyển mạnh nhỏ, một bên rất khó chịu với mồm nhưng là đáng chết đầu khớp xương căn bản là vào không được ga chúng ta mới chỉ có đi tới một trăm mét, liền không còn cách nào đi tới chỗ đó sương thu thật là lợi hại nói bằng tiểu đội chúng ta lực lượng đều rất khó giết chết bọn họ dãy núi cũng là có chút rất hề hoài đúng nhi trời mới biết vị trí trái tim hoặc là đầu dòng vị trí thời gian lực lượng nhiều lắm mạnh mẽ nơi đó sương thú nhiều lắm lợi hại ồ ta đây ngược lại là nghĩ vào xem các ngươi mang theo ta đi một lát sẽ trở lại đang khi nói chuyện lữ thủ cả người hóa thành quan tử hướng phía phương bắc bắn nhanh mà pháp hơi kém trói mù vương lung nhãn nước mắt không cầm được lưu một hồi lâu mới chỉ có tỉnh lại khai khái lý đội trưởng cái này thành chủ hắn đến cùng năng lực gì hả? À? lợi hại như vậy bạo phong lạnh lùng liếc mắt một cái thành chủ năng lực là ngươi có thể nghe nóng sao đối với ừ. xin lỗi vương ngọc một thân mồ hôi lạnh hơi kém phạm vào kiên kỵ lý sơ nhàn nhạt chọn dưới đôi lông mày thành chủ xem như là nhận rồi ngươi hảo hảo công tác à cuối cùng cũng có một ngày sẽ đi chủ thành ta minh bạch ta hiểu lúc này long cốt di hải chỗ đang diễn ra một màn cá lớn nuốt cá bé hình ảnh vô số dị thú do bị bị long cốt di hải lực lượng hấp dẫn hướng phía long vi chỗ chạy tới từ đuôi rồng chỗ hỏng chỗ sau khi tiến vào trong mắt liền bắt đầu chém giết phản phất như điên cùng được mất đi lý trí dết chóc không ngừng dết chóc tử vong sau đó huyết nục kinh lạc trong nháy mắt chìm vào bùn đất trong lúc đó biến mất vô ảnh vô tùng mà còn dư lại đầu khớp xương thì bị hút vào lòng cốt chung sau một lúc lâu tất cả mới tinh xương thú đi ra ngôi lai like, những thứ này thần bí xương thú bốn chín đều là như thế tới a à. dường như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây diễn ra một màn này một giây kế tiếp dị biến nảy xanh lúc trước huyết nục đắm chìm xuống trong bùn đất đột nhiên nổ lên một viên trái tim nhảy ra ngoài màu đỏ trong trái tim phản phất là đang thoát đi cái gì giống như nháy mắt lao ra ngoài toàn bộ long cốt di hải cũng dường như bị chọc giận táo bạo gào lên ngay ngắn long vĩ hút hướng phía trái tim hung hăng đập tới phản phất sống lại một dạng cốt long sao nhưng tức là long vĩ cuối cùng là không có cốt giỏi đến bị trái tim chạy ra ngoài chuyện đã hoàn thành chương 418, một thứ từ xương thú trung đạn sinh có lòng dọn bị dưới cầu hoa tươi hống cả bức long cốt di hải phản phất đang sống nóng nảy quất động lên rồi trôn sâu ở thổ địa phía dưới long khu lật dâng lên tuyết động trung quanh bị nóng nảy lực lượng chấn động bay trời nhưng tức là long cốt di hải chỉ còn lại có một cố không cam lòng ý chí nó cũng không thể khu xử cả bức thân thể hoạt động sở dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn trái tim thoát đi a à, không đúng nó liền ánh mắt đều không có ngất trời tuyết động phản phất tuyết hải một dạng che mất ở phía trên bay qua dị thú zombie từng cổ một thi hải ngã xuống đất ngược lại thì thành toán thoát đi trái tim màu đỏ thâm trái tim phản phất một viên làm lớn ra một tỷ lần bệnh độc một dạng mặt trên ở chỗ sâu trong từng cây một nghiêm nghiêm đâm cửa những thứ này đâm cửa gắt gao cuốn lấy té xuống zombie dị thú thi hải đưa chúng nó kéo qua bảo vệ chính mình vừa chạy một bên thu nạp chung quanh thi thể vừa chạy một bên hợp thành cùng với chính mình thân thể đầu tiên là hai chân lại là hai chân sau đó giải ra hai tay xuất hiện hai tay phía sau hấp xả chu vi thi thể tốc độ nhanh hơn không lâu một từ đầu khớp xương bắp thịt tạo thành hoàn toàn mới sinh vật xuất hiện nó có một long đầu nhưng cả ngạc cùng đầu lâu vị trí là thuần trắng đầu khớp xương nửa phần dưới lại là bộ phận cơ thịt hai cái to lớn viền mắt đầu khớp xương bên trong lại là một đôi huyết con ngươi màu đỏ tử toàn thân của nó cũng là như vậy ở bề ngoài là đầu khớp xương bắp thịt da rẻ hỗn hợp cảm giác một ít xương cốt lộ ở bên ngoài một bộ xương vỏ ngoài bộ dạng bảo vệ một ít yếu ớt vị trí tỉ như trái tim các đốt ngón tay phần eo vân vân. nhìn qua càng giống như là một đầu bán long nhân lưng còn tích dịch nhân tức thị cảm nghiêm khắc lại nói tiếp đây coi như là một cái dị đoan khác hẳn với zombie, bi dị thú tồn tại cũng xen vào sinh và tử trong lúc đó nó sinh ra ở trong tử vong lại hướng tới sinh mệnh, nhưng mà lợi dụng cũng là zombie bị cùng với dị thú chết đi thân thể sở dĩ nó xem như là một cái rất kỳ lạ sinh vật một màn này vừa vặn bị bay tới lữ thụ cho thu ở tại đáy mắt đang ở hướng bắt chạy thuộc mạng trái tim dường như cảm giác được cái gì giống như quay đầu mánh địa trùng thiên không nhìn lại đáng tiếc bị long cốt di hài hất bay đầy trời tuyết hải che ở không cách nào chứng kiến lữ thụ nhưng dù vậy nó vẫn là đã nhận ra một tiên nguy hiểm phản phất vượt qua thời gian cùng không gian nguy hiểm một dạng tuy là não không rõ ràng cái này cái gọi là nguy hiểm đến từ đâu nhưng trái tim rất là khó chịu nó ý thức được chính mình không đi nữa khả năng liền không đi được vì vậy quay đầu liều mạng hướng phương bắt chạy trốn lữ thụ cũng cũng có nghi ngờ nhìn đầu tân sinh mạng trong nháy mắt trái tim hơi dừng lại như vậy trong nháy mắt luôn cảm thấy ở nơi nào thấy qua nó giống như tựa như một đội vượt qua thời không địch nhân chẳng lẽ là nó dường như nghĩ tới một cái khả năng nhưng lữ thủ cực nhanh lắc đầu không có khả năng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nó không phải cái dạng này sau đó lại ý thức được vẻ bề ngoài là có thể thay đổi khi hắn lần thứ hai nhìn qua thời điểm phát giác đã mất đi tên kia thân hình vì vậy bất đắc dĩ lắc đầu mặc dù là thân hình có thể thay đổi nhưng thời gian lực lượng cũng là không tồn tại nó không phải nó mục tiêu mất đi lữ thủ cũng chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình hắn cũng không có ở trên người của đối phương nhận thấy được cảm giác quen thuộc suy nghĩ một chút cũng liền bỏ qua suy tư trước mắt chủ yếu nhất vẫn là cái này lòng cốt bí cảnh nhưng hắn cũng không hiểu được hắn ngày hôm nay bỏ qua cái này chỉ trái tim quái vật về sau sẽ vì đuổi bắt hắn bay vọt hơn nửa cái quốc gia căn cứ kiếp trước biết đầu này cốt long khi còn sống trưởng không chính là thời gian nhưng cái này thời gian quy tắc cũng không phải là nó trưởng thành phía sau chính mình ngưng tụ mà là cắn nuốt một cái bảo vật cũng chính là hắn muốn lấy được thời gian bảo cụ long khu đã chết nhưng thời gian bảo cụ lại bị hắn phong ấn ở nơi này còn sót lại lực lượng nhiều lần hội tụ tiêu tán cuối cùng tạo thành một tòa thời không bí cảnh muốn thu được bảo cụ nhất định phải thâm nhập thời không bí cảnh tìm được mắt trận chỗ ở vị trí thời gian bảo cụ liền tại mắt trận chỗ nhưng lữ thụ dương mắt nhìn lên rất rõ ràng cái tòa này bí cảnh nhưng chưa hoàn toàn hình thành căn cứ kiếp trước biết được tin tức xem bí cảnh hình thành lúc chu vi không giống như bây giờ vậy khắp nơi đều tràn đầy cuồng bạo lực lượng bất luận kẻ nào tiến vào bên trong tâm vị trí đều sẽ bị cái này cuồng bạo lực lượng cho cắn nát nhưng đúng dịp lữ thụ sẽ không để ta xem một chút cái này bí cảnh có hay không giống như truyền thuyết chứ nói xong hóa thành quang tử hướng phía nhất trung tâm vị trí bàn tới ngay tại lúc hắn gần bắn tới Long Đầu Bộ vị thời điểm, thân thể bị một trận cường hãn lực lượng cùng nghiền ép bể nát. Mặc dù là nguyên tố hóa năng lực sẽ không thụ thường, nhưng vẫn là bị khu trục đi ra. Có ý tứ. Điểm điểm kim quang một lần nữa ngưng tụ ở Long Cốt xa xa, Lữ Thụ khẽ mỉm cười một cái. Lại tới một lần. Một giây kế tiếp, kim quang bắn ra, lại một giây, lại bị kháng cự đi ra. Tấm tắc, xem ra cần ra tốt ca. Ma đạo, Hắc ám, Hậu cung, Hải hước. Hệ thống hô tra nhất từ trước tới giờ mời đọc. Chương 419, chỉ cần ngươi đầy đủ nhanh cũng sẽ không bị bắt cầu hoa tươi có đôi lời nói như thế nào kia mà a à, được rồi chỉ cần ngươi đầy đủ nhanh cũng sẽ không bị bắt làm lữ thụ tốc độ đạt được cực hạn lúc thời gian cũng vô pháp bắt hắn lại đưa hắn điều về trở về nguyên vị trí nói như thế chỉ cần tốc độ ngươi đầy đủ nhanh có thể thoát khỏi thời gian giảng buộc gân theo thờ lát chính là màu đỏ tím thành công xuyên toa thời không đơn độc chống lại một cái thời gian giảng buộc không thành vấn đề đát. làm lữ thụ tốc độ đạt được cực hạn lúc thân thể chỉ là bị nhỏ nhẹ cản trở liền xuyên tấu qua cái kia cảm kỳ cổ giống như là xuyên phá một tầng lá mà vậy phất một tiếng thân thể hắn phảng phất tiến nhập khác một cái thế giới hình ảnh trước mắt trong nháy mắt biến đến hoa hoa lên chờ các loại sau khi thích hứng hắn mới ý thức tới tự mình tiến tới đến rồi chân chính bí cảnh chỗ ở bên ngoài nhìn thời điểm long trụy là đại trương đầu rồng to lớn cốt thượng cầm mở rộng ra ghé vào nham lâm tuyết trên biển thế nhưng tiến nhập long trụy sau đó mới phát hiện nơi này thời gian quy tắc tối cường hơn dặm hoàn toàn là hai thế giới ở tối cường thời gian quy tắc phong tỏa sau đó tài năng mới có thể đạt đến chân chính bí cảnh chỗ quy tắc đem nội ngoại đã phân biệt ra giống như một đạo miệng cống một dạng trước mắt là một tòa khổng lồ động quật không có bên ngoài băng tiên tuyết địa hình ảnh nơi đây dị thường ấm áp phía sau là một vùng thủy đàm giếng nước yên tĩnh cảm kỳ cổ tả hữu là tương đương bao la nham thạch huy động trong huy động đứng vững một ít chưa thành hình không biết là đầu khớp xương vẫn là nham thạch giữ cửa giả ma động quật phân cuối đồng dạng là một tòa khổng lồ đại trương mở long đầu xương lữ thụ hơi nhũ mày cái này long đầu xương tương đối to lớn mặc dù là cùng phía ngoài tương đối cũng không kém bao nhiêu chỉ là điều này làm hắn có chút mê man có chút nghi hoặc đến cùng cái kia một cái mới thật sự là long cốt gì hài đâu là phía ngoài vẫn là trước mắt cái này không hề nghi ngờ là phía ngoài phía ngoài là chân chính long cốt mà trước mắt cái này chỉ là thời gian quy tắc lực lượng nương tụ hình thành một cái giả tạo hàng mà thôi nhưng là rất rõ ràng trước mắt viên này long đầu mới là bí cảnh nhập khẩu xem chu vi trải rộng từng viên một quỷ dị phù văn sẽ biết chỉ là cái này bí cảnh còn chưa hoàn toàn hình thành những thứ này thần bí phù văn chỉ sáng lên một phần nhỏ liền một phần năm đều không có một bộ phận đã dần dần trở nên lam một chút xíu lan tràn tựa hồ là đang bổ sung năng lượng chung từng vòng phù văn tràn ngập tại đầu dòng xương chu vi một chút xíu hướng phía long đầu xương lan tràn mà đi lữ thụ cũng có thể nghĩ ra được chờ các loại Phù Văn Đầy long đầu xương một khắc kia, chỉ sợ sẽ là bí cảnh chân chính hình thành lúc, mà bây giờ, còn cần chờ đợi. Còn như lực lượng từ đâu tới đây, có lẽ là là từ cắn nuốt hết zombie, dị thú huyết nhục chi lực mà đến chứ. Chỉ là, Lữ thủ cũng không rõ ràng, ở nửa giờ trước, Này phù Văn đã đẩy một nửa. Đáng tiếc, bị viên kia trái tim phản bội đi ra, đạo thất bại trong găng tấc. Hắn cũng không rõ ràng, này tấm long cốt nhưng thật ra là ở bằng vào thời gian quy tắc, làm mình phục sinh. Không giống với bị biến hóa, cũng bất đồng với cốt long vong linh hệ, là chân chân chính chính phục sinh lợi dụng thời gian chi lực mượn nữa trợ vô số huyết nhục lực lượng cuối cùng bằng vào bí pháp phù văn đem tự thân trọng sinh nhưng tức là phục sinh xuất hiện cái nghĩa trước hết sinh ra lại lực lượng lớn nhất trái tim phản bội nó trực tiếp thoát đi ân chính là phía trước đầu kia trái tim về phần tại sao có lẽ là trái tim sinh ra ý chí của mình cảm thấy long khu phục sinh vô vọng liền tự rời đi cũng có lẽ là phát giác phục sinh cần lực lượng thời gian rất dài rất dài nó không muốn chờ lâu như vậy xa cũng không muốn chờ các loại sở dĩ trốn chạy ra nói chung bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì nói chung chính nó lén chạy ra ngoài đồng thời mang theo gần như một nửa lực lượng ly khai cái này đưa tới long cốt muốn nhờ vào đó bí pháp hy vọng hồi sinh gần như thiên chiết sống lại khả năng vô hạn tăng thêm đương nhiên vùng tim của nó là lợi dụng thời gian lực lượng trọng tố đi ra mặc dù là nó chạy trốn cũng có thể tiếp tục khi trước phương pháp chỉ là cần rất dài thời gian rất dài mà thôi muốn bù đắp trước kia thiếu sót liền cần binh hành hiểm chiêu lữ thụ cũng không biết những thứ này bí cảnh mở ra là long cốt muốn trực tiếp ở trong người thu nạp cường giả lực lượng chuyển hóa thành càng thêm tinh thần huyết nhục chi lực khi trước nó đều là thông qua ngoại bộ thu nạp bộ dáng như vậy chuyển hóa huyết nhục chi lực thiếu, mà tiêu tan tốn thời gian trưởng thế nhưng ổn thỏa. Không có người nào biết, cố này long cốt di hải dưới đất chuyển hóa thời gian bao lâu. Trực tiếp ở trong thân thể thu nạp huyết nhục lực nói, chuyển hóa số lượng là trăm phần trăm, tốn thời gian sẽ rất ngắn. Thế nhưng giống nhau phiêu lưu biết không hạn chế tăng thêm. Bởi vì bất luận cái gì giống loài, trong cơ thể của nó đều là yếu ớt, đem mình yếu ớt vị trí bạo lộ ra cho địch nhân, cái này rõ ràng cho thấy bất trí cử chỉ. Thế nhưng long cốt không có biện pháp, bởi vì theo tử vong thời gian càng dài, hải cốt bên trên còn sót lại thời gian quy tắc chi lực thì sẽ càng phát tiêu tán. Đến lúc đó, thời gian chi lực đem không cách nào chống đỡ bí pháp chuyển hóa sinh mệnh lực tất nhiên sẽ tan vỡ một thua thiệt mà hắn phục sinh cũng đem hoàn toàn không có khả năng sở dĩ thời gian chi lực ở thêm tốc long sương sợ bên trên bí pháp phủ văn vận chuyển gia tốc mở ra bí cảnh cũng là bởi vì như vậy long vĩ chỗ thời gian chi lực mới chỉ có yếu ớt một xôn xao nếu là lúc trước lời nói một quyền bọn họ căn bản là rất khó tiến nhập càng chưa nói đi tới trăm mét cái kia thời gian trái tim tuy là vẫn còn ở nhưng trên thực tế đã tại thoát khỏi tại xác định trước mắt long đầu xương chính là bí cảnh nhập khẩu phía sau lữ thủ liền quay đầu lý khai có chút xấu hổ lúc tiến vào chỉ cần đi qua long trùy chỗ liền có thể nhưng đi ra ngoài đâu bốn phía không có bất kỳ con đường được đẳng nguyên lai like cái này một vũng giếng nước yên tĩnh một nước mới là cửa ra ai nhìn phía dưới cự đại long cốt cảm thụ được lần thứ hai tịch quyền quanh thân hàn sương băng tuyết lữ thụ tấm tắc vài cái quay đầu trở về lư đều căn cứ ngài nói đại khái còn có ba đến thời gian nửa năm bí cảnh nhập khẩu mới có thể mở ra lý sơ hỏi Ừm. đợi đến bí cảnh mở ra một khắc kia chung quanh thời gian chống cự lực lượng hẳn là sẽ tiêu thất Lữ thụ trả lời tuy là hắn cũng không xác định long cốt ý đồ nhưng rất rõ ràng long cốt là muốn cho cường đại năng lực giả tiến nhập bí cảnh bên trong sở dĩ bên ngoài thời gian quy tắc tất nhiên sẽ biến mất bằng không trừ hắn ra ai cũng vào không được ân hẳn là chỉ có lác đắc không có mấy một ít nguyên Giảm như vậy sẽ không có ý nghĩa sở dĩ thời gian quy tắc tất nhiên sẽ biến mất khoa huyễn bản thiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh cùng tu tiên giới đấu sức cùng ma pháp văn minh giao phong chương bốn trăm hai mươi tiểu hoa là một hai trăm cân em béo cầu hoa tươi nguyên lai like là cái dạng này lý sơ gật đầu sau đó cùng các đồng đội liếc nhau một cái lữ ca chúng ta vẫn là quyết định tạm thời trước ở lại chỗ này xương đô căn cứ mới vừa khôi phục còn không có một lần nữa xây dựng lên tới chúng ta nếu như ly khai sợ rằng nó chẳng mấy chốc sẽ lần nữa rơi vào tay giặc vừa rồi lữ thụ hỏi các nàng có hay không trước phải trở về dù sao còn có thời gian thật dài tài năng mới có thể gây dựng lại bí cảnh mở ra đâu các nàng ở lại chỗ này cũng vô ích ngược lại có truyền tống môn mỗi cách một tuần sang đây xem liếc mắt liền được truyền tống nhóm kiến tạo thành công liền hoàn toàn không cần tử thủ ở chỗ này bên trong không cần tâm võng lữ thụ cũng hiểu được ý nghĩ của các nàng khẽ lắc đầu một cái không có tất phải ở lại chỗ này từng cái căn cứ truyền tống môn đang ở hoàn thiện chung mà lập tức các đại căn cứ đưa tới năng lực giả cũng ở hội tụ chung đến lúc đó đem một bộ phận năng lực giả an bài ở bên cạnh liền có thể ở lữ thụ trong lòng xương đô căn cứ chung quy chỉ là một cuộc chạm chắn nhỏ chờ các loại bí cảnh công lược sau khi hoàn thành cũng liền mất đi giá trị hơn nữa cũng đúng là cách sơn tỉnh cực xa sơn tỉnh nội bộ cũng không dọn dẹp xong thành hiện nay cũng không võ thuật đi quản tỉnh ngoài nhất là cái địa khu này sơn xuyên khe danh song song trong thủy vực zombie dị thú nhiều không kể xiết căn bản rất khó hoàn toàn trưởng khống lữ ca chúng ta vẫn cảm thấy ở lại chỗ này khá hơn một chút dù sao chúng ta tân hỏa thành cũng phải cần quyết trương nơi đây liền tạm thời cho là một cái điểm thí nghiệm đi lý sơ chấp nhất nói đã như vậy lữ thủ cũng không có chấp nhất khuyên can tuy là hắn nguyên bản trên có còn lại an bài nhiệm vụ cho một quyền bọn họ quay đầu quét một vòng tiểu người trong đội các ngươi thì sao làm sao quyết định chúng ta nguyện ý ở lại chỗ này thành tựu khai thác điểm bí cảnh vẫn còn cần chúng ta coi chừng vạn nhất có người xông vào đâu nghe đội trưởng rất tốt vậy các ngươi liền tạm thời ở lại chỗ này à có trạng hướng gì tùy thời theo ta hội báo lữ thủ không khuyên nữa xoay người đi vào truyền tố môn kỳ thực à lữ thụ mình cũng không cách nào xác định bí cảnh đến tuột cùng bao lâu mới có thể mở ra lại có hay không sẽ có người trước hắn một bước tiến nhập sở dĩ lưu một tổ người vẫn là có thể cái gì ngươi nói cái này một đống người đều nghe một quyền lý sơ chỉ thuần phục ngay cả cái đội trưởng mà không nghe hắn nói ha hả bây giờ là mặt nhật quyền lưu tuy là rất trọng yếu nhưng lực hương tâm lực ngưng tụ mới là trọng yếu nhất chỉ cần trung tâm tại hắn nơi đây lữ thụ là có thể cho phép có chính mình đoàn thể nhỏ bằng không nhất bội làm quyền lưu nói chỉ biết phân tán chiến đấu tiểu đội sức chiến đấu liền như cùng tiếp trước bội thành căn cứ cái dạng nào người đương quyền một vị làm quyền lưu nỗ lực cân bằng năng lực giả cùng cựu đảng kết quả một cái lại một cái người đương quyền bị cách chức mất giết chết không nói ảnh hưởng nghiêm trọng năng lực giả tiểu đội chiến lực nhiều lần hơi kém bị thi triệu bơi lên nếu như không phải một ít lòng mang ước nguyện ban đầu nhân tồn tại ngăn cơn sóng dữ nói bội thành căn cứ đã sớm xong con bê rồi cho tới sau này ngân hổ nhân cơ hội thừa vị mới chỉ có kết thúc bội thành căn cứ cái kia đoạn hỗn loạn hắc ám lịch sử nếu không cũng sẽ cùng những trụ sở khác cái dạng nào trở thành bụi bậm của lịch sử toàn bộ thành trì lực hướng tâm lực ngưng tụ đều ở trên người hắn sở dĩ lưu thụ không lo lắng phản bội còn trong tiểu đội tiểu hướng tâm lực chỉ biết tăng mạnh tiểu đội chỉnh thể sức chiến đấu phản bội các loại là sẽ không phát sinh nhưng phạm là có phản bội tân hỏa thành sự tình trong tiểu đội những người khác tất nhiên sẽ không cho phép vẫn là câu nói kia ai nắm trong tay thức ăn nắm tay người nào lớn trong tận thế mặt người đó liền giữ lời nói hô lý sơ thở phào nhẹ nhõm các người nói thành chủ hắn có tức giận hay không ạ à? quả đào còn nhỏ ít nhiều có chút lo lắng lo lắng không có việc gì sinh khí cũng khí cũng không đến ngươi trên đầu lý sơ cười bóp một bả quả đào cái hót miễn bản xúc cảm là thật rất không tệ như là đã quyết định cũng không cần lại hối hận đi chúng ta đi dọn dẹp một chút chung quanh nguy hiểm địa phương một quên nói rằng tiểu đội ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi quay đầu đuổi kịp hô bên kia vương ngọc cũng không biết vì sao thở phào nhẹ nhõm khi nghe lữ thụ muốn dẫn các nàng lúc trở về miễn bản trong lòng có bao nhiêu khẩn trương chờ các loại lý sơ nói lưu lại thời điểm không rõ thở phào nhẹ nhõm ta đây là thế nào vương ca ngươi đây là yêu bên cạnh lý tử lặng lẽ nói rằng gì ngươi thích cái kia lý sơ đội trưởng sợ đến vương ngọc một tay bịt lý tử miệng một con mồ hôi lạnh suýt ngươi tờ mở giờ cho ta nhỏ giọng một chút ngươi muốn chết ta còn muốn sống đâu sau đó thận trọng mèo liếc mắt phát hiện đối phương đã sớm đi xa ngồi lên lục long bay lên trời lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cái kia gì rất rõ ràng sao lý tử hi hi cười dạy ra nhỏ giọng nói ra tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết ngươi tối hôm qua trộm đạo chạy qua thật sự cho rằng không ai thấy được cả ta ta là muốn cho đại gia mưu phúc lợi nghĩ cùng đi tân hòa thành ngươi đừng nói ngươi một chút không có ý nghĩ à vương ngọc mới tiếp nhận xương đô căn cứ uy nghiêm gì gì đó còn không có xây dựng lên tới húng chi trên đỉnh đầu của hắn còn có một quyền bọn họ ở tại hắn một chút địa vị cũng không ta đương nhiên nghĩ bất quá lão đại ngươi thật chỉ là muốn đi tân hòa thành sẽ không chút khác ta vương ngọc thoáng xét lại chính mình một cái phát hiện hắn khả năng thật sự có chút ý nghĩ khác đâu sau đó nhất thời mặt mo tối sầm giơ tay lên đông một cái nắm tay chuyện của lão đại cũng là ngươi có thể suy đoán nhanh đi tuần tra đi phải phải lão đại của ta lý tử cười hắc hắc chạy xa chờ các loại chạy đến khoảng cách an toàn thời điểm lúc này mới quay đầu hì hì nết miệng cười bất quá lão đại ta khuyên ngươi vẫn là chết tâm a lý sơ đội trưởng cùng ngươi không phải người của một thế giới đừng suy nghĩ chúng ta tiểu hòa cũng không thể a Cút, giơ tay lên bịch một cái hỏa cầu đánh tới lý tử cười hì hì chạy xa tiểu hoa than bùn a tiểu hoa là một trăm hai trăm cân em béo chờ các loại lý tử chạy mất dạng vương ngọc lúc này mới nhận không được suy tư hắn dường như thực sự thích lý sơ à? cũng không biết ở cái kia thần bí khó lường lại thực lực cường đại lữ chủ tâm bên trong lý sơ là một địa vị gì chẳng lẽ cũng là hắn độc chiếm chứ suy nghĩ nhiều lý sơ một dạng tướng mạo miễn cưỡng mới chỉ có tám mươi điểm khả năng vẫn chưa tới không đến chín phần mười lữ thụ là sẽ không để ở trong lòng nhìn đã sớm nhìn không thấy bóng người bầu trời vương ngọc nhịn không được siết chặt nắm tay hắn phải nỗ lực nữa à tân hòa thành trở về rồi hả bí cảnh thế nào là thật sao người trở lại một cái đã bị đường phi chúng nữ vây khoa huyễn bản thiên đình cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phòng. Chương 421, Chu thuần nghĩ sinh và nhi cầu hoa tươi. Đường Phi, Lận Tiểu Cốc, Tương Tây Cung, Hồng Diệp, Bạch Khuynh Thành, còn có ở một bên ngậm kẹo que Tống Khả Nhi. Nói rất dài dòng, về sau từ từ nói a, à, sở sở đâu. Vẫn còn ở ấp trứng Long đàn đâu. Đường Phi cười tủm tỉm. Còn lại chúng nữ đối với cái này ba chữ vẫn có chút ngại, ơn, nhưng thật ra là đối với Lữ Thụ có chút ý kiến. Không có gì khác, trước đó không lâu, Lữ Thụ rốt cục đem Phó Sở Sở làm. Sau đó đã bị một đám chống lại ngươi bây giờ khẩu vị là càng ngày càng nguy hiểm a à? tống khả nhi bị môi sau đó cốt ca cốt cách đem kẹo quay mớm tiếp qua mấy năm ngươi có phải hay không còn muốn cho bọn tỷ bội mang một ngư nhân trở về ngư nhân nửa người trên là ngư vẫn là nửa người dưới là ngư lữ thụ một chút cũng không cảm thấy mặt đỏ thành tựu một cái nhân ngoại nương tờ mỹ nạ tỏ hắn cũng không cảm thấy phó sở sở có vấn đề gì thậm chí còn trầm mê mười năm ma thú người chơi hắn thậm chí còn cảm thấy nữ nạ gạ cũng không thành vấn đề lang nhân mọi tử đều có thể ân đương nhiên là nhân loại hình thái dưới, động vật hình thái giới vẫn còn có chút không chịu nhận có thể bạch huynh thành cho một cái xem thường ngươi cho rằng là mỹ nhân ngư danh tràng diện ạ à? ngươi có năng lực chịu ngược lại là ngâm nước cái nửa người trên là cá tỉ bội trở về ạ à? nửa người trên lữ thụ suy nghĩ một chút cái kia mấy chương danh tràng diện ký họa họa nhất thời run run một cái tốt lắm tốt lắm ta đi trước nhìn sợ sợ nói xong vội vã hóa thành quang tử lấy người lận tiểu cốc chạy ngược lại là rất nhanh đường phi hé miệng cười ta ngược lại thật ra đối với sở sở cảm thấy rất hứng thú cũng không biết tương lai sinh ra sẽ là bán nhân mã đâu vẫn là nhân loại đâu là ngươi chứ bán nhân mã chứ ai các ngươi nói nàng chỗ ấy là người vẫn là mã chúng nữ trận mắt hốc mồm nhìn lấy phát biểu kinh thế hai tục nôn luận tống khả nhi đều có chút không nói chính ngươi đi xem thôi sợ bị đá nói ngươi một cái tiểu la lụy nói thế nào như thế khí phách bạch huynh thành vây cảm một trận phân tích cái đề tài này rất cao cấp tiểu giống với nàng sản xuất là người mãi vẫn là sữa ngựa đâu ừ cho nên nói bán nhân mã đến cùng xem như là người mãi vẫn là sữa ngựa chúng nữ nhìn không được lâm vào sâu đậm trong suy tư tương tây cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì mà là không nháy một cái nhìn chằm chằm truyền tống môn quảng trường nơi đó truyền tống môn càng ngày càng nhiều. Theo lôi chính mình, thường bác một đường đông hành, liên tiếp căn cứ càng nhiều, trên quảng trường đứng vững lên truyền tống môn cũng càng nhiều đôi khi, truyền tống môn cũng sẽ bỗng nhiên nhận được tín hiệu mở ra, sau đó truyền tống qua đây một nhóm người sống sót. Ân, đều là ở Đông Trinh trên đường tìm thấy được lạc đàn tiểu cốc người sống sót, sau đó mang đi gần tới căn cứ, dùng truyền tống môn truyền tống qua đây đường phi đã nhận ra, vỗ nhẹ bả vai của nàng, vẫn còn ở lo lắng phụ thân ngươi. Ai lo lắng hắn? Tương Tây cung hừ một tiếng ân, đây chính là cái gọi là ngạo kiểu chứ. Đường Phi cũng rất bất đắc dĩ, nói cái này một đôi phụ thân nữ nhi là thật thú vị hai bên đã sớm nhận nhau đừng xem tương tây cùng một bộ không tiếp thu cái này cha tư thế nhưng trong lòng lại rất là quả niệm đáng tiếc chính là cái này cao ngạo hiếu thắng tính tình ngại mặt mũi vẫn sẽ không có quá khuôn mặt tươi cười trong ngày thường liền một bộ lạnh nhạt hình ảnh trái lại lôi chính mình bởi vì sớm vài năm trong lòng có thẹn cũng là làm khó dễ trong lòng cam nhìn thấy nữ nhi còn chưa lên tiếng khí thế bên trên trước yếu ba phần hai bên thiếu khuyết khai thành bố công tâm sự đường phi cũng không phải không có đi tìm quá tương tây cùng nhưng là bị cự tuyệt nhân ra cảm thấy bộ dáng như vậy liền tốt vô cùng nghe ta có thời gian nói nói đi nói chuyện gì ngươi coi như không vì phụ thân ngươi cũng thay chu thuần suy nghĩ một chút ta à nhà các ngươi sự tỉnh ta cũng không muốn đúc kết cái gì nhưng nếu đều đã như vậy đi qua liền đi qua tương tây cung trầm mặc một chút ta đã sớm nói qua với nàng để cho nàng chiếu cố tốt nàng chủ tịch hội đồng quản trị liền được không cần phải xen vào sự tồn tại của ta có thể không còn sao đường phi cũng rất bất đắc dĩ vẫn là một ngủ một câu chủ tịch hội đồng quản trị cái này không liền còn là coi chu thuần là làm là bí thư sao cái gọi là có việc bí thư làm không có việc gì khái khái ở tương tây cung trong lòng cũng không có đem chu thuần trở thành là tiểu mụ như cũ trở thành là chủ tịch hội đồng quản trị tư nhân ai cái này đối với chu thuần mà nói là không công bình quả thật đặt ở mặt nhật phía trước nàng đã không còn gì để nói có thể mặt nhật phía sau nàng như cũ theo lôi chính mình à? không nàng ngược lại là nghĩ có lựa chọn khác nhưng là nàng có không thượng như ta giống như ta có sao Tương tây cung lắc đầu chu thuần xác thực không có tuyển trạch mặt nhật ngay từ đầu đã bị lôi chính bình tìm được rồi lấy lôi chính bình thực lực ai làm đánh hắn nữ nhân chủ ý càng không cần phải nói lôi chính bình vẫn là lữ thụ nhạc phụ ân lữ thụ cũng vẫn là đem tương tây cung làm xong cho nên nói chu thuần mặc kệ mạt nhật trước vẫn là mạt nhật phía sau đều không tuyển trạch trói chặt lôi chính bình một người mà nàng đâu từ vừa mới bắt đầu bị lữ thụ sau khi tìm được nàng liền mất đi tuyển trạch nam nhân khác khả năng ai cũng không phải người ngu ánh mắt sáng bóng nhìn ra hơn nữa thực lực so với nàng thấp nam căn bản không hàng phục được nàng sở dĩ lựa chọn của nàng như trước cùng chu thuần giống nhau theo tương tây cung chu thuần sở dĩ theo lôi chính bình cũng không phải là có bao nhiêu thương hắn chỉ là không có tuyển trạch nếu có càng cường đại thế lực hủy diện tân hòa thành giết nàng lao cha chu thuần cũng sẽ không vì lôi chính mình mà tự tử nhất định sẽ theo người khác chỉ bất quá bây giờ loại khả năng này hầu như là số không là được chu thuần nói như thế nào cũng theo phụ thân ngươi thật lâu hiện tại nàng muốn đứa bé muốn hài tử nàng nói với ngươi thương tây cùng chân mày nhữ lên không có là ta nghe được nàng cùng cha ngươi đối thoại ngươi như cũng không có hoàn toàn tiêu tan phụ thân ngươi cũng là hắn cảm thấy thủy trung đều là thua thiệt lấy ngươi sở dĩ vẫn không muốn hài tử cái này đối với chu thuần mà nói là không công bình. nói đường phi hít một tiếng chờ bọn hắn sau khi trở về liền khai thành bố công nói một chút chứ thương tây cung trầm mặc một chút trung quy vẫn gật đầu một cái mặc kệ chu thuần là nghĩ như thế nào muốn dùng hài tử tới trói chặt lôi chính mình ổn định địa vị của mình vẫn là những thứ khác chỉ cần sinh hài tử nàng cũng không cần muốn chạy tuy nói bất sinh hài tử cũng chạy không được nhưng hai người này là có thêm bản chất khác biệt nếu nàng nguyện ý sinh hài tử vậy đã nói rõ đối nàng lao cha vẫn còn có chút thật tình cảm đã như vậy sẽ theo nàng a chỉ bất quá mẹ cái chữ này vĩnh viễn đừng nghĩ để cho nàng hô ra miệng nàng chỉ có một người mẹ bảy Khoa Huyễn Bản Thiên Đình cùng chư Thiên Vạn Giới Văn Minh giao tranh, cùng Tu Tiên Giới đấu sức, cùng Ma Pháp Văn Minh giao phòng. Chương 422, Lôi Chính Bình thường bác trở về cầu hoa tươi. Sở Sở, à, Phó Sở Sở đang nằm út sấp ở trong phòng khách, đinh cùng với chính mình số lượng. Một gốc cây từ nàng năng lực ngưng tụ sinh mệnh thụ, cây nhỏ không cao thế nhưng rất chắc định. Tán cây ở giữa nâng chính là ngọc lôi long đản. Mã sao? Bởi vì các đốt ngón tay nguyên nhân không có cách nào dùng chân sau quận lên đến ngồi xuống, nàng chỉ có thể nằm út sấp lấy, cũng chính là mã thân thể vị trí tứ chi nằm út sấp đứng lên lúc ngủ nàng là trực tiếp ngã xuống nàng nghiêng không có cách nào cái bụng hướng lên trên đây chính là thân thể biến chủng loại đau khổ nàng lúc này đang cau mày một bộ dáng vẻ mê hoặc nghe được lữ thụ thanh em nhất thời xù lông nói thật ra nàng vẫn là không cách nào triệt để tiếp thu bẻ gây quan hệ luôn cảm thấy có chút bê tê cảm giác nàng đều có chút buồn bực tương lai mình sẽ sinh ra cái gì đông đông tới là người vẫn là bán nhân mã cũng hoặc là dứt khoát là mã vẫn là ngưu đầu nhân cái loại này mì nồn tạ loạn đâu ngựa người nói thật ra nàng không có chuẩn bị sẵn sàng trong lòng trên thân thể đều không có đang suy nghĩ gì đấy, không có gì. Phó sở sở lắc lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý tưởng ném ra não hải, nhận nhận chân chân nhìn lấy tán cây đỉnh phong long đản. Kỳ quái, không biết vì sao, lẽ ra long đản bên trong ma pháp lực lượng đã hoàn toàn tràn đầy, đã sớm nên phá xác mà ra đâu, có thể. chết rồi. Lữ thụ hơi sững sờ, tâm vong quét qua, phát hiện chỉ là chính mình quá lo lắng. Tâm vong chiếm được đáp án, trái tim phù 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 nhảy rất có sức sống, nhưng vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Tựa như ở ngủ đông một dạng. Cái này liền cùng tiểu chu tử chứng phượng hoàng thời điểm hoàn toàn khác nhau, chứng phượng hoàng mặc dù là chứng thời điểm là có thể làm đối ngoại giới phản ứng tỉ như không thích thường bắt đụng sẽ chứng thân hướng phương hướng ngược lại nghiêng cách xa nó tức giận thời điểm thậm chí còn biết bắn lên tới biểu thị kháng nghị mà trước mắt viên này long đàn đâu lại tựa như tử thủy một dạng đối với ngoại giới không có có phản ứng chút nào quay đầu nhìn thoáng qua chính sảnh bên trên treo hai cỗ tường long thi thể lữ thụ tấm tắc miệng cái này hai ra hỏa chưa nói lời nói thật à hận không thể hóa thân ngũ từ tư quất nó nha hai cỗ tường long thi thể nếu như còn sống nhất định sẽ hủy khuất ba ba bọn họ đều đem tánh mạng của mình cho đắp lên thành công kích hoạt rồi lòng đạn dần dần mất đi sinh mệnh cơ năng ai đặc biệt meo biết vẹn vẹn là cái này còn chưa đủ a à, lữ thụ giữa chân mày hơi chầm hắn dường như nghĩ tới nhất kiện chuyện gì đó chính là long cốt bí cảnh xuất hiện cũng quá trùng hợp chứ tuy là lữ thụ hiện tại còn không rõ ràng lắm bộ kia tử vong long cốt đến cùng là vì cái gì mới có thể mở rộng chính mình hạn chế nhưng rất rõ ràng nó tràn đầy một cô điên cùng oán niệm. mặc kệ thế nào vậy cũng là một cái bấy dập nhưng lập tức chính là biết lữ thụ cũng phải cần xông vào một lần thời gian bảo cụ nhất định phải bắt vào tay lui một vạn bước, bảo cụ cùng lúc chi tâm hai người này, hắn nhất định một. Đương nhiên, tốt nhất là toàn bộ. Bởi vì hắn rõ ràng, giữa hai người là có liên lạc. Bắt được trong đó một cái, sẽ cảm ứng được khác một cái tồn tại. Đương nhiên, không có chuẩn xác như vậy, chỉ là có thể đại khái cảm giác được sự tồn tại của nó phương vị. Vì để tránh cho bị những người khác mơ ước, còn là muốn đem hai cái đều bắt vào tay. Long sinh ra còn cần cái gì? Có hay không cần cái gì truyền thừa? Nếu như không có hắn tham gia lời nói, cái kia hai đầu tường long biết làm sao đối đãi Ngọc Lôi Long đàn đâu? Bọn họ cũng không sẽ đem mình tính mệnh đáp lên đi, rất rõ ràng, đáp lên đi thì sẽ hoàn toàn mất đi bảo vệ. đã không có bảo vệ long đản, có thể ngay cả thâm viên bỏ cánh cứng một cửa ải kia đều làm khó dễ. sở dĩ hy sinh chính mình là bởi vì tin tưởng hắn biết bảo vệ tốt long đản. kiếp trước nói tự nhiên không có khả năng có hắn. như vậy là xuất hiện khả năng lực giả, giao phó đi ra ngoài. vẫn là bọn họ tìm được rồi biện pháp khác. không biết vì sao, lữ thụ suy đi nghĩ lại, luôn cảm thấy long cốt bí cảnh cùng viên này long đản có nào đó không rõ vừa khớp. tiếp tục cố lên nha, cũng không cần cho mình quá nhiều áp lực. lữ thụ vô vụ phó sở sở cánh tay rất xấu hổ luận thân cao nói hắn thật đúng là phách không đến người ta bà vai Ừm, ta sẽ lại nghĩ một chút biện pháp cuộc sống ngày ngày quá không có cảm giác được hai tháng thời gian đã cực nhanh hai tháng bên trong lữ thụ mang theo từng cái tiểu đội bắt đầu thanh lý tân hỏa thành chung quanh dòng bi cùng với nguy hiểm dị thú thì như có thể độn thổ loại này cũng trong lúc đó vịt cảnh căn cứ lạc núi căn cứ bên trong giang căn cứ đông dê căn cứ cùng với quảng am cơ bốn lục địa còn có quan âm núi căn cứ Đều ở đây hướng tân hỏa thành phương hướng xuất binh thanh lý vòng vây bên trong dòng bi tranh thủ làm được để ý trên ý nghĩa thanh linh đương nhiên hai tháng thời gian còn làm không được triệt để thanh trừ hết dù sao phi hành dòm bi là có thể qua lại chỗ ơi thế nhưng dòm bi không có khả năng sinh đẻ ngươi giết một cái nó sẽ thiếu một cái duy trì liên tục đánh tiếp dòm bi số lượng liền biết một chút giảm bớt làm được mì sợi tích bên trong dòm bi thanh linh cũng không phải là chuyện không thể nào mà cái này một ngày một đường đông tiến hai tri đội ngũ rốt cuộc đã trở về lôi chính mình thường bác nhìn nhau lẫn nhau quen biết cười ha ha một tiếng khoa huyễn bản thiên đình cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh cùng tu tiên giới đấu sức cùng ma pháp văn minh giao phòng chương bốn trăm hai mươi ba bộ thành căn cứ phát sinh biến cố cầu hoa tươi lôi chính mình thường bắc cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó hai người ha ha phá lên cười thương đội lôi thúc ha 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 thật không nghĩ tới a à, chúng ta cư nhiên đồng thời trở về rồi hả ân ta nguyên bản còn tưởng rằng biết nhanh ngươi một con ngựa đâu hiện tại xem ra chúng ta rất có ăn ý nha lôi chính mình cười ha ha một tiếng thương bắc cũng là cười lắc đầu lôi thúc nói đùa là ta thua a à. sau đó chỉ chỉ người sau lưng ngươi còn dẫn theo một đống lớn nhân a à. lôi chính mình cũng là sửng sốt một chút vậy cho dù ta thắng hắn biết thương bác là cố ý chịu thua ở khi xuất phát bọn họ liền lẫn nhau hạ đồ ước đổ ai về tới trước người thua cấp cho người thắng cuối cùng một trận chiến đấu được chiến lợi phẩm kỳ thực cũng chính là tinh hạch dù sao những thứ đồ khác cả bọn họ cũng không dùng được 16 đương nhiên đây đều là đùa dân nói dù sao ai cũng không biết ngươi trận chiến cuối cùng được bao nhiêu tinh hạch chính là một cái điều phối mà thôi đây là cuối cùng một lần chiến đấu tinh hạch thương bác không phải cái loại này dựng nợ người từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái bao bố nhỏ sau đó thải qua mở ra xem bên trong là ba viên ngũ giai tinh hạch cùng với mười viên tứ giai cái này cũng không cần phải chứ. Lôi chính mình cười ha ha, ném trở về. Chỉ là một cái điều phối mà thôi. Nhân sinh, luôn là phải có thắng thua. Thương bác vừa cười ném trở về. Cầm A. Ngược lại những thứ này tinh hành A, cũng không tính là chúng ta đánh. Trận chiến cuối cùng ở hạ cửa căn cứ, vừa lúc đụng phải một hồi thi chiều vây công, chúng ta giúp chuyện mà thôi, nhân ra cho ổ. Cái này dạng A. Nói thật ra, chúng ta cũng không có ra sức gì khí, nhân ra tương đối rộng lượng. Mặc dù là không cần chúng ta xuất thủ, đối diện cũng không có chuyện gì. Ta đây liền thu nhận lôi chính mình nói nhãn thần lại không tự chủ được liếc về phía chu vi hiện ra một bộ rất không yên lòng dáng vẻ là ở lo lắng tây cung chứ thường bác thoáng cái thì nhìn mặc ha ha! bang 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 đúng lúc này vô số viên phỉ dở đi ạ sủ tờ sông lên bầu trời bịch từng viên một nổ vang hòa diễm ở trên trời nổ tung giống như ánh lửa bập bùng một dạng miễn bàn đẹp cỡ nào chỉ là có chút mà mỹ trung không phải chỗ ở bây giờ không phải là buổi tối pháo hoa không có dễ thấy như vậy cho mọi người sợ hết hồn xa xa lữ thụ mang theo tất cả năng lực giả chạy tới còn thật xa thời điểm tiếng vỗ tay liền cổ tới hoan nên loài người công thần về nhà lão đại thường bác có chút lệ nóng doanh tròng cảm giác thiết huyết hát tử giờ khác này lại muốn khóc rời nhà đã hơn hai tháng đâu tuy là thường thường cũng sẽ đi qua truyền âm ống nghe điện thoại cùng bên này người nói chuyện phiếm nhưng chúng quy chưa về nhà cảm giác thân đảm đương không nổi cái gì loài người công thần chúng ta chỉ là chạm gác ra chút khí lực thành chủ mới là lớn nhất công thần a lôi chính mình không dám nhận công thần gì gì đó bọn họ chỉ là ra chút khí lực mà thôi chân chính công thần là lữ thụ nếu như không có lữ thụ không có nhiều như vậy không ăn hết thức ăn lại càng không có truyền âm ống nghe điện thoại truyền tống môn những thứ này đem từng cái căn cứ sỏ sâu đồ vật có mấy thứ này mới chỉ có có thể đem nhân loại liên tiếp xuyên thành một cái internet lữ thụ mới là loài người công thần bọn họ chỉ là da chim khí lực mà thôi đi cho các người đón gió tẩy trần lữ thụ tiến lên một tay lôi chính bình một tay thường bắc lôi kéo đi về phía trước ta nhưng là chuẩn bị cho các ngươi lấy tiếp phong đến đâu tây cung ổ tây cung nàng vội vàng làm cho ngươi đồ ăn đâu nhắc tới tương tây cung lữ thụ liền có chút lung túng nó như thế nào đây hắn là thừa dịp nhân gia lão cha không có ở đây cái này hai tháng bên trong để người ta làm lên tay bây giờ người ta lão cha đã trở về thấy thế nào làm sao xấu hổ đâu à lôi chính bình ngây ngẩn cả người thầy cũng còn biết nấu cơm ở trong ấn tượng của hắn nữ nhi là từ không làm cơm đó a à. kỳ quái sao nàng một cái người bên ngoài thời điểm không phải là mình làm ăn nơi đó có nhiều tiền như vậy đi ăn thức ăn ngoài một câu nói lôi chính bình vừa mắc cửa cứu lên lữ ba trăm bảy cây liếc mắt một cái phía sau chu thuần sau đó dùng sức vô vô lôi chính bình tay ta nói lôi thúc ngươi dành thời gian cùng tây cung hào hào nói chuyện mấy lần ngồi xuống toa hạ mở rộng ra đem lời nói nha lôi chính bình còn chưa lên tiếng phía sau truyền đến dữu ra dữu rít thanh âm đây chính là tân hòa thành dáng vẻ thật là lợi hại đúng rồi chúng ta ở đâu ạ à? an bài cái chức vị a huy đến cái người quan tâm một cái chúng ta a lôi chính bình lúc này mới nhớ lại chính mình mang về những người này vội và đứng vững bọn họ bọn họ có người quản chúng ta ăn chúng ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh ly khai hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về Tốt, ồ đã hơn hai tháng nhoáng lên liền quá lữ thụ bên này giai đều vui vẻ lên mà xa xôi bội thành căn cứ lại đã xảy ra chuyện đáng chết sư chính nghị cũng quá không đem ta để ở trong lòng chứ ta muốn hắn chết ma đạo hát ám, hậu cung hài hước hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc chương bốn trăm hai mươi ta nên làm cái gì bây giờ cầu hoa tươi lữ thụ bị một trận dồn dập đưa tin thanh âm đánh thức nhìn kỹ là ngân hồ trắng tiêm sở sau khi nghe xong càng thêm mất trật tự bội thành căn cứ đã xảy ra chuyện hòa điệu mang theo thủ hạ nhân thắng vì đánh bất ngờ một kích ngữ hoa thỏa đáng ngàn rất sư chính nghị đồng thời hủy diệt rồi gần nửa cựu đảng toàn bộ đội thành căn cứ đã hoàn toàn rối loạn phát sinh cũng rất đột nhiên không ai từng nghĩ tới ngắn ngủi thời gian hai tiếng Hòa điệu cư nhiên hủy diệt rồi gần nửa cựu đảng lực lượng hiện tại toàn bộ đội thành căn cứ loạn thành một đống còn sót lại cựu đảng thế lực tiểu bộ phân quy hàng còn thừa lại tuyệt đại bộ phận đều ở đây phản kháng bởi vì bọn họ biết hàng sau đó không có tương lai hơn nữa Hòa điệu thế lực cũng không đủ chiếm đoạt toàn bộ cựu đảng hắn chỉ làm hữu hoa thỏa đáng một cách đánh bất ngờ thành công mà thôi muốn hoàn toàn trưởng khống đội thành căn cứ đó là không có khả năng đội thành bốn cái lớn nhất năng lực giả đội ngũ hòa điệu ngân hổ, tham lang bò cạp đỏ hiện tại hỏa điệu liên hiệp tham lang bò cạp đỏ là cựu đảng lực lượng hòa điệu tham lang liên hợp lại một lần hành động đánh lén thành công kích sát sư chính nghị cùng với hắn hộ vệ bên cạnh đội lực lượng tiếp lấy ngược lại công kích bò cạp đỏ lúc trước bò cạp đỏ nhân bị một đám tiểu hình năng lực giả đội ngũ cho quân lấy bộ thành căn cứ bốn cái đại hình năng lực giả đội ngũ xem như là quan phương cũng là thực lực mạnh mẽ nhất một ngày tân nhân thành lập hoặc là gia nhập vào cơ bản đều vào cái này bốn nhánh những thứ kia tiểu hình năng lực giả đội ngũ đều là chút cỏ đầu tượng, ai đem lợi ích nhiều hoặc có lẽ là ai hứa hẹn lợi ích nhiều liền cùng ai hôn nghe truyền âm ống nghe điện thoại đối diện thanh âm lữ thụ có chút xứng sở tiếp trước ngươi là làm sao thu được căn cứ trưởng khống quyền đó a à? thành tựu một cái nữ cường nhân ngươi cái này thu rồi thần lữ thụ thật tò mò hòa điệu liên hiệp tham lang vì sao không có liên hợp ngươi hả à? ta ta tính tình tương đối nhàn hạ a à, không có nhiều như vậy gia tâm cũng không thuộc về cựu đảng cũng không hướng về thế lực mới trắng tiêm sở suy nghĩ một chút nói rằng như thế nào đây muốn ta đi chợ rút sao được rồi ngươi như thế nào đây lữ thu hỏi ngươi là lo lắng ta vẫn lo lắng trong bụng ta hải tử ta đương nhiên là lo lắng ngươi lạp ngươi trong bụng hải tử sợ rằng so với na cha đều muốn na cha lữ thụ một bộ rất kiên cường tư thế ân trước sau hai đời người đối với cơ gái này một ít mà nói mặc dù không là rất tinh thông nhưng cũng không trở thành kẻ ngu si nói cái gì nên hắn vẫn là biết lại nói lo lắng cái quọng lông hải tử a trắng tiêm sợ trong bụng hoa nhi hiện tại liền là cái con nòng nọc đoàn lên một chút ngay cả một phôi thai cũng không tính hơn nữa bởi vì trắng tiêm sợ tự thân cấm chế nguyên nhân coi như chiến đấu cũng sẽ không sinh non lo lắng cái quặng lông a coi như ngươi có thể nói trắng tiêm sợ cười cười còn như ta ngươi liền khỏi lo lắng bọn họ còn không dám đánh ta chủ ý ta ngân hồ cũng không phải là dễ cầm như vậy bóp lữ thụ cười cười xác thực trắng tiêm sở năng lực cũng giống nhau rất bụt phòng chừng cũng chỉ có đều là bụt hắn có thể đánh một chút ai không đúng cái kế hoạch điều gì gì đó không có mượn hơi ngươi không có không có hắn liền không lo lắng chính mình kế hoạch xuất hiện được rẽ hoặc có lẽ là hắn liền không lo lắng chính mình một lúc bị làm người khác giá y lữ thụ hiểu kỳ tuy là ta chưa từng thấy qua hắn nhưng gặp mặt một lần nhìn ra hắn cũng không phải là một cái liều linh nhân a à. trắng tiêm sợ cười rồi đây còn không phải là vô lại ngươi vô lại ta đúng vậy còn không phải là bởi vì ngươi đưa tới rất nhiều vật tư cổ vũ sư chính nghị khí diễm sư chính nghị nguyên bổn chính là nghĩ lấy cân bằng cựu đảng cùng thế lực mới đáng tiếc cuối cùng làm cho đầy đất lông gà vật tư cầm về phía sau cơ bản tương đương một bộ phận đi cựu đảng hầu bao bên trong bản này liền dẫn phát hỏa điệu bất mãn cựu đảng thực lực đại tăng càng là dùng hậu đãi đãi ngộ mời trào năng lực giả sư chính nghị nguyên lai vốn là ở bồi dưỡng thức tỉnh năng lực giả những thứ này giác tỉnh giảm một ngày giáp tỉnh tự nhiên là gia nhập cựu đảng cứ thế mãi xuống phía dưới tuy là bắt đầu thời điểm bốn chi đội ngũ tối cường nhưng trên lệch một điểm bị kéo tiểu mà bây giờ cựu đảng lực lượng càng là lấn át thế lực mới đương nhiên cái này còn không là trở nên gây gắt then chốt cựu đảng nhân tựa hồ đang lưu hoa một cái diệt trừ hỏa điệu như kế đây mới là làm tức giận hỏa điệu nguyên nhân căn bản lữ thụ hiểu rõ thì ra là thế trong tay có lương gia tâm tăng trưởng a hiện tại bội thành căn cứ tình huống gì đại khái chia làm ba cổ lực lượng chứ ta nhất phái hòa điệu tham lang thế lực mới nắm trong tay nhất phái lại có là cựu đảng tàn dư thu nạp lực lượng còn còn lại có đầu tường năng lực giả tiểu đội những thứ kia không phải tính ở trong đó còn như nguyên bản bộ đội lực lượng tạm thời cũng không biết rõ với ai tốt đúng đưa trái phải chứ ta phòng chừng kế tiếp chỉ sợ sẽ là du thuyết ta lữ thụ cười rồi không phải kế tiếp cái này ba cổ lực lượng có thể sẽ cân bằng một đoạn thời gian người này cũng không thể làm gì được người kia cộng đồng vượt qua một đoạn bình thản thời gian tham gia phân tấn không sai biệt là mới chỉ có nguyên bản kiếp trước chính là cái bộ dáng này ta đây phải làm sao khoa huyễn bản thiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh cùng tu tiên giới đấu sức cùng ma pháp văn minh giao phong chương 425, bén mẹ đường phi toàn loạn bội thành thế cục cầu hoa tươi. Trắng Tiêm Sở, Đường Phi chậm rãi đi lên trước, cho Lữ Thụ phủ thêm áo khoác, mặc dù hắn cũng cứng lãnh. Ừm. Bội thành căn cứ xảy ra vấn đề. Ân. Đường Phi nhẹ nhàng hít một tiếng, như vậy một cái đại mỹ nữ, còn là một đại minh tinh, cũng là người 18 tuổi lúc thích nữ hải, cứ như vậy để cho chạy. Hiện tại đều cái tình huống này, còn không đón về rồi hả? Kỳ thực nàng còn có chút lo lắng, ngươi liền không lo lắng bị ở ra dám lao vương trong tháp. Tuy là cái khả năng này không cao, lấy trắng Tiêm Sở tính tình cũng không phải là người nào đều nàng pháp nhãn bằng không cũng sẽ không tiếp trước lớn như vậy cũng không kết hôn mặt nhật chi hậu còn chuyên đã chạy tới muốn hài tử nhưng ngươi cũng là thật yên tâm nàng nghĩ phải tới trước đây lúc tới liền cùng nhau mang theo đội viên của nàng tới rồi lữ thụ lắc đầu trắng tiêm sở lúc sắp đi hắn không có giữ lại bởi vì hắn biết rõ giữ lại bất động nàng ở bội thành có đội viên của mình có dứt bỏ không được bằng hữu trách nhiệm thậm chí còn nàng có gia dạ tâm nàng nghĩ trưởng không một tòa 907 căn cứ đương nhiên bây giờ cái này gia dạ tâm nàng dường như cũng không có nhận thấy được vừa rồi hỏi hắn thời điểm nghe ra nàng còn không có nghĩ qua muốn đoạt lấy bội thành căn cứ quyền khống chế Tiếp trước sau chắc cũng là ở đột nhiên trong biến cố một chút xíu tìm tới chính mình nội tâm chứ có lẽ cái kia thời gian nàng cũng còn không có dựa vào mà bây giờ bất đồng có hắn sở dĩ trước tiên tới hỏi hắn đương nhiên trắng tiêm sở cũng rất thông minh nàng rất rõ ràng nàng ở lại chỗ này cũng không chiếm được cái gì sùng ái còn độc sùng gì gì đó thì càng thêm không cần suy nghĩ coi như là mười tám tuổi năm ấy thích nhân sẽ ở trong lòng thích cả đời vậy cũng bất quá là ở trong lòng bài danh phía trên một ít mà nàng ly khai tại phía xa nơi khác có có chứa hoàn mệnh lữ thụ không nghĩ nàng ha hả đó là không có khả năng bộ dáng như vậy mới được độc hữu yêu lữ thụ trong lòng cười khổ không hổ là ở quay vòng cái kia đại nhiễm hang lẫn vào người à như kế chính là nhiều vậy bây giờ đường phi có chút bận tâm bội thành căn cứ gặp chuyện không may biết sẽ không tạo thành một ít hỏng mất ảnh hưởng ảnh hưởng là nhất định là có bất quá không liên quan gì đến chúng ta bội thành chung quanh căn cứ phòng trừng biết nhờ vào đó làm khó dễ cướp đoạt quyền chủ đạo cái kia địa khu phòng chừng biết hỗn loạn một đoạn thời gian còn người bên kia có chết hay không không có quan hệ gì với ta tay ta cũng không dài như vậy lữ thụ khoát tay áo đường phi khỏe miệng khẽ con tấm tắt nói tay ngươi còn không trưởng Khái khái biết chỉ cái gì lữ thụ ít nhiều có chút lo lắng xấu hổ quả đoán nói sang chuyện khác bội thành biến hóa không liên quan gì đến chúng ta chỉ cùng bội thành xung quanh có quan hệ đường phi gật đầu đây cũng là dù sao lữ thụ đưa qua giao quả là do bội thành căn cứ phân phối cho xung quanh căn cứ hiện tại bội thành căn cứ xảy ra vấn đề xung quanh căn cứ sẽ làm sao không có khởi nguồn chung quanh căn cứ nhất định sẽ liên hợp lại làm khó dễ hơn nữa dưới loại tình huống này chính bọn hắn cục diện đều không thể ổn định lại đâu càng thêm không có tinh lực đặt ở giao dịch lên đã không có tinh hạch khởi nguồn lữ thụ tự nhiên cũng sẽ không cho hắn thêm nhóm giao quả a à, chỉ cho trắng tiêm sở ân khả năng làm có sẵn trực tiếp đưa qua cái chủng loại kia dù sao căn cứ rất hỗn loạn trù phòng các nơi đều loạn thất bát tao đi làm cái cơm đều có thể rất nguy hiểm rất phiền phức vậy ngươi liền tính toán như vậy lấy để cho bọn họ tam phương thực lực lẫn nhau đầu đá làm cho trắng tiêm sở cái gì cũng không làm chỉ bảo vệ mình địa bàn đối phó khả năng xâm lấn dị thú dọn bị vì sao là ở hướng những người may mắn còn sống sót trình diễn nàng mới là một lòng vì công chỉ có nàng tài năng mới có thể dẫn dắt căn cứ đường phi dường như đã nhận ra cái gì không hổ là ta thân ái lữ thụ cười hì hì lấy tiến lên trước bẹp thơm một ngụm vùng ca khúc khải hoàn hắc ngược lại à giao quả loại này vật tư tài nguyên ta chỉ biết cho trắng tiêm sở những người khác tới đón hiệp một luồng bắt bỏ coi như cái kêu hòa điệu thương lang chi lưu đã không chế hơn phân nửa địa bàn cũng chỉ có thể bất đắc di thỏa hiệp không có thể không phải thỏa hiệp sao ồ ta hiểu được ngươi là nghĩ Chợ Bạch huynh Thành bắt được bội thành căn cứ quyền khống chế. Ngươi muốn khống chế bội thành? Lữ Thụ trợn mắt một cái, ta muốn bội thành làm cái gì? Đường Phi cũng cho một cái xem thường, mặc dù trắng tiêm sợ là trên mặt nội trưởng không giả, dạ, nhưng phía sau chân chính nắm giữ thực quyền, không phải là ngươi sao? Tương lai thành chủ kế thừa, không như trước là ngươi nhi tử. Tính rồi, không nói cái này, ngươi thực sự một điểm không lo lắng nàng. Từ nàng cho tin tức đến xem, hòa điệu, Thương Lang không có chiêu mộ nàng, một là lo lắng tiết lộ phong thanh hai là lo lắng nàng không phối hợp, ba. Cũng là có chút kiêng kỵ. Cái này hai mưu hoa vừa ra tuyệt sát, có thể một kích thành công chứng minh cũng không phải là đồ ngốc náo tản bọn họ sẽ không dễ dàng đắc tội trắng tiêm sở dù sao còn muốn trắng tiêm sở uy hiếp kiểm chế cựu đảng thực lực ta không có đoán sai hỏa điệu cùng cựu đảng hẳn là đều sẽ phái ra đàm phán mượn hơi nàng nàng bây giờ chính là thắng lợi kết mã ai mượn hơi đến người đó liền có thể thắng sở dĩ tạm thời nàng là an toàn hai bên sẽ không công kích nàng ma đạo hắc ám, hậu cung hài hước hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc chương bốn trăm hai mươi sáu tới cảnh ô cầu hoa tươi tạm thời cái kia tương lai thì sao đường phi hỏi thương lai ha hả đợi đến hỏa điệu thương lang cùng cựu đảng nhân nhận thấy được chính mình không cách nào mượn hơi đến trắng tiêm sở thời điểm thời gian chắc cũng sẽ đi qua một hai tháng thời gian này sai bên trong đầy đủ nàng thu thập dân tâm chờ các loại toàn bộ đội thành căn cứ người sống sót tụ tập đến bên người nàng thời điểm hỏa điệu bọn họ cũng đã thất bại lữ thụ cười nhạt Húng chi Hỏa điệu thương lang chủ trương kiến lập trật tự mới chỉ bồi dưỡng hữu dụng người đối với vô dụng người sống sót cầm vứt bỏ thái độ tuy nói không phải toàn bộ đánh đổi nhưng muốn dùng con chốt thí thời điểm cũng tuyệt không nhẹ dạ cứ như vậy cái tình huống bản thân sẽ xảy ra vấn đề nhân loại là muốn sinh sôi nảy nở đi xuống ở trong tận thế số đếm nhỏ đoàn thể trung quy biết tiêu vong vì sao họ hàng gần a năng lực giả lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát họ hàng gần ám sát đều không ngoại lệ hậu đại toàn bộ thiên chiết thậm chí còn ngũ đại sau đó đến thập đại như trước biết chịu ảnh hưởng thuộc xưng ra ngũ phục là năng lực giả thọ mệnh đều rất trưởng có thể vô hạn sinh nhị đại như vậy nhị đại sau đó đâu tổng hội xong đời đây cũng là vì sao phó quốc tinh ngay từ đầu liền hướng các đại trong căn cứ đưa đi nam binh nữ binh mỗi cái một nửa nguyên nhân nhìn có được hay không bất kể sinh sôi này nợ loài người hậu đại mới trọng yếu nhất nếu không không cách nào tắm ăn lên rơi dòm bị không gian sinh tồn nhân loại liền cuối cùng cũng có một ngày biết hoàn toàn tiêu thất sở dĩ lữ thụ cũng ở đại quy mô mở rộng căn cứ nhân số chỉ có nhân số lớn mạnh một đời một đời xuống phía dưới tài năng mới có thể từng bước sinh sôi này nở đứng lên tân hỏa thành đã có quy định thập đại bên trong cấm chế thông hôn ra ngũ phục đều không được nhất định phải mười phục bên ngoài đã bắt đầu chuẩn bị nghiêm khắc ra phổ chế độ bằng không ngươi cho rằng lữ thụ tại sao muốn phí hết tâm tư đem những trụ sở khác liên tiếp tại một cái không nói đến hòa điệu thương lang cựu đảng lực lượng ngược lại là phải so với bọn hắn nhu hòa một ít bọn họ sẽ không hoàn toàn đem người thường làm con cơ thí cũng sẽ không thực sự hoa tài nguyên bồi dưỡng bọn họ nhất là sau trận chiến này sư chính nghị định ra tinh hạch thức tỉnh phương pháp đoán chừng là triệt để từ bỏ bọn họ tụ tập trung toàn bộ tài nguyên lớn mạnh hiện hữu lực lượng tam phương tất nhiên sẽ rằng co xuống phía dưới thì nhìn ai trước chiếm giữ lại nghĩa cùng với bội thành xung quanh căn cứ lúc nào vào sân đường phi hư nợ nụ cười không phải vậy thông báo bọn họ một cái hòa điệu thương lang bọn họ thật đúng là ở một cái rất có lợi trong thời gian đoạn phát động tuyển sát ta lúc này vệ tinh thông tin sớm đã không có triệt để mất liên lạc ngoại trừ lữ thụ phân đi qua truyền âm ống nghe điện thoại bên ngoài giữa song phương liên lạc sẽ trở lại bộ lạc thời kỳ kỵ binh đưa tin binh chế độ liên lạc toàn bộ nhờ hống cái này không cần phải lữ thụ dơ dơ ngọc chúng ta hiện nay không cần đúng tay bắc phương sự tỉnh được rồi làm cho chủ phòng làm nhiều một ít cơm hộp các loại định kỳ cho trắng tiêm sở đưa đi Ừm. đường phi cười cười cũng biết người này sẽ không mặc kệ bên kia đại mỹ nữ vừa muốn xoay người nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề đôi lông mày hơi nhữ lên thân ái ngươi có thể nói cho ta ngươi là làm sao biết bội thành căn cứ trạng hướng đâu cái này không biết cũng là ngươi từ tương lai tiên tri đến chứ khái khái lữ thụ rất lung túng tiên tri gì gì đó chỉ có thể ở mặt nhật bắt đầu thời điểm lừa dối một cái hiện tại hiện tại chỉ cần là người thông minh cũng sẽ không tiếp tục tuyệt đối đi thư thuyết pháp này đùa gì thế chính thống tiên tri phó quốc tinh đều đã ở ra dám rồi hơn nữa hao hết sinh mệnh lực cũng chỉ nhìn trộm đến ba cái dự ngôn ngươi đặc biệt nương như thế thói xấu khái khái kỳ thực đều là lần trước trắng tiêm sở lúc tới nói với ta nói rõ ràng như vậy đường phi khỏe mắt khẽ quang tự tiếu phi tiếu dáng vẻ ngươi ngay cả đối diện thế cục phân tích nhất thanh nhị sở cũng đừng muốn cầm tiên tri tới qua loa tắc trách ta a ta lữ thụ có chút do dự có phải hay không muốn thẳng thắn mới gộ lên một chút dũng khí ai nói đường phi cười một tiếng xoay người lý khai mỗi cá nhân đều có bí mật của mình đến ngươi nghĩ nói cho ta biết thời điểm rồi hay nói gãi đầu một cái cũng không suy nghĩ thêm nữa những thứ này có không có tính rồi vẫn là bội thành trọng yếu mặc dù đang đường phi trước mặt hắn một bộ không phải quá để ý biểu tình một bộ quyết thắng từ ngoài ngàn dặm vi mô nhưng đó là vì chiếu cố đường phi cảm thụ người đối với người khác tốt như vậy người bên gối tâm tình không cần suy tính người không là lánh băng băng cơ khí có cảm tình hắn mới sẽ không xỏa hề hề lại một nữ nhân trước mặt nói khác một người nữ nhân lời hay đương nhiên hắn càng thêm cúng rốn hỏa điệu cùng thương lang giữa ma sát lúc nào sẽ bạo phát đâu một núi không cho nhị hổ chính là lợi ích chung thời điểm bọn họ có thể hợp tác nhưng đương cục mặt thoáng ổn định lại hoặc là lợi ích phân phối không đều chia thời điểm phải nên làm như thế nào đâu hòa điệu thương lang trong lúc đó chắc chắn phân liệt lúc này bội thành căn cứ hòa điệu cùng thương lang góp đến một chỗ thật không nghĩ tới sẽ là kết cục này đối diện thực lực hay là rất mạnh chỉ bằng người ta không có khả năng hoàn toàn trường khống. chúng ta được mượn hơi ngân hổ. Người đi ức ừ. khoa huyễn bản thiên đỉnh cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh cùng tu tiên giới đấu sức cùng ma pháp văn minh giao phong chương 427, bạch tiêm sở là chiến lược cầu hoa tươi hoa điểu thương lang các loại thôn vân thổ vụ chung khói thuốc lá gì gì đó đã sớm là tìm một căn thiếu một gốc bất quá thuốc lá gì gì đó vẫn bị tìm được lại trồng một bộ phận đại ca một cái thủ hạ vội vã vội vàng chạy vào như thế nào những thứ kia không theo đội ngũ nhỏ đại bộ phận bị chúng ta hàng phục tiểu bộ phân núp vào tạm thời không có tìm được trung thành đã đông thành đã bị chúng ta khống chế lên cựu đảng bị đè ép đến rồi bắt thành bất quá ngân hồ đội ngũ gắt gao đứng im trung thành tây nam bộ cùng với nam thành bộ phận còn có người thường đại để đều đi tây thành hòa điệu phất phất tay ta biết rồi đi xuống đi đại ca kia chúng ta bây giờ dành thời gian khống chế chúng ta nắm giữ hai cái khu vực cẩn thận cựu đảng thế lực phản công những thứ khác tạm thời không cần phải xem vào cái kia tiểu đệ có chút nghi hoặc cái kia ngân hồ những người đó đâu hòa điệu trừng mắt một cái ta không phải nói sao tạm thời mặc kệ bọn hắn là còn một vấn đề đại ca tây thành những người bình thường kia làm sao bây giờ muốn những phế vật kia làm cái gì minh bạch tiểu đệ lui xuống thương lang túi đầu nhìn lấy trên bàn truyền âm ống nghe điện thoại chân mày lúc mặt nhăn lúc triển khai chúng ta cùng tân hỏa thành hợp tác tạm thời chấm dứt hòa điệu lắc đầu ngưng hẳn làm sao có khả năng tuy là chúng ta xuất thủ chỉ là căn cứ vào tự vệ thế nhưng người phía dưới đã hưởng qua hạnh phúc ngươi để cho bọn họ lại trở lại hỏng bét thời điểm vậy còn sẽ có người theo chúng ta sao đến lúc đó không cần cựu đảng bức bách chúng ta tự chúng ta cũng sẽ sụt xuống cái kia liên hệ đối diện hóa điều trầm mặc một chút mạnh mẽ quất một khẩu khí hút khô rồi trong miệng khói thuốc lá lúc này mới lắc đầu chờ chúng ta trước ổn định lại căn cứ rồi hay nói cũng là sẽ đi ngay bây giờ đàm luận nhân ra cũng chưa chắc biết để ý đến chúng ta tham lang cũng là bất đắc dĩ lắc đầu đều là kẽ ngã đầu đàm luận người tính đầu sao không chỉ như vậy người đoán ngân hồ bên kia có hay không truyền âm ống nghe điện thoại theo suy đoán của ta trong phòng của nàng hẳn là thì có một cái truyền tố môn cái gì đi thông tân hòa thành tham lang ngây ngẩn cả người không phải vậy đâu người điều tra đến rồi không có hòa điệu lắc đầu đua gì thế bốn vị đội trưởng địa bàn há là dễ dàng như vậy liền thấm bảo nhưng cơ bản có thể kết luận ngươi liền không có tò mò quá vì sao ngân hồ biết một mình đi trước tân hòa thành nàng vì sao lại muốn một mình bỏ qua một bên căn cứ người đi qua bên kia ở lại mấy ngày cái kia thời gian mấy ngày bên trong chuyện gì xảy ra không có ai biết nhưng ngươi đoán nàng một cái người qua bên kia có hay không bắt được cái gì thực chất chỗ tốt tham lang lúc này mới ý thức được cái gì không nói khác nàng cái kia không gian giới chỉ liền tuyệt đối không phải sư chính nghị cho sở dĩ hiện tại phiền phái nhất tình huống là lữ thụ chỉ biết cùng ngân hồ giao dịch thương lang cao mày ngươi phải biết rằng ngân hồ có thể là cô gái đẹp mặc dù không có thực sự hiểu rõ quá lữ thụ nhưng hai người cơ bản nhất trí kết luận cái tiêu nha là một lờ ép ngân hồ đi qua có thể vương tha mới chỉ có thật gọi gặp quỷ đâu sở dĩ chúng ta làm nhiều như vậy chính là vì cho nàng làm quần áo cưới hai n chúng ta là không còn đường để đi thương lang cũng trầm mặc đúng vậy không còn đường để đi cứu đảng thế lực đã chế định một cái kế hoạch diệt trừ hòa điệu lợi dụng dòng bi như vậy sau đó thì sao không phải thu nạp hắn chính là đồng dạng diệt trừ bất kể là cái kia một cái kết quả địa vị của hắn đều sẽ lọt vào đà kích môi hở răng lệnh đạo lý hắn vẫn là biết sở dĩ dứt khoát quyết nhiên gia nhập hỏa điều kế hoạch đương nhiên không nên nhìn thương lang phản ứng chậm hắn cũng không phải người ngu có chính mình tính toán nhỏ nhặt đâu nói chung chúng ta bây giờ mục tiêu là hủy diệt cựu đảng thực lực còn như ngân hồ hết khả năng mời chào thực sự không được vậy chia đều bội thành căn cứ hòa điệu nói rằng cũng chỉ có đi một bước xem từng bước đúng lúc này thương lang tiểu đệ cũng vào vào lão đại đã xảy ra chuyện ngân hồ đã rút lui trung thành nhường ra góc tây nam tiến nhập nàng nam thành khu vực cái gì đây là ý gì chẳng lẽ nói ngân hồ đã tiếp nhận rồi cựu đảng thế lực lôi kéo không đúng bọn họ không có nhanh như vậy mới là Hơn nữa chúng ta cũng cắt đứt bắc thành đến nam thành đường bọn họ làm sao có khả năng qua nhanh như vậy đi hòa điệu cung cấp tăng đứng lên nhưng có chứng kiến ngân hồ truyền tổng môn cái gì truyền tổng môn không sao đi xuống trước đi không chín cái kia tiểu đệ mật người nhìn nhà mình lao đại liếc mắt thương lang phất phất tay lúc này mới quay đầu lý khai cứ nhiên giật dây tiểu đệ của ta em đi ngươi thẳng thắn cũng giật dây ta tính rồi thương lang cũng bắt đầu sinh lòng oán hận hòa điệu cũng không có chú ý tới hắn chân mày co giúp nhanh trong mắt không được loạn chuyển lấy tốt một hồi mới chỉ có thở dài xem ra trong thời gian ngắn không cần đi mời chào ngân hồ à nàng rõ ràng hai nhúng tay vào thái độ cái này chương bốn trăm hai mươi tám hiệp chi đại giả ngân hồ tương cầu hoa tươi bộ thành căn cứ tổng cộng chia làm năm cái khu vực trước đây sư chính nghị lãnh đạo cựu đảng lực lượng trưởng không trung thành phạm vi cũng là bảo tồn khoa học kỹ thuật lực lượng hoàn thiện nhất khu vực trong đó có không ít hoạch lực lượng Hoa Điểu. Thương Lang chính là kiên kỵ sư chính nghị theo chân bọn họ đồng quy vô tận, lúc này mới làm đánh bất ngờ, một lần hành động kích sát đồng thời nắm trong lòng bàn tay thành. Mà bây giờ, thế cũng được hòa điệu, thương lang trong tay bọn họ lớn nhất uy hiếp. Tuy là mạt nhật một năm nửa năm, khoa học kỹ thuật lực lượng ở toàn diện biến mất, Trung Thành đã không chiếm ưu như thế, nhưng những thứ này hạch lực lượng vẫn là có thể thúc giục Chỉ cần dùng suất cao, lôi điện công kích, bom hạt nhân có thể nổ lên. Nguyên bản hòa điệu chia sẻ phòng ngự bộ phận là Tây Thành, hiện tại hắn mang theo thủ hạt nhân, chủ động chiếm cư Trung Thành ba, thả ra Tây Thành phòng thủ số lớn người sống sót bức bách các loại bất đắc dĩ hướng phía tây thành tụ tập đi qua mà tham lang phòng ngự lực lượng hay là đông thành bò cạp đỏ phòng giữ chính là bắc thành phạm vi đáng tiếc bò cạp đỏ đội ngũ đã bị đánh nửa tàn phế cùng cựu đảng lực lượng thối lui ra khỏi trung thành nam bên lại là ngân hồ phòng vệ giải đất ngân hồ rút khỏi trung thành tin tức bắc thành cựu đảng thế lực tuy là chậm một giờ nhưng vẫn là chiếm được trong nháy mắt mừng rỡ như điên trọng thương bò cạp đỏ cốt kết cắn hàm răng trong mắt lóe hung ác sắc khí rất tốt xem ra ngân hồ là cự tuyệt cùng cái kia hai cái kẻ phản bội hợp tác rồi tốt rất tốt Cánh tay trái của hắn bị đánh gãy, may mà lui tức thời, đang tiếp thủ gãy chỉ khép lại trị liệu. Bị thương rất nặng, bội thành căn cứ y sư cũng không phải là đường phi loại này, muốn trong thời gian ngắn làm cho cánh tay khôi phục. Ha ha, khó hơn lên trời. Bò cạp đỏ. Ít nhất, một tuần lễ đừng nghĩ tái chiến đấu. Cứu đảng một đám đầu mục tụ tập cùng một chỗ, trên mặt đều có chút như chút được gánh nặng. Bọn họ đều rất lo lắng ngân hổ ngã về phía hóa điệu, tham lang bên kia. Đến lúc đó bọn họ liền hoàn toàn xong đời. Các ngươi cảm thấy, ngân hồ đang suy nghĩ gì? Nàng có mấy phần khả năng gia nhập vào chúng ta? Không gia nhập chúng ta chẳng lẽ nàng muốn một mình đối với kháng hỏa chim tham lang cái kia hai cái kẻ phản bội bò cạp đỏ còn người trường lão viên Đáng người thấy chung quanh người cũng không nói bò cạp đỏ cái này mới phản ứng được đúng vậy ai quy định nàng ngân hồ liền nhất định phải theo chân bọn họ cựu đảng lực lượng hợp tác từ trên bản chất mà nói nàng cũng là thế lực mới cùng tham lang hỏa điệu là người cùng một đường đông dạng tử bọn họ cũng gặp phải sư chính nghị phân hóa chèn ép mặc dù cũng không có hỏa điệu như vậy nghiêm khắc nhưng bây giờ loại tình huống này tính thế nào cũng không giống là có thể sẽ theo chân bọn họ hợp tác nhịp điệu a có thể nàng thối lui ra khỏi trung thành đây là ý gì đúng vậy chẳng lẽ không đúng cùng kẻ phản bội phân do giới hạn ý tứ đây có lẽ là nàng thông minh nhất địa phương trước tiên lui ra trung thành tránh cho cùng hòa điệu thương lang chính diện xung đột có thể bảo vệ tốt địa bàn của mình nàng vừa có thể lấy hợp tác với chúng ta cũng tương tự có thể tuyển trạch cùng hòa điệu hợp tác đương nhiên cũng có thể ở giữa chúng ta cân bằng tự thành lập thế lực người thông minh nhìn ra ai nói ngân hồ chỉ có cùng hai nhà bọn họ hợp tác một con đường này hai chọn một sau đó đâu ai cũng biết mới là ổn nhất định kết cấu ba cái lực lượng lẫn nhau hạn chế như ngụy thục nô cái dạng nào có thể cùng tồn tại vài thập niên nhưng trong đó một phương thiếu sót đâu nếu như không phải thay thế ngụy quốc tây tân quá yếu lại bận bịu nội chính cùng với phương bắc xâm lấn bên ngoài nô quốc căn bản không kiên trì được mười bảy năm mấy năm bên trong sẽ xong đời đồng dạng ngân hồ gia nhập vào hai người bọn họ phương bên trong bất luận cái gì một cái hợp lực đánh tan địch nhân phía sau bội thành căn cứ muốn một phân thành hai ai cũng biết rõ một núi không cho nhị hồ hiện tại an ổn nhất đúng là ba cái lực lượng ngang hàng hoặc là có người phát hiện một cái kinh khủng khả năng cuối cùng bội thành căn cứ có thể sẽ bị ngân hồ trưởng khống người phải biết rằng liền trước mắt mà nói hai người bọn họ phương có thực lực tổn hao duy chỉ có ngân hồ tấp tổn thương không có nàng có thế gia nhập vào trong đó giết chết khác một cái sau đó sẽ rơi quay đầu lại giết cái hồi mã thương hai nhà bọn họ thật đúng là không nhất định gánh nổi nhìn đâu sau đó cựu đảng bộ phận đầu lĩnh cũng bắt đầu chống cự liên hợp ngân hồ bởi vì sơ sót một cái chính là dẫn sói vào nhà a chúng ta ở chỗ này suy đoán không có ý nghĩa đối với không phải vậy trước tiếp bốn trăm linh bảy tiếp xúc một cái thổ long năng lực của ngươi thích hợp nhất đi một chuyên à ta cái này làm sao không được bò cạp đỏ hoàn liếp mắt ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì một cái hơi lộ ra tặc mi thử nhãn nam tử ngây ngẩn cả người ta ta đương nhiên là đang suy nghĩ giải quyết như thế nào hỏa điệu cái kia vương bắt đàn a cắt hiện tại ai cũng nhìn ra cục mặt gây bất lợi cho bọn họ còn đánh đánh tiếp thua chỉ có bọn họ muốn cho tiểu gia ta đi làm phá hôi Hành! ai nói chỉ có một lựa chọn lao tử hoàn toàn có thể bỏ cho dựa vào hỏa điệu a lao tử cũng không phải là cựu đàn nhân một cái thủ hạ hấp tấp chạy vào đã xảy ra chuyện mới nhận được tin tức ngân hồ tựa hồ là đang cố ý tiếp nạp tây thành người sống sót hiện tại toàn bộ tây thành đều đang đồn ngân hồ là đương đại quyết tính hiệp chi đại giả vì nước vi dân cái gì cựu đảng các đầu mục trong nháy mắt biểu tình khó coi không xong chương bốn trăm hai mươi chín đại tỷ đại đây là muốn trưởng khống đội thành căn cứ cầu hoa tươi vê vâng. anh tin tức này nghe đang lúc mọi người trong lỗ thai quả thực giống như tình thiên phích lịch a đây là cái gì thi ân cổ đại đế vương kiên kỵ nhất chính là thi ân ân loại vật này chỉ có đế vương có thể bình thường quan lại là không thể tên tốt có thể đế vương có thể dành cho thần tử các loại quyền lợi danh tiếng tiền tài mỹ nữ địa vị cô đơn kiêng kỵ thần tử làm ra thu mua lòng người sự tỉnh tỉ như một ít phi vương ở đại thai chi niên phát cháo miễn phí hành nhân thiện cử chỉ cái này liền phạm vào đế vương kiêng kỵ trách tích ngươi nghĩ thu mua lòng người à là không phải là muốn phủ định sự thống trị của ta địa vị ta có thể cho phép ngươi nữa phương bên trên cấp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân có thể cho phép ngươi khi nam phép nữ ngươi coi như làm cho người người đoán trách cũng không có gì đế vương ngược lại càng thêm yên tâm có thể hành thu mua lòng người cử chỉ liền phạm vào kiêng kỵ trong lịch sử những thứ kia nhân từ vương gia không có chỗ nào mà không phải là lọt vào quân chủ kiêng kỵ mà bây giờ chính là đại thai lúc ngân hồ cũng là thành thạo thu mua lòng người việc hòa điêu thương lang cẩm phổ thông người sống sót làm con cờ thí bọn họ cựu đảng nhân cũng là nhìn người bình thường có cũng được không có cũng được liền nguyên ngân hồ đại bao đại lãm đem trách nhiệm nắm vào trên người mình đi cứ thế mãi xuống phía dưới đội thành căn cứ lòng người ở nơi nào cái này còn cần hỏi sao đương nhiên bọn họ như trước không cảm thấy những người bình thường này có đáng giá gì chiêu mộ giá trị ở trong mắt bọn họ chỉ có đều là năng lực giả chính bọn họ mới là người cùng một đường những người bình thường kia ha hả bình thường cho bọn hắn một miếng cơm ăn là được đừng chết đói liền được giá ngồn nào hai anh có tin hay không đem người nhà ném ra ngoài uy dòm bị hạ à? muốn nhận kéo lòng người hạ à? bò cạp đỏ bĩ môi hắn cũng ý thức được ngân hồ phải làm gì nhưng không sao cả hiện tại cũng không phải là cổ đại ngươi làm ra nhân từ danh tiếng thanh tú một bả gì gì đó là có thể mời chào một nhóm lớn người theo đuổi sau đó cùng ngươi đi bắt đầu sự nghiệp những người bình thường kia một chút chiến lực đều không có một cái năng lực giả cho dù là cấp một đều có thể tàn sát hết một tòa thành ngươi nghĩ mời chào những người đó cùng ngươi làm ha hả hống một tiếng nói là có thể đem bọn họ dọa cho chết muốn nhân khẩu căn bản không cần nền chính trị nhân từ nắm tay người nào lớn ai nói chuyện đương nhiên bò cạp đỏ loại tư tưởng này cũng không thể nói sai hắn xác thực chỉ cần đánh bại ngân hồ hòa điệu thương lang phía sau bằng vào cường đại thực lực đã đủ chấn nhiếp những người bình thường kia căn bản không cần phải đi thu mua lòng người bất quá có lữ thủ ám xoa xoa tham gia phía sau tình huống hiện tại nhưng là khác rồi a à. ngân hồ chắc là một cái rất nữ nhân thông minh mới đúng tại sao phải làm những thứ này xuất lực không có kết quả tốt sự tình đúng vậy chẳng lẽ nàng có quỷ cái gì không hiểu nổi a hiện tại ý niệm này còn cần đi thi ân người coi như thi ân cũng không tất yếu đối với những người bình thường kia tốt quá phận thái quá chứ không hiểu a à, cái này thao tác quá thanh tú một chút con a à. ân đã mạt nhật một năm dưới nhiều mọi người tư duy nhận thức chi kỷ trải qua dần dần thoát khỏi mạt nhật trước trật tự xã hội bắt đầu hướng cường giả thế giới dựa mặc dù không có minh sắc đạn sinh ra thế nhưng ở rất nhiều cường giả trong nội tâm đã sớm tạo lập được nô lệ xã hội trật tự không sai nô lệ liền phong kiến trật tự cũng không tính là là nô lệ những người bình thường kia trong lòng bọn họ chính là nô lệ ngân hồ loại này cùng nô lệ tốt như thế hành vi ở trong mắt bọn họ xem ra chính là thỏa thỏa cắt so không thể nào hiểu được a không phải chỉ là bọn hắn không hiểu nổi liền ngân hồ thủ hạ cũng đều có chút bối rối từng cái từng cái đều có chút oán giận thật không hiểu nổi lão đại tại sao muốn đem bọn họ mời chào được những người này có chỗ ích lợi gì không ngoại trừ lãng phí lương thực của chúng ta nhưng phạm là cái năng lực giả đoàn đội trong đội ngũ tất nhiên có lượng trùng thanh âm một loại cùng bò cạp đỏ bọn họ giống nhau chỉ có đều là năng lực giả tồn tại mới là bọn họ dựa vào nhau chiến hữu đồng bọn hoàn toàn năng lực giả đội ngũ loại thứ hai chính là hiện nay năng lực giả mang người bình thường hoặc pháp trước mặt không cần phải nói không có gánh vác không có trói buộc sống cho thoải mái hơn nữa đã không có gánh vác muốn đi nơi nào thì đi nơi đó người sau sao con ghẻ, ai cũng hiểu có thì chiều thời điểm cũng sẽ không cùng loại thứ nhất cái dạng nào lực không thể địch thời điểm liền lui lại bọn họ đi còn đi không nổi vừa đi cái kia hơn bạn người thường thì phải chết đồng dạng ngân hồ trong đội ngũ cũng có lương trùng thanh âm câm miệng ngươi biết cái gì ngươi nếu như minh bạch đại tỷ đầu cái nhìn đại cục ngươi coi như lao đại rồi khái khái lời này không thịnh hành nói lang ca ngươi làm muốn ta chết ta cái kia tiểu đệ sợ đến nhanh chóng che lang ca miệng lời này có thể không phải hưng thuyết nếu như bị đại tỷ đầu nghe được không thể thiếu đánh một trận cút đi thay ngươi có phải hay không chưa dựa hả một cỗ mùi túi hh cũng không dám nói chính mình mới đi nhà cầu xong bằng không cái mong muốn không giữ được bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lang ca đại tỷ đầu rốt cuộc là tính thế nào hả nhìn lấy một nắm một nắm phổ thông người tụ tới một bộ cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến muốn đáp án phía sau nét mặt mừng rỡ như điên cái tiêu tiểu đệ cũng có chút phát điên những người đến này sau đó bọn họ thức ăn tự nhiên muốn bị phân đi ra một bộ phận khổ ai trước kia là cả một cái căn cứ chiếu cố những người này hiện tại tốt lắm sư chính nghị tư lệnh chết rồi còn lại hai bên mặc kệ những người này tất cả trọng trách toàn bộ khiêng ở đại tỷ đầu trên vai cam ngươi biết cái gì đại tỷ đại đây là muốn chuẩn bị trướng khống đội thành căn cứ à cái này gọi là thi ân thu mua lòng người hiểu không phải ngươi suy nghĩ một chút người khác đều mặc kệ bọn hắn chết sống cũng chỉ có đại tỷ đầu quản bọn họ sẽ cùng ai nhưng là đây không phải là năm đấm lớn là được sao lại đang bố trí ta cái gì chứ ngân hồ đột nhiên xuất hiện ở một bên cho mọi người sợ hết hồn khái khái đại tỷ đầu không có không có chính là có chút ngạc nhiên hai anh đều theo ta tiến đến từng cái rũ cục đầu chuẩn bị ai huấn phải không là rất hiếu kỳ ta vì cái gì muốn thu long toàn bộ căn cứ người sống sót kỳ thực bọn họ là trói buộc ta đây rất rõ ràng nhưng căn cứ muốn phát triển nhân loại muốn sinh sôi nảy nở nhất định phải cần nhân khẩu đương nhiên những thứ này quá xa vời nói với các ngươi cũng không hiểu các ngươi chỉ cần biết gần dễ đi là tốt rồi vào lúc này ai đối tốt với bọn họ bọn họ sẽ trung thành với ai đồng bọn của chúng ta chỉ có năng lực giả như vậy năng lực giả từ chỗ nào tới sóng gió nhãn thần sáng lên tinh hạch giác tỉnh bên trong đối với những thứ này từ tinh hạch giác tỉnh đi ra năng lực giả đều là từ đâu tới phía ngoài người thường bọn hắn bây giờ bị ném bỏ mà chúng ta đón nhận bọn họ bọn họ sẽ đối với chúng ta cảm động đến rơi nước mắt tương lai trở thành năng lực giả cũng sẽ không cùng hỏa điệu thương lang cái dạng nào dễ dàng phản bội chương 430, vào bí cảnh cầu hoa tươi ở ngân hồ giảng giải phong lang đám người cuối cùng là phản ứng lại từng cái hô to đại tỷ đầu anh minh nói bạch tiêm sợ cười cười không phải nàng anh minh là lữ thụ anh minh việc này đều là lữ thụ giúp nàng nhu đổ. tính tình của nàng có chút phật hệ kiếp trước cũng là ở đã trải qua trải qua hỗn loạn sau đó lúc này mới từng bước nhen lửa rồi nội tâm nàng nóng bỏng hòa diễm mới hiểu rõ nội tâm của mình tuyệt đối quyền lợi không sai kiếp trước ngân hồ cũng không phải là ở hòa điệu tham lang lần này phản loạn sau đó leo lên bội thành căn cứ quyền lợi vũ thai mà là tại vô số lần sau đó mới chỉ có dứt khoát quyết nhiên cầm xuống người nói chuyện địa vị có thể là nàng cũng hiểu được mệnh chết đi một lần lại một lần gây sự tình căn cứ đều phải bị những người đó cho tiêu hủy mà bây giờ hòa điệu tham lang phản loạn trước giờ lại có lữ thụ bảy mưu tinh kế ngân hồ quyền lợi địa vị cũng trước giờ đang chẳng tốt lắm mấy ngày này đều cẩn thận một chút ta chúng ta tạm thời không muốn cùng hòa điệu tham lang bọn họ sản sinh xung đột toàn lực vững chắc căn cứ an toàn là hơn bọn thủ hạ dồn dập gật đầu minh bạch phân phó làm cho các huynh đệ bảo vệ tốt địa bàn của chúng ta tuy là chúng ta không cùng bọn họ tranh đấu nhưng là muốn đê bọn họ gây sự tình phong lang gật đầu yên tâm đi đại tỷ đại ta một hồi liền phân phó Ừm, chúng ta nhiệm vụ vẫn là đê dị thú dọn bị xâm lấn huynh đệ tám trăm linh bảy nhóm mỗi ngày tuần tra không thể thả lỏng đám người gật đầu là bội thành căn cứ tình trạng tạm thời ổn định lại ngân hồ có chút kinh ngạc cả đi hướng cư nhiên cùng lữ thụ suy nghĩ giống nhau như lúc. tham gia phân tấn cục diện đã hình thành. Cứu đảng, hòa điệu, tham lang, cùng với nàng, tam phương thế lực ngang hàng chạy tới một cái vi diệu tình trạng, vi diệu đến hơi có chút hỏa tỉnh tử lập tức liền nổ tung tình trạng. Nửa tháng sau, trung quanh căn cứ đã đã nhận ra chỗ không đúng, phái tới điều tra tình huống năng lực giả bị tự dưng giữ lại. Cái này bạo phát lần đầu tiên xung đột. Bộ thành căn cứ cùng xung quanh căn cứ vũ lực xung đột. Đừng xem tam gia ai cũng nghĩ cắn nuốt hết ai, nhưng không nghĩ ngờ chút nào là, đang đối với bên ngoài thời điểm bọn họ đều là nhất trí tham gia liên hợp lại đánh lui xâm phạm xung quanh căn cứ vũ lực đương nhiên sau đó lại trở thành lẫn nhau khó chịu lẫn nhau tình huống sau đó cựu đảng cùng hòa điệu hai bên mỗi ngày đều sẽ bạo phát tiểu quy mô xung đột cuối cùng kết cục lấy cựu đảng năng lực giả phản bội đưa tới cựu đảng thế lực lớn biên độ hao tổn phần sau tháng lấy ngân hồ dẫn đầu nhấc lên phạm vi ba bà giảm bàn đàm phán tuy là đàm phán không có nhiệm hà kết quả nhưng lẫn nhau giữa giao phòng cũng tuyên cáo tạm thời chấm dứt cái này tự nhiên là tất nhiên kết quả cựu đảng hòa điệu tham lang đều biết hai nhà bọn họ trong lòng rõ ràng lại tiếp tục đầu nữa được lợi cuối cùng vẫn ngân hồ Vũ lực thời điểm cực thịnh, bọn họ còn rất kiên kỵ ngân hồ, càng không cần phải nói hiện tại hai phe đều có hao tổn tình huống. Chỉ là làm bọn họ nghi ngờ là loại này tham gia đàm phán cục diện chắc là từ bọn họ song phương bất kỳ một đưa ra mới đúng, lại tuyệt đối không ngờ rằng đưa ra ngồi xuống nói chuyện với nhau cũng là ngân hồ. Hai nhà đều có chút nộ, ngân hồ không có nhân cơ hội gây sự gây xích mích song phương liên tính, thế nào cũng phải cần ngồi mát ăn bắt vàng tòa sơn quan chiến a. Sau đó nhân cơ hội nuốt chọn hai người bọn họ phương vũ lực, thực sự là nghĩ không ra tới, tại sao phải ngồi xuống đàm phán? Nhưng cuối cùng là không có đến hoàn toàn băng bản tình trạng chí ít bọn họ còn bảo lưu lại chính mình bộ phận lực lượng không phải sao còn như phía sau đi một bước xem một bước a. về phần tại sao đàm phán ngân hồ thần bí cười cười đương nhiên là bây giờ còn không đủ để cắn nuốt hết còn lại hai phe lực lượng nào ách ngược lại cũng không phải không có mà là mậu mậu nhiên phát động công kích phía sau coi như hoàn toàn phá hủy còn lại hai phe chiến lực, cũng tất nhiên sẽ đưa tới bội thành căn cứ thực lực tổng hợp suy sụp đến lúc đó đừng nói là xung quanh căn cứ mơ ước một ngày có dòm bi thú triều vây công cơ địa tuyệt đối với gánh không được mà hiện nay tam phương mặc dù không là một lòng nhưng ít nhất đang đối với bên ngoài thời điểm vẫn là nhất trí đợi đến thực lực bản thân đủ cường đại sau đó mới là một lần hành động nuốt trọn còn lại hai phe thời điểm hơn nữa nàng còn muốn nhìn hòa điệu thương lang lúc nào trở mặt thành thu đâu lữ thụ nhưng là nói giữa hai người tất nhiên sẽ có quyết liệt một ngày nàng muốn nhìn một chút nói với lữ thụ thời kỳ có hay không sắp xỉ nếu quả như thật quyết liệt nàng thậm chí có thể không uống người nào liền triệt để trưởng khống đội thành căn cứ có sao mà không làm đâu chờ một chút thôi hiện tại nhưng là phát triển thực lực mình mới tốt thời gian thời gian mỗi một ngày biến mất lấy khoảng cách lần trước từ xương đô căn cứ sau khi trở về đã qua bốn cái bán nguyện, tân hỏa thành dưới thành đã sớm kiến thành kết thúc. trên thực tế dưới thành vĩnh viễn không có lúc kết thúc, bởi vì dưới thành là một cái khu vực một cái khu vực kiến tạo, làm khu vực này ở đủ sau đó, mà bắt đầu kiến tạo mới tỉnh một khối phía khu. thắng đến lữ thụ cảm thấy dưới thành đã bao hòa sau đó, mới có thể kiến tạo tường thành, đem dưới thành ngăn cách. sau đó liền dưới thành bên ngoài ngoại thành, ngoại thành nơi đây ở, trên cơ bản chính là một ít người bình thường, điều kiện càng thêm không cần phải nói, chỉ so với xóm nghèo khá hơn một chút cũng được. hôm nay sáng sớm, lữ thụ mới từ đường phi trong phòng ngủ đi tới, liền nhận được lý sơ truyền âm ống nghe điện thoại trong lòng hơi run lên sau nửa giờ sở hữu phụ thành chủ vệ đội đều tụ với nhau sở hữu đi ra ngoài tiểu đội đều nhận được tin tức phía sau hỏa tốc chạy về nhìn lấy trên đỉnh đầu ba ba bá, bá phi phi qua cự lòng sở hữu tân hỏa thành cư dân đều có chút mê man phát xảy ra chuyện gì mới vừa đó là một đội lôi đội không phải mới ra đi sao tại sao lại đã trở về còn có đội ba thường đội cái này một loại tên gọi là khủng hoảng tâm tình ở trong lòng mọi người vang lên tựa hồ là xảy ra đại sự gì không thấy thành vệ quân cũng bắt đầu nghiêm nghị rồi hả từng cái dồn dập hỏi thăm lại bị ánh mắt hung ác cho chừng trở về tất cả mọi người rõ ràng ta vẫn lo nghĩ cái kia bí cảnh bây giờ rốt cục mở ra trong lòng mọi người khẽ run lên là xương đô căn cứ cái kia long cốt bí cảnh sao đường phi nhữ mày mũi nhọn xuất phát từ hiếu kỳ nàng cũng đi xem qua cái kia cự đại long cốt di hải trung điệp quay quanh ít nói cũng có bốn năm trăm mét bộ dạng mặt trên hiện đầy thời gian lực lượng căn bản là không cách nào tới gần hơi chút tiếp cận một ít lập tức bị truyền tống về tới cho tới nay chỉ có lữ thụ một người đã tiến vào từng là thời điểm tiến nhập long cốt bí cảnh Lữ thụ nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Bất quá bởi vì khả năng tồn tại nguy hiểm, ta cần một bộ phận tỉnh bình cường tướng theo ta đi vào. Số lượng ở tinh không ở số nhiều, hơn nữa, ở chúng ta lúc rời đi nhất định phải có tuyệt đối chấn nhiếp lực lượng sáu tay, tân hỏa thành không thể loạn.